chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện Thanh Hà Viên Ăn, Trương Bán Tiên ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn thấy tần sắc ra tới, mặc như vậy một thân, trong mắt đều nhanh rơi ra đến, vội vàng để đổ xuống nói. Sư phụ, ngươi cái này xuyên chính là không phải quá một mặt một chút. Tần sắc nhìn một chút mình, giang hai tay ra, không tốt sao. Sư phụ ngươi dung mạo xinh đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn. Trương bán tiên cầu sinh dục bạo rạp, chỉ là cái này y phục quá làm đi, nhìn qua liền cùng đầu đường cuối ngõ cái nào đến phiên chợ bên trên bán đồ nông hộ giống như. Nếu không sư phụ ngươi vẫn là đổi một kiện đi, đổi một kiện hơi xinh đẹp điểm, cái này đến cùng là tiếng cung, lại không phải đi mua thức ăn, vẫn là phải chú ý điểm, ngài nói đúng không tần sắc cong môi cười một tiếng không đổi ta muốn được chính là cái hiệu quả này a à, trương bán tiên nghe không hiểu hắn chỉ gặp qua có người liều mạng trang phục xinh đẹp làm sao còn có người liều mạng đem mình hướng xấu bên trong giả trang tạ hành lại hiểu rõ gật đầu một cái xác thực dạng này càng tốt hơn trương bán tiên cái này cái kia tốt rồi đây chính là ngươi không hiểu tần sắc nói thân phận của ta bây giờ vốn chính là cái nông thôn ra tới bé gái mồ côi ở nhờ tại thân thích nhà ngươi cảm thấy ta sẽ có bao nhiêu phú quý xuyên được phổ thông mới càng phù hợp thân phận của ta bây giờ càng không đáng chú ý nói cho trong cung những người kia ta chính là cái nông thôn nha đầu hơi biết chút y thuật ngẫu nhiên cứu thái tử kia là tổ tiên tích đức thực sự trị không được yến vương bọn hắn cũng sẽ không trách tội hiểu không trương bán tiên cái này mới phản ứng được hóa ra là dạng này sư phụ ngươi nghĩ đến thật là xa Trương bán tiên vuốt mông ngựa, lập tức dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Không phải ta nhìn xa thật, là ngươi quá không hiểu suy nghĩ chuyện. Tần sắc lườm hắn một cái, ngồi ở bên bàn tới, trương bán tiên đành phải lúng túng hắc hắc cười không ngừng, tần sắc lấy tới một khối bánh ngọt, kéo xuống một điểm nhét vào. Miệng bên trong, cùng tạ hành nói ra, buổi chiều ta tiến cung về sau, các ngươi tốt nhất thiếu đi lại, yến vương bên kia không biết sẽ còn làm cái gì, đã để mắt tới chúng ta, chỉ sợ thủ đoạn không ngừng, về sau mọi người xuất nhập đều cẩn thận một chút. Tạ hành gật gật đầu, trương bán tiên vội vàng nói, sư phụ ngươi yên tâm, ta nhất định cẩn thận. Tần sắc có chút vui mừng, mấy người ăn xong điểm tâm về sau, tần sắc vừa mới chuẩn bị đi chờ đợi đạm đài hữu bên kia tin tức, lại trước chờ đến tần phu nhân cùng tần tương, tần phu nhân cùng tần tương mang theo mấy cái nha hoàng, nha hoàng trong tay các bưng lấy một cái mâm gỗ, phía trên là các loại y phục cùng đồ trang sức, tần sắc kinh ngạc nói, phu nhân đây là làm cái gì? Lão gia nói với ta, Ngươi hôm nay có thể muốn tiến cung để ta vì ngươi chuẩn bị một chút y phục đồ trang sức tần phu nhân khẽ nhấc tay một cái sau lưng nha hoàng liền đi lên phía trước bưng lấy mâm gỗ đứng ở tầng sắt trước mặt tần phu nhân cười nói đây đều là ta vừa chọn lựa tốt thanh đạm lịch sự tao nhã lại không mất ôn hòa ngươi xem một chút có thích hay không nếu là đều không thích ta lại đi chọn lựa chỉ có điều sợ thời gian không kịp không cần ta liền xuyên trên thân cái này một thân tiến cung liền tốt tần sắt vội vàng khoát tay những cái kia y phục đồ trang sức, nhan sắc là thanh đạm lịch sự tao nhã, nhưng một cái sau một cái trường rà, đi được đều là lộ mỏng xương mù mấy tầng phong cách tiên khí bồng bềnh, là rất đẹp nhưng quá long trọng, quá trường rà, tầng sắc không thích, cũng không thích hợp hôm nay cảnh tượng như thế này, tầng phu nhân mới chú ý tới trên người nàng y phục, ngạc nhiên nói, ngươi, muốn mặc lấy cái này thân y phục tiến cung. Không được sao. Tần sắc nhíu mày. Ta cảm thấy ta bộ quần áo này cũng rất đẹp tần phu nhân biểu lộ trở nên rất một lời khó nói hết, tần sắc quần áo trên người không phải nói không chừng thể, muốn đổi làm thường ngày cũng không có cái gì, nhiều nhất nhìn qua không hề giống đại hộ nhân gia tiểu thư thôi, nhưng nếu là tiến cung, kia tuyệt đối không đủ tư cách, tần phu nhân khuyên nhủ, tiến cung vẫn là muốn chú ý một chút, cung nội lễ nghi nhiều quy củ thật nhiều, quần áo có chút khó chịu, những cái kia quý nhân liền sẽ soi mói, như bởi vì ngươi y phục này bị phạt, đây không phải là quá ủng phí sao. Nàng cầm lấy bên cạnh một kiện y phục, Muốn ta nói, ngươi vẫn là đổi một cái đi. Tần Tương ở bên cạnh gật đầu, đúng a à, đúng a, à, Đường tỷ ngươi vẫn là đổi một cái đi, đây chính là tiếng cung, là tiếng hoàng cung, không là người nhà bình thường, cũng không phải giống Tào tỷ tỷ nhà dễ nói chuyện như vậy. Tần Tương vẽ mặt thành thật, Tần Sắc Tê cả da đầu, là thật không cần, ta liền xuyên cái này một thân đi, ta làm như vậy, tự nhiên có sắp xếp của ta, phu nhân Tương Tương, các ngươi trở về cùng Tần đại nhân nói, hắn sẽ minh bạch ta ý tứ tần phu nhân vẫn còn có chút chần chờ thật không đổi tần sắc đơn giản lắc đầu tần phu nhân thấy thế đành phải cầm quần áo thả lên vậy được rồi ta đi trước cùng lão gia nói một tiếng nói xong tần phu nhân liền dẫn tần tương vội vã đi dù sao tiếng cung thời gian sắp đến thời gian chuẩn bị lưu lại vốn cũng không nhiều nếu là tần mậu hòa bên kia có ý khác nàng còn phải vừa đi vừa về giày vò tự nhiên phải càng nhanh càng tốt tần sắc sợ tần phu nhân lại đánh một cái hồi mã thương đem tần phu nhân cùng tần tương đưa tiễn về sau nàng liền cùng tạ hành lòng vẫn còn sợ hãi nói ta nhìn ta vẫn là đi ra ngoài trước chờ thái tử bên kia người tới tiếp ta đi lại tại trong nhà này tiếp tục chờ đợi không chừng muốn giày vào thành bộ dáng gì tạ hành biết nàng là sợ tần phu nhân xảy ra bất ngờ quan tâm hết lần này tới lần khác đối phương mang theo vì tốt cho nàng danh hiệu không tốt nghiêm khắc cự tuyệt hắn liền gật gật đầu dặn dò ngươi hết thảy cẩn thận trương bán tiên phụ họa một câu sư phụ ngươi phải cẩn thận A. À? Biết, yên tâm đi. Tần sắc khoát khoát tay, liền trơn tru đi ra ngoài, một bên khác, tần phu nhân đi tìm tần mậu hòa về sau, nói. Rõ tần sắc nguyên thoại, tần mậu hòa dừng một chút, như là tần sắc nói tới đồng dạng, hắn lập tức hiểu được tần sắc là có ý gì, ngược lại là mình lớn tuổi, lại không nhìn thấy tần này, kết quả là, hắn liền để tần phu nhân đem y phục toàn bộ đưa đi thanh hà viên, giữ lại cho tần sắc về sau xuyên, về phần hôm nay liền theo tần sắc liền tần phu nhân liền lần nữa đem quần áo đưa đến thanh hà viên nhưng biết được tần sắc đã sớm chạy nàng minh bạch tần sắc đây là sợ mình lại tìm tới lập tức dở khóc dở cười chương 402, hầu như không cần phí sức 402, hầu như không cần phí sức sắc rời đi tần gia về sau cũng không có đi bao xa mà là tại tần gia chỗ góc đường tìm cái trà bày ngồi xuống chờ thái tử bên kia tin tức miễn cho nàng chạy quá xa cùng thái tử người bên kia bỏ lẫn cái này nhất đẳng Chính là nửa ngày, Đạm Đài hử sáng sớm, trước làm bộ đến tầng Gia hỏi qua Tần Sắc ý tứ về sau, mới phái người tiến cung cho Yến Vương truyền tin tức, xác định ra buổi trưa buổi trưa qua đi, mang tầng. Sắc tiến cung đầu năm nay liên lạc không tiện, tăng thêm trước một đêm nói xong ngày thứ hai buổi chiều tiến cung, Đạm Đài hử liền không tiếp tục phái người đi một chuyến, giữa trưa qua đi, hắn mới ngồi xe ngựa khoan thai tới chậm, lúc đó, tầng Sắc từ góc đường trà bày đổi được tử lâu, bản thân ăn một bàn tiệc trụ về sau, lại chuyển về trà bày tiếp tục chờ rốt cục nhìn thấy phủ thái tử xa giá, nàng thở dài một hơi, kém chút nhảy dựng lên, cuối cùng không cần đợi thêm. Nàng lập tức chạy lên trước. Vẫy vẫy tay, đạm đài hữu vừa vặn treo lên rèm, nhìn bên ngoài đường đi, liền thoáng nhìn tần sắc đứng ở một bên, hắn lập tức gọi thị vệ dừng lại xe ngựa, tần sắc thấy xe ngựa dừng lại đến, liền đi tới xe ngựa trước, đạm đài hữu kinh ngạc nói, tần cô nương ngươi làm sao tại cái này, không có ở tần gia chờ lấy. Ta ngại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, liền đến cái này sớm chờ ngươi. Tần sắc nói thẳng, đạm đài hử nhìn xem tần sắc kia một bộ đã sớm ra tới bộ dáng, lúng túng nói, cô nương đây. Là chờ bao lâu? Là có một hồi. Tần sắc không có có ý tốt nói mình sáng sớm liền ra tới các loại, nhưng cũng nho nhỏ phàn nàn một chút, đạm đài hử nghe vậy vội vàng nói, kia mau lên đây đi, trong xe có lò sưởi tay, bên ngoài phong hàng, coi chừng bị lạnh. Nói xong, đạm đài hử liền vương tay ra, muốn kéo tần sắc lên xe ngựa, tần sắc gật gật đầu, lại giống như là không thấy được đạm đài hữu tay đồng dạng, tay phải tại xe trên bảng khẽ chống, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt khẽ đảo mà lên, liền chui tiếng xe ngựa, đạm đài hữu yên lặng thu tay lại, cười nói, cô nương thân thủ thật tốt. Còn tốt a, à, cao như vậy một điểm xe ngựa, chính ta liền có thể đi lên, không cần đỡ. Tần sắc mặt mày công công cười lên, xem như giải thích một chút không có để đạm đài hữu đỡ dậy nguyên nhân, đạm đài hữu cười cười, gọi bên ngoài người quay đầu xe, đi hoàng cung, thái tử thị vệ lập tức vây quanh phía trước chuyển hướng, tần sắc nhìn ra phía ngoài nhìn, không khỏi nói, a, à, hôm nay làm sao không phải đồ tam gia đi theo điện hạ một khối ra tới. Ta để hắn tiên tiến cung đi thu xếp. Đạm đài hữu giải thích nói, tần sắc nghe vậy, đem câu nói này tại trong đầu qua mấy vòng, mới nói, điện hạ là sợ yến vương gây bất lợi cho ta, sớm để người đi bố trí. Đạm đài hữu cười nói, vẫn là cô nương thông minh, một điểm tức thông. Tần sắc dở khóc dở cười, Điện hạ rất không cần phải khẩn trương như vậy, chỉ là một cái Yến Vương còn không đã thương được ta. Yến Vương không đã thương được cô nương, kia những người khác đâu. Đạm Đài Hữu nghiêm túc nói, Yến Vương lần trước có thể tại Lâm Lan Đạo bên trong bố trí lớn như vậy một cái cục đến mưu hại ta, làm sao biết bên cạnh hắn sẽ không sớm bày ra những người khác. Có câu nói rất hay, cẩn thận chạy phi vạn năm thuyền, câu nói này luôn luôn không sai, huống chi ta cũng không muốn để cô nương đi mạo hiểm. Đạm Đài Hữu nhìn qua tầng sắc, có chút nghiêm túc, kỳ thật hắn càng muốn nói hơn, nếu như có thể đổi, hắn tình nguyện mình đi mạo hiểm, đều không nghĩ để tần sắc có nhất định. Điểm nguy hiểm, tần sắc nháy nháy mắt, câu nói kia đạm đài hữu không có nói ra, nàng nhưng cũng nghe ra, tần sắc trong lòng có chút xấu hổ, trên mặt lại giả vờ làm cùng người không việc gì, không tim không phổi cười lên, đa tại điện hạ quan tâm, điện hạ nói đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, là ta nghĩ quá đơn giản, làm phiền điện hạ vì ta chuẩn bị. Người ta ở giữa, không cần khách khí như thế. Đạm đài hữu cao mày nói, tần sắc phụ họa cười, lý trí nói cho nàng, lúc này tốt nhất đừng nói lung tung, thấy tần sắc trầm mặt xuống, đạm đài hữu liền thông minh đổi chủ đề, cô nương gần đây ở Kinh Thành đã hoàn hảo. Tần sắc khẽ cười, đều rất tốt, đều rất tốt. Ta nghe nói tần đại nhân đối cô nương coi như không tệ. Đạm đài hữu cười nói, nghe nói cô nương đến về sau, dĩ vãng chưa từng xin nghỉ nghỉ ngơi tần đại nhân, hiện nay thường xuyên xin nghỉ về nhà, chắc là muốn nhiều bồi bồi cô nương. Tần sắc cười, xem như thế đi, tần đại nhân xác thực đối ta không sai. Nghe nàng đối tần đại nhân xưng hô, đạm đài hữu kinh ngạc nói, cô nương cùng với tần đại nhân quan hệ dường như cũng không tốt. Bằng không làm sao lại xưng thúc phụ của mình, mơ miệng một tiếng tần đại nhân, tần sắc cười nhạt, không tính là tốt và không tốt, dù sao nhiều năm như vậy không gặp, thứ ba trước, ta thậm chí đều không biết mình có một cái thúc phụ, vì luận quan hệ thế nào xa gần. Xưng hô như vậy, chẳng qua là vì chúng ta đều thúc phụ điểm mà thôi. Đạm đài hử gật gật đầu, cô nương nói đến là, là ta nghĩ xóa. Điện hạ cũng là quan tâm ta, là phúc khí của ta. Tần sắc cười, đúng, điện hạ hôm qua trở về, liền gặp qua Yến Vương điện hạ, vậy nhưng từng gặp bệ hạ. Đạm đài hử, hôm qua gia Yến, gặp qua phụ hoàng. Tần sắc ồ một tiếng, khi lâm lan đạo sự tình, bệ hạ nói như thế nào? Phụ hoàng chỉ khen ta làm tốt, cũng không có nói cái khác, thăng thêm triệu tứ cũng không từng xuất hiện, chắc hẳn hắn còn không biết Yến Vương bộ mặt thật. Đạm đài hữu sắc mặt trầm xuống, hôm qua, ta xem phụ hoàng đối Yến Nhi Thái. Độ, mười phần hòa ái quan tâm, như là người bình thường cha cùng con, như ngày sau, ta thật một mệnh ô hô, Yến Nhi thân thể khỏi hẳn, hắn muốn làm bên trên thái tử, gần như không chi phí lực. Tần sắc trầm ngâm nói, xem ra Yến Vương tại trước mặt bệ hạ sát thực không ít bỏ công sức. Đạm đài hữu cao mày nói, vậy chúng ta làm như thế nào vạch trần hắn ngụy trang? Chẳng lẽ, để hắn dạng này một mực lừa gạt phụ hoàng sao? Trừ lâm lan đạo sự tình, đã không có chứng cứ, điện hạ còn có yến vương cái khác chứng cứ phạm tội sao? Tần sắc ngẩng đầu nhìn đạm đài hử, hỏi ngược một câu, đạm đài hử lập tức nhục chí, tự nhiên. Không có. Đó chính là. Tần sắc nói, điện hạ không có yến vương bất luận cái gì chứng cứ phạm tội, từ đây cũng có thể thấy được đến, yến vương là cái chú ý cẩn thận người, tuyệt đối sẽ không lưu lại khiến người khác chỉ chứng mình tay cầm. Lâm lang Đạo sự tình, cũng là như thế. Lâm lang Đạo bên trên, nếu không phải nàng xuất hiện kịp thời, đạm đài hữu sớm đã bị im hơi lặng tiếng hại chết, sẽ còn bị mang theo hôi thối bêu danh, sau khi chết thanh danh nghĩ xoay người cũng khó khăn, nhưng cho dù có tầng sắc tại, Yến Vương vẫn có thể nhẹ nhõm kết thúc, không lưu một điểm tai họa, một cái duy nhất triệu tứ. Bây giờ cũng là sống chết không rõ, hết thảy đều không có chứng cứ chỉ hướng đạm đài yến, có thể thấy được tâm hắn nghĩ thâm trầm, thủ đoạn cỡ nào chu toàn cao minh. Đạm đài hữu nhếch môi, chào mày, ta biết cô nương ngươi ý tứ, yến nhi tưởng tượng phải đều là như thế chu toàn, nếu ta không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ, tùy tiện đi phụ hoàng trước mặt vạch trần hắn, chỉ sợ phụ hoàng không những sẽ không tin tưởng, sẽ còn trách ta không nhớ tình thân, nói xấu chí thân. Tần sắc gật gật đầu, đây hết thảy điện hạ trong lòng hiểu rõ liền tốt, đã có số, liền biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, về phần Yến Vương bên kia điện hạ rất không cần phải gấp gáp như vậy, hôm nay ta tiến cung, cố nhiên là Yến Vương muốn thử dò xét ta, ai ngờ cũng không phải ta. Thăm dò hắn. Chương 403, cô nương không cần phải lo lắng chương 403, cô nương không cần phải lo lắng vậy, Đạm Đài Hử sững sờ, vội vàng nói, cô nương ngươi có gì kế hoạch? Tần Sắc mỉm cười, điện hạ một mực lặng chờ tin lành chính là. Đây ý là rõ ràng không nghĩ nói cho Đạm Đài Hử, Đạm Đài Hử hung hăng cao mày cô nương kia là hoàng cung đại nội, không thể coi thường. Ta biết. Tần sắc ý cười không thay đổi, trong lòng ta biết rõ, điện hạ không cần phải lo lắng. Thấy tần sắc nhiều lần kiên trì nói như vậy, đạm đài hữu đành phải từ bỏ cái đề tài này, không có tiếp tục dây dưa tiếp tại tiếng cung trên đường. Đạm đài hữu cùng tần sắc nói rất nhiều lời nói, nói đến về sau, đã nhấc lên đạm đài hữu đến tiếp sau tại lâm lan đạo hành động, cùng hồi kinh ven đường nhìn thấy tràn cảnh, thật giống như ra ngoài du lịch một chuyến trở về thân nhân, cùng người nhà miêu tả trên đường đi nhìn thấy cảnh trí. Tần sắc đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú, nhưng không chịu nổi đạm đài hữu muốn nói, lại hai người nếu là ai cũng không nói lời nào im ắng trong xe ngựa ngồi, kia nhiều xấu hổ, kết quả là nàng liền mặt cho đạm đài hữu đi, ngẫu nhiên đi theo ứng hòa hai tiếng, cho thấy mình đang nghe liền tốt, đạm đài hữu ngược lại là rất hưởng thụ dạng này cùng tần sắc một mình thời gian, bất tri bất giác lời nói liền càng ngày càng nhiều, sáng lạng cười, nhiều hơn mấy phần thiếu niên khí đúng, ta lần này trên đường trở về, còn mua không ít đồ chơi nhỏ, cũng có hải ngoại đến the mỏng, quay đầu ta để người đưa đi tầng phủ bên trên, cho cô nương đi. Nhất lên mình mua đồ vật, đạm đài hữu nhưng cao hứng, tần sắc lúc đầu nghe được buồn ngủ, nghe được đạm đài hữu nói như vậy, bỗng nhiên tỉnh táo lại, bất thình lình nhìn qua đạm đài hữu, hỏi một câu, điện hạ trở về có thể thấy được qua tàu quốc công nhà Ngọc Mai tiểu thư. Đạm đài hữu trên mặt cười cứng đờ, thậm chí đáy mắt bò qua một vẻ bối rối, người biết nàng. Mới đầu nghe ta nhà đường muội nhắc qua, nàng là người đến điên, nhà nào người đều quen. Thuộc. Tần sắc mỉm cười nói, cùng tào gia cô nương quan hệ tốt nhất, bởi vì lấy duyên cớ của nàng, ta cũng đã gặp tào gia cô nương, cho rằng vì tri kỷ, Ngọc Mai quả nhiên là cái vô cùng tốt cô nương, ta còn nghe nói, nàng là đã dự định tương lai thái tử phi đâu, thật tốt chúc mừng điện hạ, có như thế mỹ nhân giai ngẫu ở bên người hồng tụ thiêm hương, chẳng phải sung sướng. Đạm đài hữ cơ hồ là vô ý thức muốn giải thích. Không phải như vậy. Hắn có chút bối rối, định ra nàng làm thái tử phi, chuyện này là cái ngoài ý muốn. Tần Sắc Ý cười nhạt nhạt, ngoài ý muốn. Đạm Đài hử sắc mặt siết chặt, "Ta, ta không biết nên nói thế nào. Ta vốn không tâm cưới vợ, hết lần này tới lần khác bọn hắn nói, ta đã gần nhược quán, lại không cưới vợ cũng không phù hợp chuẩn mực, cho ta chọn rất nhiều nữ tử, ta thực sự không có cách, liền để phụ hoàng làm chủ, chọn tào gia cô nương." Kỳ thật tại Đạm Đài hử trong mắt Tào gia cô nương chẳng qua là một cái nhân tuyển thích hợp, thích hợp làm thái tử phi người thôi, lúc trước hắn coi là, hắn muốn cưới, chẳng qua chỉ là cái thích hợp thái tử phi ứng cử viên, Tào gia cô nương vừa vặn phù hợp, định ra cũng không sao, nhưng tư tâm bên trong, hắn chưa hề cảm thấy mình là ưa thích Tào gia cô nương, về sau hắn mới biết được, cưới vợ còn có một cái điều kiện tiên quyết là thích, đối với vụ hôn nhân này, hắn trong âm thầm cho tới bây giờ. Là tránh, không nghĩ tới muốn nhất che giấu người, nhưng vẫn là biết, hắn thậm chí nghĩ tới giấu diếm đi quay đầu hắn tìm cơ hội thích hợp từ hôn nhưng có đôi khi hắn lại thanh tĩnh lý trí khắc chế nói với mình hắn cùng tần sắc không có khả năng tào ngọc mai là các loại phương diện đều phù hợp mình đối thái tử phi yêu cầu người thích cùng không thích râu ria ngồi tại bọn hắn vị trí này bên trên người cưới vợ xưa nay không là ưa thích hai chữ có thể làm chủ cho nên hắn vẫn là muốn cưới tào ngọc mai dù sao từ hôn tào ngọc mai trên mặt cũng khó coi thế nhưng là tại tần sắc nhất lên thời điểm hắn vẫn là vô ý thức giải thích, giải thích xong sau, chính hắn đều được. Tần sắc nhìn qua hắn đờ đẫn biểu lộ, biết hắn đại khái là cái gì tâm lý lộ trình, thở dài một tiếng, nhìn qua đạm đài hữu chân thành nói, điện hạ, Ngọc Mai cô nương thật là một cái rất tốt cô nương, ta hy vọng ngươi vẫn là không muốn phụ lòng nàng, lại trong nội tâm nàng là có ngươi, ngày ấy biết ngươi muốn trở về, nàng rất là vui vẻ. Ngươi như mang một chút mới lạ chơi vui đồ chơi trở về, không ngại đi xem một chút nàng, kia dù sao cũng là ngươi xuất giá thê tử đạm đài hữu bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, nhìn qua tầng sắt, có chút gian nan tối nghĩa mà nói, ngươi hy vọng ta đi gặp nàng. Đây không phải ta hy không hy vọng sự tình, nàng là ngươi xuất giá thê tử. Tần sắc cải chính, Điện Hạ hẳn là rõ ràng đồng thời khắc sâu ghi nhớ điểm này, mà lại Điện Hạ không phải không biết Bắc Ninh quận chúa vốn là muốn gả cho ngươi, ngươi định ra cùng tào quốc hôn sự, không phải liền là muốn qua loa tắt trách qua Bắc Ninh quận chúa bên kia sao. Nhiều ngày như vậy đến nay, Bắc Ninh quận chúa trở ngại chuyện này, đối ngọc mai có nhiều làm khó dễ suýt nữa hại chết nàng ngươi biết không hại chết nàng đạm đài hử ngơ ngác xảy ra chuyện gì rồi ta cùng Tào cô nương quen biết tại bắc ninh quận chúa một trận vào đông yến bên trong tại trên yến tiệc bắc ninh quận chúa hai lần ra tay muốn đặt nàng tử địa một lần là tại trong rượu hạ độc một lần là để nam tử kéo nàng nhập thâm lâm khi nhục nàng đôi khi nữ tử mà nói bực nào nhục nhã điện hạ hẳn phải biết tần sắc nghiêm mặt nói bắc ninh quận chúa làm như thế rõ ràng là muốn để tàu cô nương vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. May mà ngày đó ta phát hiện tàu cô nương tướng mạo không đúng lắm, một mực đi theo nàng, mới tránh đây hết thảy phát sinh. Nếu như ngày ấy, đây hết thảy phát sinh, một cái vô tội cô nương, bởi vì lấy điện hạ qua loa tắc trách mà định ra hạ hôn sự mất mạng, điện hạ liệu sẽ ấy nấy. Đạm đài hữu sững sờ một chút, hoàn toàn không biết hắn không. Tại kinh trung những ngày này, phát sinh nhiều chuyện như vậy, kinh ngạc sau khi, hắn đối bắc ninh quận chúa càng là không thể nhịn được nữa nàng làm sao có thể ác độc như vậy tần sắc nói trưởng công chúa cùng bắc ninh quận chúa là mẫu nữ lẫn nhau tính tình không có sai biệt muốn có được đồ vật không từ thủ đoạn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đạt được mặc kệ lúc trước điện hạ vì sao định ra vụ hôn nhân này tào cô nương đều là ngươi xuất giá thê tử chỉ điểm này điện hạ liền nên thu liễm thả trên thân người khác tâm tư nhiều hơn chăm sóc tào cô nương miễn cho nàng bị gia nhân làm hại ông hận cửu tuyền sau, mới biết mình cái này một lời thực tình sai giao người mặt người lòng thú. Tần sắc câu nói sau cùng không thể bảo là không nặng, đạm đài hữu nghe được sắc mặt đều trắng rồi, hắn không dám tin nhìn qua tần sắc, không nghĩ tới hắn điểm ấy tiểu tâm tư vẫn là không có dấu giếm được tần sắc, nhưng suy nghĩ một chút nhưng cũng là bình thường, tần cô nương như thế thông minh, kinh tài tuyệt diễm, nơi nào sẽ nhìn không ra hắn ý nghĩ, chỉ là không nghĩ vạch mặt đem lời nói tuyệt, miễn cho bằng hữu đều không có làm thôi. Ý thức được điểm này, đạm đài hữu mảnh mà cúi thấp đầu đến, hô thở ra một hơi, ngươi nói đúng, ta nói thẳng, ta xác thực không thích Tào Ngọc Mai, lúc trước định ra nàng, là bởi vì nàng các phương diện đều phù hợp làm một cái thái tử phi. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có thay đổi ý tứ, nàng vẫn như cũ sẽ là ta thái tử phi, nếu như ta ngày sau đăng cơ, nàng chính là ta hoàng hậu, về tình về lý ta đều sẽ thật tốt chăm sóc nàng, cô nương không cần phải lo lắng. Chương 404, chính thức mặc Yến Vương chương 404, Chính thức mặt yến vườn sắc nghe được đạm đài hữu nói như vậy, hung hăng thở dài một hơi, may mắn nàng nói đến lời nói, đạm đài hữu nghe vào, lãng phí nàng nhiều nước bọc như vậy, một hơi nói nhiều lời như vậy, đạm đài hữu nếu là không nghe lọc tai, nàng thật muốn mẹ chết rồi, may mà, đạm đài hữu không có đừng như vậy, cũng không có như vậy khốn nạn, kỳ thật người của hoàng thất, mọi người trong lòng đều rõ ràng, có rất ít thật lòng thời điểm phần lớn thời gian giảng cứu chính là một cái phù hợp, phù hợp có đôi khi so thích quan trọng hơn, thích người chưa chắc sẽ cùng một chỗ, nhưng người thích hợp cùng một chỗ khả năng thiên trường địa cửu, Tào Ngọc Mai ôm nhu khoan dung, tần sắc tin tưởng đợi một thời gian, đạm đài hữu sẽ thích như thế một cái ôn nhu cô nương, vừa vặn lúc này, xe ngựa dừng ở cửa cung, trong lúc vô. Hình đưa qua một bậc thang, để bọn hắn có thể thuận thế mà xuống, miễn cho bầu không khí xấu hổ, đạm đài hữu gần như cũng như chạy trốn, lập tức treo lên rèm đi xuống xe ngựa, tần sắc bất đắc dĩ lay động đầu, chợt sửa sang sim y của mình, không lưng đi ra xe ngựa, đạm đài hử đứng tại xe ngựa một bên, dường như còn có chút chân tay lúng cúng, nhìn thấy tần sắc ra tới, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đưa tay ra nói, tuy nói xe ngựa không cao, nhưng xuống xe vẫn là phải chú ý. Nếu là trẹo chân quẳng cái té ngã liền không tốt, vẫn là ta viện cô nương xuống đây đi. Tần sắc nhìn một chút đạm đài hữu, một giây sau vươn tay, Viện đạm đài hữu cánh tay có quần áo vị trí, nhảy xuống xe ngựa, thái độ cùng lúc trước đồng dạng không xa không gần, đạm đài hữu thở dài một hơi, nói, chờ xuống nhập hoàn thành, cô nương liền cùng sớm đằng sau ta, ta mang cô nương đi kim hoa cung. Tần sắc gật gật đầu, đạm đài hữu liền dẫn tần sắc bước vào cửa cung, cửa cung bên cạnh thị vệ, nhìn thấy là thái tử điện hạ lập tức quỳ xuống đến hành lễ, không dám ngăn cản, tần sắc liền đi theo đạm đài hữu thuận lợi bước vào trong hoàng thành, đây là nàng lần thứ nhất bước vào hoàng thành, hoàng thành so với nàng trong tưởng tượng càng thêm nguy nga tủng trì, sau phim truyền hình bên trong hoàng thành nhiều chút lạnh tiểu cùng lạch trời cảm giác. Cảm giác cái này hoàng thành chính là một đạo tấm bình. Phong thiên nhiên cùng hàng rào, như là một đạo hồng câu lạch trời, để người bên ngoài nhìn mà phát khiếp, chính là muốn tiến đánh, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng tiến đánh không xuống, giống phim truyền hình bên trong loại kia rất dễ dàng liền có thể phản quân xông vào hoàng cung sự tình, đoán chừng rất ít phát sinh, tần sắc một bên ở trong lòng phẩm bình, một bên chú ý đến đạm đài hữu đi lại, đi theo đạm đài hữu vòng qua mấy đạo cửa cung cùng phố dài, dọc đường cung nhân nhao nhao quỳ xuống hành lễ, đi đại khái hai nén nhang thời gian, đạm đài hữu rốt cục mang theo tần sắc tại kim hoa cung trước mặt dừng. Lại, Yến Vương thân thể yếu, cũng không có chuyển ra cung đi xây phủ, ở tạm tại Kim Hoa cung bên trong, đây là 14 tuổi bên trên hoàng tử bên trong, duy nhất đặc quyền, có thể thấy được bệ hạ đối yến vương cưng chiều, tần sắc quan sát một chút, phát giác cái này Kim Hoa cung cũng đặc biệt xa hoa, giống như vị trí còn rất tốt, nàng nhỏ giọng nói, vị trí này giống như, tới gần Thái Hòa cung. Đạm đài hữu nghe vậy, nhỏ giọng trả lời, Thái Hòa cung là phụ hoàng tẩm cung. Tần sắc nhướng nhướng mày, trong lòng sách một tiếng, một cái hoàng tử có thể ở tại hoàng thượng tẩm cung bên cạnh, có thể thấy được là có bao nhiêu được sủng ái, nơi này, chỉ sợ thái tử đều không có ở qua, tần sắc đang nghĩ ngợi, đạm đài hữu dường như đoán được nàng sẽ như vậy nghĩ, bỗng nhiên bổ sung một câu. Ta chưa chuyển ra cung trước, ở tại phía tây hàm quan điện. Tần sắc suy nghĩ một chút, lúc đến không phải từ hàm quan điện bên cạnh đi qua sao, đây không phải là tiếp cận hậu cung nữ quyến chỗ ở, theo lý mà nói, hoàng tử mặc dù ở tại hoàng cung, lại là muốn ở tại tiền viện, rời xa hậu cung nữ quyến chỗ ở, dù sao nam nữ lớn phòng vẫn là phải kiên kỵ, hoàng tử cùng thứ loại chuyện này, tiền triều cũng không phải chưa từng xảy ra, nhất là có thủ xem trọng hoàng tử, nhất định phải tới gần trước cung, chim ngưỡng hoàng đức thư hương khí tức, rời xa son phấn. Bột nước, nhưng đạm đài hữu không phải rất được sủng ái được sao, làm sao ở đi hàm quan điện rồi, tần sắc nghĩ như vậy, không khỏi hỏi lên, đạm đài hữu nhỏ giọng nói. Hàm quan điện là ta mẫu hậu đã từng chỗ ở, nàng sau khi qua đời, ta liền tiếp theo ở tại nơi này tần sắc trong lòng lúc này mới cân bằng một chút, hóa ra là dạng này, cái này không phải cũng là một loại thiên vị nha, có thể để đạm đài hữu ở tại hàm quan điện, tiếp tục nhìn vật nhớ người, giống như mẫu thân còn tại, đúng là một loại thiên vị, xem ra tại bệ hạ trong lòng. Đạm Đài Hữu cùng Đạm Đài Yến hai đứa con trai này phân lượng không sai biệt lắm, Đạm Đài Hữu cũng không cần quá khẩn trương nha, đang nghĩ ngợi, Kim Hoa cung bên trong đi ra tới một người, chính là Yến Vương. Hoàng Huynh đến làm sao đứng ở bên ngoài không tiến vào phải chăng hạ nhân chiêu đãi không chu đáo, hoàng huynh đều không muốn vào đến rồi. Yến Vương lời nói này phải trêu ghẹo, lộ ra tình nghĩa huynh để phá lệ thân dày, đạm đài hữu lập tức thu liễm tâm tư, hơi mỉm cười, Yến Nhi, ta cùng tần cô nương vừa tới, đang nghĩ ngợi muốn hay không tìm người thông truyền một tiếng, ngươi liền đến, ngược lại là xảo. Vị này chính là tần cô nương. Yến Vương nghe vậy đem ánh mắt đặt ở tầng sắc trên thân, cười ôn hòa, bưng phải một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng, tăng thêm hắn tướng mạo đẹp trai, thay đổi một tấm ôn hòa khuôn mặt tươi cười, càng khiến người tâm động, nếu để cho bên ngoài nữ tử trông thấy, chỉ sợ sớm đã phương tâm ám hứa, âm thầm siêu lòng, đạm đài hử không chút biến sắc nhíu nhíu mày, chợt cười nói, nàng chính là tần cô nương. Tần cô nương, đây chính là ta nói cho ngươi ta, ta kia bào đệ Yến Vương. Tần sắc nghe vậy, hướng Yến Vương phúc phúc thân, mỉm cười nói, dân nữ tần sắc, gặp qua Yến Vương điện hạ. Tần cô nương quả nhiên tốt dung nhan. Yến Vương trêu gẹo cười nói, Khó trách hôm qua gia yến bên trên, Hoàng Huynh liền nói tần cô nương dung mạo vô song, quả nhiên không giả. Tần sắc bảo trì lễ phép mỉm cười, đạm đài hữu trong lòng càng là không kiên nhẫn, hắn hôm qua rõ ràng chỉ là tiện thể sách một câu, tần sắc gián dấp còn không tệ, nơi nào nói cái gì dung mạo vô song, nói thật giống như hắn phá. Lệ chú ý tần sắc dung mạo, nhưng lời này đạm đài hữu không thể nói, dựa theo hắn dĩ vãng dung túng yến vương thói quen đến, hắn thậm chí cũng không thể uống nắng, hắn liền thoảng qua cười nói, Thân thể ngươi không tốt, không muốn đứng tại đầu gió nói chuyện, có lời gì chúng ta đi vào nói đi." Yến Vương gật gật đầu, vẫn là hoàng huynh quan tâm ta, nếu như thế, hoàng huynh cùng Tần cô nương xin mời đi theo ta. Nói xong, Yến Vương còn ra vẻ khách khí làm cái tư thế mời, hướng Tần Sắc lần nữa ôm nhu cười, Tần Sắc không người, đi theo Đạm Đài Hử sau lưng, cùng nhau tiến Kim Hoa cung, Yến Vương dẫn bọn hắn tiến Kim Hoa cung chính điện, trong điện hung lô địa long không thiếu một cái, bài trí thanh đạm lịch sự tao nhã rất phù hợp yến vương nhân thiết hơi hướng bên phải đi một điểm phương hướng có một cái bàn bát tiên kiến vương dẫn bọn hắn đi tới gần một bên cười một bên cho bọn hắn châm trà hoàng huynh cùng tần cô nương ngồi xuống nói chuyện đi biết các ngươi muốn tới ta cố ý sớm chuẩn bị hoàng huynh ngươi yêu nhất hoa đá trà nhiệt độ màu sắc vừa vặn hoàng huynh ngươi nếm thử thấy thế nào đạm đài hữu ngồi xuống nhìn xem hắn đưa tới nước trà cũng không hề động chỉ là giọng điệu bất đắc dĩ trách cứ nói loại sự tình này để cung nhân tới làm liền tốt ngươi làm gì tự mình động thủ đâu. Chỉ có điều một chút chuyện nhỏ, ta mình có thể, làm gì làm phiền người bên ngoài. Cũng có vẻ ta tựa như phế vật đồng dạng. Yến vương bản thân trêu ghẹo cười nói, chợt đưa cho tần sắc một chén. Chương 405, đã thăm giường 405, đã thăm giường sắc liền vội vàng nói một tiếng tạ, dân nữ cái kia nhận được lên Yến vương như thế lễ đãi. Điện hạ vẫn là không cần quản ta. Ngươi là hoàng huynh ân nhân, kia chính là ta ân nhân, lần này tiến cung lại là để cùng ta nhìn xem bệnh, đương nhiên phải nhiều hơn lễ đãi. Yến Vương ôn hòa hiền hậu mà cười cười, rất nhanh rót cho mình một ly trà, mới ngồi xuống cùng thời khắc đó, Tần Chi bưng bánh ngọt đi tới, Yến Vương thấy được nàng liền cười nói, ngươi đổ. Là đến kịp lúc, mau đưa đồ vật buông ra đi. Tần Chi phúc phúc thân, đi tới, đem bánh ngọt đặt lên bàn, không để lại dấu vết liếc tần sắc liếc mắt, rất nhanh không người lui ra, Yến Vương hướng tần sắc cười giới thiệu nói, đây là bạch ngọc sương phương bánh ngọt mùi thơm ngát mỏng ngọt tần cô nương ngươi nếm thử nhìn có thích hay không tần sắc cười nói tạ cầm bốc lên một khối dùng tay áo cản trở nếm thử một miếng bình luận nói quả thật không tệ điện hạ thực sự có tâm yến vương vẫn như củ ấm ôm nhu nhu mà cười cười đạm đài hử trong lòng có chút không vui vẻ luôn cảm thấy yến vương cử động lần này không có hảo ý rất có ngậm mua lòng người hiềm nghi nhưng lời này hắn không có cách nào nói ra miệng tức giận đến hắn đưa tay nâng chung trà lên liền nghĩ rót một miệng trà, tần sắc lúc này chợt hướng hắn nói, hai vị điện hạ, Yến Vương quá khứ bệnh tình, có thể hay không cùng ta nói một câu. Đạm đài hử dừng lại, đem chén trà buông ra, Yến Vương ngoài ý muốn nói, tần cô nương không cần lại rất gấp. Tần sắc lại cười nói, lần này dân nữ tiến cung, chính là vì Yến Vương đến xem xem bệnh, bây giờ đã đến, sao cũng may cái này một mực lười nhát, chỉ ăn không làm. Vẫn là sớm đi nhìn qua Yến Vương bệnh tình, tất cả mọi người tốt yên lòng. Yến Vương còn muốn nói điều gì, đạm đài hưởng ngược lại là đúng lúc đó chen vào nói tiếng đến, tần cô nương nói không sai, chuyện gì cũng không bằng cho Yến đệ nhìn xem bệnh trọng yếu, vẫn là trước nói nhìn xem bệnh sự tình đi. Thái tử Điện Hạ đều nói như vậy, Yến Vương tự nhiên không tốt lại nói cái khác, nhân tiện nói, vậy làm phiền tần cô nương. Thầy thuốc đều nói, vọng văn vấn thiết. Tần sắc nói, ta xem Yến Vương Điện Hạ sắc mặt bạch mà không thấy máu sắc, ước chừng là huyết khí thiếu nguyên nhân, không biết yến vương điện hạ xưa nay thân thể phản ứng như thế nào yến vương dường như nhớ lại trước kia tình huống suy nghĩ nói ta xưa nay không dám thấy gió lại sợ hãi rét lạnh vào đông luôn luôn ba không thỉnh thoảng bệnh bệnh thương hàng ho khang nhiệt độ cao tứ chi bất lực có đôi khi sẽ cảm thấy gấp đôi lười biếng dậy không nổi thân đạm đài hữu phụ họa nói không chỉ có là dạng này hắn dĩ vãng nghiêm trọng lúc ho khang đều sẽ mang máu cho dù là giữa hè thời tiết bên trong hắn đều sẽ toàn thân băng hàng Thật sao? Tần sách nhìn qua Yến Vương, ta nhìn Yến Vương bây giờ tình huống giống như tốt hơn nhiều. Yến Vương khẽ cười, đều là phụ hoàng thương yêu duyên cớ, phụ hoàng để người từ Nam Hoang tìm tới không ít huyết sâm vì ta điều dưỡng, năm nay vào đông, cảm giác của ta xác thực sau ngày xưa tốt lên rất nhiều. Tần sách gật gật đầu, vậy liền chứng minh điện hạ thân thể tại chuyển biến tốt đẹp, xem ra huyết sâm đối điện hạ thân thể rất có chỗ tốt. Đạm Đài hữu nói, là đâu? phụ hoàng cũng nói về sau sẽ thường để người đi tìm huyết sâm. Nói, hắn liền lập tức nói, tần cô nương, không bằng cho Yến đệ nhìn xem mạch. Đây là nên. Tần sắc hướng Yến vương giơ tay lên một cái, phiền phức điện hạ đem tay phải đặt lên bàn. Yến vương xông nàng cười một tiếng, ngược lại là hết sức phối hợp giơ tay lên, bỏ lên trên bàn, tần sắc không biết từ chỗ nào biến ra một phương khăn, phóng tới Yến vương trên cánh tay, cách khăn. Lễ nghi chu toàn vì hắn bắt mạch, đạm đài hữu đều nhìn ngốc, đến thời điểm, Hắn ngược lại là quên cùng Tần Sắc nói cung trong bắt mạch phép tắc, lại không muốn Tần Sắc chính mình cũng chuẩn bị tốt, bộ dáng này không hề giống là mới vào cung người, đương nhiên, hắn cũng không biết đây đều là Tần Sắc từ. Phim truyền hình bên trong học được, lại nói, Yến Vương thăm dò còn không biết là cái gì, tránh cùng hắn trực tiếp tiếp xúc, cũng là một cái biện pháp, sau một lúc lâu, Yến Vương nhìn qua Tần Sắc hỏi, "Cô nương, thân thể của ta như thế nào?" "Cái này." Tần Sắc sờ lên cầm, một mặt suy nghĩ sâu xa sau đó xấu hổ lại ấy nấy không chịu nổi mà nói, tha thứ tại hạ tài sơ học thiển, chỉ biết điện hạ mạch này đỏ sức nhìn qua tựa như tiên thiên không đủ chứng bệnh, nhưng mơ hồ tựa như lại bổ lên, cái này trong. Lúc nhất thời, ta lại không biết điện hạ là cái gì bệnh. Cô nương không nhìn ra được sao? Yến Vương vô cùng thất vọng, Hoàng Huynh trước đó còn nói y thuật của ngươi rất không tệ đâu. Ta nào có, đạm đài hữu vô ý thức phản bác, tần sắc lại mở miệng cắt đứt hắn, hướng Yến Vương xấu hổ cười nói, thái tử điện hạ nói như vậy ước chừng là lo ngại mặt mũi thôi dân nữ tuổi còn nhỏ tài sơ học thiển chẳng qua ơ hương giả trung học một chút gia long lại tại không thể làm gì hoàn cảnh cơ duyên xảo hợp cứu thái tử điện hạ ngày đó nếu không phải thái tử điện hạ tại trên sông tìm không được đại phu nơi nào đến phiên dân nữ dân nữ điểm ấy nông cạn y thuật quả thực không tính là y thuật không sai càng không sánh được trong cung những cái kia các thái y huống hồ nhìn điện hạ bây giờ sắc mặt này cùng mạch đập chắc là trong cung thái y điều dưỡng nhiều tốt có thể thấy được trong cung thái y sắc thực lợi hại hơn nhiều. Tần sắc lời này dọc nước không lọc, nói rõ trước thái tử là trở ngại ân cứu mạng, mới khích lệ y thuật của nàng, lại nói nàng cứu thái tử, kia thật là quá trùng hợp, không có người bên ngoài tại, nàng cái này gà mờ trình độ thầy thuốc, tự nhiên là tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất, lại khích lệ thái y viện thái y một phen, để yến vương có cái gì bực tức đều nói không nên lời, yến vương rất có thâm ý nhìn tần sắc liếc mắt, sau đó cười nói, tần cô nương nói đúng ta mấy năm nay toàn bộ nhờ thái y viện bên trong thái y trong non y thuật của bọn hắn quả thật không tệ đó chính là điện hạ ôn hòa hiền hậu rộng nhân nhất định phúc phận thâm hậu ngày sau chỉ cần các thái y cẩn thận chiếu cố chắc hẳn điện hạ ít ngày nữa liền sẽ khỏi hẳn khỏe mạnh tần sắc một mặt thắng phục lại khích lệ một phen yến vương không phải luôn yêu thích bưng ôn hòa giá đỡ nha nàng đều nói như vậy tổng không tốt trị nàng một cái vô dụng sai lầm a à. yến vương ôn hòa cười một tiếng tần cô nương nói đúng tần sắc lễ phép cười đạm đài hữu thấy thế nhân tiện nói đã tần cô nương không cách nào chẩn trị yến đệ bệnh trạng kia cũng không để cho nàng tại cái này lãng phí thời gian ngược lại quấy rầy yến đệ nghỉ ngơi hôm nay đại hàng yến đệ vẫn là về nội thất nghỉ ngơi cẩn thận thân thể cho thỏa đáng ta trước hết đưa tần cô nương xuất cung nói xong đạm đài hữu liền đứng lên tần sắc đồng dạng đứng dậy hướng yến vương cúi chào một lễ kia dân nữ liền cáo lui yến vương nhìn một chút hai bọn họ ngược lại là không có ngăn cản, vậy ta sẽ không tiễn hoàng huynh cùng tần cô nương. Không cần, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Đạm đài hữu một bộ có chút quan tâm đệ đệ mình tốt huynh trưởng bộ dáng, vỗ nhẹ Yến Vương bả vai, liền đi ra ngoài, tần sắc hướng Yến Vương không người, liền đi theo đạm đài hữu sau lưng, đi ra ngoài, Yến Vương nhìn qua hai người bọn hắn thân ảnh. Liếc qua trên bàn hai chén trà, hai chén còn chưa động đậy trà, đi ra kim hoa cung chỗ phố dài về sau, đạm đài hữu mới thở dài một hơi, thấp giọng nói, may mà mới chúng ta chạy thật nhanh, nếu không còn không biết hắn muốn làm cái gì thăm dò đâu. Đã thăm dò. Chương 406, ba được 406, ba được sắc nghe vậy thoảng qua câu một chút khóe môi, đạm đài hữu sững sờ, lúc nào? Hắn mới vừa rồi không phải một mực trong chính điện sao, nào có cái gì thăm dò, tương phản yến vương, câu câu đều bị bọn hắn sớm ngăn chặn nha, tần sắc công môi, nhìn qua đạm đài hữu, điện hạ còn nhớ rõ kia hai chén trà sao? Khi trà, có vấn đề đạm đài hữ không dám tin tần sắc cười nói là có chút vấn đề bên trong thả ba đậu đạm đài hữ không phải độc dược tự nhiên không phải tần sắc bất đắc dĩ nói điện hạ nghĩ gì thế kia là tại kim hoa cung trà lại là yến vương tự mình ngâm tốt châm tốt nếu thật là độc dược yến vương chỗ nào có thể từ chối sạch sẽ chẳng qua là chút ba đậu dùng để thăm dò chúng ta ba đậu tính lạnh có thể để người xấu bụng bất luận là ta vẫn là điện hạ nếu là tại Kim Hoa cung bên trong náo ra đánh rắm, tiêu chảy tình huống, mất mặt chỉ có chúng ta. Chẳng qua Yến Vương cũng không. Phải là muốn để bọn hắn xấu mặt mà thôi, chỉ là nghĩ thăm dò thăm dò tầng sắc, y thuật của nàng đến trình độ nào, nhưng nếu như tầng sắc y thuật quá kém không có phát giác ra được, mất mặt cũng là nàng cùng Đạm Đài Hử, tăng thêm là ba đậu, coi như bọn hắn tiêu chảy tiêu chảy, thái y nhiều nhất cho rằng là bọn hắn ăn cái gì tương khắc đồ ăn mới đưa đến tí hát khí bất hòa căn bản sẽ không nghĩ đến có người cố ý hạ độc. Lại ba đậu sau đó xử lý càng đơn giản, không dễ dàng lưu tay cầm, dù sao cũng phải. Đến nói, đối Yến Vương đều không có chỗ xấu, tần sắc lúc ấy liền đoán được Yến Vương dự định, cho nên không có uống, nếu là cái khác không đau không ngứa nhỏ thuốc, nàng liền uống, nhưng kia là ba đậu, uống về sau, mất mặt là nàng, đây chính là tại Hoàng Cung Đại Nội. Nàng cũng không muốn lần thứ nhất tiếng cung liền mặt mũi hủy hết, đạm đài hữ không nghĩ tới tầng này, có chút không dám tin tưởng nói, hắn thăm dò chỉ có ngần ấy. Đây cũng quá trò đùa đi. Hẳn là còn không chỉ. Tần sắc khẽ lắc đầu, nàng cũng cảm thấy đạm đài yến người này, tâm cơ sâu như vậy nặng, hẳn là không chỉ sẽ dùng chút tiểu thủ đoạn này thăm dò, đúng lúc này. Tần sắc liền cảm giác được sau lưng có một trận âm phong đánh tới, nàng trên cổ lỗ chân lông một nháy mắt đều mở ra, đạm đài hử ngược lại là không có cảm giác được những cái này, há to miệng, còn muốn nói điều gì giống như tần sắc lại thay đổi một bộ bất đắc dĩ đáng thương giọng điệu nói, điện hạ cũng chớ có trách ta, bản lãnh của ta cứ như. Vậy chút điểm, thực sự là không hiểu yến vương điện hạ mạch đập. Đạm đài hữu sững sờ, một giây sau kịp phản ứng, tần sắc tình huống này không thích hợp, có thể là xung quanh có vấn đề, hắn cứng cổ, đè ép mình muốn khắp nơi đi xem mãnh liệt tâm tình, đầu óc cấp tốc xoay tròn lấy phối hợp nói, thôi, ngươi bây giờ cái này tuổi tác, y thuật đã coi như là không sai, y thuật cũng không phải là hai ba ngày liền có thể tăng tiến, về sau ngươi nhiều hơn học tập đi. Tần sắc lên tiếng là hai người liền tiếp theo đi lên phía trước, tần. Sắc cảm giác được, nàng cùng đạm đài hữu đi lên phía trước hơn 10 mét trái phải, cổ này âm khí mới không gặp, nàng dụng thanh âm cực thấp nói, hiện nay sẽ không có chuyện gì. Đạm đài hữu còn tại cứng cổ, nghe vậy xem như thở dài một hơi, vội vàng thấp giọng hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì. Hẳn là có cái quỷ, vừa rồi tại đi theo chúng ta. Tần sắc trả lời, đạm đài hử giật mình, có, có cái quỷ. Lời này hắn làm sao nghe được như vậy không được tự nhiên, tần sắc mới phát hiện chính mình nói phải có điểm nghĩa khác, nói, ta nói đến quỷ, chính là mặt chữ bên trên ý tứ, xác thực có cái quỷ, chẳng qua không có đối với chúng ta làm cái gì, hẳn là nghĩ thăm dò thăm dò ta có thể hay không phát giác được nó. Đạm đài hử A hai tiếng, kịp phản ứng, vậy chúng ta hiện tại còn cần phải cẩn thận nhiều hơn sao? Không có xuất cung trước, vẫn là cẩn thận nhiều điểm đi, Ta không nói lời nào, ngươi đừng nói là lời nói." Tần Sắc dặn dò, Đạm Đài hữu gật gật đầu, yên lặng nhớ kỹ, Tần Sắc cùng Đạm Đài hữu tiếp tục đi ra ngoài, cùng lúc đó, Kim Hoa cung bên trong cũng không có cỡ nào yên tĩnh, Kiến Vương mình đổi một bình trà mới, ngồi ở đằng kia, tự rót tự uống, bỗng nhiên một cổ âm khí nhào tới, hắn cũng không có đang sợ, ngược lại đối không khí hỏi, "Như thế nào?" Không biết âm khí là trả lời như thế nào, chính hắn lại nở nụ cười. Xem ra, nàng là không rõ tình hình lạc Tần sắc cùng đạm đài hữu lúc đầu coi là thăm dò dừng ở đây, thế nhưng là sau một lúc lâu, liền tại bọn hắn sắp đến cửa cung lúc, bên cạnh bỗng nhiên bay ra ngoài một cái mũi tên, sưu sưu rung động, bay thẳng đạm đài hữu mà tới. Điện hạ cẩn thận. Tần sắc kinh hô một tiếng, nắm lấy đạm đài hữu, vốn định một trưởng linh khí hất ra cái mũi tên này, nhưng nghĩ tới đây là trong cung, ba ngày phía dưới, làm sao lại đột nhiên có một mũi tên bay tới. Tần sắc hiếp mắt một chút con mắt, bỗng nhiên xoay người, một cái ngăn tại đạm đài hữu trước mặt thổi phù một tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt tần sắc đau đến sắc mặt đều biến đạm đài hữu nhìn xem nàng kinh ngạc nói không ra lời liền vội vàng tiến lên nửa đỡ nửa ôm lấy tần sắc tần tần cô nương ngươi không sao chứ tần sắc khẽ lắc đầu nàng cố ý tránh đi mấu chốt địa phương mũi tên chỉ cắm đến trên vai hẳn là không bao lớn vấn đề chính là đau a à, thật mẹ nó đau đạm đài hữu thấy được nàng đau đến sắc mặt đều trắng rồi viện nàng hướng bên cạnh quát, người tới A, à, ở đâu ra tiễn. Hoàng, Hoàng Huynh, đạm đài hữu vừa dứt lời, một cái hơn 10 tuổi trái phải nam hài nhi, từ bên cạnh một bên đường hẻm chạy ra, trong tay còn cầm một cây cung, hắn kinh hoảng nhìn xem đạm đài hữu, hai mắt đỏ bừng, toàn thân tiết lộ so tầng sắc còn lợi hại hơn, cũng là hắn mới là cái kia trúng tiễn người, đạm đài hữu nhìn thấy nam hài nhi, hàm dưới căng cứng, lão thập nhất, tại sao là ngươi? Ta, ta ở bên kia sân tập bắn luyện tiễn, không có thập nhất hoàng tử gập ghềnh mà nói, không, không nghĩ tới bắn chệt, tiễn từ. Từ đầu tường bay ra ngoài. Hoàng huynh, ta thật không phải cố ý, nói, hắn đầu tiên là oa một tiếng khóc lên, đạm đài hữu nghe được không kiên nhẫn, lại cũng không thể tránh được, đúng lúc này, bên cạnh tuần tra thị vệ đội vội vàng chạy tới, đạm đài hữu liền lập tức phân phó nói, đi mời thái y đến ta hàm quan điện bên trong. Nói xong, đạm đài hữu trực tiếp không lưng ôm ngang lên tầng sắt, liền hướng hàm quan điện chạy tới, tần sắc rất muốn nói không cần dạng này ôm lấy nàng, nhưng nghĩ đến mình bây giờ là cái bị tổn thương, tại trong cung này không biết có bao nhiêu đạm đài yến tai mắt, nàng liền không có loạn động, thập nhất hoàng tử do dự một chút dưới, vẫn là cầm cung, khóc chíp chíp theo sau, tần sắc ánh mắt phóng qua đạm đài hử đầu vai, nhìn thấy thập nhất hoàng tử kia khóc hề hề dáng vẻ, đau đầu mà nói, hắn, là vị nào hoàng tử A? Ta thập nhất đệ. Đạm đài hử trầm giọng nói, cứ việc rất không muốn ơ thời đi em mờ này, trả lời tần sắc vấn đề này, nhưng hắn vẫn là trả lời, chỉ là nghĩ cùng tần sắc trò chuyện, nàng khả năng đau đến liền không lợi hại, nghĩ như vậy, dưới. Chân hắn còn đang không ngừng mà tăng thêm tốc độ, không dám chút nào thả chậm, thập nhất hoàng tử chỉ có thể dùng chạy đi theo, tần sắc còn ra vẻ thoải mái mà treo gẹo nói, không nghĩ tới, bệ hạ nhiều như vậy hoàng tử A. À. Chương 407, những cái kia cung nhân khi dễ ngươi 407, những cái kia cung nhân khi dễ ngượng đài hữu liếc qua nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ, thấp giọng, phụ hoàng hoàng tử không nhiều, nhưng cung nội hoàng tử cùng hoàng nữ đều là tại một khối sắp xếp trang tự, hắn là một cái nhỏ nhất. Tần sắc ồ một tiếng, dạng này a, à, ta nhìn hắn giống như lá gan rất nhỏ, rất sợ ngươi. Hắn mẹ đẻ chỉ là cái cung nữ, lại sớm mấy năm liền qua đời, hắn là bị thái giám cung nữ nuôi lớn, một cái không được sủng ái hoàng tử, niên kỷ lại nhỏ, không có ngoại gia có thể ỷ vào, tần cô nương ngươi suy nghĩ một chút, liền biết hắn tính tình như thế nào dạng này. Đạm đài hữu nói, tần sắc hiểu rõ, một cái cung nữ sở sinh, nhỏ nhất nhất không được sủng ái hoàng tử, dù là mẹ đẻ sau khi qua đời, phụ thân cũng không có đem hắn đặt ở thân phận cao hơn một chút dưỡng mẫu dưới gối gửi nuôi, mà là để cung nữ thái giám nuôi lớn, có thể thấy được bệ hạ đối với hắn không có nhiều coi trọng trong cung người, đều là lớn yếu sợ mạnh, nhất quán trên làm dưới theo, bệ hạ không coi trọng hoàng tử, bọn hắn tự nhiên kinh mạng không biết thập nhất hoàng tử từ quà vặt qua bao nhiêu khổ chỉ sợ liền thái giám cung nữ đều có thể leo đến trên đầu của hắn tự nhiên loại kia cưỡng chế sống ra tới hài tử nhát gan nhát gan không có chút nào đại dụng tăng thêm hôm nay chuyện này vốn chính là thập nhất hoàng tử sai lầm bố trí may mà mũi tên này không phải rơi vào đạm đài hữu trên thân nếu là rơi vào đạm đài hữu trên thân tần sắc cảm thấy cái này thập nhất hoàng tử đoán chừng tại chỗ sẽ dọa ngất đi cũng là hài tử đáng thương nghĩ đến đây nàng vừa định để đạm đài hữu thả chậm điểm tốc độ, thập nhất hoàng tử đi theo chạy quá mệt mỏi, nhưng vừa muốn mở miệng, nàng liền hít vào một ngụm khí lạnh, không cẩn. Thận đụng phải sau lưng tiễn, đạm đài hữu càng căng thẳng hơn, gần như ôm lấy nàng chạy, cũng là tầng sắc tương đối nhẹ, đạm đài hữu ôm lấy nàng chạy đều không lao lực, rất nhanh liền đến hàm quan điện, mà tại hàm quan điện cái khắc phố dài bên trong, xuất hiện tàu ngọc mai thân ảnh, nhìn thấy đạm đài hữu thời điểm, tàu ngọc mai vốn định gọi hắn một tiếng, nhưng phát hiện đạm đài hữu trong ngực còn ôm lấy một người, nàng sửng sốt một chút, đợi thấy rõ người kia là tần sắc về sau, nàng lại trở nên khẩn. Trương lên, vội vàng đi theo, đến cung trong nội viện về sau, Tào Ngọc Mai liền thấy có không ít thái y từ bên ngoài đi tới, đạm đài hữu lúc này đã đem tần sắc phóng tới trong điện trên ghế, vừa vặn ra tới gọi thái y, kết quả hắn vừa ra tới, liền thấy Tào Ngọc Mai đứng ở trong sân, đạm đài hữu sửng sốt một chút, chợt hướng thái y nói, các ngươi tranh thủ thời gian vào xem một chút. Các thái y sốt ruột bận biểu hoảng đi đến đuổi, ngay sau đó, đạm đài hữu hướng tào ngọc mai đi tới hắn đứng tại tào ngọc mai trước mặt thấp giọng hỏi ngươi hôm nay làm sao tiến cung rồi bệ hạ nói cung nội gần đây sẽ có đại yến gọi ta tiến cung đến giúp đỡ tào ngọc mai cúi chào một lễ mới nhỏ giọng trả lời kỳ thật bệ hạ nói đúng nàng làm tương lai thái tử phi tại bây giờ không tiếp tục lập hoàng hậu tình huống dưới về sau khẳng định là muốn quản lý nội cung hiện tại hỗ trợ lo liệu một lo liệu đại yến cũng coi là sớm tích lũy kinh nghiệm đồng thời nàng cũng biết bệ hạ là biết đạm đài hữu hôm nay sẽ tiến cung, vì bọn họ ở chung chế tạo cơ hội. Nhưng nghĩ tới vừa rồi đạm đài hữu ôm lấy tần sắc đến hàm quan điện bộ dáng, Tào Ngọc Mai vô ý thức. Ẩn tàng câu nói này, nhưng nàng không nói, đạm đài hữu vẫn là hiểu, đạm đài hữu thần sắc có chút xấu hổ, ra vẻ tự nhiên mà nói, bệ hạ làm như thế, cũng là vì muốn tốt cho ngươi, cuối năm tiệc rượu nhiều, cung nội xác thực cần cần người hỗ trợ. Đúng, nghe nói ngươi cùng tần sắc tần cô nương quan hệ không tệ tào ngọc mai gật gật đầu xem như có chút giao tình tần cô nương trước đó đã cứu ta nghe nói nàng đã cứu điện hạ vâng hôm nay nàng lại cứu ta một lần bây giờ bị thương ngươi như không có việc gì không thả vào xem một chút đi đạm đài hử khục một tiếng nói tào ngọc mai kinh một cái chớp mắt tần cô nương thụ thương rồi vậy ta vào xem tào ngọc mai nói lập tức nhấc lên váy liền hướng trong điện chạy tới hoàn toàn quên vừa rồi trong lòng những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ sốt ruột đi xem tần sắc tình trạng đạm đài hử nhìn thấy tào ngọc mai chạy chậm thân ảnh dừng một chút tức bước theo sau bọn hắn đi vào thời điểm đã có thái y đem tần sắc trên bờ vai tiễn rút ra tào ngọc mai trước một bước tiến đến vừa hay nhìn thấy mũi tên bị rút ra về sau mang ra một đạo tơ máu cùng da thịt sắc mặt xiết chặt vội vàng vây quanh tần sắc chính diện liền nhìn thấy tần sắc trên mặt hoàn toàn trắng bệch cái trán tất cả đều là mồ hôi tào ngọc mai hoảng sợ nói tần cô nương ngươi không sao chứ Tần sắc nghe tiếng mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tào Ngọc Mai, nàng còn có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta hôm nay vừa vặn tiếng cung, mới nhìn thấy thái tử mang ngươi tiến đến còn gọi thái y, liền theo tới nhìn. Tào Ngọc Mai đi qua viện tần sắc, quan sát nàng trên vai tổn thương, hai mắt đẫm lệ mông lung mà hỏi thăm, làm sao bị thương thành dạng này? Tần sắc khẽ lắc đầu, không có chuyện, một chút vết thương nhỏ. Đúng lúc này, Thái y đã cầm mũi tên vòng qua bình phong đi ra ngoài, lại gọi y nữ đến cho tần sắc bôi thuốc, đạm đài hữu sau khi đi vào, cũng không có đến nội điện đi, mà là đứng tại bình phong bên ngoài, đi đến nhìn một cái, chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái thân ảnh, sau đó hắn hướng thái y hỏi, tần cô nương thương thế thế nào rồi? Quý nhân thương thế còn tốt, tổn thương trên vai giáp ở giữa da thịt bên trong, không có thương tổn cùng gân cốt, cầm máu về sau, liền có thể không việc gì, điện hạ không cần phải lo lắng, đã có y nữ đi vào vì quý nhân bôi thuốc thái y viện thủ không người trả lời nghe vậy đạm đại hữ thở dài một hơi không có việc gì liền tốt làm phiền mấy vị thái y thái y viện thủ nào dám tiếp nhận thái tử điện hạ một câu làm phiền vội vàng nói điện hạ nói quá lời đây đều là vi thần bọn người phải làm vi thần cái này xuống dưới cho quý nhân kê đơn thuốc đạm đại hữ gật đầu làm phiền mấy vị thái y hạ thấp người sau khi hành lễ theo tới lúc đồng dạng ô ương ương đi ra ngoài đạm đại hữ vừa quay đầu liền thấy đứng tại cổng một bộ vô cùng đáng thương giống như bị ném bỏ thú nhỏ đồng dạng thập nhất hoàng tử biết được tần sắc không có việc gì về sau trong lòng của hắn đã bình tĩnh trở lại nhìn thấy thập nhất hoàng tử dạng này hắn đồng dạng rất đau lòng liền đi qua sờ sờ thập nhất hoàng tử đầu nói không có việc gì chuyện hôm nay liền xem như chưa từng xảy ra ngươi không cần khẩn trương thập nhất hoàng tử mới ngừng lại nước mắt nghe xong lại oa một chút khóc lên đạm đài hữ thực sự sẽ không dỗ hài tử Nhìn thấy thập nhất hoàng tử lại khóc lên, hắn chính đau đầu, thập nhất hoàng tử lại giống như là ỉ lại, ôm chặt lấy Đạm Đài Hử eo, cổ tiếng trong ngực hắn, khóc lớn đặc biệt khóc lên. "Hoàng huynh, đều là lỗi của ta, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý, ta không muốn thương tổn người." Đạm Đài Hử bất đắc dĩ, động tác có chút cứng đờ vỗ nhẹ thập nhất hoàng tử bả vai, "Hoàng huynh biết, hoàng huynh cũng chưa từng trách ngươi, ngươi cũng đừng khóc." "Hoàng huynh, ngươi thật tốt." Thập nhất hoàng tử ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Hử, trút một cái mũi chật lại khóc chích chích mà nói nhưng những cái kia chiếu cố ta thái giám cung nữ nếu như biết ta nhất định phải luyện tiễn kém chút tổn thương hoàng huynh bọn hắn khẳng định sẽ mắng ta không cho phép ta luyện thêm tiễn nói hắn lại giống là cam chịu mà nói không luyện thành không luyện đi dù sao ta chính là cái phế vật luyện cũng luyện không tốt ngược lại sẽ làm bị thương người chẳng bằng không luyện đạm đài hữ nghe hắn túc túc thì thầm nghe được rất nhiều tin tức cao mày nói những cung nữ kia cùng thái giám còn dám mắng ngươi. Thập nhất hoàng tử khuôn mặt nhỏ lập tức căng cứng, không nói gì, nhưng tay chân luống cuốn bộ dáng, rất rõ ràng chứng thực đạm đài hữ, đạm đài hữ sắc mặt trầm xuống, những cung nữ kia thái giám, cũng quá làm càng. Ngươi nói với ta là những cái kia cung nữ thái giám khi dễ ngươi, quay đầu ta để người đi phạt bọn hắn. Chương 408, thập nhất hoàng tử chương 408, thập nhất hoàng tử nhất hoàng tử nghe xong, lại hết sức sợ nói, hoàng huynh, đừng. Ngươi. Ngươi đừng đi, Đạm Đài Hử nhìn xem hắn kia sợ gần như co lại thành một đoàn bộ dáng, ngồi sổn xuống, nhìn xem hắn, những cái kia chẳng qua là hạ nhân, ngươi vì sao như thế sợ bọn họ? Thập Nhất hoàng tử nếu lấy ngón tay, không nói chuyện, Đạm Đài Hử lại phát hiện hắn thủ đoạn lỏa lộ ra ngoài bộ phận, có một ít khả nghi vết đỏ, hắn lập tức bắt lấy Thập Nhất hoàng tử tay, đem tay áo của hắn kéo lên đến, lại phát hiện trên cánh tay hắn, dăng khắp nơi lấy không ít cùng loại với vết roi vết tích, Thập Nhất hoàng tử phát hiện Đạm Đài Hử cử động, vội vàng liền phải đem tay rút về đi đạm đài hữu nắm chắc hắn tay trầm giọng nói nói cho hoàng huynh những cái này tổn thương là thế nào đến ta chính ta tinh nghịch không cẩn thận làm bị thương thập nhất hoàng tử nhỏ giọng nói đạm đài hữu nhìn kỹ hắn ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy ta sẽ tin sao thập nhất hoàng tử luôn luôn không có tồn tại gì cảm giác gần như là trong hoàng cung nhất không có tồn tại cảm người biến tướng cũng là nghe lời nhất người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn có bao nhiêu tinh nghịch lại nói coi như tiểu hài tử tinh nghịch trên thân có ngã thương xanh một miếng tử một khối cũng bình thường lại không nên có dạng này tím xanh đang xen, cũng mới chất chồng vết roi cái này rõ ràng không bình thường liền người bình thường đều không thể gạt được chớ nói chi là đạm đài hử thập nhất hoàng tử gần như lại muốn khóc lên đạm đài hử xem xét lập tức quát không cho phép khóc bất kể nói thế nào ngươi vẫn là hoàng tử khóc lóc rước mức tính là gì? Ngươi thành thật nói cho ta những cái này tổn thương là thế nào đến, nếu là ngươi không có nói, ta liền đem ngươi hôm nay luyện trúng tên người sự tình, nói cho phụ hoàng, để phụ hoàng trị ngươi. Hoàng huynh, đừng. Thập nhất hoàng tử nghe xong, liền sợ, đạm đài hữu tàn khóc nói, vậy liền nói cho ta những cái này tổn thương là chuyện gì xảy ra? Thập nhất hoàng tử nghe vậy, mới ấp úng nói đến. Là, là những cái kia cung nhân, bọn hắn đại chiếu cố quá mệt mỏi, còn nói ta quá da, liền thường xuyên dùng phất trần đánh ta. Đạm đài hử nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi, nội điện cùng ngoại điện, cũng chỉ có một cái bình phong ngăn cách, tần sắc ngồi ở bên trong, để y nữ cùng Tào Ngọc Mai giúp nàng bôi thuốc, nghe được bên ngoài đối thoại, sách một tiếng, cùng Tào Ngọc Mai nhỏ giọng nói, thập nhất hoàng tử ngược lại là thật đáng thương. Tào Ngọc Mai đem tần sắc y phục hướng dưới bờ vai thoát thoát, nghe vậy thấp giọng nói, trong hoàng cung đều là như vậy, mẫu bằng tử quý, nhưng tử không phải là không tử bằng mẫu quý. Thập nhất hoàng tử mẹ Để hèn mọn đê tiện, lại không có một cái xuất thân cao quý dưỡng mẫu, phía dưới những người kia ạch lấy dạng này chủ tử, vớt không được chất béo, còn phải ở bên ngoài bị khinh bỉ, tự nhiên sẽ không quen nhìn hắn, tăng thêm niên kỷ của hắn lại nhỏ, tự nhiên sẽ bị bọn hắn khi dễ. Tần sắc gật gật đầu, đúng là dạng này, rất hiện thực thế giới chính là như vậy, mặc kệ ở nơi nào, đều là dạng này, dù là trong hoàng cung, đều sẽ hữu thụ xa lánh người. Bọn hạ nhân cũng là người, nếu như có cái thân phận cao quý chủ nhân, giá trị bản thân của bọn họ liền sẽ nước lên thì thuyền lên, hơn người một bậc. Trái lại, bọn hắn liền sẽ cùng chủ nhân đồng dạng bị khinh bỉ thụ khi dễ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn là hạ nhân, có khí không thể hướng cái khác quý nhân trên thân vung, chỉ có thể lấn ngát gan sợ phiền phức, không có lực phản kháng chút nào thập nhất hoàng tử, dù sao hắn cũng không được sủng ái. Cũng sẽ không tố cáo, bí mật đánh mấy lần hạ giận cũng không ai quản, ngược lại là đáng thương thập nhất hoàng tử một đứa bé, là vô tình nhất đế vương gia, quả nhiên là dạng này, tần sắc không khỏi hỏi, nhưng cái này đến cùng là con trai của bệ hạ. Bệ hạ nhi nữ Đông Đảo. Tào Ngọc Mai nhìn nàng một cái, lời nói không nói quá minh bạch, lời ngầm thì là nhi nữ Đông Đảo, cho nên bệ hạ cũng không để ý cái này một cái, mẹ để ti tiện hoàng tử, tần sắc tắt lưỡi, đúng lúc này, nàng bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, Tào Ngọc Mai quay đầu đi, mới phát hiện y nữ cầm vải bông ngay tại cho tần sắc vết thương thanh tẩy ước chừng là mạnh tay đè vào tần sắc vết thương tào ngọc mai lập tức nhíu mày lại nhưng thanh âm coi như ôn hòa vẫn là cho ta để cho ta tới đi ngươi đi phối dược y nữ biết tần sắc là vì thái tử thụ thương chính là quý nhân chính sợ mình không cẩn thận tổn thương tần sắc sẽ bị phạt mà lo lắng không thôi nghe được tào ngọc mai chỉ là như vậy nói nàng thở dài một hơi liền vội vàng đem vải bông đưa cho tào ngọc mai đi đến một bên đi phối thuốc cầm móc, Tào Ngọc Mai tiếp nhận vải bông đặt ở bên cạnh nước nóng trong chậu thẩm thấu sau vắt khô, cầm lên một chút xíu lau rơi tầng sắc vết thương vết máu chung quanh. Nàng động tác nhu hòa vô. Cùng, tầng sắc gần như không cảm giác được, lưng liền trầm tĩnh lại, rất nhanh, Tào Ngọc Mai trợ giúp y nữ, cho tầng sắc thượng hạng thuốc băng bó kỹ vết thương nhưng tầng sắc quần áo không thể xuyên tào ngọc mai nhân tiện nói ta ngược lại là mang nhiều một bộ y phục đến nhưng ở thanh hung điện ta gọi nha hoàng đi lấy Thanh hung điện là chuyên môn dùng để cho những cái kia tiến cung tham gia cung yến quý quý môn, cất giữ dự bị quần áo cùng thay đổi trang phục địa phương. Tần sắc nhìn thấy sim y của nàng, chỉ là đầu vai bộ phận phá một cái hố, lúc đầu không có ý định đổi, nhưng nghĩ đến muốn mặc lấy y phục này xuất cung, sợ là có chút không tốt lắm, liền gật gật đầu, Tào Ngọc Mai lập tức đi ra ngoài, tìm tới mình nha hoàng. Gọi nàng tìm cung nữ, hai người cùng nhau đi thanh hung điện, đưa nàng dự bị quần áo mang tới, hai cái hạ nhân không dám chậm trễ, cước trình rất nhanh liền chạy về, còn tốt Tào Ngọc Mai làm người thích ôm nhu thanh đạm nhan sắc, xuyên tại tầng sắc trên thân cũng không hiện đột ngột, tầng sắc thay xong y phục về sau, liền đứng dậy, Tào Ngọc Mai vội vàng đi tới đỡ lấy nàng, cô nương vừa nhận qua tổn thương, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nghỉ ngơi thật nhiều. Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Tần sắc cười với nàng cười, chợt tựa ở Tào Ngọc Mai bả vai bên cạnh, nhỏ giọng đem nàng vì sao thụ thương sự tình, báo cho Tào Ngọc Mai khi biết tần sắc là cố ý thụ thương, Tào Ngọc Mai còn có chút kinh ngạc, Tần Sắc lại cười với nàng cười, lôi kéo nàng đi ra ngoài, bên ngoài, Đạm Đài Hử cùng thập nhất hoàng tử ngồi tại bên ngoài, hắn vừa để người chuẩn bị một chút trà bánh cho thập nhất hoàng tử, đồng thời để người đi trừng trị những cái kia khi dễ qua thập nhất hoàng tử cung nhân, hắn đối thập. Nhất hoàng tử ngược lại là không có tình cảm gì, nhưng dù sao xem như đệ đệ của mình, chính là tay chân của mình, lại là cái tiểu hài tử, sao có thể tùy ý hạ nhân khi dễ, bởi vậy hắn mới khiến cho người đi trừng trị những cái kia cung nhân, nhưng thập nhất hoàng tử chỗ, còn phải một lần nữa suy xét, nếu không, về sau vẫn sẽ có hạ nhân gan to bằng trời khi dễ chủ tử, chỉ có điều đạm đài hử còn không có nghĩ đến an bài thế nào thập nhất hoàng tử, hắn liền thấy Tào Ngọc Mai cùng tần sắc từ nội điện. Đi tới, đạm đài hử lập tức đứng lên, nhìn về phía tần sắc, lo lắng mà hỏi thăm, cô nương thương thế của ngươi, không có sao chứ. Một chút vết thương nhỏ, điện hạ không cần quan tâm. Tần sắc công môi lắc đầu cười một tiếng, đạm đài hữu lúc này mới yên lòng lại, thập nhất hoàng tử liền vội vàng đem mình cầm bánh ngọt buông ra, đứng người lên, hướng phía trước đi vài bước, hướng tần sắc méo mó chắp tay nói, thật xin lỗi, trước đó đều là ta không cẩn thận, cô nương muốn trách tội ta, liền. Mắng ta hai câu đi. Hắn nói đến nghiêm túc, bởi vì lúc trước dạy bảo hắn những cái kia cung nhân chính là như vậy nói, mắng chửi người cùng đánh người cũng có thể xuất khí, hắn thương tần sắc. Tần sắc trong lòng khẳng định có khí, khi mắng hắn hai câu hẳn là liền có thể xuất khí đi nhìn thấy thập nhất hoàng tử một bộ nghiêm túc lại vô ý thức đáng thương nhỏ bộ dáng tần sắc cười nói không có việc gì một chút vết thương nhỏ ta không tức giận đa tạ cô nương thập nhất hoàng tử nghe xong trên mặt nhiều hơn một phần cười bộ dáng vội vàng nói tạ tần sắc nhìn bộ dạng đó của hắn trong lòng còn rất cảm giác khó chịu nhi đạm đài hữ cùng tào ngọc mai đồng dạng cảm thấy có chút khó chịu đạm đài hữ liền đè lên thập nhất hoàng tử bả vai nói Chờ xuống gọi thị vệ của ta, mà ngươi trở về thu thập hai kiện y phục, ngươi bây giờ còn chưa kịp quan, không có cách nào xuất cung phân phủ, ngày sau liền ở tại ta phủ thượng, chờ ngươi tuổi tác lớn hơn chút nữa, liền bản thân xây phủ. Chương 409, kết quả thử nghiệm 409, kết quả thử nghiệm nhất hoàng tử ngẩn ngơ, ta, ta có thể cùng hoàng huynh ở cùng nhau sao? Có thể. Đạm Đài hử gật gật đầu, hướng hắn khẳng định cười nói, thập nhất hoàng tử lập tức hoang hô lên, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy hắn kia dáng vẻ cao hứng, Đạm Đài hử lộ ra mấy phần thật lòng cười đến, gọi tới thị vệ của mình trước mang thập nhất hoàng tử trở về thu dọn đồ đạc, mà hắn còn có lời muốn đơn độc cùng Tần Sắc nói, mà cùng lúc đó, Kim Hoa cung bên trong đồng dạng không yên tĩnh, Yến Vương ngồi trên ghế, nghe được cung nhân bẩm báo thái tử tình huống bên kia, hướng một bên Tần Chi nhìn sang, Tần Chi còn đứng ở bên cạnh hắn, mắt nhìn xuống đất, nhìn qua liền cùng phổ thông cung nhân đồng dạng, nhưng yến. Vương thái độ đối với nàng rất khách khí chưa từng sẽ đem nàng xem như người bình thường nhìn, nghe xong cung nhân bẩm báo, hắn liền hướng Tần Chi cười nói, Tần Chi, người đối với chuyện này thấy thế nào? Tần Chi không rõ ràng cho lắm, Điện Hạ là hỏi Phương. Diện kia, ta là muốn hỏi ngươi, liên quan tới Tần Sắc vì cứu thái tử Điện Hạ thụ thương sự tình, ngươi thấy thế nào? Yến Vương kiên nhẫn thuật lại một lần, Tần Chi ồ một tiếng, cái này có cái gì tốt nói, nàng là thái tử Điện Hạ người, muốn cứu thái tử Điện Hạ không phải rất bình thường sao? Yến Vương ghé mắt nhìn nàng, nghiền ngẫm nhi cười một tiếng, làm sao ngươi biết nàng là thái tử người? Điện hạ chẳng lẽ không phải dạng này hoài nghi sao? Tần chi mặt không biểu tình hỏi lại. Yến Vương ngược lại cười lên, vẫn là ngươi thông minh. Xác thực, ta thậm chí hoài nghi, ngày trước tại Lâm Lan đạo trợ giúp thái tử trốn qua một kiếp người chính là nàng, nhưng người như vậy, hẳn là rất lợi hại, muốn né tránh một mũi tên, hẳn là có không ít biện pháp, không nhất định cần dùng thịt đi cản, ngươi nói đúng không? Điện hạ nói đúng, nhưng có khả năng nàng chính là người bình thường, cho nên mới sẽ như thế thay thái tử ngăn đỡ mũi tên. Tần Chi Thuận Yến Vương phỏng đoán nói, nhưng giờ này khắc này trong nội tâm nàng rất lo lắng, nhất là đang nghe tần sắc sau khi bị thương, nàng rất muốn tận mắt đi xem một chút tần sắc thương thế như thế nào, nhưng nàng nhất định phải dằn xuống đến, hiện tại không thể loạn động, Yến Vương ngược lại là không có hoài nghi nàng, thuận nàng, suy nghĩ nói, nói như vậy có chút đạo lý, nhưng nếu là như vậy, nàng làm sao lại biết kia hai chén trà bên trong có đồ vật? hắn liếc qua bên cạnh trên bàn thả kia hai chén trà đã lạnh buốt, nhưng hắn còn chưa để cung nhân cầm xuống đi. Có lẽ nàng chỉ là y thuật không sai. Không phải nói, trước đó nàng liền đã cứu thái tử điện hạ sao? Tần Chi nói, mới điện hạ không phải để âm quỷ đi dò xét nàng sao? Nàng cũng không dị dạng động tĩnh a. đúng vậy a, à, cho nên bản vương mới có thể càng hoài nghi. Yến Vương bó lấy lò sưởi tay, ngươi nói. Sẽ có trùng hợp như vậy sao? Hiện tại đơn giản là cái này mấy loại khả năng, hoặc là nàng xác thực y thuật không sai, phát hiện trong trà có đồ vật, mới không có để thái. Tử điện hạ uống hết, những công chuyện khác, nàng cũng không có phát giác, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Hoặc là chính là trà này không uống, chỉ là trùng hợp, trùng hợp không uống. Tần Chi phỏng đoán hỏi, còn có cuối cùng một loại khả năng, nàng từ đầu tới đuôi đều là trang. Nghe vậy Yến Vương nhìn chầm chầm Tần Chi nhìn chỉ chốc lát, bỗng nhiên cười một tiếng. Từ đầu tới đuôi trang, cũng không về phần. Hắn nói, nói cho cùng nàng không biết ta muốn làm cái gì, âm quỷ lúc ấy cấp tốc hai khu, nàng cũng không biết âm quỷ có thể hay không động đến bọn hắn, lại không có bất kỳ cái gì động tác, bản vương cho rằng nàng không có phát giác khả năng càng lớn, nhất là 11 kia cuối cùng một mũi tên, tới đột như nhưng, làm sao có thời giờ sẽ để cho nàng nghĩ ngợi, muốn hay không trang đâu. Tần Chi khẽ gật đầu, Điện hạ nói đúng, điện hạ anh minh. Chẳng qua bản vương vẫn cảm thấy, đối nàng không thể phớt lờ. Yến vương nhiều lần trầm ngâm, đúng, những ngày này ngươi đều sẽ ở tại ngoài cung. Vâng, thần sứ yêu cầu ta ở tại ngoài cung. Tần chi mặt không thay đổi trả lời, nhấc lên lâu thiên cơ, trong nội tâm nàng còn có chút không cam lòng, nhưng cũng không có biểu lộ ra một phân một hào. Yến vương nghe vậy gật gật đầu, nếu là thần sứ yêu cầu, vậy ngươi liền hảo hảo làm bạn thần sứ. Chẳng qua ngươi bây giờ ở tại ngoài cung, lui tới tương đối dễ dàng, liền thay bản vương chú ý nhiều hơn tầng sắc động tĩnh, bản vương nghe nói nàng bây giờ ở tại tầng Mậu Hòa tầng Đại Nhân phủ thượng. Tần Chi gật đầu, nghe nói giống như là như vậy. Kiến vương bỗng nhiên chỉ chốc lát, bỗng nhiên cười nói, đúng, bản vương mới nhớ tới, các ngươi thật giống như đều họ Tần. Trùng hợp. Tần Chi thản nhiên nói, cũng không thèm để ý giống như Kiến vương dò xét nàng một lát, không biết có hay không tin tưởng nàng, chỉ là cười nói vậy liền làm phiền ngươi, tại ngoài cung chú ý nhiều hơn tần sắc động tĩnh, có biến liền tới tìm bản vương. Vâng. Tần chi không có chút nào do dự đáp ứng. Đến, liền quay người đi ra ngoài, Yến vương đánh giá bóng lưng của nàng, lại nhìn một chút trên bàn hai chén trà, sờ sờ cái cầm, một bên khác, hàm quan điện bên trong, đạm đài hữu gọi thị vệ mang đi thập nhất hoàng tử về sau, liền nghĩ cùng tần sắc nói chuyện một chút, hướng tào ngọc mai nhìn sang. Ngươi có phải hay không còn muốn đi xử lý ngày sau cung yến việc vặt? Lời này rõ ràng là nghĩ đẩy ra người, Tào Ngọc Mai sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, liền muốn gật đầu, tần sắc lúc này lại nói, ta tin tưởng Tào cô nương, ở trước mặt nàng không có gì không thể nói, điện hạ muốn nói với ta cái gì, liền nói thẳng đi, không cần tị húy. Đạm đài hữu nghe vậy ngược lại lúng túng, sau đó gật gật đầu, cũng tốt, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Tào Ngọc Mai đỏ mặt gật gật đầu, chủ động đi qua, quan tâm thấy cửa phòng đóng lại, bởi vì nàng biết, bọn hắn muốn nói lời, nhất định rất trọng yếu, mà tại Tào Ngọc Mai quản qua cửa về sau, Tần Sắc cầm lấy bên cạnh một ly trà, chấm lấy một chút nước trà, tùy ý vung mấy giọt trên cửa, những cái kia giọt nước tựa như là ngưng kết ở phía trên đồng dạng, không có chút nào hoạt động cùng biến mất, Tào Ngọc Mai kinh ngạc, cô nương đây là. Một cái nho nhỏ thuật pháp, nếu là bên ngoài có người tới gần, những cái kia giọt nước sẽ động, miễn cho có người đến nghe lén. Tần Sắc giải thích nói. Biện pháp này ngược lại là tốt. Đạm Đài hử khen một câu lần nữa ngồi xuống tới, Tào Ngọc Mai thấy thế đi tới, viện tần sắc tại đạm đài hữu vị trí đối diện ngồi xuống, đạm đài hữu liền trực tiếp hỏi, 11 kia một mũi tên, cô nương cảm thấy sẽ là ngoài ý muốn sao? Tất nhiên không phải. Tần sắc phủ nhận nói, cái mũi tên này khẳng định cũng là Yến Vương thăm dò. Bằng không, làm sao trùng hợp như vậy, bọn hắn đều nhanh xuất cung cửa, bay tới một mũi tên, điểm đáng ngờ còn không chỉ có là những thứ này, thập nhất hoàng tử gầy yếu, thân cao so cùng tuổi hài tử chịu không ít, cánh tay tinh tế, lớn bao nhiêu lực cánh tay, có thể bắn ra dạng kia cường lực bay qua. Thành cung, phóng tới bọn hắn, quá nhiều trùng hợp chất thành một đống, vậy liền nhất định không phải trùng hợp, khẳng định là Yến Vương từ đó dơ trò gì, mới khiến cho cái mũi tên này bay ra, về phần cái mũi tên này, khẳng định là thập nhất hoàng tử, đạm đài Yến chỉ là muốn thập nhất hoàng tử cổng nồi, vạn nhất cái mũi tên này thật tổn thương người, sẽ chỉ là thập nhất hoàng tử không may, cùng người khác không hề quan hệ càng không khả năng ra được trên đầu của hắn đạm đài hử nhíu mày, như đây. Cũng là hắn thăm dò, hắn đến cùng muốn làm gì. Tại cung thành bên trong, dạng này không chút kiên kỵ nào. Nghe vậy, Tào Ngọc Mai thấp giọng mở miệng, tuy nói là tại cung thành bên trong, nhưng tất cả mọi người coi là cái mũi tên này là thập nhất hoàng tử, chính là điện hạ thật sự có cái vạn nhất, đại khái có thể đẩy lên thập nhất hoàng tử trên đầu. Đạm đài hử mày nhíu lại phải lợi hại hơn, hắn chỉ muốn tần sắc thương thế cùng đạm đài yến làm ra sự tình, quên suy xét tầng này, nhưng, coi như như thế, hắn cũng quá ác. Hắn thủ đoạn luôn luôn hung ác, điện hạ sớm tại lâm lan đạo thời điểm liền nên rõ ràng. Tần sắc nhướng mày nói. Đạm đài hữu vừa nhắc tới lâm lan đạo, liền cảm giác tim như bị đau cắt, hoàng vị liền trọng yếu như vậy, ta là hắn duy nhất thân huynh trưởng, hắn cứ như vậy muốn làm cho ta vào chỗ chết. Chương 410, ta thụ thương, đau quát 410, ta thụ thương, đau quá, bây giờ nói những cái này phàn nàn vô dụng, tần sắc bất đắc dĩ đành phải đánh gãy đạm đài hữu xuân đau thu buồn nói ta biết cái mũi tên này lai lịch không có đơn giản như vậy cho nên không có né tránh bây giờ ta cũng bị thương yến vương thử mục đích đã đạt tới hắn thăm dò cửa này chúng ta nên tính là qua đạm đài hữu gật gật đầu đây coi như là tin tức tốt duy nhất hắn không biết cô nương thân phận cô nương liền an toàn một chút không chỉ có là an toàn nếu như hắn không biết thân phận của ta kia tương đối mà nói chính là ta ở trong tối hắn ở ngoài sáng có một số việc thiết lập đến ngược lại dễ dàng hơn càng có lợi hơn tại chúng ta dạng này tần sắc nói tào ngọc mai đồng ý gật đầu đạm đài hữu cũng thế cô nương nói không sai chỉ là cô nương lại thụ thương cái này ta cái này thật chỉ là một chút vết thương nhỏ điện hạ không cần lo lắng tần sắc vô ý nhìn bên cạnh tào ngọc mai liếc mắt đứng lên nói thời gian không còn sớm ta một người dân thường không tốt tiếp tục lưu lại trong cung ta đi ra ngoài trước đi đạm đài hử vội nói nhưng ngươi vết thương trên người cô nương không bằng nghỉ ngơi trước một đêm tái xuất cung tào ngọc mai đứng lên nói cô nương thương thế hiện tại tốt nhất đừng tùy tiện đi lại mới là không ngại ta thân thể của mình chính ta rõ ràng tần sắc cười nói đúng ngươi là ngồi xe ngựa đến a mai tỷ tỷ nếu là không chơi phiền toái liền thuận tiện đưa ta một chuyến chứ sao cái này thế nào lại là phiền phức đâu vậy ta đưa cô nương Tào Ngọc Mai nhìn ra tần sắc nhất định phải trở về, liền đáp ứng, nàng đưa tần sắc trở về, mình còn an tâm một điểm, tần sắc gật gật đầu, liền hướng đạm đài hữu nói, đã có Mai tỷ tỷ đưa ta, điện hạ, vậy chúng ta liền đi trước. Đạm đài hữu há to miệng, không cốt lại ngăn cản, đành phải gật gật đầu, Tào Ngọc Mai đi tới, viện tần sắc, hai người hướng đạm đài hữu không người, sau đó Tào Ngọc Mai liền viện tần sắc đi ra ngoài, lần này, tần sắc cùng Tào Ngọc Mai ngược lại là 10 phần thuận lợi đi đến cửa cung ngồi lên tàu gia xe ngựa, ngồi tại tàu gia trên xe ngựa, tần sắc thở dài một hơi, thử nghe răng nói, hôm nay nhìn như chuyện gì đều không có làm, ta thế nào cảm giác mệt mỏi như vậy đâu. Cô nương bị thương, lại vội vàng giúp thái tử điện hạ đối phó Yến Vương, tự nhiên là mệt. Tào Ngọc Mai mỉm cười, sau đó lại thở dài nói, nói thật, ta thực sự là không nghĩ tới Yến Vương sẽ là người như vậy, hắn rõ ràng nhìn qua như vậy ôn hòa rộng nhân. Đây chính là ngụy trang tốt. Tần Sắc nói, Tào Ngọc Mai chỉ cảm thấy kinh hãi, một người làm sao có thể ngụy trang tốt như vậy? Ai biết được. Tần Sắc buông tay, sau đó liếc nhìn Tào Ngọc Mai trêu ghẹo nói, Mai tỷ tỷ, ta cái này đã cứu ngươi, lại cứu phu quân của ngươi, hai người các ngươi hai vợ chồng nhưng thiếu ta không ít ân nghĩa đâu, ngày sau lớn phú quý, cũng đừng quên ta. Tào Ngọc Mai lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cô nương nói chuyện càng thêm quá phận. Điện hạ chưa chắc sẽ cưới ta. Tần Sắc nhướng mày, làm sao lại thế? Hôm nay ta cùng điện hạ còn nhất lên Mai tỷ tỷ, hắn cũng khoe Mai tỷ tỷ ôm nhu hiền thục, thích hợp nhất làm thái tử phi, nhất định sẽ cưới ngươi đâu." Tào Ngọc Mai ngẩn ngơ, thật sao? "Thật a, à, ta lừa ngươi làm gì?" Tần Sắc dở khóc dở cười, kỳ thật nàng câu nói kia, thật sự chính là thật, mỗi một chữ mỗi một câu đều là Đạm Đài Hử nói đến, chỉ có điều ý tứ bị nàng cho đổi, nàng là sợ Tào Ngọc Mai thấy được nàng bị Đạm Đài hữu ôm lấy một màn kia, trong lòng sẽ không thoải mái, chỉ có thể dùng viễn chuyển phương thức Tắc hợp tác hợp hai người bọn hắn, bỏ đi Tào Ngọc Mai nghĩ xóa khả năng, Tào Ngọc Mai là vô điều kiện tin tưởng Tần Sắc, tự nhiên tin tưởng Tần Sắc nói đúng thật, sắc mặt của nàng càng đỏ, cô nương. Chớ có trêu ghẹo ta. Ta cũng mặc kệ, dù sao hai người các ngươi thiếu ta không ít ân nghĩa, vì để tránh cho quá nhiều phiền phức đâu, ta cũng không cần quá nhiều thù lao, quay đầu có cơ hội, nhớ kỹ cho thêm ta mấy khối miễn tử kim bài là được. Tần Sắc cười hì hì, dù sao ta người này sợ chết, tiếc mệnh vô cùng lần này đến phiên tào ngọc mai dở khóc dở cười tào ngọc mai bất đắc dĩ nói như thật có ngày đó cô nương muốn bao nhiêu miễn tử kim bài ta đều cho cô nương tần sắc bắt đầu vui vẻ đây chính là tương lai thái tử phi nói đến lời nói ta coi như thật nha nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng tào ngọc mai trong lòng kia ném một cái ném chính mình cũng không rõ khó chịu tan thành mây khói mà tại tào ngọc mai đưa tần sắc lúc trở về tin tức này truyền cho yến vương yến vương biết được đạm đại hữ không có lưu tần sắc trong cung nghỉ ngơi càng không có tự mình. Đưa thụ thương tần sắc xuất cung, ngược lại làm cho Tào Ngọc Mai tiện thể đưa tần sắc trở về, không khỏi hoài nghi mình trước đó ý nghĩ có phải là sai, hắn vốn cho là, đạm đài hữu hẳn là tương đối quan tâm tần sắc, nhưng nếu như thật quan tâm, làm sao lại yên tâm tần sắc mình xuất cung, như thế có ý tứ, xe ngựa đi một hồi lâu, rốt cục dừng ở tầng gia cổng, Tào Ngọc Mai vốn định đưa tần sắc đi vào, tần sắc lại nói, không cần, chính ta trở về là được, thời gian không còn sớm, Mai tỷ tỷ ngươi cũng về sớm một chút đi. Tào Ngọc Mai nghe vậy, liền biết nghe lời phải mà nói, vậy chính ngươi cẩn thận chút, ngày mai ta trở lại nhìn ngươi. Được. Tần sắc đáp ứng đến, không lưng đi xuống xe ngựa, Tào Ngọc Mai xông nàng khoát khoát tay, liền gọi người cưỡi xe ngựa rời đi, đợi xe ngựa rời đi về sau, tần sắc vuốt vuốt đầu vai, thử nghe răng xoay người sang chỗ khác. Vừa hay nhìn thấy tạ hành đứng tại tầng gia cửa chính, nhìn thấy tạ hành, tầng sắc ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại có chút trong dự liệu cười lên, Ta liền biết ngươi sẽ chờ ta ở đây." Nói xong, nàng liền muốn cất bước đi lên trước, Tạ Hành lại bước nhanh đi tới, một cái nắm chặt cánh tay của nàng, sau đó cau mày nói, "Ngươi làm sao đổi thân y phục?" "Cái này a." À. Tần Sắc nhìn một chút mình quần áo trên người, biết không gạt được Tạ Hành, liền sờ sờ mũi nói, "Tại ta nói thật với ngươi trước đó, ngươi có thể hay không cam đoan ngươi cùng ta sinh khí?" Tạ Hành nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống, Tần Sắc thấy thế, nếu lấy tay áo của hắn, làm nũng nói, ngươi nếu là không bảo đảm ta liền không nói lời nói nha tạ hành bất đắc dĩ biết là như vậy tần sắc lúc này mới cong môi cười xấu hổ nói ta trong cung thụ thương tạ hành sắc mặt nháy mắt âm trầm có thể chảy ra nước thụ thương rồi cái này đây là có nguyên nhân tần sắc cảm thấy tê cả da đầu vội vàng nói chúng ta đi vào trước đi vào ta lại giải thích với ngươi nói nàng liền vội vàng dắt lấy tạ hành đi vào miễn cho tạ hành bảo nổi lại nói cổng người đến người đi nhiều nhiều người phức tạp a à, tạ hành khắc chế trở tay đỡ lấy tầng sắt cùng hắn một đạo đi vào đợi đến thanh hà viên không đợi tạ hành hỏi tầng sắt liền chủ động thẳng thắn từ rộng nàng đem trong cung phát sinh hết thảy đều nói cho tạ hành tạ hành chăm chú cao mày cho nên ngươi là vì tránh đi yến vương thăm dò đem mình làm thụ thương rồi tầng sắt kiên trì ừ một tiếng cái này không có cách nào ta lúc ấy nếu là bộc lộ ra một chút xíu ra tới về sau chúng ta đều không sống yên thời gian qua, không chừng sẽ gặp phải càng lớn nguy hiểm, ta đây là dùng tiểu phong hiểm đổi bình an mà. Mà lại, tác chú ý phân tất, chỉ là vết thương nhẹ, không nghiêm trọng như vậy. Nói, nàng vẽ mặt đau khổ, đáng thương nhìn qua tạ hành, một bộ ngươi chớ mắng ta, ta ủy khuất bộ dáng, tạ hành vẫn như cũ cao mày, còn muốn nói chuyện. Tần sắc lại ai u một tiếng, nước mắt đầm đìa mà nói, ta thụ thương, đau quá a à ngươi có thể hay không chớ mắng ta rồi chương 411, ngươi có phải bị bệnh hay không chương 411, ngươi có phải bị bệnh hay không gạt hành, hắn cảm thấy tần sắc thật sự là tìm tới biện pháp trị hắn. Nhìn thấy tần sắc kia dáng vẻ đáng thương, cứ Việt minh biết rõ là giả bộ, tạ hành thật đúng là không có cách nào lại huống lối ra, một trái tim ngược lại khẩn trương lên, sụ mặt, nắm chặt tần sắc cánh tay, nói, không mắng ngươi, tranh thủ thời gian vào nhà, ta nhìn xem ngươi tổn thương. Tần sắc ngoan ngoãn ồ một tiếng, chạy thoát giũa cho một trận, nàng tiếp xuống biểu hiện lộ ra rất ngoan ngoãn, tạ hành viện nàng vào phòng, đóng cửa lại, để nàng cởi xuống áo ngoài, nàng cũng thoát, để nàng xoay người, nàng liền trơn tru xoay người, sau đó, tạ hành gãy một chút địa long bên trong thang, để nó thiêu đến vượng hơn, miễn cho đông lạnh lấy tầng sắt, ngẩng đầu hướng phần lưng của nàng nhìn sang, liền gặp nàng kia trắng nõn trên lưng, mỹ lệ hồ điệp xương bên trên, quấn một khối băng gạt. Phía trên mơ hồ có huyết sắc thẩm thấu ra, tạ hành hung hăng vặn lên lông mày. Đi qua, tay cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu hủy đi tầng sắc trên vết thương băng gạt, mang theo chính hắn đều không có phát giác nhu hòa, đợi nhìn thấy dưới vết thương, tầng sắc trên bờ vai cái kia huyết động thời điểm, tạ hành sắc mặt rất đen khó coi, nắm thật chặt băng gạt, hô hấp đều chậm dần, kỳ thật tầng sắc thụ thương sự tình, hắn cũng không phải là bây giờ mới biết, chính như Lâu Thiên Cơ nói, cung nội có Lâu Thiên Cơ nhãn tuyến, liền có nhãn tuyến của hắn, hắn người đã sớm đến nói. Cho tạ hành, tầng sắc thụ thương, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, tự nhiên cũng nói cho hắn là đạm đài hử ôm lấy tần sắc tiến hàm quan điện tìm đến thái y cho tần sắc trị liệu tạ hành chỉ lo phải chú ý tần sắc thụ thương sự tình đối đạm đài hữu sự kiện kia hắn cũng không thèm để ý cứ việc sớm đã biết được tần sắc thương thế không nặng nhưng nhìn đến tần sắc vết thương lúc tạ hành vẫn cảm thấy trong lòng hung hăng nhéo một cái kỳ thật hắn nhìn ra được cái này tổn thương hẳn là tần sắc cố ý mà làm tránh đi gân cốt cùng mạch máu nhìn xem nghiêm trọng kỳ thực chỉ là chút vết thương da thịt Thật tốt tỉnh dưỡng hai ngày liền có thể, không có gì đáng ngại, thế nhưng là, Tạ Hành vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái, Tần Sắc một mực không nghe thấy Tạ Hành thanh âm, trong lòng liền lột bột một chút, nếu lấy quần áo, hắc hắc cười làm lành nói, kia cái gì, thương thế kỳ thật còn tốt, ta có, ta biết. Tạ Hành bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy Tần Sắc, Tần Sắc một sợ, liền nghe Tạ Hành nặng nề thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Nhưng ta rất không cao hứng, Tần Sắc. Tần Sắc thật lâu không có nghe thấy Tạ Hành như thế hoàn chỉnh gọi mình danh tự có một loại dự cảm xấu lập tức tự nhiên sinh ra, nàng liền vội vàng chuyển người đến, nhìn về phía tạ hành, nghiêm túc giải thích nói, ta thật sự có phân tất, cũng có hành sự cẩn thận, cái này tổn thương thật không có nhìn qua nghiêm trọng như vậy, ngươi đừng nóng giận có được hay không. Tạ hành kéo căng lấy một gương mặt, nhìn qua cặp. Mắt của nàng, một đôi mắt đen như mực, nhìn không đến bất luận cái gì cảm xúc chợt, hắn nhìn cũng không nhìn tần sắc, trực tiếp xoay người rời đi. Tần sắc được hoàn toàn không biết đây là cái gì phát triển, nàng còn tưởng rằng Tạ Hành là đang tức giận, vội vàng liền phải đứng lên liền cản Tạ Hành. Ai biết Tạ Hành mặc dù cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, lại giống như là cái óc mở to mắt đồng dạng, bắt được động tác của nàng, lạnh giọng quát, ngồi, đừng nhúc nhích. Tần sắc cứng đờ, không tiếp tục loạn động, tốt a à, tốt a, à. nàng ngồi còn không được sao? Tần sắc một đôi mắt xoay tiếp chuyển, nhìn thấy Tạ Hành đi tới cửa, muốn mở ra cửa đi ra ngoài, liền vội vã cuốn cuồng hỏi ngươi, ngươi muốn đi đâu? Tạ hành nghe được tần sắc kia khẩn trương làm câm thanh âm, còn có ném một cái ném ủy khuất, bước chân dừng lại, ghé mắt liếc nhìn nàng một cái, trung thực ơ lại đừng nhúc nhích. Tần sắc ủy khuất ba ba, nha, tạ hành sách thở ra một hơi, mở cửa đi ra ngoài, chợt, đụng một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, phòng bên trong chỉ còn lại tần sắc một người, tần sắc nhìn qua gian phòng trống rỗng, ở một giây lát, sau đó lại cảm thấy nén giận lại cảm thấy quốc tức, nàng đều nói xin lỗi, cũng nhận lầm, làm gì a à đây là để nàng bản thân tỉnh lại sao làm cho nàng giống như muốn thụ thương giống như nếu không phải tình thế bức bách nàng cần thiết hay không lại nói thụ thương chính là nàng nàng còn cảm thấy ủy khuất đâu tần sắc trước kia làm trưởng giáo thời điểm gọi là cái cao cao tại thượng lúc nào không phải đám người bưng lấy nàng hiện nay nàng thụ thương không chiếm được một câu an ủi thì thôi đã xệ mặt xuống đi nhận lầm đi lấy lòng thế mà còn muốn cho nàng sắc mặt nhìn tần sắc thật sự là khí cười nàng cảm thấy mình thật đúng là càng sống càng trở về, hiện tại thế mà bị cái nam nhân tức thành dạng này, tần sắc con mắt đỏ bừng, tất cả đều là bị tức phải. Nàng lập tức kéo tốt quần áo, quản nó cái gì vết. Thương không thương tổn miệng, dù sao chết không được, cái chỗ chết tiệt này, nàng một. Dây đồng hồ đều không nghỉ ngốc, càng ngốc càng ngày khí, nàng hiện tại liền phải chuyển sang nơi khác, mặc kệ là đi tàu ngọc mai nhà, vẫn là đi khách sạn, đều so ở lại đây, đối mặt cái mặt thối mạnh, chỉnh lý tốt quần áo, tần sắc lập tức đứng người lên, mới mặc kệ tạ hành trước khi đi nói cái gì, mở cửa liền đi ra ngoài, thẳng đến cửa sân, tạ hành từ bên cạnh phòng bếp nhỏ đi tới, liền thấy tần sắc sải bước đi ra ngoài, sắc mặt phát lạnh, hô, ta để ngươi trong phòng ơ lại, ngươi cái này là, muốn đi đâu đây? Tần sắc cũng không quay đầu lại, giống như không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước, tạ hành mi tâm vặn một cái, đem trong tay đồ vật hướng trên lan can vừa để xuống, ba chân bốn cẳng xông lên trước, kéo lại tầng sắt tay nhưng hắn không có chú ý vừa vặn nếu lại chính là tầng sắc thương tổn con kia bả vai tầng sắt lập tức cảm giác trên bờ vai một trận bé nhọn đau đớn mấy trăm năm không rơi xuống nước mắt lập tức biểu ra tới nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tạ hành ngươi có phải hay không ước gì ta chết tốt nhất tạ hành vốn còn nghĩ hỏi nàng đây là tại náo cái gì nhưng nhìn thấy tầng sắt con mắt đỏ bừng khóc lên hắn lập tức cứng đờ bàn tay nắm chắc lập tức buông ra tới tầng sắt một cái rút ra chính mình tay biến mất nước mắt giận đùng đùng liền phải đi ra ngoài, Tạ Hành kịp phản ứng, một cái nắm ở eo của nàng, lúc này không đợi Tần Sắc mở miệng, hắn trực tiếp đem người ôm ngang lên đến, trở về phòng. Tạ Hành ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Không phải mới vừa cho ta nhăn mặt sao? Hiện tại chính ta đi, không ý kiến mắt của ngươi, ngươi lại mắc bệnh gì? Tần Sắc dãy dụa không ra, nhịn không được mắng Tạ Hành, Tạ Hành đưa nàng phóng tới bên giường, nhìn xem Tần Sắc dáng vẻ thở phì phò, hắn mới hiểu được bệnh táo bón ở đâu, nghiêm mặt thanh âm còn có chút khô khốc, ta không có cho ngươi nhăn mặt. Tần sắc khí cười, không có. Ta một cái bị tổn thương, đã ăn nói khép nép cùng ngươi nhận lầm, ngươi cái gì cũng không nói liền chạy ra ngoài, ngươi còn huống ta, cái. Này gọi không cho ta nhăn mặt. Ta cho ngươi biết tạ hành, ta tần sắc không có như vậy không muốn mặt, không có xương khiết, từ nhỏ đến lớn ta liền không bị qua dạng này khí, ngươi nếu là không quen nhìn ta, thời gian này yêu có điều, cho ta một phong thư bỏ vợ được vừa dứt lời tần sắc liền thấy tạ hành sắc mặt cấp tốc đen trầm xuống nàng nghiêm mặt mím môi cũng biết mình này sẽ có thể là thật già mồm lớn đề nhỏ làm nhưng trong nội tâm nàng chính là rất không thoải mái đặc biệt là tạ hành quay đầu bước đi thời điểm nàng quả là nhanh muốn bạo tạc chương 412, cần nghĩ sách 412, cần nghĩ sát hành nhìn qua tần sắc thanh âm thâm trầm nói thư bỏ vợ tần sắc mím môi không nói chuyện ngươi nói ngươi vừa rồi muốn cái gì tạ hành chế trụ cầm của nàng, nhìn thẳng nàng, lặp lại lần nữa hỏi. Tần sắc không hiểu có chút chột dạ, một cái lấy ra hắn tay, đây không phải ngươi nghĩ sao? Ta đều thụ thương, ta là một cái bị tổn thương, còn cùng ngươi nhận lầm, kết quả ngươi lại đem ta ném ở cái này, cùng ta phát cáo, tạ hành, ngươi không cảm thấy ngươi quá mức sao? Tần sắc càng nói càng ủy khuất, con mắt lần nữa đỏ lên, cảm giác mình nhiều năm như vậy, cũng không có như thế ủy khuất qua, vì điểm ấy phá sự, lưu cái gì nước mắt a, à, nàng trừng mắt, buộc mình không muốn rơi nước mắt, nhất là tại chó trước mặt nam nhân, cỏ, tức chết nàng, thấy được nàng kia muốn khóc lại không để cho mình rơi nước mắt dáng vẻ, Tạ Hành lửa giận trong lòng lập tức diệt không còn một mảnh, hắn cúi đầu đi kéo qua nàng tay, liền phải đi mở ra xiêm y của nàng, tần sắc một phát bắt được hắn. "Tay, thanh âm đều có chút khàn khàn, ngươi làm gì a à ngươi, đồ nghịch lưu manh." Tạ Hành đè lại nàng tay, dùng một cái tay khác đẩy ra tầng sắc vạt áo, tần sắc tức giận đến quá sức, Tạ Hành, ngươi ta không có giận ngươi. Không đợi tầng sắc mắng ra, Tạ Hành bỗng nhiên mở miệng, hắn cúi đầu, thở dài một hơi, thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Ta không có giận ngươi, nhìn thấy ngươi thụ thương, ta xác thực rất không cao hứng. Nhưng ta là sinh chính ta ký. Tầng sắc cứng đờ, Tạ Hành ngẩng đầu lên nhìn nàng, thần sắc có chút trầm thấp. Bên ta mới đang nghĩ, nếu là ta cùng ngươi đi trong cung, có lẽ ngươi cũng không cần thụ thương vì cái gì ta không có cùng ngươi tiến cung. Để một mình ngươi lưu trong phòng là có hai nguyên nhân, một là ta sợ mình lưu lại nửa nhịn không được sẽ đi tìm Yến Vương tính sổ sách, hai là miệng vết thương của ngươi phải xử lý, ta cẩn nước nóng cùng bôi thuốc. Giải thích qua về sau, tạ hành nhìn qua tần sắc, nghiêm túc nói. Ta thật không có cho ngươi vung sắc mặt. Hắn chỉ là không nghĩ tới, sẽ chọc giận tần sắc mà thôi, nghĩ đến cũng là, tần sắc bị thương, trở về về sau không được đến quan tâm, hắn còn không nói gì liền hướng bên ngoài đi, cũng khó trách nàng sinh khí, nghĩ đến đây, tạ hành lại nói, đây đều là ta không đúng, ta không có suy xét tâm tình của ngươi, xin lỗi. Tần sắc, nàng vừa rồi còn đầy mình khí, quyết ý muốn cùng tạ hành hòa ly được rồi, cái gì cậu nam nhân, nàng không muốn, còn không bằng một người trải qua thống khoái, trước kia nàng một người thời điểm, ngược lại không có nhận qua loại này uất khí, thế nhưng là, nghe được tạ hành nói nhiều như vậy, trong nội tâm nàng khí lập tức tan thành mây khói, ngược lại còn cảm thấy có chút xấu hổ cùng khó xử nàng cúi đầu nhíu chặt lấy lông mày thanh âm có chút ít ta kỳ thật mới vừa rồi là đang giận trên đầu ta cũng không biết hôm nay là làm sao vậy vừa rồi nói nàng lại ủy khuất đi lên ngươi vừa rồi trực tiếp đi thời điểm ta thật thật khó chịu ta liền nghĩ ta cả đời này đều không bị qua dạng này kiếp ta đều đã xin lỗi nhận lầm ngươi còn muốn làm gì tạ hành nắm chặt nàng tay từ một tiếng là là lỗi của ta hắn ngồi xổm xuống, nhìn qua tầng sắc buông xuống mắt, là ta hỗn đảng, ngươi cũng đừng cùng ta sinh khí, tha thứ ta lần này có được hay không, hả? Tần sắc bị hỏi lên như vậy, ngược lại có chút chân tay luống cuốn, kỳ thật. Cũng không phải lỗi của ngươi, cũng là lỗi của ta, ta. Không phải lỗi của ngươi, là ta không có suy xét đến tâm tình của ngươi. Tạ hành đưa tay sờ sờ mặt nàng gò má, đừng nóng giận, ta cam đoan không có có lần nữa, hả? Tần sắc đỏ hồng mặt, đặc biệt không có cốt khí ừ một tiếng nàng cảm thấy nếu là trong môn phái người tại thấy được nàng bộ dáng này đoán chừng đều không nghĩ nhận nàng thế nhưng là có thể làm sao tạ hành đều nói xin lỗi nàng cũng không thể cắn không thả a à. tạ hành nghe vậy lại nhớ mày nói còn có một điểm thư bỏ vợ câu nói này ta không nghĩ được nghe lại lần thứ hai về sau có cái gì chúng ta rộng mở nói đừng nói thư bỏ vợ hòa ly dạng này chữ ta không đồng ý tần sắc sờ sờ mũi cũng cảm thấy mới mình lời kia là đang giận trên đầu có chút không lý trí, nhưng nhìn thấy tạ hành có chút bộ dáng nghiêm túc, nàng nhịn không được chế nhạo nói, lúc trước ngươi không phải còn chủ động nói, muốn cho ta một phong thư bỏ vợ sao? Còn giống như nói cái gì, chỉ cần ta cẩn, ngươi liền cho ta thư bỏ vợ đâu, hiện tại tại sao lại không đồng ý rồi? Khi là một lần cơ hội duy nhất, ngươi không có muốn, về sau cũng đừng nghĩ có thư bỏ vợ. Tạ hành sụ mặt, đứng lên, lẽ thẳng khí hùng, không chút nào cảm thấy mình lật lọng. Ta đi chuẩn bị nước nóng cùng băng gạch thuốc trị thương, chờ xuống đến cho ngươi bôi thuốc. Tần sắc miếng môi cười một tiếng, giả vờ như không nhìn ra tạ hành kia chạy trối chết bộ dáng, rất nhanh tạ hành liền bưng mới đặt ở dưới hiên nước nóng cùng băng gạc thuốc trị thương đi tới, vừa vặn vừa rồi hắn đánh chính là thuần nước nóng, còn không có đổi nước lạnh, thả trong chốc lát, nhiệt độ ngược lại là vừa vặn, tạ hành liền để tần sắc ngồi ở trong chăn bên trong, một lần nữa cởi xuống nàng ngoại thương, lần nữa nhìn thấy vết thương của nàng, tạ hành vẫn là nhíu nhíu mày, nhưng lần này hắn không nói gì, miễn cho để tần sắc không vui vẻ, sau đó hắn dùng nước nóng thẩm thấu khăn, lau đi vừa rồi bởi vì khẽ động mà một lần nữa tràn ra huyết dịch, không hiểu, tạ hành liền nghĩ đến mới tần sắc bị hắn giữ chặt lúc. Bị đau biểu lộ, không khỏi trầm giọng hỏi, mới ta kéo ngươi một chút, có phải là rất đau? Tần sắc là cái tương đương sẽ khoe mẻ người, nghe vậy, nàng liền đáng thương nói, đương nhiên a, à. Ngươi mới biết được. Ta lúc ấy đều tức chết, còn tưởng rằng ngươi cố ý chỉnh ta đây, đau chết ta xin lỗi đều là lỗi của ta tạ hành nghe được đau lòng lần nữa thành khẩn nhận lầm tần sắc hừ một tiếng được rồi xem ở ngươi một lần nữa cho ta lên thuốc phân thượng ta liền tha thứ ngươi lần này nghe vậy tạ hành cười lắc đầu động tác càng thêm nhu hòa lên rất nhanh cho tần sắc một lần nữa thượng hạng thuốc gần như chính là tạ hành một lần nữa giúp tần sắc băng bó kỹ vết thương đồng thời tần sắc mặc quần áo động tác dừng lại hướng tạ hành nhìn sang nhỏ giọng nói người tới tạ hành nhìn về phía nàng Tần Chi đến. Tần Sắc nói, nàng nghe được Tần Chi khí tức, mỗi người khí tức đều không giống, huyền môn bên trong người ngủ giác vốn là khác hẳn với thường nhân, Tần Chi vừa xuất hiện trong sân, Tần Sắc liền phát giác được, Tạ Hành còn có chút kinh ngạc, không có hạ nhân đến báo a. À. Nàng có thể là lặng lẽ chui vào phủ, ngươi đi xem một chút. Tần Sắc nhỏ giọng nói, Tạ Hành lúc này mới đứng dậy, đi ra ngoài, nhưng xoay người về sau, hắn trên mặt kinh ngạc, liền hoàn toàn biến mất, Tần Chi lúc nào đến? hắn cùng tần sắc đồng dạng rõ ràng, tại tần chi vừa tiến vào viện thời điểm, là hắn biết, chỉ là, hắn sẽ không đi chủ động mở miệng, tạ hành mở cửa phòng đi tới, quả nhiên thấy tần chi đứng trong sân, lấy một thân màu trắng y phục, tạ hành nhỏ giọng nói, các hạ chui vào công phu càng ngày càng tốt. Nào có, tần chi giống như cười mà không phải cười bộ dáng, có chút giống như lâu thiên cơ, chính nàng cũng không có phát hiện, chỉ treo gẹo nói, đây không phải đồng dạng không có dấu giếm được thần dực quân điện hạ sao. Chương 413, vợ chồng chi thực 413, vợ chồng chi thực hành nghe vậy thần sắc có chút lãnh đạm mà nói, đi vào đi, nàng đang chờ ngươi. Tần chi nghe xong. Không khỏi hỏi một câu, thương thế của nàng thế nào rồi? Ngươi tự mình đi hỏi chẳng phải sẽ biết rồi. Tạ hành sụ mặt, bưng bồn rời đi, tần chi nhìn xem tạ hành bóng lưng nhíu nhíu mày, nhưng nàng mong nhớ lấy tần sắc thương thế, không lo được đi quản tạ hành, liền cất bước đi vào, phòng bên trong, tần sắc vừa chỉnh lý tốt quần áo, gặp nàng tiến đến, một điểm vẻ ngoài ý muốn đều không có, nhân tiện nói, làm sao lúc này tới rồi. Tiểu thư vì cứu thái tử điện hạ đặt mình vào nguy hiểm, bị thương tin tức, đã truyền thắp sáu cung, ta lo lắng cô nương thương thế, liền tới xem một chút. Tần chi một mặt lo lắng đi đến nội thất đến, ngồi tại bên giường, nhìn qua tần sắc nói, tiểu thư thương thế, không sao chứ. Tần sắc khẽ lắc đầu, không có gì đáng ngại. Tần chi mới thở dài một hơi, tiểu thư ngươi cũng không biết, biết được ngươi thụ thương thời điểm, ta đều sắp bị hù chết. Ngươi hẳn phải biết, ta không có ngu như vậy, đặt mình vào nguy hiểm đi cứu người, rất rõ ràng không phải ta sẽ làm sự tình, kia cử động là ta cân nhắc lợi hại về sau, mới làm như vậy. Tần sắc mỉm cười nói, tần chi trầm giọng nói, nhưng tiểu thư đây là quá mạo hiểm. Tần sắc lại cười, ta có chừng mực. Sau đó nàng chủ động hỏi, đúng, Yến Vương bên kia phản ứng như thế nào? Còn tốt, hắn ngược lại là không có hoài nghi tiểu thư ngươi, chẳng qua cũng không có triệt để bỏ đi đối tiểu thư ngươi hoài nghi. Tần Chi nói, hắn còn nói, ta gần đây sẽ ở tại ngoài cung, vừa vặn thuận tiện giám thị tiểu thư, để ta hỗ trợ tìm hiểu một chút tiểu thư hành tung đây. Tần Sắc nghe xong, cầm ra tới một cái trọng điểm, ngươi gần đây sẽ ở tại ngoài cung. Vì sao? Tần Chi sững sờ, không nghĩ tới trong lúc vô tình đem mình khai ra đi, nàng nhếch môi, không quá muốn nói, Tần Sắc hiếp mắt nói, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, Ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? Cái này. Tần chi chần chờ, tần sắc bản không phải là không có phân tất, thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người, nhưng nàng không hiểu cảm thấy tần chi. Giấu giếm sự tình cùng với nàng có quan hệ, không khỏi hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tần chi nhìn xem không gạt được, đành phải nhắm mắt nói, tiểu thư còn nhớ rõ, ngày đó tại Yến Vân Đài Hậu Viện, nhìn thấy người áo đen kia sao. Nhớ kỹ, cùng hắn có quan hệ. Tần sắc kinh ngạc. Tần Chi gật gật đầu, kỳ thật, hắn xem như cùng ta sư xuất đồng môn. Nàng lập tức giải thích nói, tiểu thư trước đó ngươi liền nhìn ra ta xuất thân huyền môn nha, ta chính là cùng hắn học, kỳ thật hắn lúc đầu không nguyện ý dạy bảo ta, nhưng ta muốn sống, nguyễn tìm tới tiểu thư, cho nên. Ta cho hắn hạ dược, chủ động bò lên trên hắn giường, cùng hắn có vợ chồng chi thực, tần sắc nghe được chỗ này, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Vợ chồng. Chi thực. Tần chi lần nữa gật đầu, cúi đầu xuống. Ừm. Nàng nói, hắn lần này tới Kinh Thành, thứ nhất là giúp Yến Vương, thứ hai chính là vì tìm ta, hắn nhưng thật ra là cảm thấy, ta đã bò lên giường của hắn, đó chính là hắn nữ nhân, trốn không thoát, liền đem ta từ Yến Vương kia muốn đi qua, để ta cùng hắn ở tại ngoài cung. Tần sắc bỗng nhiên cho mày, ngươi đây cũng đồng ý. Đã có vợ chồng chi thực, Tần Chi còn cùng người kia ở cùng một chỗ, sẽ có hậu quả gì không có thể nghĩ, người kia chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua Tần Chi, mà lại, Tần Sắc cảm thấy người kia rất nguy hiểm, không nói khác, vẻn vẹn là trên thân không có người sống khí tức, điểm này liền đầy đủ kỳ quái, Tần Chi đi cùng với hắn, cũng không là một chuyện tốt, Tần Chi lại thờ ơ cười một tiếng, "Tiểu thư ngươi yên tâm đi, hắn trong thời gian ngắn sẽ không tổn thương ta, mà lại ta lưu ở bên cạnh hắn đối." "Tiểu thư ngươi cũng có chỗ tốt, ta có thể giúp tiểu thư ngươi giám thị hắn cùng Yến Vương." Tần Sắc sững sờ, "Vì ta, làm như vậy không đáng." "Đáng giá." Tần Chi nắm chặt nàng tay, vẻ mặt thành thật nói, ta cả đời này chính là vì tiểu thư còn sống, chỉ có tiểu thư mới đáng giá ta vì ngươi trả giá hết thảy, tiểu thư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ che chở ngươi, chỉ cần ta không. Chết, liền không cống có thể tổn thương ngươi. Tần sắc lại là sững sờ, bởi vì nàng thật sự rõ ràng trông thấy tần chi trong mắt nồng đậm tình cảm cùng chắc chắn, đây là một cái cơ hội đem nàng đem so với sinh mệnh mình còn người trọng yếu, tần sắc không khỏi hoài nghi. Nguyên thân cùng Tần Chi đến cùng là quan hệ ra sao, từng có cái gì quá khứ, có thể làm cho Tần Chi vì nàng dạng này trả giá, vì nàng, thậm chí không tiếc từ bỏ nữ nhi gia trọng yếu nhất thanh danh, không tiếc đem mình đặt trong nguy hiểm. Tần sắc bỗng nhiên nghĩ đến một sự. Kiện tại Yến Vân Đài sự tình, nàng một cái cầm ngược Tần Chi tay, hỏi, ngày đó tại Yến Vân Đài, hắn như vậy mà đơn giản liền bỏ qua ta, có phải là cũng là bởi vì ngươi? Tần. Ừ. Tần Chi gật đầu, hắn biết tiểu thư đối ta rất trọng yếu, sẽ không dễ dàng tổn thương tiểu thư. Không đúng, tần sắc mặt lạnh không có đơn giản như vậy hắn có phải là bắt ta uy hiếp ngươi ngươi mới có thể cùng hắn ở cùng một chỗ tần chi sững sờ không nghĩ tới tần sắc thông minh như vậy đã nghĩ xa như vậy nàng mấp máy môi không nói gì nhưng bộ dáng kia lại vừa vặn ngồi vững tần sắc suy đoán tần sắc sắc mặt âm trầm quả nhiên là dạng này nàng liền nói ngày ấy người kia làm sao như vậy mà đơn giản liền sẽ bỏ qua nàng cứ việc tần chi chỉ nói người kia bởi vì tần chi sẽ không dễ dàng tổn thương nàng nhưng đẩy ngược cũng sẽ cầm nàng uy hiếp tần chi bởi vì hắn hiểu rất rõ tần sắc là tần chi uy hiếp dùng tần sắc uy hiếp tần chi gần như là nhất định sự tình ý thức được điểm này tần sắc đột nhiên cảm giác được trên thân phát lạnh cầm chặt tần chi tay lắc đầu không muốn như vậy tần chi tần chi sững sờ không biết tần sắc vì cái gì nói như vậy lại nghe tần sắc nghiêm túc tiếp tục nói không muốn vì ta như vậy ta không phải trước kia tần sắc tần chi ta thậm chí không nhớ rõ chúng ta quá khứ không nhớ rõ giữa chúng ta phát sinh qua sự tình, đối với ngươi người này, ta thậm chí đều không nhớ rõ, ngươi hoàn toàn có thể đem ta xem như một cái xa lạ. Người, xa lạ trụng tên trùng họ người, ta không còn là trước kia cái kia cùng ngươi từng có quá khứ tần sắc, không muốn vì ta đi làm những cái này, không đáng. Tần chi nghe xong, bỗng nhiên cải chính, không phải, tiểu thư vẫn luôn là tiểu thư, vô luận tiểu thư làm sao biến, dù là tiểu thư đã đem ta triệt để quên đi, ngươi vẫn là của ta tiểu thư, vô luận như thế nào, ngươi đều là tiểu thư của ta, vì tiểu thư làm lại nhiều đều là đáng giá, bởi vì mệnh của ta chính là tiểu thư cho, nếu như không phải tiểu thư, ta căn bản sẽ không trên thế giới này. Tần sắc sửng sốt, nàng không hiểu nhiều tầng chi trong lời nói kia dày đặc tình cảm xuất xứ, hai người bọn họ đến cùng có cái dạng gì quá khứ, sẽ để cho tần sắc nói như vậy, liền mệnh đều là nàng cho, nàng thế nào cảm giác, giống như còn có chuyện gì, là nàng không biết, thậm chí là nàng nghĩ không ra. Tần chi nói xong, ý thức được mình càng nói càng nhiều, sợ để tần sắc sinh nghi, liền vội vàng đứng lên nói, tiểu thư, thời gian không còn sớm, hắn còn đang chờ ta, ta nếu là trở về muộn, đối tiểu thư bất lợi, ta liền đi về trước, bọn hắn bên kia một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta đều sẽ thông báo tiểu thư, tiểu thư cứ yên tâm dưỡng thương liền tốt. Chương 414, ký ức không đốt 414, ký ức không đốt chi nói xong, không đợi tần sắc lại nói cái gì, liền lấy ra tần sắc tay, xoay người tất bước vội vàng rời đi, bộ dáng kia giống như là sợ tần sắc hỏi lại cái gì giống như, nhưng nàng dạng này, ngược lại càng làm cho tần sắc sinh nghi, trong này đến cùng còn có chuyện gì, là nàng không biết, đến mức tần chi như thế sợ hãi nàng lại truy vấn cái gì, tần sắc hiếp hiếp mắt, dùng lực hồi tưởng đến nguyên thân ký ức, suy nghĩ một chút, nơi nào có cái. Vì nàng lúc đầu không nên lãng quên sự tình, hoặc là có cái gì mấu chốt tin tức, là nàng bỏ sót, thế nhưng là tần sắc nghĩ đến đầu đều đau nhất, lại vẫn không có nhớ tới cái gì, nguyên thân ký ức càng ngày càng mơ hồ, nàng thậm chí đều không nhớ rõ, nguyên thân cùng Tạ Hành vừa thành thân thời. Điểm, phát sinh qua cái gì, nguyên thân đều làm qua cái gì, những ký ức kia giống như cách nàng càng ngày càng xa, nàng dần dần đều nghĩ không ra. Tại sao có thể như vậy, Tần Sắc cầm nắm đấm, đập mạnh đầu, Tạ Hành một lần nữa đi tới, liền nhìn thấy Tần Sắc một mặt đau khổ, đi nện đầu của mình, Tạ Hành biến sắc, cầm đến tới trà bánh, đặt lên bàn nhanh chóng đi đến tầng sắt bên người, một cái nắm chặt nàng tay, nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Tần sắc ngẩng đầu mặt, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, tạ hành, ta phát hiện, trí nhớ của ta không thích hợp, tạ hành trầm mặt, cầm nàng tay, xảy ra chuyện gì? Ta trí nhớ trước kia, mỗi ngày đều tại tiêu tán. Tần sắc thần sắc đau khổ, liền hai chúng ta vừa thành thân chuyện phát sinh phía sau ta đều không nhớ rõ, ta đều quên, phụ thân ngươi là chết như thế nào, Ta chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ hắn tại chúng ta sau khi kết hôn chết rồi, Tạ Hành trong lòng trầm xuống, một tay bắt lấy tần sắc hai cánh tay, đưa ra một cái tay, đi vuốt vuốt tần sắc thái dương, nói khẽ, không nên nghĩ nhiều như vậy, ngày mai ta đi mời cái đại phu đến, có được hay không? Mời đại phu vô dụng. Tần Sắc lắc đầu, y thuật của ta không kém, ta cũng không biết ta đây là làm sao vậy, thật giống như có một cổ ngoại lực tham gia, một chút xíu tẩy ta quá khứ ký ức. Nàng một phát bắt được Tạ Hành tay, Ngươi nói xe có hay không có một ngày, ta đem ta là ai, ngươi là ai, đều cấp quên rồi. Tần sắc là thật sợ loại tình huống kia xuất hiện, nhất là tại hôm nay, nàng ý thức được mình quá khứ ký ức biến mất càng nhiều thời điểm, tạ hành trầm mặt, liên tục nói, sẽ không, nhất định sẽ không, sắc sắc ngươi tin tưởng ta, nhất định sẽ không như vậy, có lẽ là ngươi hai ngày này quá mệt mỏi, mới có thể xuất hiện ký ức mơ hồ tình huống, về sau sẽ tốt. Không phải. Tần sắc lắc đầu. Ta cảm thấy, ta quá khứ kia ký ức biến mất không có đơn giản như vậy nàng nhìn qua tạ hành nói ngươi cũng không biết ta thế mà đem tần chi đều cấp quên ta không có chút nào nhớ kỹ nàng thế nhưng là ở trong mắt nàng ta lại là so với nàng sinh mệnh còn người rộng yếu tạ hành nghe xong ngưng mắt nói nàng đều cùng ngươi nói cái gì nàng nói nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ ta chỉ cần nàng bất tử liền sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ta tần sắc nhạc âm thanh thanh tuyến lại có chút căng lên. Ngươi cũng không biết, ta chưa từng có trong mắt bất cứ ai, nhìn thấy qua như thế nồng đậm hứa hẹn, nàng nói đến hết thảy đều là thật, ta chính là mệnh của nàng, nàng vô luận như thế nào đều sẽ bảo hộ ta, nhưng ta lại đem nàng quên mất không còn một mảnh, trong nền định phát sinh qua cái khác ta không biết sự tình, nếu không trí nhớ của ta làm sao lại không ngừng biến mất. Tạ hành thấy được nàng căng cứng thần sắc, sờ sờ mặt nàng gò má cùng vành tai, ý đồ để nàng buông lỏng một chút có lẽ là có chút tình huống khác, chúng ta tạm thời còn không biết, nhưng ngươi không thể còn như vậy nghĩ tiếp, đối chính ngươi không tốt. Hắn trầm giọng nói. Sắc sắc ngươi có biết hay không, ngươi như bây giờ, sẽ dọa ta. Tần sắc sững sờ, chợt hướng bên cạnh bàn trang điểm nhìn sang, nàng liếc mắt liền thấy, trong gương đồng mình, sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi, xác thực rất đáng sợ, tựa như là bệnh nặng người đồng dạng, nàng không khỏi hoảng hoảng hốt hốt nghĩ, nguyên lai ta hiện tại là hình tượng như vậy trách không được sẽ hù đến tạ hành đâu, nàng chậm chạp nắm chặt tạ hành tay, phản quay đẩu đi an ủi tạ hành, không có việc gì, ta chính là vừa rồi liều mạng muốn tìm về trí nhớ của mình, có chút sốt ruột, ta. Không sao, ngươi xem một chút, ta thật không có chuyện gì. Nàng cong môi cười lên, dùng cái này biểu thị nàng không có chuyện, tạ hành trong lòng càng thêm trầm thấp, không có cách nào yên lòng, nhưng sắc mặt không có bất kỳ cái gì dị dạng, vỗ nhẹ tầng sắc phía sau lưng nói, từng, ta biết, ngươi chỉ là quá mệt mỏi, sắc sắc, nghỉ ngơi một hồi, có được hay không? Tần sắc gật gật đầu, nàng hiện tại xác thực nhất đầu lắm, muốn nghỉ ngơi một chút, tạ hành liền viện nàng nằm trên giường xuống tới, nhìn thấy tần sắc nhắm mắt lại, tạ hành cho nàng dịch một chút chăn mền, đi qua lấy ra một cây an hồn hương, nhóm lửa đặt ở tần sắc đầu giường, tần sắc chỉ chốc lát sau đã cảm thấy mí mắt nặng nề, mơ màng ngủ thiếp đi, nhìn thấy tần sắc ngủ thiếp đi, tạ hành mặt âm trầm ra ngoài phòng, hắn đi sát vách gõ gõ trương. Bán Tiên gian phòng, Trương Bán Tiên còn tại phòng bên trong luyện tập vẽ bùa, nghe được có người gõ cửa, hắn có chút ngoài ý muốn đi tới, thấy là Tạ Hành, hắn liền liền vội vàng hỏi, "Tạ công tử có chuyện gì không?" "Sư phụ ngươi trong phòng nghỉ ngơi, ngươi giúp ta chăm sóc một chút, ta có việc, cần phải đi ra ngoài một bận." Tạ Hành thanh âm trầm thấp, Trương Bán Tiên phát giác hôm nay Tạ Hành có điểm gì là lạ, lạ, nhưng nói không ra là cái kia điểm không thích hợp, liền ồ một tiếng, "Ta biết, ngươi yên tâm đi." Tạ Hành ừ một tiếng, quay người rời đi, rất nhanh, tạ hành thân ảnh xuất hiện tại một chỗ vắng vẻ tòa nhà, hắn một chân đá văng cửa sân đi vào. Nha, các ngươi đây là nổi điên làm gì, tập thể đến ta cái này đến đạp cửa rồi. Trong viện, lâu thiên cơ mặc vào một thân trường bào màu đỏ, ổ trong sân trên giường êm, vạt áo có chút rộng mở, lộ ra bên trong da thịt, hắn cũng không chê lạnh giống như mà ở trước mặt hắn, tần chi một mặt lạnh buốt lại nhìn tạ hành, thần sắc đồng dạng lạnh đến như tuyết, nghe được lâu thiên cơ đánh tới, tạ hành mặt lạnh đi tới, lâu thiên cơ phẩm một ngụm rượu, nhìn một chút hai bọn họ, sách một tiếng, thế nào, đều là vì tần sắc nha đầu kia, đến ta cái này tìm không may. Tạ hành nghe vậy, cỡ ngoại bào, lâu thiên cơ xem xét, lập tức nói, có lời gì thật tốt nói, ta hôm nay không muốn đánh nhau. Tạ hành lại a à một tiếng cười. Ta muốn đánh. Lời còn chưa dứt, hắn liền một chân đạp hướng lâu thiên cơ, lâu thiên cơ xem xét, bỗng nhiên phi thân lên, tạ hành một chân đạp đến dưới người hắn giường êm bên trên, bịch một tiếng, kia giường êm chia năm xẻ bảy, Tần Chi thấy thế, lui về dưới hiên, ngay lúc này, Tạ Hành đã phi thân cuốn lên Lâu Thiên Cơ, trong chốc lát, hai người liền qua gần trăm mười chiêu, Lâu Thiên Cơ công pháp âm nhu, hoàn toàn không giống Tạ Hành cương trực mãnh liệt, gần trăm mười chiêu về sau, Lâu Thiên Cơ liền xuất nhập hạ. Phong, chỉ còn lại chống đỡ lực lượng, Tần Chi mới ở trong lòng âm thầm nghĩ, trách không được Lâu Thiên Cơ không nguyện ý. Cùng Tạ Hành đánh Nguyên lai hắn vẫn là đánh không lại thần dực quân điện hạ, đúng lúc này, Lâu Thiên Cơ đã nhận thua. Được được được, đừng đánh, các ngươi có lời gì, ta trả lời vẫn không được sao. Chương 415, Mây Xanh Công Chúc 415, Mây Xanh Công Chúng vậy, tạ hành đột nhiên ngăn chặn lại đạp ra ngoài chân, chợt trở lại rơi trên mặt đất, lạnh giọng, sớm nói như vậy, không là tốt rồi rồi. Lâu Thiên Cơ liếc mắt, vỗ nhẹ trên thân tuế lên cho bụi, chật chật lên tiếng, cần thiết hay không, chỉ là quá khứ ký ức biến mất mà thôi, đây không phải rất bình thường sao, lời còn chưa dứt, tạ hành một cái mắt đau truyền tới, lâu thiên cơ nhấc tay, được, coi như ta nói sai, xin lỗi, được thôi. Tạ hành mặt không biểu tình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ thật cái này thật nhiều bình thường. Lâu thiên cơ phủi phủi ống tay áo, ngồi xếp bằng hướng trên núi giả một tòa, cầm bầu rượu uống một ngụm, vì phòng ngừa tạ hành lại động thủ, vội vàng nói bổ sung, ta nói là thật, các ngươi đều biết, lúc ấy đâu, đại vua chúc vì bảo hộ nữ quân, không để thế nhân phát hiện nàng tồn tại, cố ý đem hồn phách của nàng một phân thành hai, nhân hồn phong ấn ẩn nấp, cái khác hai hồn giữ lại trong cơ thể, sau đó lúc ấy còn tại trong tả lót nàng, chẳng phải được đưa đi cho mây xanh công chúa thu dưỡng sao. Nhân hồn là phụ trách ký ức cùng truyền thừa, trong đó chất chứa vô tộc huyết mạch truyền thừa, cái khác hai hồn chỉ là duy trì nàng có thể sống, ở mọi phương diện sẽ trì độn một chút, lại tại mất đi nhân hồn khống chế về sau, sẽ trở nên rất dễ dàng sinh bệnh, bị những vật thách thương, mà tại nhân hồn trở về về sau, ba hồn hợp nhất, nữ quân trở về quá khứ ký ức tự nhiên sẽ tiêu tán có thể nói những ký ức kia bản thân liền cũng không thuộc về nàng hoàn chỉnh nhân sinh các ngươi lại có cái gì tốt ngạc nhiên lâu thiên cơ nói lại ực một hớp rượu cũng không đem chuyện này coi thành chuyện gì to tác, kỳ thật đối với hắn mà nói nếu như không phải là bởi vì có tần chi liên lụy trong đó tần sắc chết sống hắn căn bản không quan tâm tần chi nghe vậy mấp máy môi ngày đó nàng cùng tần sắc lời nói xác thực có một bộ phận thật cũng có một bộ phận giả, thật bộ phận, chính là mây xanh công chúa chính là tiền triều công chúa sự tình, giả bộ phận, chính là liên quan tới tầng sắc thân phận, tầng sắc cũng không phải là mây xanh công chúa nữ nhi, mây xanh công chúa chỉ là tầng sắc dưỡng mẫu. Tầng sắc thân phận thật sự là bị diệt vu tộc truyền thừa nữ quân, năm đó vu tộc bên trong làm đầu. Hoàng tính một quẻ, tử vi sắp xuất hiện, tinh lạc vu quân, thiên hạ nhất thống, đế tinh vẫn lạc, lời này mặc chữ bên trên ý tứ chính là, đời tiếp theo vu tộc quân chủ sẽ là thống nhất thiên hạ vương, sẽ lật đổ đương nhiệm quốc gia thống trị tiên hoàng nghe xong ông lấy thà giết lầm một ngàn tuyệt không sai thả một cái ý nghĩ sai người quy mô tiến công vu tộc vu tộc ở xa bắc hoang thảo nguyên nhân số cũng không tính nhiều nơi nào đánh thắng được quy mô xâm chiếm binh tướng rất nhanh vu tộc liền phải hủy diệt tại bối rối lúc nữ quân giáng sinh nữ quân trong cơ thể có vu tộc truyền thừa có huyết mạch ấn ký sẽ bị phát hiện đại vu trúc trong kinh hoảng liền dùng phân hồn thuật đem nhân hồn phong ấn ẩn nấp lại để cho người đem mất đi nhân hồn nữ quân mang đi ra ngoài, chạy thoát, nhưng phân hồn thuật quá mức nghịch thiên, không thuộc về bình thường thuật pháp, thi pháp người sẽ có được phản vệ, đại vu chút dùng cái này thuật pháp, chính là muốn dùng mạng của mình, bảo vệ nữ quân, kèm nữ quân, còn có một vị anh hài Giáng sinh, kia là nữ quân bảo vệ, cũng chính là Tần Chi, theo lý thuyết, Tần Chi dạng này bảo vệ sẽ từ nhỏ bị vu tộc trọng điểm bồi dưỡng, chỉ vì làm nữ quân phụ tá đắc lực, nâng đỡ nữ quân, nhưng lúc đó vu tộc đã nguy cơ sớm tối, nhiều một đứa bé, liền nhiều nhất trọng chạy thoát nguy cơ, thế nhưng là lúc ấy hai cái anh hài lúc đầu đều đang gào khóc, đặt chung một chỗ về sau, nữ quân ngược lại không khóc, thời gian dần qua một cái khác anh. Hài cũng liền không khóc vì... Thế, đại vua trúc liền ráng chống đỡ lấy một hơi, để người đem hai người bọn họ cùng một chỗ đưa ra ngoài mà hộ tống các nàng người, chính là mây xanh công chúa, mây xanh công chúa chính là tiền triều công chúa, tiền triều bị diệt về sau, nàng liền theo cha thân lưu lạc vu tộc, đưa nữ quân ra ngoài, là vì báo ân, lúc ấy, Tần Mậu Sơn chính là trong quân một tên lính quèn, lúc ấy tiên hoàng muốn hủy diệt vu tộc, quy mô trưng binh, không ít văn nhân đều bị ép cầm lấy đao thương kiếm kích ra chiến. Trường, Tần Mậu Sơn chính là trong đó một cái, Tần Mậu Sơn tại biên giới chiến trường, nhìn thấy muốn chạy trốn mây xanh công chúa, mây xanh công chúa lúc ấy cho là mình chết chắc. Nhưng Tần Mậu Sơn thấy được nàng trong ngực hai đứa bé mềm lòng, hắn vốn là vô ý tham dự trường tranh đấu này, càng không cảm thấy hai đứa bé sẽ như thế nào, hắn liền cứu mây xanh công chúa, đem mây xanh công chúa giấu ở không người phát hiện trong khe núi, đợi đại quân nuôi quân về sau, hắn trở lại, mang đi mây xanh công. Chúa cùng hai đứa bé, vu tộc hài tử, vốn là sinh mà sớm thông minh, nhất là nữ quân cùng thiên định bảo vệ người, nữ quân mất đi nhân hồn, tựa như cùng bình thường hài tử đồng dạng, tần chi lại sớm liền có ký ức, nàng biết mình có thể sống, cũng là bởi vì tần sắc mà nàng còn sống ý nghĩa, vốn chính là vì tần sắc, chỉ chẳng qua khi đó nàng còn nhỏ, cứ việc có ký ức, nhưng như cũ bất lực làm cái gì mây xanh công chúa cùng tần mậu sơn liền phát hiện tần chi nhu thuận nghe lời vô cùng rất là khác hẳn với thường nhân nhưng lúc đó hai người để đào mệnh liền không để ý tới đi quản tần chi đợi đến trở lại tần mậu sơn quê quán tần mậu sơn cùng mây xanh công chúa dần dần có tình cảm hai người liền tự mình thành thân đối ngoại nói tần sắc là con của bọn hắn về sau tần mậu sơn đi vào triều đình mây xanh công chúa liền theo trở lại kinh thành nhưng tiệc vui chống tàn rất nhanh tần sắc thân phận không có bị phát hiện mây xanh công chúa thân phận lại bị nhận ra được tầng gia cửa nát nhà. Tang, tầng sắt. Lan bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, Tần chi trong lúc chạy trốn, gặp phải lâu thiên cơ, nàng một mực biết thân phận của mình, cũng biết lâu thiên cơ không phải người tốt lành gì, nhưng lâu thiên cơ lại là bị còn sót lại vu tộc phải vu chút một tay nuôi lớn, hắn rất lợi hại có thể cung cấp đầy đủ che chở, nếu là nàng có thể cùng Lâu Thiên Cơ học tập một chút phu thuật, vậy liền có thể càng nhanh tìm tới nữ quân, tốt hơn bảo hộ nữ quân cho nên tại bị lâu thiên cơ bắt lấy vào đêm đó, nàng đạt. Được trộn đi cơ hội, nhưng không có chạy mất, mà là cho lâu thiên cơ hạ dược, bò lên giường của hắn, về sau lâu thiên cơ quả nhiên đồng ý lời hứa của nàng, đưa nàng giữ ở bên người dạy bảo, nàng dù sao cũng là thiên định nữ quân bảo vệ người, thiên phú rất cao, học tập rất nhanh, chẳng qua hơn một năm công phu, liền đạt được phải vô chút thưởng thức, đưa nàng đưa tới Yến Vương bên người, nhưng lúc đó, nàng mới biết được, phải vô chút cũng không muốn tìm về nữ quân, hắn muốn phục hồi vô tộc lại nghĩ tự mình làm vu tộc vương tương phản hắn chỉ muốn giết nữ quân vì thế tần chi một mực tị húy thoát đi một phương diện nghe theo bọn hắn phân phó theo yến vương một phương diện tự mình tìm kiếm lấy nữ quân vốn cho là tìm tới nữ quân hết thảy liền sẽ tốt nhưng biết được tần sắc ký ức có vấn đề trí nhớ trước kia càng ngày càng mơ hồ tần chi cùng tạ hành đều không tự chủ được cho rằng là cùng năm đó nhân hồn bị phong ấn một chuyện có quan hệ lúc này mới đến hỏi lâu thiên cơ hiện nay nghe được lâu thiên cơ nói như vậy tần chi cùng tạ hành đều đang chần chờ có nên hay không tin tưởng hắn tạ hành suy nghĩ một lát nhìn qua hắn nói làm sao ngươi biết những cái này tự nhiên là ta dưỡng phụ nói cho ta lâu thiên cơ cười một tiếng hắn trước đây ít năm một mực đang tìm nhân hồn phong ấn chỗ hắn nói chỉ cần nhân hồn hủy diệt chính là nữ quân người sống vậy liền như cùng chết về sau tìm không thấy hắn còn nói coi như tìm không thấy nhân hồn nhân hồn trở về cũng không quan trọng bởi vì trở về về sau Tại dung hợp quá trình bên trong, khẳng định sẽ mất đi trí nhớ trước kia, vậy liền rất dễ đối phó, chỉ cần tại nhân hồn triệt để thức tỉnh, kế thừa vu tộc truyền thừa trước đó, đưa nàng giết, liền sẽ không lại có nỗi lo về sau. Chương 416, chuyện cũng 416, chuyện của thiên cơ đồng dạng là trận kia diệt tộc chi họa bên trong còn sót lại người của vu tộc, trong miệng hắn dưỡng phụ, chính là phải vu chúc tạ hành sở thuộc thần dực, chính là nữ quân chuyên môn quân đội, thần dực quân chính là thiên định nữ quân tương lai vị hôn phu, hắn so tần sắc lớn mấy tuổi, rất không giống nhìn qua như thế, chỉ so với tần sắc lớn một hai tuổi bộ dáng. Vu tộc hủy diệt trước đó, hắn đạt được càng nhiều bồi dưỡng cùng tốt hơn tài. Nguyên, chỉ vì có thể làm cho hắn làm một cái hợp cách tương lai quân phu, diệt tộc ngày đó, ai cũng không biết. Đại vu chúc cuối cùng vì nữ quân lưu lại bao nhiêu bảo mệnh phù, hắn gọi thần dực vô luận như thế nào đem tạ hành hộ tống ra ngoài, bởi vì hắn biết tạ hành thiên phú tốt thực lực mạnh, đợi một thời gian sẽ trở thành nữ quân trở lại vị trí cũ tốt nhất trợ lực mà năm đó thần dực một trong chính là tạ hành phụ thân tạ hành phụ thân nhưng thật ra là dưỡng phụ sớm mấy năm liền cùng mây xanh công chúa nhận nhau tần mậu sơn cũng biết tạ hành nhà nói tới ân cứu mạng nhưng thật ra là chỉ tần mậu sơn xác thực đã từng đã cứu nữ quân ân tình chỉ có điều bọn hắn bất lực cứu không được mây xanh công chúa cùng tần mậu sơn tại tần gia nguy nang lúc dưỡng phụ giả tạo hôn thư đem tần sắc mang đi cũng là bởi vì lúc ấy hoàng tộc không muốn thừa nhận mây xanh công chúa tiền triều công chúa thân phận, sợ làm cho tiền triều cựu thần bất mãn cùng phản công dù sao nhiều năm như vậy. Hoàng tộc một mực lấy muốn vinh nuôi tiền triều trẻ mồ côi danh nghĩa, đang tìm kiếm tiền triều trẻ mồ côi, nếu là giết tiền triều công chúa, vậy thì đồng nghĩa với đánh mặt mình, mất hết lòng người, cho nên, tiên hoàng chỉ có thể đè xuống chuyện này, dùng dính. Liếu mưu phản tội danh, giết tần gia một nhà, nhưng về sau hỗn loạn tưng bừng, đương kim bệ hạ đăng cơ, cũng không biết những cái này nội tình, lại có luật pháp phía trước, gã ra ngoài chi nữ không tính bản gia bên trong, liền do lấy tạ hành một nhà mang đi tầng sắt, tạ hành nghe được lâu thiên cơ, hung hăng nhéo một cái lông mày, hắn có nghe dưỡng phụ nói qua, phải vô chút tại diệt tộc màn đêm buông xuống liền ý đồ chặn đánh nữ quân, nhưng chưa thành sự, cũng biết phải vô chút vẫn nghĩ giết nữ. Quân, đối với lâu thiên cơ, hắn là tin tưởng, nhưng... Càng nhiều chút đối phải vô chút cừu thị, chẳng qua là bây giờ không phải nói những cái này thời điểm, hắn nhìn về phía lâu thiên cơ, hỏi, Nhân hồn năm đó bị phong ấn ở chỗ nào? Các ngươi nhưng có nghe thấy? Hỏi cái này làm gì? Lâu Thiên Cơ liếc nhìn hắn một cái, cực một hớp rượu, tóm lại, hiện tại nhân hồn không phải trở về rồi sao? Tạ Hành phản phất giống như không nghe thấy, lặp lại lần nữa hỏi, năm đó nhân hồn bị phong ấn ở chỗ nào? Lâu Thiên Cơ mới phát hiện, hắn hỏi nhiều nghiêm túc, đành phải trả lời, nghe nói, ta cũng chỉ là nghe nói, Đại Vu chúc hẳn là lấy huyết nhục, đem nhân hồn phong ấn tại Vu tộc Nam Đẩu trong tế đàn nói, hắn nói bổ sung, có điều, phải vô chút đi thăm dò qua, tại kia không có tìm được nhân hồn tung tích. Nếu là nhân hồn thật bị phong ấn, như vậy nhân hồn liệu sẽ từng ngày không ngừng lớn lên, có được trí nhớ của mình. Tạ hành lại hỏi, lâu thiên cơ ồ lên một tiếng, ngươi cái này hỏi cái gì? Nhân hồn bị phong ấn, đó chính là một sợi tàn hồn, tồn lưu chỉ là vô tộc truyền thừa cùng bị phong ấn trước ký ức, đã bị phong ấn, như thế nào sẽ từng ngày lớn lên? Vậy nếu như nói, tần sắc có một người khác ký ức đâu tạ hành ánh mắt hắc ám nghe vậy tần chi cùng lâu thiên cơ tất cả đều nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều lộ ra kinh ngạc tần chi nhíu mày ngươi đang nói bậy bạ gì đó nữ quân trong cơ thể làm sao có thể có một người khác ký ức tạ hành không để ý đến chỉ là hỏi lần nữa nếu như đâu lâu thiên cơ rút ra bên hông cài lấy cây quạt phẩy phẩy khả năng này ta ngược lại là chưa nghe nói qua tạ hành nghe vậy không nói hai lời trực tiếp quay người rời đi. Chờ một chút. Lâu thiên cơ thấy cảnh này, phi thân mà xuống, ngăn tại tạ hành trước mặt, ngươi vừa rồi hỏi ta cái này rất nhiều, dù sao cũng phải để ta hỏi ngươi hai câu A. Tạ hành hít mắt, ngươi muốn hỏi cái gì? Tần sắc trong cơ thể khác trí nhớ của một người, là như thế nào? Lâu thiên cơ cười hỏi, tạ hành vốn định một bàn tay đem hắn đập tới, nhưng hắn do dự. Chần chờ chỉ chốc lát, tạ hành thấp giọng nói, ta không biết phải hình dung như thế nào, Ta chỉ là tại nàng ngủ lúc, nhìn trộn đến nàng một bộ phận ký ức, tại trí nhớ kia bên trong, nàng sinh hoạt khu vực, cùng chúng ta bây giờ rất không giống, khắp nơi đều là cao vút trong mây cao lầu, quần áo cùng hành động, cũng cùng chúng ta nơi này khác biệt, lâu thiên cơ kỳ quái hơn, vuốt cầm nói, chẳng lẽ năm đó phong ấn thất bại, nhân hồn chạy đến trên thân người khác đi. Đây không có khả năng. Tạ hành đánh gãy hắn phỏng đoán, ta thấy tầng sắc, chính là tầng sắc, chỉ là kia đơn nhất nhân hồn. Lâu thiên cơ vậy ta liền không hiểu rồi. Tạ hành nghe vậy, một trưởng đẩy hắn ra, trực tiếp đi ra ngoài, lâu thiên cơ lão đảo một chút, không có chính hành nói, các ngươi những người này, thật sự là cần phải ta thời điểm, liền cầu ta ngóng trong ta, không cần đến liền phải một chân đem ta đá văng, không có lương tâm a. À. Một bên, tần chi nghe vậy lường hắn một cái, trực tiếp đi vào gian phòng, lâu thiên cơ xem xét, cười như không cười đuổi theo, cùng thời khắc đó, tần gia bên trong, tần sắc ngủ về sau, cảm giác tự mình làm một đoạn rất dáng dấp mộng, một đoạn dài dòng lại đột ngột mộng trong mộng nàng, tựa như là một cái thế ngoại khách, nhìn xem trong mộng hết thảy, nàng nhìn thấy thi thể khắp nơi, nhìn thấy tuyệt vọng mà dãy dụa đại vu chút, nhìn thấy hai cái khóc lóc hài tử, nhìn thấy một cái trong bóng đêm chạy. Thiếu nữ, nàng có thể cảm giác được chính mình. Là kia hai cái khóc lóc hài tử bên trong một cái, bởi vì, nàng có thể rõ ràng cảm giác được nàng khóc trống, sẽ theo nàng thúc thích mà cảm giác được khó chịu đau lòng, nhưng khi đó, nàng cũng không gọi tần sắc, cái kia ôm lấy nàng thiếu nữ. Gọi nàng nữ quân, Tần Sắc bỗng nhiên mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, nhìn qua màn, nàng có một loại không biết người ở chỗ nào hoảng hốt cảm giác, sau một lúc lâu, trong cổ họng bò lên trên khô khốc một hồi ngứa, phản phất nàng vừa gào thét khóc trống qua một trận. Cực kỳ khó chịu, Tần Sắc giơ tay lên sờ sờ cuốn họng, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng bên cạnh nhìn sang, mới phát hiện, gian phòng bên trong không có những người khác, nàng không biết ngủ bao lâu, bên ngoài sắc trời đều đen, phòng bên trong còn không đốt nến, đen kịt một màu, Tần Sắc che lấy cuốn họng có chút khóc trống nhíu mày hướng ra ngoài hô, tạ hành, tạ hành, không bao lâu, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị người đẩy ra, có người cầm một ngọn đèn dầu đi đến. Mặc dù mơ hồ thấy không rõ lắm. Người tới, nhưng hắn vừa tiến đến, tần sắc liền biết, hắn không phải tạ hành. Tạ hành người đâu? Nàng tâm lấy thanh âm hỏi. Sư phụ ngươi tỉnh rồi. Trương bán tiên cầm ngọn đèn đi tới, đem đầu giường cùng giường ngủ đèn lồng toàn bộ thắp sáng, gian phòng bên trong lập tức sáng rỡ, hắn mới nhìn hướng tần sắc nói, ước chừng nửa canh giờ trước, tạ công tử liền ra ngoài, nói là để ta thay chăm sóc sư phụ. Tần sắc nhíu mày, hắn đi chỗ nào rồi? Hắn không nói. Trương bán tiên lắc đầu, nghe được tần sắc cuốn họng có chút tâm, nhưng tiện nói, sư phụ ngươi có phải hay không khát nước, ta cho ngươi rót chút nước a. À. Tần sắc trong cổ họng xác thực rất khó chịu, nghe vậy, liền gật gật đầu. Trương bán tiên lập tức đi qua, đem gian phòng bên trong ngọn nến toàn bộ thắp sáng, sau đó cho tần sắc rót một chén nước, đưa qua. Chương 417, một cái mộng đẹp 417, một cái mộng đẹp sắc một hơi uống sạch ba chén nước, mới phát giác được cuốn họng chậm tới, liếc qua bên cạnh kia còn chưa đốt xong an hồn. Hương, hỏi, ta nằm ngủ, hắn liền ra ngoài rồi. Trương bán tiên tính toán một cái, hẳn là đi. Tần sắc nhìn qua bên cạnh an hồn hương, không nói gì, trương bán tiên cũng nhận ra kia là an hồn hương, nhân tiện nói, tạ công tử có phải là sợ sư phụ ngươi ngủ được không an ổn, mới điểm lên an hồn hương. Tần sắc vẫn là không nói chuyện, giống như là tại suy nghĩ viễn vông, không biết đang suy nghĩ gì, sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cơm tối còn chưa làm được không. Trương bán tiên sửng sốt một chút, không có đuổi theo tần sắc nhảy vọt tư duy. Ước chừng qua mấy giây, hắn mới phản ứng được, bận biểu giải thích nói, mới tần phu nhân phái người đến qua, mời sư phụ ngươi đi phòng trước dùng cơm, nhưng ta nhìn sư phụ còn giống như đang ngủ phòng bên trong một điểm động tĩnh đều không có liền không có để bọn hắn đánh thức ngươi chỉ nọt sư phụ ngươi tỉnh chính chúng ta lại đi bếp sau tìm ăn Tần sắc bồ một tiếng phúc phúc thái dương nói vậy ngươi đi bếp sau nhìn xem có gì có thể ăn cầm một chút tới đi ta đói tạ hành trở về đoán chừng cũng phải ăn trương bán tiên gật gật đầu vậy ta đây liền đi nói xong hắn lập tức quay người ra gian phòng tiện thể đóng cửa phòng lại, gian phòng bên trong chỉ một thoáng chỉ còn lại tầng sắc một người, nàng tựa ở đầu giường, ôm ngực, con ngươi một trận đỏ lên, cho tới bây giờ, nàng còn có thể cảm giác được, trong mộng kia tan nát cõi lòng khóc trống sau đau đớn, nàng cảm giác được, giấc mộng kia bên trong hài tử, cứ việc còn ở trong tả lót, nhưng thật giống như trời sinh thương hại con dân của nàng, khi nhìn đến những người kia bị giết thời điểm, nàng khóc dữ dội, nhưng rất nhanh, nàng liền không khóc, bởi vì nàng cảm giác được có một cổ ngoại lực, đem hồn phách của nàng vỡ ra tới, loại kia xé rất đau đớn, đến bây giờ, nàng còn có thể cảm giác được, phản phất cả người đều bị ngoại lực vỡ ra tới, đưa nàng xé rách người kia, sau đó ngã xuống, chống đỡ cuối cùng một hơi, đưa nàng đưa lên tế đàn, dùng huyết nhục. Thôi động tế đàn, đưa nàng đưa tiễn, kia hết thảy nhìn qua kỳ quái lạ lùng, huyền huyễn kỳ diệu, nhưng Tần Sắc lại biết, kia hết thảy đều là thật, thậm chí tựa hồ cũng là nàng bản thân thể nghiệm qua, kết hợp với mình kia dần dần tiêu tán ký ức, Tần Sắc cảm thấy trong này nhất định ẩn giấu đi rất nhiều nàng không biết, thậm chí sẽ phá vỡ nàng nhận biết sự tình mà tại kia đoạn trong trí nhớ, nàng nghe được một cái tên người. Tạ hành, ngươi muốn sống sót, ngươi còn sống nữ quân mới có hy vọng, kia là một cái nam tử tại mang đi một cái tiểu thiếu niên lúc tiếng la, tần sắc hoảng hốt đang nghĩ, cái kia tạ hành, là nàng nhận biết tạ hành sao, tần sắc không biết mình ngồi ở chỗ này hồi tưởng đến trong mộng hình tượng, hồi tưởng bao lâu, đột nhiên, một đạo đẩy cửa tiếng vang lên, Nàng bỗng nhiên xoay đầu lại, liền thấy tạ hành đẩy cửa vào, từ bên ngoài đi tới. Tạ hành dường như không nghĩ tới nàng đã tỉnh, khi nhìn đến. Nàng ngồi tại bên giường thời điểm, hắn sửng sốt một chút, tiếp theo đối đẩu tầng sắc đôi tròng mắt kia lúc, trong lòng của hắn lại là rung lên, tầng sắc kia một đôi mắt bên trong, có thật nhiều cảm xúc, giống như là nhìn qua sinh tử sau thoải mái, lại giống là thương xót thậm chí còn có một tia hờ hững cùng đề phòng, nhưng một giây sau, đôi tròng mắt kia bên trong liền chỉ còn lại một mảnh trong veo cười Ngươi rốt cục trở về rồi. Tạ Hành nhìn qua nàng chuyển biến nhanh chóng, thậm chí có chút hoài nghi là không phải mình hoa mắt, lại nhìn chăm chú cẩn thận đi xem, lại phát hiện tần sắc trên mặt chỉ có nhàn nhạt cười, cái gì cũng không có, giống như trước đó tỉnh lại nhìn thấy hắn không tại lúc, sẽ có chút hờn dỗi bộ dáng, Tạ Hành sau khi ổn định tâm thần, đi qua, tại nàng ngồi xuống bên người đến, giữ chặt nàng tay, đặt ở lòng bàn tay của mình bên trong, hỏi, ngươi chừng nào thì tỉnh? Vừa tỉnh. Tần Sắc ngượng ngùng nở nụ cười bị đói tỉnh. Tạ Hành lập tức nhíu mày, đói rồi. Vậy ta đi làm cho ngươi một ít thức ăn tới. Tần Sắc cầm ngược hắn tay, không cần, đồ đệ. Đã giúp ta về phía sau trù tìm ăn, ta còn để hắn cho thêm ngươi mang một phần đâu, đúng lúc ngươi trở về. Nói, nàng dùng một cái tay khác, chỉ chỉ bên cạnh An Hồn Hương, đây là ngươi cho ta điểm. Từng. Tạ Hành thừa nhận nói, ta lúc ấy nhìn ngươi thật giống như vô cùng đau đớn, sợ ngươi ngủ không an ổn liền đốt một điếu. Tần sắc sờ sờ mũi, trách không được đâu, ta ngủ ngon chìm thật nặng, cảm giác tự mình làm một cái thật dài mộng. Tạ hành vô ý thức hỏi, cái gì mộng? Một cái mộng đẹp. Tần sắc nháy mắt mấy cái, ta mơ tới ta thành tiên, ngươi nói có đúng hay không mộng đẹp. Tạ hành bật cười, thay nàng dịch một chút bên tai tóc rối, sát có kỳ sự gật đầu một cái nói, ừm, đây cũng thật là là một cái mộng đẹp, chẳng qua cái này mộng đẹp vẫn là không muốn thành thật tốt. Tần sắc ồ lên một tiếng, vì cái gì không muốn thành thật. Ngươi nếu là thành tiên, không cũng chỉ còn lại có ta một người. Tạ hành một bản nghiêm túc, tần sắc ngay ra một lúc, chợt ôm lấy hắn, nở nụ cười, phu quân của ta nha, ngươi làm sao khả ái như vậy. Tạ hành trở tay ôm nàng, khóe miệng đường cong cũng tại dương lên, nhưng hắn lại không nhìn thấy, vốn tại trong ngực hắn tần sắc, trên mặt ý cười căn bản chưa đạt đáy mắt, thậm chí tại đáy mắt của nàng còn có một mảnh lãnh sắc cùng hoang vu, hai người thân mật cùng nhau trong chốc lát, Trương Bán Tiên liền mang theo hộp cơm chạy về, vừa tiến đến, phát hiện hai người bọn hắn ôm ở cùng một chỗ, Trương Bán Tiên bỗng nhiên nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác, hốt hoảng nói: "Vậy, vậy cái gì? Ta không biết Tạ công tử ngươi trở về, muốn Nếu không các ngươi tiếp tục. Xong, chúng ta lại ăn cơm, tiếp tục cái gì a?" À? Tần Sắc buông ra Tạ Hành, đối Trương Bán Tiên bóng lưng liếc mắt, "Chúng ta lại không có làm cái gì, bị ngươi nói thật giống như bắt giang tại giường giống như" Trương bán tiên lúng túng xoay người lại, rất muốn nói, cái này cũng kém không nhiều, nhưng, cầu sinh dục để hắn giảng câu nói này nuốt xuống, trương bán tiên hắc hắc nói, kia. Cái gì, sư phụ, cơm đến, ngươi muốn ăn sao? Ừm, ăn cơm đi, ta đã sớm đói. Tần sắc đứng dậy, vô ý thức duỗi lưng một cái, một giây sau, nàng liền cảm giác được trên bờ vai truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, đau đến nàng hít vào một ngụm khí lạnh, tạ hành lập tức viện nàng, giọng điệu bất đắc dĩ, cẩn thận thương thế của ngươi. T. Tần sắc đau đến thử nhe răng, ta tất quên. Ngươi thật sự là ngũ hồ đồ. Tạ hành bật cười, viện tần sắc chầm chập đi đến bên cạnh bàn, trương bán tiên thấy thế, lập tức đem thức ăn trong hộp lấy ra, trên bàn cất kỹ, tạ hành để tần sắc sau khi ngồi xuống, nhìn chầm chầm nàng kia có chút sắc mặt tái nhợt hỏi, muốn hay không trước đổi một lần thuốc. Không có việc gì không có việc gì, hẳn là không xé rách, chỉ là mới động tác lớn, kéo tới có chút đau nhức, ăn cơm trước đi, ăn xong lại nói, ta đều nhanh chết đói. Tần sắc trước nhỏ biên độ khoát khoát tay, một cái tay khác liền nắm lên đũa, một bộ thật quỷ chết đói ném thai bộ dáng, tạ hành liền không có lại nói cái gì, từ trương bán tiên trong tay tiếp nhận thì nhìn thoáng qua trên bàn còn có canh gà, liền bới thêm một chén nữa, đưa cho tần sắc. Tần sắc ồ lên một tiếng, thế mà còn có canh gà, sau hôm nay trù không tệ a à? Chương 418, đem ta ngạc chết 418, đem ta ngạc chết trương bán tiên nghe vậy, một bên cho tần sắc xới cơm, vừa nói, nghe nói là tần đại nhân phân phó. Ừm. Tần sắc không hiểu. Trương bán tiên đem thịnh tốt cơm, phóng tới tần sắc trong tay, nói, tần đại nhân biết ngươi trong cung thụ thương sự tình, cố ý để người ta hầm một nồi nhân sâm canh gà, lại sợ đại bổ ngược lại không dây, nói là chỉ thả một chút xíu râu sâm cùng táo đỏ, sư cha ngươi uống nhanh đi, đối thân thể ngươi tốt. Tần sắc chắc lưỡi nói, Hắn ngược lại là thật thật quan tâm ta. Đúng vậy a, à, ta cảm thấy tần đại nhân là thật đem sư phụ ngươi xem như thân nhân đến xem. Trương Bán Tiên đồng ý nói, ta cảm giác hắn đối ngươi so với hắn mình nữ nhi còn tốt hơn đâu. Nghe nói hôm nay tần tương biết có canh gà. Lúc đầu muốn một bát đúng, tần đại nhân sửng sốt không cho, ta về sau hỏi thăm một chút mới biết được tần tương yêu nhất uống canh gà, tần đại nhân đều không có bỏ được cho, có thể thấy được hắn đối sư phụ ngươi là thật tốt tần sắc mặt một cái chớp mắt, nhìn xem một bát canh lớn chiếm đa số, ba người bọn hắn đoán chừng đều uống không hết, nhân tiện nói, ngươi cho tần tương đưa chút đi qua đi, dù sao chúng ta cũng uống không hết. Hiện tại sao? Trương bán tiên sửng sốt một chút, bọn hắn đều ăn cơm xong ai? Không có chuyện, uống chút canh gà ngủ cho ngon một chút. Tần sắc cười, trương bán tiên ồ một tiếng, đứng dậy liền phân một bát canh gà ra ngoài, cho tần tương đưa qua, rất nhanh, hắn liền chạy về, nói, tần tương quả nhiên thích uống canh gà, nhìn thấy chén kia canh gà thời điểm nàng kia hai mắt tỏa ánh sáng nha còn để ta trở về tạ ơn sư phụ ngươi đây lần sau bếp sau nếu là đơn độc cho ta làm cái gì ngươi đều để bọn hắn cho tần tương lưu một phần tần sắc nói chúng ta bây giờ đến cùng là ở nhờ ăn nhờ ở đậu nào có mỗi ngày thiên vị còn không cho phép nhân chủ nhà ăn đạo lý trương bán tiên gật gật đầu đáp ứng tới mấy người liền coi như ấm áp ăn lên cơm tối tới mà tại lâu thiên cơ kia bầu không khí liền không có như vậy ấm áp, tạ hành sau khi đi, hắn tiến gian phòng, tần chi liền mặt lạnh hỏi, ngươi có phải hay không giấu giếm chuyện gì? Lâu thiên cơ đánh lấy cây quạt, cũng không cảm thấy lạnh, ta giấu giếm chuyện gì rồi? Vì sao nữ quân trong cơ thể có một người khác ký ức, chuyện này ngươi lại không biết? Tần chi một bộ không tin hình dạng của hắn. Lâu thiên cơ cười nhẹ một tiếng, ta nói nhỏ song phấn, ngươi có phải hay không quên, ta chỉ so với các ngươi lớn hơn vài tuổi, lúc ấy vu tộc bị diệt lúc, ta mới bao nhiêu lớn ta làm sao biết lúc kia đại vô chút làm cái gì sẽ để cho nữ quân nhân hùng xuất hiện kem sai ngươi cái này cũng muốn trách đến trên đầu ta đến ta có phải là quá hoang uổng rồi nói lâu thiên cơ ngang nhiên xông qua liền phải ông lên tầng chi vòng eo tầng chi lại tránh sang bên không muốn dựa vào gần hắn hướng phía sau lui lại mấy bước cho dù ngươi lúc đó không biết nhưng về sau ngươi sẽ không biết sao phải vô chút thực tình đem ngươi trở thành người thừa kế đối đãi hắn sẽ không nói cho ngươi những cái này lâu thiên cơ ý cười chìm một cái chớp mắt chợt lại sáng lạng cười một tiếng quả thực là cánh tay dài chụp tới đem tần chi mò được trong lồng ngực của mình đặt tại trong ngực của mình nói ngươi thật là một cái nhỏ không có lương tâm ngươi cũng biết hắn đối ta tốt bao nhiêu nhưng vì ngươi tần sắc sự tình ta nhưng một chút cũng không có nói cho nàng nếu ta thật biết nội tình gì ngươi cảm thấy ta sẽ giấu giếm ngươi để ngươi cùng ta đưa khí tần chi dừng một chút rất muốn nói ai biết ngươi là ở đây a à nghĩ nhưng nàng bỗng nhiên nhớ tới mấy năm này bên trong lâu thiên cơ xác thực đối nàng không sai mỗi lần có việc đều là che chở nàng lần trước càng là vì nàng bị phạt đi tuyết vực nếu quả thật có chuyện gì hắn hẳn là sẽ không giấu giếm chính mình nghĩ đến đây tần chi khuôn mặt hòa hoãn lại cũng không có nhất định phải tránh thoát lâu thiên cơ ôm ấp chỉ là trầm giọng nói lâu thiên cơ ngươi hẳn phải biết ta chỉ muốn để nữ quân còn sống bất kỳ người nào muốn hại nàng ta đều sẽ không bỏ qua Ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng, cho dù người kia là nghĩa phụ của ngươi, một ngày kia, hắn như thật muốn tổn thương nữ quân, ta nhất định cùng hắn không chết không thôi. Nói xong, Tần Chi đẩy ra Lâu Thiên Cơ, quay người đi ra ngoài, Lâu Thiên Cơ nhéo nhéo ngón tay, cảm giác được đầu ngón tay còn sót lại ôm nhu xúc cảm, a à một tiếng cười khẽ, liếm liếm căn bản. Chuyện này càng thêm không dễ làm. Hắn thở dài một tiếng, Tần Sắc tại sau buổi cơm tối, liền tiếp theo đi nghỉ ngơi ước chừng là an hồn hương hiệu lực còn không có qua, nàng một hồi liền ngủ, tạ hành cho nàng nhẹ chân nhẹ tay bỏ đi áo ngoài, thay đổi một lần thuốc, lại rửa chân, nàng đều không có tỉnh. Đợi đến cho nàng thu thập thỏa đáng, tạ hành mới tại bên người nàng nằm xuống, cơ hồ là nàng vừa nằm xuống, tần sắc liền có chút nghi người, lăn tiếng trong ngực của hắn, đem hắn sung làm gối ôm, ôm hắn ngủ, tạ hành trở tay ôm tần sắc, hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh hắn cũng liền ngủ, nhưng một lát sau, tần sắc lại có chút mở mắt ra, thần sắc lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì, còn lại đến trong vòng vài ngày, Tần gia yên tĩnh không ít. Thái tử bên kia nước chảy đồng dạng thuốc bổ đưa vào, Tần. Sắc liền lấy cớ thụ thương, uống tại thanh hà viên bên trong dưỡng thương, chỉ có ngày thứ hai, Tào Ngọc Mai đến xem qua nàng. Tào Ngọc Mai thấy được nàng khí sắc vẫn còn có chút tái nhợt, liền câu mày nói, sắc sắc, thương thế của ngươi có chuyển biến tốt đẹp sao? Làm sao sắc mặt vẫn là như thế khó coi? Thật sao? Tần sắc nghe vậy sờ sờ mặt mình, cười nhạt nói đại khái là ngủ được quá lâu ngươi không biết cái này đi ngủ cũng không thể ngủ quá lâu ngủ được quá lâu ngược lại không giải lao sẽ mệt mỏi hơn tào ngọc mai kinh ngạc nói thật sao đúng vậy a à, bằng không ta lừa ngươi làm gì tần sắc cười nói thương thế của ta còn tốt tần đại nhân chuẩn bị cho ta không ít thuốc bổ thái tử trước đó cũng đưa tới một nhóm ngươi lại mang đến một nhóm thuốc bổ chính là ta bị thương chỉ còn một hơi cũng nên nuôi ti tào ngọc mai nghiêm mặt nói không thể nói bậy. Tần Sắc vội vàng đổi giọng, được được được, ta sai, ta cũng không tiếp tục nói bậy. Cái này còn tạm được. Tào Ngọc Mai thở vào nhẹ nhõm, dặn dò, ngươi liền hảo hảo dưỡng thương, đưa tới thuốc bổ ngươi cứ việc dùng chính là, ăn xong, ta lại đưa tới cho ngươi, nhất định phải đem ngươi nuôi phải trắng trắng mập mập, ngươi bây giờ bộ dáng này, ta nhìn đều đau lòng. Nói, nàng nhớ tới Tạ Hành, liền hỏi, ngươi hôm qua thụ thương trở về, Tạ công tử không có nổi giận sao? tại sao không có? Tần sắc sụ mặt, hắn phát thật là lớn lửa đâu, cùng ta cáo kỉnh, còn muốn đi vén phủ thái tử nóc phòng, may mắn ta ngăn cản, nếu không. Hôm nay phủ thái tử nóc phòng đều không có. Tào Ngọc Mai nghe vậy, buộc miệng cười, biết tần sắc là cố ý khoa trương, nhưng vẫn là không nhịn được, sau đó mới nói, tạ công tử cũng là quan tâm ngươi, nếu ta là hắn, cũng là như thế, phu nhân của mình đi ra ngoài một chuyến thụ thương trở về, đặt ở ai trên thầu sẽ không thoải mái tần sắc khổ một gương mặt, đúng vậy a à, hắn là không thoải mái, cho nên hiện tại lệnh cưỡng chế ta không cho phép ra khỏi cửa, ta nếu là đi ra ngoài, hắn liền phải đánh gãy ta hai cái đùi đâu, làm hại ta chỉ có thể trong nhà ơ lại, ngươi là không biết, ta nơi nào là an tĩnh xuống tới tính tình, gọi ta buồn bực, thật sự là muốn đem ta ngạt chết. Chương 419, tiền thị chết 419, tiền thị chết, cái này có cái gì, cô nương nếu là ngại buồn bực, ta liền thường tới bồi cô nương nói chuyện giải buồn nhi chính là. Tào Ngọc Mai nhìn thấy Tần Sắc kia ra vẽ khoa trương bộ dáng, cười vỗ nhẹ Tần Sắc tay. Tần Sắc cười nói, vậy thì tốt a, à, không biết bên ngoài bây giờ có cái gì đề tài nói chuyện, có thể cung cấp ta giết thời gian. Tào Ngọc Mai nghe vậy, thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, giống như là nhớ tới cái gì đến, một mặt chợt nói, nói lên cái này, ta còn thực sự có một việc, có thể cùng cô nương nói một câu. Thấy được nàng chững chặt đàng hoàng, Tần Sắc không khỏi hỏi, chuyện gì a? À? Nhìn ngươi cái này giống như rất trọng yếu giống như tính không được trọng yếu, chẳng qua rất kỳ quái chính là. Tào Ngọc Mai nói, nghe nói, liễu thượng thư nhà quý thiếp hôm qua ốm chết. Tần sắc ăn hạt dưa động tác dừng lại, ngước mắt nhìn sang, liễu thượng thư. Dương Đại Nương tử chồng trước. Chồng trước. Tào Ngọc Mai khẽ giật mình, đó là cái gì? Hòa Ly qua đi trượng phu, không phải liền là trước đó trượng phu nha, tên gọi tắt chồng trước. Tần sắc ý thức được mình miệng bầu, đành phải tùy tiện giải thích một câu, còn tốt Tào Ngọc Mai thông minh, ngược lại là lĩnh ngộ, nàng nghĩ nghĩ tần sắc câu nói này, không khỏi nghiêm túc gật đầu một cái. Xác thực, cái này còn giống như thật sự là chồng trước. Tần sắc dở khóc dở cười, đừng xoắn suýt cái này, ngươi mau nói, liễu thượng thư cái nào thiếp chết rồi. Còn có thể là cái nào? Tào Ngọc Mai nói, liễu thượng thư không cũng chỉ có một quý thiếp sao? Nghe nói là biểu muội của hắn, giống như họ, họ tiền. Tần sắc gặp nàng tựa như nghĩ không ra, bổ hỏi, Tào Ngọc Mai vỗ tay một cái, liền vội vàng gật đầu đúng 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 chính là họ tiền gọi tiền tử đồng nghe nói nàng thân thể cốt cách luôn luôn không tốt cái này bắt đầu mùa đông sau mấy trận tuyết lớn xuống tới thân thể ngày càng sa sút hôm qua nửa đêm thực sự là chịu không được liền ốm chết tin tức này ngươi từ chỗ nào nghe nói tần sắc nhíu mày có chút hoài nghi tin tức này độ chính xác nàng lần trước nhìn thấy tiền tử đồng thời điểm tiền tử đồng mặc dù nhìn xem yếu đuối lại cũng không đến nỗi nhanh như vậy qua đời a hơn nữa lúc ấy tiền tử đồng tướng mạo bên trên xác thực không gần đây sắp vong chi tướng tào ngọc mai nghe vậy nhìn hai bên một chút gọi nha hoàng lui xa một chút cùng tần sắc nhỏ giọng nói là mẹ ta từ dương đại nương tử kia nghe nói tần sắc nhướng mày dương đại nương tử nguyện ý gặp quốc công phu nhân rồi từng tào ngọc mai gật gật đầu nhỏ giọng nói mẹ ta một mực lo lắng dương đại nương tử mấy ngày nay không ngừng mà đưa bái thiếp đi vào buổi sáng hôm nay mới nhìn thấy dương đại nương tử mẹ ta trở về nói với ta dương đại nương tử tiêu gầy vô cùng mấy ngày nay một mờ cặn nuốt không trôi còn muốn thấy cô nương ngươi đây tần sắc trước bỏ qua một câu cuối cùng dương đại nương tử như thế nào biết được liễu gia tin tức này dương đại nương tử không phải còn có cái trưởng tử tại liễu gia sao tào ngọc mai nói nghe nói là dương đại nương tử trưởng tử phải nghe tin tức về sau phái người báo cho dương đại nương tử mẹ ta liền nói trong nhà chết cái quý thiếp làm gì cố ý đi báo cho dương đại nương tử một tiếng đều đã hòa ly, Dương Đại Nương tử vốn là không xen vào. Liễu gia loại kia tử nhàn sự, cho nên mẹ ta hoài nghi, Dương Đại Nương tử cùng Liễu Thượng Thư hòa ly, có lẽ là bởi vì cái này quý thiếp nguyên nhân. Nói đến chỗ này, Tào Ngọc Mai thực sự là nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, hướng tần sắc hỏi, sắc sắc ngươi cùng ta nói thật, Dương Đại Nương tử cùng Liễu Thượng Thư hòa ly, phải chăng cùng cái này quý thiếp có quan hệ? Tần sắc nghe nhiều như vậy bác quái, không tiện cự tuyệt Tào Ngọc Mai, liền hàm hồ gật đầu một cái có chút quan hệ quả nhiên là dạng này tào ngọc mai không có chút nào ngoài ý muốn mẹ ta lúc ấy cũng hỏi dương đại nương tử dương đại nương tử chỉ nói những cái này quá khứ nàng không nghĩ nhắc lại dù sao hiện tại nàng chỉ muốn chiếu cố tốt hai cái nữ nhi tuy nói dương đại nương tử nói như vậy nhưng không chịu nổi người bên ngoài sẽ thêm nghĩ trương thị cùng tào ngọc mai về nhà nói chuyện về sau hai mẹ con liền đều nhận định dương đại nương tử cùng liễu thượng thư hòa ly nhất định cùng cái này quý thiếp có quan hệ nói không chừng liễu đại công tử chính là biết tin tức này mới cố ý phái người đi báo cho dương đại nương tử trương thị còn cùng tào ngọc mai nói liễu đại công tử có lẽ là muốn mẫu thân biết cái này quý thiếp đã ốm chết dương đại nương tử cùng liễu thượng thư ở giữa trở ngại không có có thể lại về liễu gia dù sao trên đời này không có một đứa bé nguyên nhân để phụ mẫu tách ra tào ngọc mai cảm thấy rất có đạo lý cùng tần sắc đang khi nói chuyện nhớ tới trương thị nói đến câu nói này liền thuật lại cho tần sắc sắc sắc, người nói liễu đại công tử có phải là biết, dương đại nương tử cùng liễu thượng thư hòa ly nội tình, coi là quý thiếp chết rồi, liền chẳng có chuyện gì, mới phái người báo cho dương đại nương tử, nghĩ đến để cha mẹ mình một lần nữa đoàn tụ. Tần sắc khẽ vuốt cầm, có chừng khả năng này đi, chẳng qua hắn ý nghĩ này, chú định là không thể nào thành thật. Tào Ngọc Mai kinh ngạc nói, vì cái gì a à, kia quý thiếp đã chết rồi, dương đại nương tử cùng liễu thượng. Thư ở giữa, vợ chồng hơn 10 năm, lại có nhi nữ, nếu là có người tác hợp, chưa hẳn không thể thành thật đi. Dù sao Dương Đại nương tử niên kỷ cũng lớn, còn nắm kéo hai cái nữ nhi, cho dù nhà mẹ đẻ không nói cái gì, nguyện ý thu lưu bọn hắn, nhưng kia tóm lại là có ăn nhờ ở đậu cảm giác, mà Dương Đại nương tử muốn tái giá lương nhân, khả năng cũng không lớn, nếu như thế, cùng Liễu thượng thư ở giữa chướng ngại vật cũng không có, cớ gì không có thể một lần nữa cùng một chỗ? Tần Sắc hướng Tào Ngọc Mai lắc đầu cười cười, ở trong đó còn có cái khác nội tình, ngươi còn không biết? nhưng dương đại nương tử không nói ta cũng không tốt xen vào người bên ngoài việt tư liền không tốt lại nói tào ngọc mai nghe được tần sắc nói như vậy liền biết trong đó nội tình không có đơn giản như vậy lại liên tưởng đến tần sắc nói với nàng dương đại nương tử cùng liễu thượng thư muốn hòa ly cùng dương đại nương tử suýt nữa không gánh nổi mệnh có quan hệ nàng lập tức trong đầu hiện ra một cái to gan ý nghĩ nàng kinh nghi bất định nhìn một chút tần sắc lại không dám nói ra liền nuốt một chút nước bọt đem ý nghĩ này đặt ở ở sâu trong nội tâm, miễn cưỡng cười nói, vậy liền được rồi, ta liền không hỏi tới nữa. Chẳng qua bất kể như thế nào, liễu thượng thư phủ chết một người là thật, lúc đầu một cái thiếp thất, chính là nô bộc chủ nhân nếu là trong lòng tốt, một bộ quan tài mỏng liền tán, liền mộ tổ còn không thể nào vào được, như liễu thượng thư cố ý khắc khe, khe khắc, chiếu ra một quyển trực tiếp ném đi bãi tha ma cũng liền thôi, nhưng tiền thị cái này quý thiếp không phải bình thường, nguyên là liễu thượng thư biểu muội chính là vợ chồng tình cạn, tốt xấu còn có một tầng quan hệ thân thích tại. Khẳng định không đến mức chiếu ra một quyển, nhưng dường như liễu thượng thư đối cái này quý thiếp tình cảm mười phần thâm hậu, ta nghe ta nương nói, liễu thượng thư vậy mà nghĩa thay cái này quý thiếp lớn lo liệu tang lễ. Lớn lo liệu. Tần sắc nhướng nhướng mày, tào ngọc mai gật gật đầu. Sắc mặt có chút trầm thấp, nghe nói liễu thượng thư muốn dùng chính thê lễ nghi quy chế, vì kia quý thiếp đưa tang. Tần sắc dừng một chút, đây có phải hay không là hơn chế rồi cũng không phải. Tào Ngọc Mai nói, nơi nào thế gia quý nhân, thiếp vong dùng chính thê lễ nghi quy chế. Chính là phổ thông phú hộ, cưới được bên trên tiểu thiếp, cũng không có ái thiếp diệt vợ đến loại tình trạng này. Chương 420, chính thê quy chế hạ tán chương 420, chính thê quy chế hạ tán phàm là đại thế gia, đều có nhất định lễ nghi quy chế, bất luận việc hiếu hỷ, mọi thứ đều có chương trình, thiếp chính là thiếp, viết biên nhận phía dưới một cái nữ, chính là đứng ở một bên phục vụ nữ nhân, đó chính là người hầu, nếu là người hầu, vô luận sống hay chết, cũng không sánh nổi chủ nhà, cho dù là chết rồi, liền nhà chồng mộ tổ còn không thể nào vào được. Chỉ có chính thê, mới có thể tại sau khi chết, đặt Được nhà chồng đặt linh cửu 7 ngày, cả nhà trên dưới đốt giấy để tang, đưa linh cửu đi hạ tán nhập mộ tổ quy chế, liễu thượng thư lại muốn dùng cái này quy chế, đi tán một cái tiểu thiếp, một cái đối với người khác trong mắt miệng bên trong khắp nơi khinh bỉ thiếp thất, có thể thấy được cái này có bao nhiêu hoang đường mẹ ta nghe nói tin tức này thời điểm, liền nói, cái này liễu thượng thư sợ là điên. Tào Ngọc Mai cùng tần sắc phổ cập khoa học qua đi, liền nhã rảnh nói, đừng nói người bên ngoài sẽ như thế nào đối đãi liễu thượng thư cái này hơn chế cử động, chính là trong triều đình ngôn quan, cũng sẽ không qua liễu thượng thư, khẳng định sẽ tham gia liễu thượng thư điên đảo tôn ti, không để ý cương thường luân lý. Đến lúc đó, liễu thượng thư nhẹ thì bị của mắng vài câu, nặng thì bị giáng chức, cũng chưa biết chừng. Tần sắc nghe vậy, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu như trong tay hắn có cùng vị này quý thiếp chính thê hôn thư đâu. Tào Ngọc Mai sững sờ, chợt khoát tay cười nói, cái này sao có thể. Liễu thượng thư chính thê, là dương đại nương tử đây là tất cả mọi người biết đến. Tần sắc thả tay xuống bên trong vỏ hạt dưa, nâng chung trà lên, thổi một hơi trên mặt nước lá trà, nếu như đâu. Tào Ngọc Mai giật mình, chẳng lẽ, là thật. Tần sắc từ chối cho ý kiến, thấy thế, thế Tào Ngọc Mai trong lòng liền minh bạch, đây là sự thật. Cái này thế nào lại là thật đây này? Nàng không dám tin, liễu thượng thư trước đó mời Dương Đại Nương tử hôn thư, chính là chính thê A. Nơi nào lại xuất hiện một cái chính thê hôn thư, trên đời này chẳng lẽ còn có một chồng mời hai vợ nam tử. Cổ đại nam tử nói là tam thê tứ thiếp, nhưng trên thực tế, lại là một chồng một vợ nhiều thiếp chế, thiếp thất lại nhiều, thê tử vĩnh viễn chỉ có một cái, chỉ có chính thê mới có mời vợ hôn thư, cái khác thiếp thất, nhiều lắm thì đem thân khế bỏ vào nhà chồng, từ nhà chồng viết tên nhập gia phả thôi nhưng mà chính là tại gia phả bên trên cũng phải đánh dấu là thiếp thất nào đó nào đó nào đó coi như muốn nạp quý thiếp hôn thư vậy cũng phải vợ cả đồng ý con dấu từ quan phủ qua thẩm phát mời hôn thư mới xem như quý thiếp nhưng cho dù là quý thiếp hôn thư vậy cũng phải viết rõ là mời làm lương thiếp cùng chính thê hôn thư kém xa như phi nguyên vợ bỏ mình lại tục huyền tuyệt không có khả năng xuất hiện một chồng mời hai vị chính thê hôn thư nếu không chính là không tuân theo luật pháp đúng là thật. Tần sắc uống một ngụm trà, đem cái chén buông xuống, vuốt vuốt có chút bụng rủng cánh tay, hôn thư xác thực có hai phần, một phần là liễu thượng thư mình viết, một phần là liễu thái phu nhân làm chủ mời dương đại nương tử hôn thư. Tào Ngọc Mai chỉ cảm thấy hoang đường, làm sao lại có loại sự tình này. Ta đã từng thấy qua tiền thị, nghe tiền thị nói, hai nhà bọn họ vốn là có ý thân càng thêm thân, lại kết tầng, tấn chuyện tốt, mà lại nàng cùng liễu thượng thư có tình cảm cơ sở, liễu thượng thư từng muốn mời nàng vì chính thê cũng từng có hôn thư nhưng liễu thái phu nhân không chịu lưng ly liễu thượng thư vì hắn mời dương đại nương tử cũng qua hôn thư tần sách nói ngươi nói nếu là liễu thượng thư lấy ra trước đó kia phong hôn thư nghiêm minh lúc ấy mẫu mệnh mang theo không thể không cưới dương đại nương tử bây giờ đã cùng dương đại nương tử hòa ly người chết vì lớn vì thực hiện năm đó hứa hẹn muốn dùng chính thê lễ nghi đem nọa tán, hoàng đế sẽ còn nói cái gì tào ngọc mai ngẩn ngơ nếu là dạng này hoàng đế tự nhiên sẽ không nói cái gì dù sao liễu thượng thư cùng tiền tử đồng hôn thư phía trước dương đại nương tử cùng liễu gia hôn thư ở phía sau nếu là thật bàn về đến dương đại nương tử ngược lại thành tiểu thiếp mà nên lúc là liễu thái phu nhân vì liễu thượng thư mời dương đại nương tử bản triều lấy nhân hiếu trị thiên hạ liễu thượng thư tự nhiên không cách nào không tuân theo mẫu mệnh cứ dương đại nương tử cũng là thuận theo mẫu thân hành động bất đắc dĩ tiền tử đồng những năm này cam làm thiếp thất cũng không có gì càng cự động tác, thậm chí liền đứa bé đều không có, bây giờ bỏ mình, liễu thượng thư hòa ly phía trước, hiện lại nguyện ý lấy ra hôn thư đến, dùng chính thê lễ nghi đem tiền tử đồng hạ tán, cái này không những vô tội, phản thành trọng tình trọng nghĩa cử chỉ, cứ việc nhìn qua tựa như đối dương đại nương tử cũng không quá công bằng, nhưng hai bọn họ đã hòa ly, cho dù có chút phê bình kín đáo, cũng không bay ra khỏi cái gì gần. Sống tới, tóm lại đối liễu thượng thư không có ảnh hưởng gì, lúc đầu thế giới này đối nam nhân liền phá lệ rộng rãi, cho dù nói đến lại khó nghe chẳng qua là nói hắn mềm yếu không dám chống lại mẫu mệnh xin lỗi dương đại nương tử hay lòng đổi dạ qua ít ngày những cái này liền sẽ bị quên sạch sành sanh tan thành mây khói ai cũng sẽ không lại nhớ kỹ thậm chí đều không ảnh hưởng liễu thượng thư ngày sau lên chức đánh giá thành tích chật 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 tần sắc cảm thấy nam nhân nếu là ngoan độc lên thật không có nữ nhân chuyện gì tào ngọc mai đắm chìm trong cái đề tài này mang tới trong lúc khiếp sợ sau một lúc lâu nàng hít sâu một hơi nói liễu thượng thư thực sự là tần sắc cười cười tào ngọc mai tìm không thấy từ ngữ đến nhã rảnh liễu thượng thư lắc đầu đổi đề tài nói đúng dương đại nương tử muốn gặp ngươi chuyện này sắc sắc ngươi định làm gì tần sắc nghe vậy nói ngươi nhìn ta cái này tổn thương mấy ngày nay cũng không tốt loạn động dương đại nương tử chẳng qua là nhất thời tâm bệnh thôi hẳn là không có chuyện gì khác ngươi để nàng nghỉ ngơi thật tốt thoải mái tinh thần không có việc gì Tào Ngọc Mai nghe được tần sắc tạm thời cũng không tính đi gặp Dương Đại Nương Tử, liền gật gật đầu, cũng thế, mấy ngày nay ngươi nên thật tốt dưỡng thương mới là. Tần sắc cười gật gật đầu, cùng Tào Ngọc Mai hai người lại nói chuyện một hồi, Tào Ngọc Mai nhìn thấy thời gian không còn sớm, liền cáo từ về nhà. Nàng sau khi đi, một mực uống tại trương bán tiên giang phòng bên trong tạ hành, liền trở lại mình cùng tần sắc ở gian phòng, nhìn xem tần sắc tại kia lắc lư đau nhức cổ, liền đi tới thay nàng nhéo nhéo cổ, hỏi, cùng với nàng đều nói cái gì, nói một lồng buổi trưa. Nói chút bát quái mà thôi. Tần sắc tùy ý tạ hành cho mình nắm bắt cổ, ngáp một cái, nói, đồ đệ của ta đâu. Tạ hành, hắn cả ngày vô sự, không phải đang ngủ chính là đang ăn. Tần sắc, đây không phải đều nhanh thành heo sao. Nàng ghét bỏ nói, mau nhường hắn động một chút, nếu là không có chuyện, để hắn đi trên đường đi bộ một chút, nhìn xem trong kinh thành gần đây có cái gì động tĩnh, đều ở trong nhà dạng này ơ lại cũng không đi Ừm, quay đầu ta đi cùng hắn nói tạ hành biết nghe lời phải đáp ứng tới tần sắc ngày đó đưa tiễn tào ngọc mai sau gần như đem liễu thượng thư sự kiện kia cấp quên không muốn chuyện này lên men tốc độ rất nhanh cả kiện sự tình rất nhanh liền trong kinh thành lan tràn ra mà sự tình phát triển vượt quá tần sắc đoán trước tần sắc là tại ngày thứ tư lần nữa nhìn thấy tào ngọc mai lúc mới biết được bên ngoài bây giờ truyền thành bộ dáng gì ngày ấy nàng cùng tào ngọc mai nói chuyện qua về sau Tào Ngọc Mai liền khiếp sợ. Đi về nhà sao? Đó mấy ngày, Tào Ngọc Mai thỉnh thoảng đến bồi Tần Sắc trò chuyện, không có nhắc lại chuyện này. Nhưng hôm nay vội vàng chạy đến, nhìn thấy Tần Sắc, Tào Ngọc Mai liền kinh hô lên, việc lớn không tốt. Chương 421, có lẽ không phải ốm chết 421, có lẽ không phải ốm chết, xảy ra chuyện gì, ngươi từ từ nói, đừng có gấp. Tần Sắc hướng Tào Ngọc Mai vẫy tay, để nàng ngồi xuống nói, Tào Ngọc Mai vội vàng tại Tần Sắc ngồi xuống bên người vội vàng nói bên ngoài hiện tại tin đồn đều truyền khắc cái gì tin đồn tần sắc một bên cho tào ngọc mai châm trà vừa nói tào ngọc mai lay động đầu không có thời gian đi uống trà vội vã không nhịn nổi mà nói sắc sắc ngươi không nghe nói đi bên ngoài hiện tại cũng tại truyền liễu thượng thư cái kia quý thiếp chết cùng dương đại nương tử có quan hệ tần sắc nhíu mày cái gì hiện trong kinh thành tràn đầy tin đồn đều nói là dương đại nương tử không quen nhìn liễu thượng thư cưng chiều tiền thị cho nên cho tiền thị hạ độc, cái này sự tình bị liễu thượng thư phát hiện, hai người đại xảo một khung, liễu thượng thư trở ngại dương liễu hai nhà mặt mũi, cũng trở ngại vợ chồng tình cảm, liền chỉ là hòa ly, không có đối ngoại nói cái gì, cho dương đại nương tử lưu lại mặt mũi, thật không nghĩ đến, tiền thị thân thể vốn là yếu, trận này độc xuống dưới, liền hương tiêu. Ngọc Vẫn, liễu thượng thư tự giác xin lỗi tiền thị, không có cách nào bảo vệ tiền thị tính mạng, mới lấy ra hôn thư đến, muốn dùng chính thê quy chế vì tiền thị đưa tang, Dùng cái này đền bù đối tiền thị ấy nấy chi tình Tào Ngọc Mai nói chuyện liền đến ký Hiện tại bên ngoài những người kia còn nói Dương Đại Nương tử chính là ông vàng đuôi sao châm Độc nhất là lòng dạ đàn bà Đoạt tiền thị chính thê vị trí Còn hại chết tiền thị Còn có người nói Tiền thị nhiều năm như vậy không có con cái Nói không chừng đều là Dương Đại Nương tử hại Tần sắc hung hăng vặn một cái lông mày Tại sao có thể như vậy Ai biết được Những người kia nói chuyện nhưng khó nghe Tào Ngọc Mai càng nói càng tức, tức giận nói, bọn hắn cái gì cũng không biết liền nói lung tung một trận, hận không thể đem tội danh gì đều trừ đến Dương đại nương tử trên thân, liền. Thật giống như Dương đại nương là cái gì tội ác tày trời tội ác chồng chất người, bây giờ bị kéo đi thiên đao vạn quả mới tốt đồng dạng. Tần Sắc nghe vậy, hiếp con ngươi hỏi, ngươi biết tin tức này là từ chỗ nào truyền tới sao? Tào Ngọc Mai lắc đầu, không nghe nói, hiện tại đi đầy đường đều như vậy nói, cũng không biết là cái nào truyền tới. Nàng bây giờ mười phần đau lòng Dương Đại Nương Tử, không khỏi có chút lòng đầy căm phẫn mà nói, cũng không biết là tên hỗn đảng nào nói ra lời như vậy, đây không phải vô oan người sao. Sáng sớm hôm nay, Trương Thị liền đi bồi Dương Đại Nương Tử, Tào Ngọc Mai dù không có đi gặp, nhưng cũng có thể đoán được, Dương Đại Nương Tử bây giờ nhất định không thể tiếp nhận mấy lời đồn đại nhảm nhí này hãm hại, mà lại, những lời này thật quá hại người, tại những này nhân khẩu bên trong, Dương Đại Nương Tử ác độc quả thực không còn hình dáng, nhất là Tào Ngọc Mai tại biết, dương đại nương tử là người bị hại tình huống dưới càng thêm không thể chịu đựng được những cái kia truyền ngôn nàng cả người khách lạ đều là như thế huống chi là dương đại nương tử lúc này không biết dương đại nương tử nên có bao nhiêu khó chịu đâu tần sắc bỗng nhiên cười một tiếng những cái này khuynh hướng tính rõ ràng như thế có thể là ai truyền tới còn có thể là ai sẽ nói ra những cái này khuynh hướng một người tào ngọc mai lập tức kịp phản ứng sắc sắc ý của ngươi là nói những lời này có thể là liễu thượng thư thả ra tần sắc còn chưa lên tiếng tào ngọc mai liền hoảng sợ nói hắn tại sao phải làm như vậy rõ ràng là hắn thật xin lỗi dương đại nương tử vì sao hòa ly về sau còn muốn ác ý hãm hại dương đại nương tử cái này nhân tâm ruột làm sao như thế ác độc vì cái gì đây không phải rõ ràng sao tần sắc lạnh lùng chế dễu cười một tiếng bêu danh đều để dương đại nương tử lưng lưu cho hắn chính là si tình nhân từ bị hại chết người thương vô tội hình tượng vô luận là triều đình vẫn là quan viên hoặc là bách tính, đều sẽ khuynh hướng hắn. Tào Ngọc Mai kinh ngạc đến ngay người, hoàn toàn không nghĩ tới, lòng người sẽ hiểm ác đến loại tình trạng này, cho dù hòa ly, vì giữ gìn hình tượng của mình, thậm chí không tiếc hướng dương đại nương tử dội nước bẩn, nàng nhếch môi, thanh âm trầm thấp mà phẫn nộ, cái này người. Quá xấu. Những cái kia nghe nhầm đồn bậy người, lại không biết trong này nội tình, tại sao phải đi theo nói hưu nói vượng. Ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ tần sắc nhạc âm thanh một khi nói người này người không tốt nhiều người không biết chuyện liền sẽ cảm thấy ân người này khẳng định rất xấu bằng không làm gì tất cả mọi người nói nàng xấu nàng nếu là người tốt vì cái ghép cả mọi người nói nàng là người xấu việc trống không đến gió khẳng định là nàng làm qua cái gì nàng chính là cái người xấu như là loại này nhìn qua tào ngọc mai kinh ngạc thần sắc tần sắc tiếp tục nói không có người sẽ đi tìm tòi nghiên cứu cái này phía sau nói tới đến cùng phải hay không thật kỳ thật đối bọn hắn đến nói thật giả cũng không đáng kể đối bọn hắn mà nói chuyện này chẳng qua là một cái đề tài nói chuyện cho dù cuối cùng phát hiện chính mình nói sai bọn hắn cũng sẽ nói ta lại không biết lạc ta chỉ là nghe người khác nói hai câu nếu như nàng không phải người xấu ta nói nàng hai câu cũng không thể đem nàng biến thành người xấu a à. bọn hắn vẫn là sẽ không cảm thấy mình có sai tào ngọc mai thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên chợt ngữ khí trở nên mỏi mệt bất lực sắc sắc ngươi nói đúng bọn hắn nhất định sẽ nghĩ như vậy ai cũng sẽ không cho là mình có sai dù sao bọn hắn chỉ nói là hai câu râu ria mà thôi ta hiện tại bỗng nhiên có một cái ý nghĩ tần sắc nhìn qua tào ngọc mai kia chán nản thần sắc trong đầu linh quang lóe lên tào ngọc mai cái gì tiền tử đồng chết có lẽ không phải ốm chết tần sắc hiếp mắt có lẽ nàng thật là bị người hại chết tào ngọc mai tự nhiên sẽ không cảm thấy tần sắc là nói là dương đại nương tử hại tiền tử đồng nàng liền vội vàng hỏi sắc sắc ngươi có phải hay không biết cái gì là ai hại tiền thị có lẽ người kia ngay tại lúc này mọi người trong miệng si tình nhất vĩ ngạn nam tử tần sắc có ý riêng tào ngọc mai dừng một chút mới phản ứng được trừng to mắt nói sắc sắc ngươi nói là hại tiền thị người là liễu thượng thư cái này sao có thể hắn như như vậy yêu tiền thị vì sao muốn hại tiền thị có lẽ hắn căn bản không yêu tiền thị đâu tần sắc nhạc âm thanh hỏi tào ngọc mai khẽ giật mình cái này. Hắn làm sao lại không yêu tiền thị? Không có người có thể khẳng định hắn yêu tiền thị, chúng ta bây giờ biết đến sự tình, đều là chính hắn doanh tạo nên. Tần sắc nói, như hắn thật nhiều yêu tiền thị, tại sao lại tại có hôn thư tình huống dưới, còn tùy ý mẫu thân vì chính mình mời Dương Đại Nương tử làm vợ. Trực tiếp lấy ra hôn thư đến, Dương gia nhất định sẽ không đáp ứng vụ hôn nhân này, liễu thái phu nhân cũng không tốt lại nói cái gì. Như hắn chân ái tiền thị, như thế nào lại chịu đựng mình chỗ yêu người, cúi đầu làm thiếp. Cho dù không cưới, cũng sẽ không để nàng nhập môn tới là một cái bị người khinh bạc khi nhục thiếp thất. Như hắn chân ái tiền thị, bây giờ người đều chết rồi, hắn càng sẽ không để tiền thị tại sau khi chết đều không được an bình, muốn ngày ngày nhận người bên ngoài nghị luận, hồn phách bất an. Tào Ngọc Mai nghe được tần sắc, chỉ cảm thấy trên thân phát lạnh. Ngươi nói đúng, có lẽ hắn thật không yêu tiền thị. Xác thực, nếu như liễu thượng thư thật yêu tiền thị, tần sắc nói đến cái kia một đầu, hắn cũng sẽ không phạm. Nhất là, tiền thị đều đã chết rồi, sau khi chết còn muốn bị lợi dụng, cho chính hắn kiếm thanh danh, vẻn vẹn là đầu này lấy ra thấy thế nào đều không giống như là yêu người sẽ làm ra đến sự tình. Chương 422, Yến Vương lo lắng chương 422, Yến Vương lo lắng sắc. Mặc một cái chớp mắt, trong ánh mắt thoát ra một tia hiểu rõ. Ta minh bạch. Nàng bỗng nhiên nói, ta minh bạch tiền thị vì cái gì tại cái này ngăn miệng chết rồi tào ngọc mai mờ mịt từng tiền thị chết thành toàn liễu thượng thư tần sắc nhạc âm thanh tào ngọc mai đầu óc có chút thắt nút trong thời gian ngắn không nghĩ ra đây là ý gì như tiền thị bất tử liễu thượng thư cùng dương gia hòa ly sự tình đối với hắn bao nhiêu sẽ có ảnh hưởng tần sắc nói dù sao trung niên hòa ly nhất là như thế ỷ vào dương gia liễu thượng thư người bên ngoài khó tránh khỏi sẽ suy đoán ở trong đó khẳng định có nội tình gì vô luận như thế nào suy đoán hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để người cảm thấy liễu thượng thư khẳng định làm cái gì bằng không hắn làm sao lại cùng dương gia hòa ly nếu thật là dương gia làm qua cái gì sự tình hắn đại khái có thể bỏ vợ a lùi lại mà cầu việc khác đáp ứng hòa ly khẳng định không giản đơn này sẽ đối với hắn thanh danh có hại tào ngọc mai minh bạch tiền thị tại cái này trong lúc mấu chốt chết rồi nàng vừa chết liễu thượng thư liền để người đem tin tức thả ra đem nước bẩn trừ đến dương đại nương tử trên đầu dạng này tất cả mọi người sẽ cảm thấy liễu thượng thư là trọng tình trọng nghĩa mới không có bỏ vợ mà là đưa ra hòa ly dương đại nương tử vội vã chuyển ra liễu gia ngược lại bằng chứng nàng làm cái gì việc trái với lương tâm tất cả mọi người đem tội danh trừ đến dương đại nương tử trên đầu liền không có người lại cảm thấy liễu thượng thư không tốt thậm chí sẽ đau lòng hắn đồng tình hắn tán dương hắn trọng tình trọng nghĩa nàng dừng một chút sắc sắc ngươi nói là liễu thượng thư là ý tứ này đúng không tần sắc gật gật đầu không sai biệt lắm. Tào Ngọc Mai nắm chặt bàn tay, nếu thật là dạng này, hắn cũng quá ác, lập tức đem hai nữ nhân đẩy vào địa ngục, một cái là biểu muội của hắn, một cái là cho hắn sinh con dưỡng cái người, đây cũng quá, thì tính sao, với hắn mà nói, hai nữ nhân kia đều không trọng yếu, cũng không. Bằng hắn thanh danh của mình đến trọng yếu. Tần sắc, thổi tan Tào Ngọc Mai trong lòng ngây thơ, Tào Ngọc Mai bỗng nhiên ý thức được, thế giới này xác thực rất tàn khốc, tỉ như trước đó, Bắc Ninh Quận Chúa rõ ràng đã tại cùng Yến Vương tự mình nghị thân, không cách nào tái giá cho Thái Tử, lại còn muốn giết nàng, thậm chí nghĩ ra tàn nhẫn như vậy đến cực điểm phương pháp, dục nhã nàng, tai họa nàng danh dự có Bắc Ninh Quận Chúa phía trước, dường như Liễu Thượng Thư làm ra những sự tình này liền dễ lý giải. Tần Sắc nhìn qua Tào Ngọc Mai ngơ, ngắt bộ dáng, đứng lên nói: Đi thôi, chúng ta đi Dương gia nhìn một chút, Dương Đại Nương Tử lúc này nhất định rất khó chịu. Tào Ngọc Mai nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần đúng đúng đúng, hai chúng ta đi xem một chút Dương Đại Nương Tử đi, dù là theo nàng trò chuyện cũng là tốt. Tần sắc gật đầu, nàng đi trước trương bán tiên gian phòng, tìm tới tạ hành, cùng tạ hành nói rõ nàng muốn cùng Tào Ngọc Mai cùng nhau đi Dương gia sự tình, tạ hành nghe xong, liền cao mày nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Chúng ta đều là nữ quyến, đi thăm viếng cũng đều là nữ quyến, ngươi đi không tốt lắm đâu. Tần sắc chần chờ, chợt cầu sinh dục bạo rạp nói bổ sung, không phải ta không muốn đi, mà là xác thực không tiện lắm. Tạ hành nghe vậy, có một tia bất đắc dĩ, ta đưa các ngươi, ta ngay tại dương gia bên ngoài chờ ngươi, ta không đi, không yên lòng. Hắn lùi lại mà cầu việc khác, thực sự là không yên lòng tần sắc tổn thương, hiện tại tần sắc một khắc không tại dưới mí mắt hắn, hắn đều không yên lòng, cho dù là nàng trong phòng cùng Tào Ngọc Mai nói chuyện, hắn đều sẽ lo lắng, đừng có lại ra cái gì yêu thiêu thân, may mà cái này hai gian phòng cách gần đó, hắn ngủ giác tốt, có thể nghe được hai người bọn họ trầm thấp tiếng nói chuyện mới không có thỉnh thoảng đi quấy rầy thấy tạ hành đều nói như vậy tần sắc đành phải đáp ứng nói vậy được đi đúng đồ đệ của ta đâu ngươi không phải nói gọi hắn đừng có lại phòng bên trong ơ lại đi trên đường ngao dù sao tạ hành nói ta sáng sớm hôm nay đem hắn đuổi ra ngoài còn chưa trở về a à, vậy ngươi phải đi cùng người gác cổng nói một tiếng nếu là nhìn thấy hắn trở về nói với hắn một chút chúng ta ra ngoài, không cần lo lắng cho bọn ta. Tần sắc dặn dò, tạ hành gật gật đầu, tần sắc liền cùng hắn một khối ra ngoài, cùng Tào Ngọc Mai tụ hợp, Tào Ngọc Mai thấy tạ hành đi theo, cũng không nói cái gì, nàng cùng tần sắc tay nắm tay cùng nhau đi ra ngoài, lên xe ngựa, tạ hành cùng người gác cổng dặn dò qua đi, liền cùng Sa Phu ngồi ở bên ngoài, cũng không tiến xe ngựa, miễn cho ảnh hưởng không tốt, cứ như vậy, mấy người liền tiến đến dương gia. Mà tại bọn hắn vừa đi về sau, trương bán tiên liền hứng thú bừng bừng trở về, hắn mới vừa ở trên đường nghe ngóng một vòng dương liễu hai nhà sự tình, dự định trở về nói cho tần sắc nghe, liền từ người gác cổng chỗ biết được, tần sắc cùng tạ hành đi ra ngoài, hắn lập tức có vẻ hơi, đồi phế, một bụng, không người kể rõ, đang lúc trương bán tiên rủ cục lấy đầu, ngồi tại người gác cổng chỗ, lôi kéo người gác cổng nói xấu thời điểm, tần chi thân ảnh từ tầng da bên ngoài chợt lóe lên, tiếng cung đi kiến. Vương thấy được nàng tới, liền ấm giọng hỏi, thế nào, có phải là tần sắc bên kia có động tĩnh gì? Tần sắc mấy ngày nay một mực đang trong nhà dưỡng thương, thái tử chưa từng đi, ngược lại là thái tử phi tàu cô nương thường xuyên đi, hôm nay tàu cô nương lại đi, đồng thời tiếp tần sắc đi dương gia. Dương các lão. Yến vương nhíu mày. Tần chi gật gật đầu, vâng, nghe nói dương các già nữ nhi, cũng chính là liễu thượng thư vừa mới hòa ly thê tử, dương đại nương tử, mấy ngày nay bị lời đồn đại quấn thân, bị bệnh, dương đại nương tử cùng tào quốc công phu nhân riêng có giao tình, chắc là mời tần sắc đi quà dương đại nương tử bắt mạch. Yến vương lông mày lại càng ngày càng vặn, ngươi nói, thái tử bây giờ là không phải nghĩ lôi kéo dương các lão. Tần chi dừng lại, dương đại nương tử đã sớm cùng tào quốc công phu nhân có lui tới, nghe nói hai người. Vẫn là khăn tay giao. Nàng nói bóng gió, chính là, dương gia cùng tào quốc công nhà vốn là có quan hệ, thái tử định tào gia cô nương làm thái tử phi, vậy thì tương đương với có dương các già trợ lực, không cần đợi đến lúc này, mới khiến cho tần sắc đi lôi kéo, nàng chính là muốn đem tần sắc hái ra tới, Yến Vương để nàng đi giám thị tần sắc, mà phải vô chút là Yến Vương người sau lưng, nàng hiện ở ngoài mặt nhất định phải nghe Yến Vương, dạng này Yến Vương quay đầu tại liên hệ phải vô chút thời điểm, loạn nói cái. gì, thân phận của nàng mới sẽ không bị phải vô chút phát hiện, Yến Vương nghe vậy ngược lại là không nghĩ tới tầng này, chỉ là nhạc tiếng nói, có lẽ đi, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để cho Thái tử Điện Hạ cùng Dương các lão thành một phái. Dương các luôn nội các trọng thần, học trò khắp thiên hạ, trừ một cái trước con rể liễu thượng thư bên ngoài, môn hạ còn có không ít tài năng xuất chúng tử đệ, trong triều đảm nhiệm trọng chức, Yến Vương trước kia chỉ muốn đạt được trong quân duy trì, mới muốn cùng trưởng công chúa thông gia cùng Trung Sơn Vương Phủ giao hảo, lại quên văn thần cũng là một sự giúp đỡ lớn, hắn mới mới nhớ tới điểm này, nếu là thái tử đạt được dương các lão cùng các văn thần duy trì, vậy hắn phần thắng liền sẽ lần. Nửa giảm xuống, dù sao Trung Sơn Vương Phủ cũng chỉ là đại biểu một bộ phận trong quân thế lực, trong quân còn có không ít kiên định bảo hoàng đảng, giữ gìn dòng chính chính thống, trời sinh chính là thái tử một mạch, trừ phi thái tử bị phế, bằng không bọn hắn sẽ không duy trì những người khác. Thái tử sớm đã có trong quân một mạch duy trì, nếu là lại có Dương Các lão cùng các văn thần duy trì, hắn liền tranh đoạt tư cách đều không có. Chương 423, uống chúc, nâng nâng tinh thần 423, uống chúc, nâng nâng tinh thần chi vạn vạn không nghĩ tới, mình chẳng qua là đến truyền một lời nguyên nghĩ đến tần sắc đi dương đại nương tử nhà tính không được cái gì, vừa vặn ứng phó qua phải vô chút bên kia, lại không muốn để Yến Vương nghĩ đến. Nhiều như vậy, không khỏi nhớ một cái lông mày, nàng muốn nói gì, gọi Yến Vương đem lực chú ý từ tần sắc trên thân dời, nhưng Yến Vương chủ ý đã định, căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, liền để nàng xuất cung tiếp tục giám thị tần sắc, mà chính hắn đồng thời xuất cung đi trưởng công chúa phủ thượng, tần sắc cũng không biết mình không hiểu liền bị, heo đồng đội, hố một cái, lúc này, nàng cùng Tào Ngọc Mai vừa vặn đến Dương gia phủ thượng, người gác cổng đi vào thông báo qua, biết được là Tần sắc cùng Tào Ngọc Mai đến, Dương Đại Nương Tử Thiếp thân bà Tử cố ý đến mời bọn họ vào phủ. Biết được Tạ Hành cũng đi theo, Thiếp thân bà Tử đặc biệt cho Tần sắc mặt mũi, cũng không có gọi Tạ Hành thật tại bên ngoài chờ lấy, ngược lại đem người mời đi mái hiên, để người nóng bên trên địa long cầm lên trà bánh, gọi Tạ Hành có thể tại mái hiên bên trong thoải mái dễ chịu chờ Tần sắc cùng Tào Ngọc Mai ra tới, sau đó bà tử mới mang theo tần sắc cùng Tào Ngọc Mai tiến Dương Đại Nương Tử ở tiểu viện, Dương Đại Nương Tử bây giờ ở tại viện tử, là nàng chưa xuất các trước ở viện tử, cùng Dương. Lão phu nhân viện tử sát bên, một mực có người quét dọn bảo tồn hoàn hảo, chính là chờ Dương Đại Nương Tử thỉnh thoảng trở về ở thời điểm, có thể lập tức phát huy được tác dụng, nhưng ai cũng không có nghĩ rằng, Dương Đại Nương Tử lần này đến, liền thành ở lâu, tần sắc cùng Tào Ngọc Mai đi theo bà tử đi vào viện tử nhà chính bên trong lúc, Dương lão phu nhân cùng liễu nhị cô nương liễu tứ cô nương, đều trong phòng bồi tiếp Dương đại nương tử ngồi, trương thị trước kia trở về, dưới mắt cũng không. Có tại. Dương đại nương tử mấy ngày nay xác thực bệnh đến kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, trên đầu mang theo bôi tráng, ngồi tại cất bước trên giường, trên đùi che kính thật dày đệm giường, phòng bên trong sinh mấy cái địa long, nhưng tự hồ cũng ngăn cản không được nàng đáy lòng lạnh ý, nàng ngồi ở kia, vẫn như cũ càng không ngừng ho khan, Dương lão phu nhân thấy cực kỳ đau lòng, vừa vặn bưng một bát canh sâm cho Dương Đại Nương Tử đưa tới, bà Tử liền dẫn Tần Sắc cùng Tào Ngọc Mai tiến nội thất, nhìn thấy Tần Sắc đến, Dương Đại Nương Tử lập tức đem canh sâm buông xuống, mắt đỏ vành mắt, suýt nữa khóc lên, liền muốn xuống tới, Tần Sắc thấy thế vội vàng nói, phu nhân mau mau ngồi, không cần cái này rất nhiều lễ tiết, trước cố tốt thân thể của mình làm trọng. Dương Đại Nương Tử nghe vậy lúc này mới không có kiên trì, Dương Lão Phu Nhân lập tức viện Dương Đại Nương Tử một lần nữa làm tốt, chợt xoay đầu lại, hướng tần sắc thật sâu khẽ chào lễ, Cô nương ngươi có thể tính đến, nhà ta thật chờ lấy cô nương cứu mạng a." Tần Sắc vội vàng đỡ dậy Dương lão phu nhân, "Lão phu nhân nói quá lời, vãn bối cái kia tiếp nhận khí." Cô nương tất nhiên là tiếp nhận lên. Dương lão phu nhân cầm ngược Tần Sắc tay, một cái nước mũi một cái nước mắt mà nói, "Ngày đó tại Liễu gia kia lòng dạ hiểm độc lá gan địa phương, nếu không phải cô nương ra tay giúp đỡ, ta nữ nhi này cùng ngoại tôn nữ nhóm có thể hay không sống đến bây giờ cũng chưa biết chừng, bây giờ kia lòng dạ hiểm độc lá gan lại đem nước bẩn đều hướng Tử Diên trên đầu dội, quả thực là không có lương tâm a. À. Cô nương không biết, Tử Diên mấy ngày nay chưa có cơm nước gì, không ngủ không nghỉ, một mực như thế chịu đựng, dạng này cái kia chịu xuống dưới a. À. Ta cầu cô nương khuyên khuyên nàng đi." Dương lão phu nhân vừa nói, một bên đau lòng đi xem mình nữ nhi, Dương Tử Diên ngồi tại cất bước trên giường, đồng dạng khóc đến lợi hại, một đôi mắt đỏ bừng dọa người, phản phất muốn khóc mù, tần sắc nhìn xem nàng gầy gò đến hai má lõm bộ dáng, trong nội tâm tắt lưỡi, chợt hướng dương lão phu nhân nói, có lời gì, chúng ta nói riêng, trước hết để cho hai vị cô nương cùng những người khác lui ra đi. Dương lão phu nhân nghe vậy mới nhớ tới hai cái ngoại tôn nữ còn tại trận, lập tức xoa xoa nước mắt, hướng bà tử phân phó nói, nhanh lên đem hai vị biểu cô nương dẫn đi. Bà tử lập tức đi lên phía trước, liễu tứ cô nương hôm nay khó. Được cùng liễu nhị cô nương đồng dạng nhu thuận, nghe vậy không nói hai lời, liền đi theo bà tử lui ra ngoài những người ở khác cũng đều bị dương lão phu nhân lui gặp người tất cả đi xuống dương lão phu nhân mới nghiêm mặt nói còn mời cô nương đại ân viện thủ a tần sắc nghe vậy tuyệt không sốt ruột nói cái gì mà là đi đến cất bước bên giường bưng lên chén kia canh sâm đưa cho dương tử diên ôm thanh nói mặc kệ xảy ra chuyện gì đại nương tử tổng phải chiếu cố tốt thân thể của mình dương tử diên lại là lắc đầu ta làm sao uống đến dưới cô nương không biết bên ngoài đều đem ta nói thành bên ngoài nói cái gì, ta đều biết. Tần sắc thanh âm ôm nhu đánh gãy dương tử diên, cứ việc thanh tuyến nhu hòa nhưng như cũ ôm nhu hữu lực, nhưng mặc kệ bên ngoài như thế nào miệng tiếng như sôi, dụng tâm hiểm ác người nói đến quá khó nghe, đại nương tử đều phải chiếu cố tốt thân thể của mình, người nếu là thật có chuyện bất trắc, sẽ chỉ người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, sẽ chỉ làm những cái kia không rõ chân tướng tùy ý phụ họa người nhận định, đại nương tử đúng là có tật giật mình. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ chỉ nói, xem đi, Dương Đại Nương tưởng lòng chính là có quỷ, nếu là thật không có làm những sự tình kia, làm sao lại không ăn không uống không ngủ không nghỉ. Nói trắng ra, không phải liền là trong lòng có quỷ, nhìn tiền thị chết rồi, sợ quan hồn đến lấy mạng, tư sống đem mình hù chết sao. Dương Tử Diên cùng Dương Lão Phu Nhân nghe xong, đều là khẽ giật mình. Tần sắc vẫn như củ cười ôn hòa, Dương Đại Nương Tử có lẽ là cảm thấy ta nói chuyện giật gân, ngươi như thật xảy ra chuyện, bên ngoài người liền sẽ đình chỉ nghị luận. Nhưng người bên ngoài, thật sẽ đình chỉ nghị luận sao? Mặc kệ Dương Đại Nương Tử hiện tại như thế nào biểu hiện, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đều có thể tìm tới sơ hở, đem ngươi biểu hiện bây giờ cùng tiền thị chết liên hệ với nhau. Ngươi nếu là sống được thật vui vẻ, bọn hắn sẽ nói ngươi không có lương tâm lòng dạ rắn rết, một cái mạng đi qua. Ngươi thế mà còn có mặt mũi sống được tốt như vậy. Nhưng ngươi nếu là chết rồi, bọn hắn liền sẽ nói, cái này nhất định là tiền thị chết không nhắm mắt, quan hồn lấy mạng đến mang đi hại chết mình người, ngươi liền thành đáng đời. Sự tình đã đến mức này, vô luận đại nương tử như thế nào làm, bọn hắn đều có thể tìm tới càng lời khó nghe đến công kích ngươi, đại nương tử lại cần gì phải cùng mình không qua được. Tào Ngọc Mai đi lên phía trước, nắm chặt dương đại nương tử tay nói, đúng vậy a, à, đại nương tử, bên ngoài những người kia nói đến lời nói, xác thực khó nghe, nhưng ngươi nếu thật là có chuyện bất trắc, thật chẳng lẽ trông cậy vào những người kia ấy nấy hối hận không? Dương lão phu nhân vội vàng phụ họa, chính là chính là tử nhiên, ngươi nếu là có chuyện bất trắc tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nói không chừng kia lòng dạ hiểm độc lá gan còn ước gì ngươi chết đến cái không có chứng cứ đâu mà ngươi chết đối cha ngươi cùng ta đến nói lại là tai họa ngập đầu ngươi gọi chúng ta như thế nào người đầu bạc tiễn người đầu xanh a còn có hai cái nếp nếp cũng cần mẫu thân a dương đại nương tử bỗng nhiên liền khóc lên gào khóc dường như muốn đem mấy ngày nay bị ủy khuất toàn bộ khóc lên, Dương lão phu nhân ở một bên đi theo rơi lệ, miệng bên trong lại nói lẩm bẩm, khóc đi, khóc lên liền tốt, hảo hài tử, khóc lên liền tốt, Tần Sắc ở một bên cùng đi đứng trong chốc lát, Dương Tử Diên tiếng khóc mới dần dần ngừng. Tần Sắc đem canh sâm đưa qua, uống điểm, nâng nâng tinh thần, chúng ta lại tới nói một chút chuyện của Liễu gia. Chương 424, người chết cũng biết nói 424 người chết cũng biết nó tử Di nghe vậy ngẩng đầu nhìn tần sắc liếc mắt tần sắc thấy thế xông nàng nở nụ cười dương tử duyên lau mặt một cái bên trên nước mắt nâng lên tinh thần một cái lấy đi tần sắc trong tay chén canh thừa dịp chén canh bên trong nhiệt độ vừa vặn uống một hớp rơi cả đêm canh sâm dương lão phu nhân xem xét triệt triệt để để thở dài một hơi ngươi chậm một chút uống chậm một chút uống trên lò còn có một nồi canh gà nóng đây uống xong ta lại để cho người cho ngươi đưa một bát canh gà tới tần sắc nghe vậy cười nói đại nương tử mấy ngày nay một mực không ăn không uống sơ sơ khai bắt đầu ăn cái gì tốt nhất đừng rượu chè ăn uống quá độ cũng đừng ăn quá nhiều đại bổ ấm bổ đồ ăn từ từ sẽ đến tốt nhất đúng 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 là ta một kích động không nghĩ tới tầng này dương lão phu nhân nghe xong ảo não đập một cái đùi tào ngọc mai thấy bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng dương tử diên đem bác đặt ở bên cạnh trên bàn cầm lấy khăn lau miệng ước chừng là tinh thần tốt chút nhìn xem sắc mặt cũng không có khó coi như vậy, nàng ngẩng đầu hướng tần sắc nỗ lực cười nói, cảm ơn ngươi tần cô nương, nghe nói ngươi trước đó vài ngày thụ thương, ta đều không có đi xem ngươi, làm phiền ngươi hôm nay còn vì ta sự tình đi một chuyến. Tần sắc khẽ lắc đầu, lui ra phía sau mấy bước ngồi xuống, nói, đã đại nương tử có chút tinh thần, vậy chúng ta an vị xuống tới, tâm sự chuyện đứng đắn đi. Nghe vậy, Dương lão phu nhân cùng Dương Tử Diên đều hơi kinh ngạc, Dương lão phu nhân chần chờ tại cất bước giường ngồi xuống một bên đến, hỏi, cái này, nói cái gì? Lão phu nhân cùng đại nương tử không muốn nói nói bên ngoài truyền ngôn sao? Tần sắc cười nhạt hỏi, dương tử diên biểu lộ biến đổi, dương lão phu nhân thần sắc cũng thay đổi, khí nộ không ngừng, lại giận mà không dám nói gì, sợ nói hơn hai câu dương tử diên càng khổ sở hơn, tào ngọc mai nhìn một chút tần sắc, tại tần sắc bên cạnh ngồi xuống, nhìn qua dương tử diên cùng dương lão phu nhân nói, sắc sắc nói như vậy, nhất định có đạo lý của nàng, phòng bên trong chỉ mấy người chúng ta, tạm thời nói một chút cũng không sao. Dương lão phu nhân nỗ lực cười cười, xem ở Tào Ngọc Mai là tương lai thái tử phi, Tào Quốc công đích nữ phân thượng, nàng ngược lại là không nói gì, Dương Tử Diên nghiêm mặt, còn có chút không cách nào trầm tĩnh lại, cô nương muốn nói cái gì? Bên ngoài hiện tại miệng. Tiếng như sôi, liên quan tới phía ngoài nghe đồn như thế nào, ta nghĩ đại nương tử cùng lão phu nhân đều là biết đến, sự tình đã phát triển đến nước này, bên ngoài những người đó lại khó nghe, tại đại nương tử mà nói, ảnh hưởng chẳng qua là danh dự, nhưng đại nương tử có nghĩ qua hai vị cô nương sao? Tần sắc nói một chút liễu nhị cô nương cùng liễu tứ cô nương, dương tử diên biểu lộ lập tức liền biến, trở nên càng căng thẳng hơn cùng giận dữ. Tần sắc tiếp tục nói, ta biết đại nương tử trước đó khẳng định vì hai vị cô nương cân nhắc qua, dương liễu hai nhà chia tay hòa ly, hai vị cô nương có thể đỡ đầu tại dương gia danh nghĩa, tương lai thời gian tổng sẽ không quá kém, nhưng nếu là hòa ly mẫu thân, lại trên lưng hại người bười danh, hai vị cô nương kia còn muốn một cọc tốt hôn sự, sợ là không dễ đại nương tử nhưng có nghĩ tới hai người bọn họ ngày sau phải làm như thế nào dương tử diên vội vàng nói ta làm sao không nghĩ tới cô nương nói tới ta những ngày này ngày nhớ đêm mong trằn trọc nghĩ đến đều là hai người bọn họ ngày sau làm như thế nào qua nếu không ta cũng không đến nỗi đem mình ra tấn thành bộ dáng như vậy sự tình a à, tử diên những ngày này suốt ngày cùng ta nhắc tới xin lỗi kia hai hài tử nhưng việc đã đến nước này chúng ta lại có thể thế nào Dương lão phu nhân sợ tần sắc nói đến quá nhiều, sẽ để cho Dương tử diên khổ sở, vội vàng giúp đỡ giải thích, đồng thời cho tần sắc nháy mắt, cái này thật vất vả mới đem người ổn định. Cũng đừng lại dày vò ra cái gì yêu thiêu thân tới, nàng hiện tại chỉ hy vọng mình nữ nhi có thể thật tốt, đừng để mình người đầu bạc tiễn người đầu xanh, về phần cái khác, về sau lại nghĩ, tần sắc nhưng thật giống như không nhìn thấy dương lão phu nhân ám chỉ, nhạc tiếng nói, đã như vậy, vậy liền phải nghĩ biện. Pháp thay đổi cục diện, Chẳng lẽ thật nếu để cho liễu thượng thư dẫm lên đại nương tử cùng hai cái cô nương tiền đồ, vì chính mình trải đường sao? Tào Ngọc Mai cũng nói, trước khi đến, ta cùng sắc sắc nói chuyện này. Chúng ta đều cảm thấy, đây là liễu thượng thư tự mình làm, để chính là cho mình gia tăng thanh danh, dù sao hòa ly cái này sự tình, nói ra đối với người nào đều không dễ nghe. Những cái này ta đều biết. Dương tử duyên bạch nghiêm mặt, nhưng, nhưng ta lại có thể thế nào, coi như ta đi ra ngoài cùng những người kia, từng chuyện mà nói, ta chưa làm qua như thế sự tình, cũng phải có người tin tưởng a. À. Bọn hắn không tin đại nương tử, nhưng có người, bọn hắn nhất định sẽ tin tưởng. Tần sắc có ý riêng, Tào Ngọc Mai Dương Tử Diên Dương Lão Phu Nhân ba người đều là sững sờ, Dương Tử Diên mờ mịt hỏi, ai? Tiền tử đồng. Tần sắc nhạc âm thanh, Tào Ngọc Mai giật mình, nhưng, tiền tử đồng không phải chết sao? Nàng là chết không sai, nhưng người chết chưa hẳn không biết nói chuyện. Tần sắc nhàn nhạt cười lên, cười đến có thâm ý khác, Dương Tử Di nghe không hiểu, người chết. Làm sao nói? Người chết rồi, không có nghĩa là hồn phách tán. Tần Sắc nói, người sau khi chết, tam hồn thất phách sẽ tại thời gian rời rạc, dưới tình huống bình thường đầu bảy hồi hồn dạ hậu, mới có thể đi âm phủ đầu thai, thứ ba trước, muốn tụ hồn cũng không phải là việc khó. Dương Tử Di nghe được kiến thức nửa vời, xem như hiểu một chút, lại có mới nghi vấn, nhưng tiền tử đồng nàng làm sao nguyện ý giúp ta? Liễu Phi Nguyên thế nhưng là nàng yêu nhất người, Liễu Phi Nguyên thậm chí muốn lấy chính thê chi lễ đưa nàng hạ tán đâu. Nhưng, nếu nàng là Liễu Phi Nguyên hại chết đây này. Tần sắc hỏi ngược một câu. Dương Tử Diên cả kinh trừng to mắt, hô hấp đều quên, gần như ngừng tầm 10 giây, cảm giác không xuyên thấu qua được khí, nàng mới bỗng nhiên thở thở ra một hơi, quá sợ hãi, cái này sao có thể. Liễu Phi Nguyên một lòng muốn dìu nàng vì chính thê, không tiếc muốn hại chết ta, làm sao lại đi hại tiền tử đồng đâu có lẽ là chúng ta nghĩ sai hắn cũng không yêu tiền tử đồng thậm chí không yêu bất cứ người nào hắn chỉ thích chính mình tần sắc nhạc âm thanh ngày đó ta gặp qua tiền tử đồng thân thể dù yếu nhưng tướng mạo lại không phải chết sớm người tối thiểu nhất tại cái này ba năm lượt bên trong sẽ không bỏ mình làm sao đến ốm chết nói chuyện dương tử diên không dám tin dương lão phu nhân đồng dạng không thể tin được liên thanh hỏi liệu sẽ là ngày đó cô nương nhìn lầm lại hoặc là qua mấy ngày nay xuất hiện biến cố lớn sẽ không chính là bệnh bột phát nặng cũng là trong cơ thể đã có nguyên nhân bệnh người bình thường nhìn đoán không ra trên mặt có gì khác biệt nhưng chúng ta huyền môn người lại nhất định nhìn ra được tần sắc khẽ lắc đầu nói bóng gió chính là tiền tử đồng chỉ có thể là ngoài ý muốn bị người hại chết cũng không phải là ốm chết dương tử di ngẩn ngơ lộc bột nói cũng thế nàng dù thân thể không tốt những năm này một mực đang nuôi có thể từ không có đột nhiên bệnh nặng đến nghiêm trọng như vậy thời điểm ngày ấy khi đi tới Sắc mặt nàng nhìn qua so ngày xưa còn tốt hơn một chút, sắc thực không giống như là muốn ốm chết người. Dương lão phu nhân ngạc nhiên, chẳng lẽ, tiền tử đồng thật sự là bị Liễu phi nguyên cái kia xúc sinh hại chết? Ta cùng sắc sắc cảm thấy rất có thể. Tào Ngọc Mai ấm giọng giải thích nói, hòa ly cái này sự tình, trên mặt hai nhà nói dễ nghe, nhưng một loại nhà chồng như không có sai, ai sẽ đồng ý hòa ly? Phần lớn đều là bỏ vợ, hòa ly truyền đi, người bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác phải liễu thượng thư phải chăng có gì không ổn chỗ, có nhược điểm gì tại dương gia trên tay, nếu không tại sao lại đồng ý hòa ly, đây đối với liễu thượng thư thanh danh có ảnh hưởng. Chương 425, vô cớ xuất binh 425, vô cớ xuất binh Thào Ngọc Mai dừng lại một lát, nhìn một chút dương tử Diên cùng dương lão phu nhân sắc mặt, tiếp tục nói, ta cùng sắc sắc suy đoán, hắn có thể là vì bảo toàn thanh danh của mình, hy sinh tiền tử đồng, đem nước bẩn dội đến đại nương tử trên thân, vì chính mình rửa sạch trong sạch. Cái này dương lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi nếu thật là hắn làm vậy hắn thật sự là súc sinh quả thực không bằng heo chó a à, tán tận thiên lương nha dương tử diên cắn môi dưới rừng nhưng chúng ta làm sao xác định có phải là hắn hay không làm đây này liền xem như hắn làm tiền tử đồng một cái đã chết mất người còn có thể chỉ chứng hắn đi quan phủ tố giác hắn sao tần sắc mỉm cười muốn ngồi vững cái suy đoán này rất đơn giản đưa tới tiền tử đồng hồn phách hỏi một chút liền tốt về phần Tố Giác tiền tử đồng tự nhiên không thể đi quan phủ Tố Giác hắn, cũng không đại biểu không thể để hắn làm chúng thừa nhận sai lầm của mình. Cái này lại là có ý gì? Dương Tử Diên không hiểu ra sao, nàng phát hiện cùng Tần Sắc nói tới nói lui, mình phản phất một cái đồ đần, Tần Sắc nói cái gì, nàng đều không quá có thể lý giải. Ở trong đó phải làm như thế nào, đại nương tử cũng đừng hỏi, đại nương tử chỉ cần biết chuyện này, ta gặp qua hỏi là đủ. Tần sắc ấm giọng, Dương Tử Diên trong lòng ấm áp, đa tạ cô nương, chỉ là trên người ngươi còn có tổn thương, làm sao có thể làm phiền ngươi. Không tính phiền phức, đối phó một cái con rệp thôi, có một câu nói làm cho tốt, trời gây nghiệp còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệp thì không thể sống, như loại này phát rồ, tội ác chồng chất người, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để hắn thật tiêu giao tự tại sống hết đời. Tần sắc mỉm cười, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lãnh sắc. Chợt, nàng đứng dậy, hướng dương tử diên cùng dương lão phu nhân phúc thân nói việc này không nên chậm trễ ta đi trước tìm một tìm tiền tử đồng hồn phách nếu là có thể ngồi vững tiền tử đồng là bị liễu phi nguyên làm hại ta tự có biện pháp đối phó liễu phi nguyên hai vị tỉnh địa tinh lành là được dương tử diên cùng dương lão phu nhân nghe vậy liếc nhau hai người cùng nhau đứng dậy dương lão phu nhân nói kia ta đưa cô nương ra ngoài đi lão phu nhân thách khí cái này đi ra bên ngoài cũng chưa được hai bước đường chính ta đi thuận tiện Tần Sắc từ chối nhã nhặn Dương lão phu. Nhân hảo ý, cười cười, liền quay người đi ra ngoài, Tào Ngọc Mai thấy thế, đứng dậy hướng Dương lão phu nhân cùng Dương Tử Diên phúc phúc thân, liền đi theo Tần Sắc sau lưng đi, chỉ để lại Dương lão phu nhân cùng Dương Tử Diên hai mẹ con hai mặt nhìn nhau, đều đang nghĩ, Tần Sắc đến cùng sẽ làm thế nào, Tào Ngọc Mai cũng rất tò mò, cho nên tại ra gian phòng về sau, nàng liền hướng Tần Sắc truy vấn, "Sắc Sắc, ngươi dự định làm sao đối phó Liễu thượng thư a?" Chuyện này Mai tỷ tỷ ngươi cũng không cần nghe ngóng, biết quá nhiều đối ngươi cũng không tốt, hôm nay, ngươi coi như chưa từng nghe qua, để ở trong lòng là được, ngày sau liền xem như liễu phi nguyên gặp khó, đó cũng là hắn báo ứng, mai tỷ tỷ không cần nhớ kỹ cái này tình là ta làm, đối ngoại cũng không nên nói lên. Tần sắc dặn dò, Tào Ngọc Mai dừng một chút, sắc sắc ngươi là nghĩ cố ý giấu giếm chuyện này. Không chỉ có là chuyện này, còn có trước đó ta đã giúp ngươi sự tình, cùng đã cứu thái tử sự tình. Tần sắc cùng Tào Ngọc Mai nhỏ giọng nói, vô luận ta trước đó làm qua cái gì, mai tỷ tỷ ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau vô luận là ai muốn hỏi thăm ngươi ta, ngươi chỉ cần nói ta hơi biết chút y thuật, một cái hương giả nha đầu là đủ. Tào Ngọc Mai không hiểu, đây là vì sao? Kinh trung nhân tình phức tạp, Yến Vương lại nhìn chầm chầm, tất nhiên sẽ phái người giám thị nhất cử nhất động của chúng ta, hoặc là âm thầm điều tra nghe ngóng, ta không thể nhanh như vậy bại lộ, ta tại trong bóng tối, đối thái tử trợ lực mới là lớn nhất. Tào Ngọc Mai trong lòng trầm xuống, Liên tưởng đến tần sắc trong cung thụ thương sự tình, nghiêm mặt gật đầu, ta biết, sắc sắc ngươi yên tâm đi, người bên ngoài hỏi, ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ. Tần sắc hài lòng gật đầu, cùng Tào Ngọc Mai cùng nhau đi mái hiên, trước cùng tạ hành tụ hợp tiếng mái hiên, tần sắc liền phát hiện tạ hành dựa vào một bên cửa sổ đứng, trên bàn trà bánh hắn đều không nhúc nhích, tần sắc không từ thú nói, thế nào, là dương gia trà bánh không hợp khẩu vị. Của ngươi sao? Nghe vậy, tạ hành mới đi tới, Ánh mắt ở trên người nàng vừa đi vừa về dò xét, Tào Ngọc Mai chế nhạo cười một tiếng, tạ công tử cứ việc yên tâm, chúng ta mấy cái chỉ là góp một khối trò chuyện, một sợi tóc cũng sẽ không để sắc sắc thiếu. Tần sắc dở khóc dở cười, tạ hành ngược lại là sát có kỳ sự gật đầu một cái, vậy là tốt rồi. Chợt hắn ngưng tần sắc hỏi, tổn thương còn tốt chứ? Hiện tại liền về nhà sao? Thương thế của ta còn tốt, đều nhanh khỏi hẳn, sẽ không lại chảy máu. Tần sắc kéo môi dưới sừng, nói, chẳng qua chúng ta tạm thời còn không thể về nhà phải đi một chuyến liễu thượng thư phủ tào ngọc mai ghé mắt hiện tại liền đi ừm chuyện này nên sớm không nên chậm trễ tần sắc giải thích nói dù sao đã qua bốn ngày khoảng cách đầu bảy hồi hồn đêm cũng không có mấy ngày càng đến gần hồi hồn đêm hồn phách càng là mờ nhạt dễ dàng tán mà lại muốn lợi dụng tiền tử đồng đối phó liễu thượng thư cũng phải tại hồi hồn đêm tiền tử đồng đi luân hồi trước đó tranh thủ thời gian lo liệu tào ngọc mai ồ một tiếng xem như minh bạch, tần sắc nhìn qua nàng, sau đó lại nói, mai tỷ tỷ ngươi cũng đừng đi theo chúng ta đi liễu gia, quá nhiều người mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng gây nên chú ý, ta không nghĩ bàn sinh chi tiết, chuyện này tốt nhất thần không biết quỷ không hay lo liệu. Tào Ngọc Mai nghe được tần sắc trước một câu, vốn định kiên trì vượt qua hỗ trợ, nhưng nghe được nửa câu sau, liên tưởng đến tần sắc vừa rồi đối nàng dặn dò, đành phải dằn xuống tò mò trong lòng gật gật đầu, tần sắc thấy thế liền hướng tạ hành nhìn sang, đi thôi. Tạ hành khẽ vuốt cầm, mấy người liền một đạo ra dương gia, bước ra dương gia đại môn về sau, Tào Ngọc Mai liền mình ngồi xe hướng quốc công phủ phương hướng đi, tần sắc cùng tạ hành lại cùng nàng tách ra, đơn độc hướng liễu thượng thư phủ đi, mấy người tách ra hai đường, tạ hành một mực đang lo lắng tần sắc thương thế, kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, tần sắc tổn thương cũng không nặng, tổn thương tại da thịt, nhưng khi đó cái mũi tên này đâm vào phải tương đối sâu, muốn khỏi hẳn phải một đoạn thời gian, tần sắc vừa yên tĩnh mấy ngày, cái này lại muốn đi tới đi lui, hắn không khỏi có chút bận tâm, nhưng trên thực tế, tần sắc phát giác mình vết thương tốc độ khép lại rất nhanh, trước nay chưa từng có nhanh, mới 4 ngày, thương thế của nàng gần như tốt toàn, đây là trước kia chuyện chưa bao giờ xảy ra, nàng không hiểu đây là có chuyện gì, nàng chỉ có thể suy đoán, khả năng cùng đêm hôm đó mộng có quan hệ, trong mộng. Khi hết thảy quá chân thực, vu tộc nữ quân huyết mạch, thiên phú dị bẩm, nói một câu sinh ra tiên thai đều không quá đáng, sinh mà sớm thông minh, nhân hồn ký ức tự mang truyền thừa, gần như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện trong mộng tất cả vô tộc người đều xem kia nữ quân là trời hàng tử vi tinh là có thể mãn cho vô tộc hết thảy hy vọng thần nữ nhưng ai đều không nghĩ tới thần nữ hàng thế ngày đó vô tộc lại nên đón tai họa ngập đầu tần sắc mấy ngày nay có trong âm thầm tại cùng tần tương lúc nói chuyện hỏi thăm qua tần tương liên quan tới vô tộc sự tình kỳ thật liên quan tới vô tộc sự tình tần tương biết cũng không nhiều bởi vì lúc trước hoàng thất đối vô tộc tiến đánh là không hiểu thấu xuất sư vô danh, sau đó liền đè ép xuống. Chương 426, ngươi là quân phương 426, ngươi là quân phường tương chỉ cùng tần sắc nói, ngay từ đầu, vu tộc cùng hoàng thất quan hệ rất tốt, hoàng thất tế thiên đại điển cùng đăng cơ đại điển này, đều là có vu tộc tính sẵn, vu tộc vì phía trước mấy triều tính được khí số sắp hết lúc, cũng đều từng cái đối ứng, tần tương nói, vu tộc rất linh nghiệm, tất cả mọi người biết, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, truyền tới vu tộc có vu tinh muốn ra, đối với thiên hạ bất lợi, nhưng cái này dù sao chỉ là một quẻ nói mà thôi, hoàng thất liền xuất binh tiến đánh, cũng không tính sư xuất nổi danh, chính là hiện tại, rất nhiều người tự mình nhất lên năm đó trận đại chiến kia, đều cảm thấy quá mức tàn nhẫn cùng không hiểu thấu, tần tương lúc ấy. Còn cùng tần sắc nói, có điều, ta nhìn kia vô tinh tên tuổi ngược lại là vào chỗ, nghe nói ngày đó nàng xuất sinh, vừa ra đời mãn tộc liền gặp phải diệt tộc tai ương, đây đúng là vô tinh, thậm chí nói một câu tai tinh đều không quá đáng nha tần tương lúc ấy nói lời này cũng không có ý tứ gì khác chỉ là liền chuyện này phát biểu một chút cái nhìn của mình có thể nói người vô ý người nghe có tâm tần sắc biết tại cái kia trong mộng mình hẳn là cái kia cái gọi là tử vi tinh cũng là tần tương trong miệng tai tinh nếu như căn cứ giấc mộng kia đến xem tần sắc xác thực càng giống là tai tinh nhưng nàng không biết giấc mộng kia là ở đâu ra mình làm sao lại mơ tới dạng này một giấc mộng nàng cùng người trong mộng thật chẳng lẽ là cùng một người thế nhưng là nàng minh xác biết mình không phải người của thế giới này, nàng là một thế giới khác người, tại thế giới kia, tất cả người của sư môn đều cho rằng nàng thiên phú dị bẩm, là tu luyện kỳ tài, tuổi còn nhỏ liền làm môn phái trưởng giáo, hiếm như lá mùa thu, có thể nói là hiện đại tu tiên môn phái bên trong đệ nhất nhân, nếu không phải nàng ngoài ý muốn xuyên qua, nàng sẽ tại thế giới kia tiếp tục tiêu dao vui sướng còn sống, ở nơi đó, tất cả mọi người xem nàng vì chấn. Hưng môn phái phúc tinh, nàng làm sao đều không nghĩ tới, mình xuyên qua một cái lại thành tai tinh nghĩ được như vậy tần sắc cười khổ giật giật khóe môi tạ hành một mực đang quan sát tần sắc phát giác nàng thần sắc không đúng lắm liền hỏi ngươi đang suy nghĩ gì không có gì tần sắc lấy lại tinh thần dắt một vòng cười lắc đầu ta chỉ là đang nghĩ tần chi đã từng cùng lời ta từng nói tạ hành nhíu mày lại nàng cũng đã nói với ngươi cái gì ngày đó ta không phải đã nói với ngươi sao tần sắc nói tần chi nói ta là cái gì tiền triều công chúa nữ nhi lúc ấy ta không tin, nhưng ta hiện tại chợt nhớ tới, ngày ấy nàng còn nói với ta một sự kiện. Tạ hành, chuyện gì? Nàng đã nói với ta, hiện nay trên đời lại không vu tộc, là bởi vì nhiều năm trước. Hoàng thất phái binh tàn sát giết hết vu tộc người, cũng bởi vì một cái tiên đoán, vu tinh sắp xuất hiện, hoàng thất liền giết sạch vu tộc, lại không cho phép trên thế giới lại có vu thuật xuất hiện, phàm là có người sử dụng vu thuật, hoặc tự xưng vu tộc người, đều sẽ bị bắt giết. Tần Sắc sờ lên cầm, Chuyện này, ngươi nghe nói qua sao? Tạ hành khẽ gật đầu, nghe nói qua, là có có chuyện như vậy. Đại khái 17, 18 năm trước sự tình, ta biết cũng không rõ ràng. Về sau nghe các lão nhân nói qua, năm đó chinh chiến quá khó. Tần sắc có chút hiếu kỳ, cái này có cái gì khó? Triều đình có bao nhiêu đại quân? Vu tộc mới bao nhiêu người? Muốn diệt một cái vu tộc, rất đơn giản à? Cũng không có đơn giản như vậy. Tạ hành cho nàng giải thích nói. Nghe nói vu tộc nhân số tuy ít, lại từng cái năng chinh thiện chiến, lấy một chống trăm không đáng kể, đồng thời có vu thuật nơi tay, vu tộc nơi ở lại dễ thủ khó công, lúc ấy trận đại chiến kia cũng không dễ đánh, chẳng qua liền cùng ngươi biết đến đồng dạng, vu tộc nhân số quá ít, hoàng thất dùng chiến thuật biển người, bốn phía trưng binh, văn nhân đều muốn để bút xuống tới lui tham quân, cuối cùng quân đội vây quanh vu tộc chi địa, đánh bảy ngày bảy đêm, đêm. Vu tộc tất cả mọi người giết sạch hầu như không còn. Tần sắc trố mắt, một người đều không có lưu lại sao? Tạ hành lắc đầu, không có, nghe nói mặc kệ là người già trẻ em, vẫn là vừa ra đời hài tử, mang thai nữ nhân, toàn bộ bị giết sạch, về sau quân đội càng là ở nơi đó thả một mồi lửa, đem những thi thể này cũng toàn bộ thiêu hủy, cho tới bây giờ, vu tộc liền một cái gì chỉ đều không có để lại. Tần sắc sửng sốt một chút, mang thai nữ nhân, hài tử. Những cái này đều muốn giết. Cũng bởi vì vu tinh truyền ngôn. Tạ hành phát giác sắc mặt nàng không tốt lắm, cho là nàng là cảm thấy những thủ đoạn này quá tàn nhẫn do dự một chút nói dường như không chỉ là bởi vì vô tinh truyền ngôn đi cũng có người nói hoàng thất là nghe nói vô tộc dưới có bảo tàng có thể để người trường sinh bất lão mệnh vô tộc cung phụng ra tới vô tộc không chịu mới tao ngộ diệt tộc chi họa vô tinh sắp xuất hiện có lẽ chẳng qua chỉ là cái cớ cầm cái này vì lấy cớ cũng quá ngu đi tần sắc nói dù sao đây chẳng qua là một cái còn chưa xuất thế hài tử Tạ hành nói, tiên hoàng tàn bạo, cái gì hài tử không hài tử, vô tinh không vô tinh, hắn căn bản cũng không quan tâm, hắn muốn đạt tới mục đích đúng là, diệt vô tộc mà thôi. Tần sắc càng thêm cảm thấy khó hiểu, nhưng không phải nói, lúc ấy vô tộc cùng hoàng thất quan hệ còn rất tốt sao? Có cái gì tốt không tốt? Tạ hành nhạc âm thanh, chỉ chẳng qua khi đó vô tộc không có uy hiếp được hoàng thất lợi ích, thậm chí thúc đẩy triều đại thay đổi, mà hoàng thất muốn diệt vô tộc, cũng là bởi vì vu tộc thậm chí có thể can dự đến thiên hạ đổi chủ mỗi người ngồi vào trên vị trí kia liền sẽ trở nên vì tư lợi lên đã từng cái gọi là đại đạo vì công thiên hạ thái bình đều là giả vì vững chắc mình hoàn quyền bọn hắn chuyện gì đều làm ra được tần sắc nghe vậy nhìn qua tạ hành nhìn xem ánh mắt của hắn hướng phía trước dù thần sắc không có thay đổi gì lại khiến người ta cảm thấy một cổ lạnh thấu xương lãnh ý nàng dừng một chút hỏi tạ hành ngươi thật giống như đối với hiện tại hoàng thất rất bất mãn là bởi vì vu tộc bị diệt một chuyện sao? Xem như thế đi. Tạ hành ghé mắt nhìn qua, thần sắc buông lỏng xuống tới, ta chẳng qua là cảm thấy, vu tộc năm đó bị diệt một chuyện quá mức tàn nhẫn, người già trẻ em một cái đều không có bỏ qua, sao mà ngoan độc? Chẳng qua suy nghĩ một chút, kia lại làm, ta chuyện gì? Ta bực này tiểu dân, nhưng không quản được hoàng quyền. Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí mang lên một loại chẳng hề để ý lại tự dễu cười nhạt, phản phất là đang cười mình lo sợ không đâu, tần sắc mặt một cái chớp mắt, không biết vì cái gì, nàng cảm giác tạ hành cuối cùng câu nói kia, giống như là tại tìm cho mình bổ, chỉ vì không để tần sắc suy nghĩ nhiều mà thôi, tần sắc bỗng nhiên liền nhớ lại. Đến ở trong mơ câu nói kia. Tạ hành, ngươi là quân phu, ngươi nhất định phải sống sót, tạ hành, là hắn sao, quân phu lại là có ý gì, tần sắc nhìn qua tạ hành, có chút thất thần, tạ hành phát hiện nàng nhìn xem mình thật lâu không nói, nhào một chút lông mày. Nói, sắc sắc. Tần sắc nghe được thanh âm của hắn, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, kéo môi nói, nhìn ta vào xem phải đi nghỉ vu tộc sự tình, ngươi nói đúng, vu tộc bị diệt xác thực rất thảm, chẳng qua những sự tình kia đều là chuyện lúc trước, cùng chúng ta không liên quan, vẫn là đừng đề cập, đi thôi, chúng ta nhanh đi liễu thượng thư phủ, sớm một chút tìm tới tiền tử đồng hồn phách, về sớm một chút nghỉ ngơi, ta đều mệt mỏi. Nói, Tần sắc gấp rút bước chân hướng phía trước đi đến, tạ hành nhìn qua bóng lưng của nàng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hắn bỗng nhiên một giây, mới theo sau. Chương 427, mơ mộng hảo huyền 427, mơ mộng hảo huyền sắc không nói gì thêm, tiếp xuống hai người vẫn tại đi đường, liễu thượng thư phủ khoảng cách dương gia có đoạn khoảng cách, hai người đi một hồi lâu, mới đuổi tới liễu gia, liễu gia ngoài cửa lúc này dơ lên một mảnh cờ trắng, trong ngoài gã sai vặt nha hoàng đều là đốt giấy để tan, xác thực một bộ tựa như vì đương gia chủ mẫu để tan bộ dáng. Lẽ tẻ có mấy chiếc xe ngựa dừng ở liễu thượng thư bên ngoài phủ, đến đây phúng viếng tần sắc cùng tạ hành nhìn một chút ngoài cửa trông coi không ít cả sai vặt nha hoàng muốn trà trộn vào đi sợ là không dễ mà lại lần trước dương tử diên náo hòa ly thời điểm nàng ở đây liễu thượng thư thế tất đối nàng có ấn tượng coi như nàng nói là đến phúng viếng chỉ sợ liễu thượng thư cũng sẽ không để nàng đi vào dù sao tại liễu thượng thư kia khẳng định đưa nàng coi là dương đại nương tử một đảng gặp nàng đến chỉ sợ muốn bắt đại tảo đem đưa nàng đánh đi ra tần sắc đứng ở đằng xa suy nghĩ một Dư quan thoáng nhìn bên cạnh có một đầu ngõ nhỏ, tầng sắc nhãn châu xoay động, giơ tay lên chọc chọc tạ hành, cái cầm hướng ngõ nhỏ kia biểu biểu, tạ. Hành chợt hiểu được, hai người không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh ngõ hẻm kia, thuận ngõ nhỏ, tầng sắc cùng tạ hành một đường đi đến cùng, hoặc một cái, phát hiện ngõ nhỏ thẳng tới liễu thượng thư nhà cửa sau, đến đây phúng viếng người, tự nhiên đều lúc trước cửa tiếng, tăng thêm liễu phi nguyên muốn lấy chính thê chi lễ, đem tiền tử đồng hạ táng đại đa số người tay đều đều đi phía trước, cửa sau lúc này cửa nhỏ đóng chặt, lại không người nắm. Tay, đương nhiên, cho dù không có người nắm tay, tần sắc cũng không có ý định đi vào, nàng tại cửa sau chỗ dừng lại, cầm trong tay ra rất nhiều cái phù lục, trên mặt đất thành ngũ hành bát quái thức triển khai, tạ hành cúi đầu nhìn một chút, không khỏi thấp giọng hỏi, đây là giản dị chiêu hồn trận, nếu như tiền tử đồng hồn phách còn ở nơi này, ta chiêu hồn, nàng liền sẽ tới. Tần sắc giải thích một câu, chợt tại ngoài trận ngồi xếp bằng xuống, miệng bên trong nói nhỏ niệm lên chiêu hồn chú, tạ hành ở điểm này giúp không được gì, liền đứng ở một bên, vì tần sắc canh chừng, chú ý tình huống chung quanh, miễn cho đột nhiên người tới, kinh đến tần sắc, theo tần sắc niệm lên chiêu hồn chú, kia mấy trương chiêu hồn phù bày thành trận pháp, nháy mắt cao tốc xoay tròn, liễu da trên không từng sợi người bình thường không phát hiện được xương đen, lan tràn ra tới, một chút xíu. Hội tụ tại tầng sắc trước mặt trận pháp phía trên, không bao lâu, những cái kia sương đen ngưng tụ thành một cái hơi mờ bộ dáng người, tạ hành không cần hỏi, cũng biết đây chính là tần sắc muốn tìm tiền tử đồng, đúng lúc này, tần sắc mở mắt ra, nhìn thấy trong trận pháp người, nàng cong môi đưa tay quơ quơ, tiền nương tử, đã lâu không gặp a à. Tiền tử đồng đứng tại trong trận pháp, còn có chút không rõ, ước chừng là không biết mình làm sao lại xuất hiện ở đây, nghe được tần sắc thanh âm, nàng nhìn qua tần sắc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngươi, ngươi thấy thế nào nhìn thấy ta? Nghe lời này, tiền nương tử cũng đã biết mình là chết rồi đúng không tần sắc đứng dậy cười hít mắt hỏi ngược lại tiền tử đồng cắn môi trên mặt tràn đầy nghi hoặc ngươi rốt cuộc là ai cứ việc ngày ấy tần sắc vạch trần nàng hành động nhưng nàng một mực không biết tần sắc rốt cuộc là ai nàng chỉ cho là tần sắc thông minh một chút phát hiện những cái kia dị thường nhưng hôm nay xem ra lại không phải như vậy tần sắc cười ta là người như thế nào vấn đề này không có chút nào trọng yếu trọng yếu chính là tiền nương tử ngươi biết không biết mình là chết như thế nào. Tiền tử đồng nghe xong, khuôn mặt kéo đến lão dài, đáy mắt hiện ra hồng quang cùng hận ý, cắt gao cắn răng, tần sắc xem xét nhân tiện nói, được, xem ra tiền nương tử là biết mình nguyên nhân cái chết. Vậy liền đơn giản. Tiền tử đồng sửng sốt một chút, cái gì đơn giản rồi? Ngươi, ngươi đem ta làm ra chỗ này, là muốn làm cái gì? Nàng có chút sợ hãi nhìn qua tần sắc, làm quỷ về sau, nàng biết đầu bảy hồi hồn dạ hậu, nàng liền có thể đi đầu thai, nàng sợ tần sắc đem nàng gọi tới cái này, là thụ dương tử duyên sai sử, muốn để nàng hồn phi phách tán, liền luân hồi đều không có cách nào nhập, tần sắc xem thấu tiền tử đồng tâm tư, liền cười nói, đừng khẩn trương như vậy, yên tâm đi tiền nương tử, ta lần này đến cũng không phải là muốn giết người, mà là muốn giúp ngươi, giúp ta. Tiền tử đồng nghe hồ đồ, ngươi, ngươi không phải dương tử di người. Ta là người nào, cái này đồng dạng không trọng yếu, trọng yếu chính là, tiền nương tử ngươi có muốn hay không muốn báo thù tần sắc hỏi tiền tử đồng mờ mịt thiếp chần chờ báo thù nàng cà lâm mà nói ta ta có cái gì thù muốn báo không có tiền nương tử chúng ta người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi hẳn phải biết ta đã có thể đem ngươi tìm đến liền biết ngươi nguyên nhân cái chết ở trước mặt ta không có cái gì tốt giấu giếm chúng ta đều mở rộng cửa nói rõ ràng lẫn nhau không chậm trễ đối phương thời gian không tốt sao tần sắc đánh gãy tiền tử đồng phủ nhận câu tiền Tử Đồng nghe vậy, cắn răng, nhìn qua Tần Sắc chần chờ nói, "Ngươi tìm ta đến cùng muốn nói cái gì? Ngày ấy ta tại Liễu gia gặp qua ngươi, ta biết, ngươi cũng sẽ không gần đây qua đời, cho nên ngươi chết nhất định là ngoài ý muốn." Tần Sắc nhạc âm thanh, liên tưởng đến bên ngoài gần đây nghe đồn, là ai hại chết ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng, ta đồng dạng rõ ràng. Hắn không tiếc hy sinh ngươi cái mạng này, đến hủy đi Dương đại nương tử thanh danh, chỉ vì mình mua danh chuột tiếng, nam nhân như vậy Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn che chở hắn sao? Tiền Tử Đồng nghe xong, nức nở. Gần như nghĩ muốn khóc lên, nhưng nàng lại khóc không được bởi vì quỷ là không có nước mắt, nàng chỉ có thể gào khang, ta có thể làm sao? Ta đã chết. Ta căn bản không làm gì được hắn. Không, có biện pháp. Tần Sắc nhìn qua Tiền Tử Đồng, khẳng định nói, chỉ cần ngươi muốn, liền có biện pháp. Tiền Tử Đồng khẽ giật mình, biện pháp gì? biện pháp này liền phải nhìn ngươi có nguyện ý hay không phối hợp ta tần sắc cong môi cười một tiếng tiền tử đồng cảm giác có chút run rẩy cắn cắn môi nói ngươi biện pháp sẽ thương tổn đến phi nguyên nếu là vì ngươi cùng dương đại nương tử báo thù đương nhiên sẽ thương tổn hắn tần sắc nhìn qua nàng làm sao chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không nở tiền tử đồng không nói chuyện tần sắc xùy một tiếng ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút hắn hại chết ngươi thời điểm nhưng có mảy may nương tay có một lát không bỏ hắn lợi dụng ngươi sau khi chết sự tình ở bên ngoài mặt người trước giả bộ một bộ trọng tình trọng nghĩa bộ dáng dạng như vậy ngươi là có hay không thấy quen tiền tử đồng nghe vậy bỗng nhiên nắm chặt bàn tay ngữ khí ngậm lấy thống hận ta ta tự nhiên không quen nhìn nhưng ta lại có thể làm sao nàng cúi đầu hốt hoảng không nơi nương tựa ta đã chết rồi ta hiện tại cũng không biết ta còn có thể chỗ nào còn có thể làm cái gì ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn ở trước mặt người ngoài giả bộ như thế nào tình sâu như biển Ngươi không biết, ta mỗi nhìn thấy một lần, ta liền sẽ có cỡ nào đau thấu tim gan, hận hắn tận xương. Cũng ta qua nhiều năm như vậy, một khỏa chân tâm sai giao, ta từng coi là hắn là thật yêu ta, vì hắn, không tiếc đối dương tử duyên xuống tay, nhưng kết quả là đâu, ngươi biết hắn nói với ta cái gì? Hắn nói, ngươi cho rằng ta thực xe đỡ ngươi vì chính thê. Mơ mộng hảo huyền. Chương 428, ngươi đi theo ta có được hay không chương 428. Ngươi đi theo ta có được hay không? Mơ mộng hảo huyền, tiền tử đồng điên cùng cười ha hả, trong tiếng cười mang theo nghẹn ngào. Mơ mộng hảo huyền, ta trông coi hắn nhiều năm như vậy, hắn nói thân thể ta không rất thích hợp có hài tử, vậy ta liền uống tránh tử canh. Hắn nói chỉ có dương tử duyên chết rồi, ta mới có thể làm chính thê cùng hắn trăm năm sau hợp tán Ta liền đối với dương tử duyên xuống tay. Hắn nói ta đều tin, nhưng kết quả là ta cũng chỉ có như thế bốn chữ, ta làm hết thảy chỉ trị giá bốn chữ này. Mơ mộng hảo huyền, ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu hận. Tần sắc nhìn qua nàng điên cùng bộ dáng, gật gật đầu, nhìn ra được ngươi bây giờ là rất hận hắn, vậy thì thật là tốt, có câu nói nói hay lắm, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ngươi cùng chúng ta có cộng đồng cừu thị người, không bằng hợp tác cùng có lợi. Tiền tử đồng bị tần sắc câu kia địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu thuyết phục, đúng vậy a à, nàng cùng dương tử duyên nói trắng ra, không có bao nhiêu cừu hận, giữa các nàng cừu hận đều đến từ liễu phi nguyên tên rác rưởi kia các nàng đều là bị liễu phi nguyên hại người lúc này mới hẳn là liên thủ để liễu phi nguyên trả giá đắt tiền tử đồng sắc mặt có vẻ hơi âm trầm vậy ngươi nói ta muốn làm thế nào ta một sợi hồn phách hiện tại muốn làm cái gì mới có thể để cho liễu phi nguyên đạt được báo ứng tần sắc vỗ tay phát ra tiếng cái này rất đơn giản ngươi chỉ cần nghe sắp xếp của ta là được nàng lộ ra một cái có thâm ý khác nụ cười, Dương Tử Diên tại Dương gia đợi đến trạng vạn tối, tần sắc nhờ người gác cổng truyền tới một lời nhắn, hết thảy làm thỏa đáng. Dương Tử Diên nghe được cái này lời nhắn, cửa trước phòng truy vấn, liền bốn chữ này. Hồi tiểu thư, chính là. Người gác cổng gã sai vặt không người trả lời, cô nương kia liền nói bốn chữ này, còn nói tiểu thư hiểu nàng ý tứ, liền đi. Dương Tử Diên suy nghĩ, Dương lão phu nhân thấy thế hướng gã sai vặt khoát khoát tay, gọi hắn lui ra, chợt lôi kéo dương tử diên tay đến nội thất đơn độc trò chuyện với nhau tử diên ngươi nói tần cô nương kia bốn chữ rốt cuộc là ý gì hẳn là tìm tới tiền tử đồng hồn phách tiền tử đồng nguyện ý giúp chúng ta dương tử diên càng nghĩ chỉ có khả năng này đối ứng tần sắc lúc gần đi nói đến lời nói dương lão phu nhân mắt lộ ra tinh quang nói cách khác tiền thì chết thật sự là liễu phi nguyên tên súc sinh kia làm dương tử diên gật gật đầu hẳn là đi chẳng qua tần cô nương không nói cái khác chúng ta liền an tâm chờ tin tức tốt. Dương lão phu nhân ừ một tiếng, thở vào nhẹ nhõm, chắp tay trước ngực chỉ lên trời bái một cái, hy vọng chuyện này có thể thuận lợi nhanh đi qua, chúng ta một nhà thời gian liền tốt qua. Dương tử diên sắc mặt nặng nề gật đầu cước chừng là thần tiên thật nghe được Dương lão phu nhân, ngay tại ngày thứ hai, các nàng chờ đợi sự tình liền có cái kết cục. Ngày thứ hai, liễu phi nguyên bình thường đi lại bộ đưa xin nghỉ gián, dự định tự mình toàn quyền xử lý tiền tử đồng hậu sự, nếu là chính thê bỏ mình, không cần liễu phi nguyên đưa xin nghỉ gián hắn cũng có thể nghỉ ngơi nhưng tiền tử đồng hậu sự mặc dù một mực lấy chính thê chi lễ xử lý nhưng tiền tử đồng dù sao không tính chính thê cho dù có qua hôn thư nhưng liễu phi nguyên dù sao cưới qua dương tử diên vì chính thê quá khứ kia hôn thư tự nhiên không đếm nói dễ nghe một chút mọi người xem ở quá khứ phương diện tình cảm đối liễu phi nguyên muốn dùng chính thê chi lễ an tán tiền tử đồng sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng tại pháp luật pháp quy bên trên tiền tử đồng chính thê thân phận vẫn là không được công nhận, nói cách khác, nàng vẫn là một cái thiếp, một cái hạ nhân, hạ nhân qua đời, chủ gia hảo. Tâm phong ít bạc an táng là được, tự nhiên không có vì thế nghỉ ngơi, liễu phi nguyên nghĩ biểu đạt mình trọng tình trọng nghĩa, tự nhiên chỉ có thể mình đi lại bộ đưa xin nghỉ gián, xin phép nghỉ nghỉ ngơi, vì tiền tử đồng xử lý hậu sự, nhưng mà, ngay tại hắn mới từ lại bộ nha môn lúc đi ra, phát sinh dị dạng, vừa ngồi vào nhà mình kiệu liễn bên trong. Liễu Phi Nguyên bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh một cổ hơi lạnh đánh tới, hắn vô ý thức quay đầu đi, liền thấy. Tiền tử đồng tấm kia phóng đại mặt, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, liễu phi nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật nảy mình, hét trầm lên, quỷ A. À. Bên ngoài kiệu phu nghe xong, vội vàng buông xuống cổ kiệu, nghĩ mau mau đến xem nhà mình lão gia chuyện gì xảy ra, đơn cổ kiệu vừa buông xuống, bọn hắn liền nghe được lần nữa rít lên một tiếng, dọa đến những cái kia kiệu phu sững sờ, không dám tiến vào, mà giờ này khắc này, kiệu liễn bên trong, hỗn loạn tưng bừng liễu phi nguyên nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiền tử đồng kinh hãi không thôi ngươi ngươi không phải chết sao ngươi cho rằng ta chết rồi liền không thể trở lại tìm ngươi rồi tiền tử đồng nhìn xem liễu phi nguyên trên mặt đối sợ hãi của mình trong lòng vừa tức vừa hận lại cảm thấy thoải mái liễu phi nguyên ngươi giết ta có phải là coi là liền có thể gối cao không lo dù sao ta đều chết rồi liền không cách nào lại tới tìm ngươi báo thù rồi liễu phi nguyên lùi ra sau liều mạng về sau co lại không dám tin nhìn qua tiền tử đồng giờ này khắc này tiền tử đồng bộ dáng xấu tới cực điểm nàng một gương mặt trướng thành màu gan heo trên cổ còn có bị bóp qua vết tích có thể rõ ràng nhìn ra nàng là bị bóp chết mà bóp chết nàng người chính là liễu phi nguyên liễu phi nguyên thấy được nàng kia khuôn mặt nghĩ đến mình đã từng làm nghĩ đến mình quả thật đã giết tiền tử đồng nhưng nàng lại lần nữa ở trước mặt mình xuất hiện hắn đã cảm thấy khủng bố đây là không nên xuất hiện sự tình a à. tiền tử đồng nhìn qua hắn đề phòng bộ dáng cười lạnh một tiếng Bỗng nhiên chậm rãi dựa vào đi, gần như ngồi tại Liễu Phi Nguyên trong ngực, ngữ khí lạnh lẽo lại quỷ dị mập mờ. "Phi Nguyên, ngươi nói ta giết ngươi, thế nào?" Nghe vậy, Liễu Phi Nguyên một cái giật mình, vô ý thức đưa tay muốn đẩy ra Tiền Tử Đồng, thế nhưng là, hai tay của hắn lại từ Tiền Tử Đồng trên thân truyền đi, thấy cảnh này Liễu Phi Nguyên thần kinh từng chiếc bạo tạc, cả người đều được, "Ngươi là quỷ, ngươi thật là quỷ, đúng vậy a, à, ngươi giết." "Ta, ta liền thành quỷ." Tiền tử đồng dựa vào liễu phi nguyên, môi gần như dán tại liễu phi nguyên trên môi, thế nhưng là, phi nguyên, ta một người thành quỷ, không chỗ nương tựa, ta thật cô đơn, ngươi đã từng không phải nói qua, ngươi rất yêu ta sao? Không bằng ngươi đi theo ta có được hay không, ta thật quá cô đơn. Liễu phi nguyên đổ hút vài hơi khí lạnh, liều mạng về sau co lại, nhưng kiệu liễn bên trong mới bao nhiêu lớn, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, cảm giác tiền tử đồng toàn thân hơi lạnh gần như càng quét trên người mình, hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng ra ngoài chạy tới, một bên chạy, hắn một bên hướng tiền tử đồng quát lên. Ngươi chết đều chết rồi, còn tới dây dưa ta làm cái gì? Muốn làm quỷ chính ngươi đi làm, ta không muốn chết, ta mới không muốn làm quỷ. Tiền tử đồng, ngươi đừng dây dưa ta, ngươi hảo hảo đi đầu thai đi, ngày sau ta cho thêm ngươi đốt một chút trước đó, ngươi cũng đừng cuốn lấy ta. Mơ tưởng. Tiền tử đồng từ kiệu liễn bên trong đuổi theo ra đến, nhìn xem hốt hoảng mà chạy, Đối với mình tránh chi chỉ sợ không kịp Liễu Phi Nguyên, tiền tử đồng càng là hận tới cực điểm. Liễu Phi Nguyên, ngươi giết ta, còn lợi lấy cái chết của ta cho ngươi mình kiếm thanh danh, trong mắt ngươi, ta từ đầu tới đuôi chỉ có bị ngươi giá trị lợi dụng sao? Ngươi làm như thế, xứng đáng ta sao? Chương 429, tự nhận tội ác chương 429, tự nhận tội ác, vậy ngươi còn muốn ta thế nào? Ngươi muốn chính thê chi lễ, ta cho ngươi, ta nhất định phải sống sót trước, sống thật khỏe chúng ta mới có thể nói về sau a à? liễu phi nguyên hốt hoảng chạy tứ tán nhìn xem từng bước ép sát tiền tử đồng hắn nhanh điên tử đồng ngươi hẳn là minh bạch kỳ thật ta vẫn là yêu ngươi cái chết của ngươi ta thật không có cách ngươi biết ta sống ta sống thật khỏe về sau ta khả năng làm rạng rỡ tổ tông ngươi như vậy yêu ta ngươi hẳn là thay ta suy nghĩ a à, ta không thể cổng lấy bị dương gia ghét bỏ hòa ly thanh danh sống sót ta nhất định phải thật tốt còn sống cho nên ngươi liền giết ta. Tiền tử đồng ngữ khí sinh hận, vì thanh danh của ngươi, ngươi liền phải ta cái mạng này. Liễu Phi Nguyên, ngươi có dám hay không thừa nhận một câu, ngươi giết ta. Liễu Phi Nguyên mới nhìn trái phải mà nói hắn, nói lại nhiều, đều không có thừa nhận một câu, mình giết tiền tử đồng, người bên cạnh, nghe không được tiền tử đồng thanh âm, chỉ nhìn đạt được Liễu Phi Nguyên cùng không có đầu con rùi giống như bốn phía đi loạn, nói chút lung tung ngổn ngang, mà Liễu Phi Nguyên nghe được tiền tử đồng một câu kia, Cả người bỗng nhiên tỉnh táo lại, phát hiện tình huống không ổn, hắn sắc mặt trầm xuống, quay người liền muốn đi, mà trong đám người, Tần Sắc cùng Tạ Hành. Đứng tại nơi hẻo lánh bên trên, nhìn thấy Liễu Phi Nguyên muốn đi, Tần Sắc trong tay bay ra hai đạo phù lục, tại không có người phát giác tình huống dưới, chui vào Liễu Phi Nguyên trong tay áo, một giây sau, Liễu Phi Nguyên thân thể cứng đờ, Tiền Tử đồng nhìn thấy Liễu Phi Nguyên đột nhiên không nhúc nhích, liền hướng trong đám người nhìn sang, liền nhìn thấy Tần Sắc cùng Tạ Hành đứng ở trong đám người, Tần Sắc gặp nàng nhìn qua, có chút gật gật đầu, tiền tử đồng lập tức hiểu rõ, hung tợn nhìn chằm. Chằm liễu phi nguyên, phi thân mà đi. Liễu phi nguyên, ngươi giết ta còn không dám thừa nhận, ta hôm nay liền phải lôi kéo ngươi cho ta chôn cùng. Liễu phi nguyên miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy tiền tử đồng thần sắc giữ tận xông lại, dọa đến hắn kém chút tại chỗ ngất đi, trên mặt huyết sắc mất hết, toàn thân run rẩy. Một điểm cũng nhìn không ra quá cứ hăng hái thượng thư hình tượng, một bên người đều nhìn ngốc, không biết cái này xảy ra chuyện gì, có thể đem liễu phi nguyên sợ đến như vậy mà tại mọi người hiếu kỳ thời điểm liễu phi nguyên tựa như là nhìn thấy quỷ lý trí mất hết từ từ nhắm hai mắt hô lên tử đồng thật không phải là ta muốn giết ngươi ta ta cũng chẳng còn cách nào khác ta đều là bị buộc dương gia người khinh người quá đáng nhất định phải hòa ly ngươi không biết bao nhiêu người đối ta hỏi ta có phải là làm sai chuyện gì đắc tội dương gia bằng không dương gia sẽ không hòa ly còn có người hỏi ta mất đi dương gia cái này chỗ dựa ta ngày hôm đó sau tiền đồ liền xong. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta phải sống sót, thanh danh của ta không thể bị hao tổn, ta nhất định phải đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên dương tử diên trên đầu, ta nghĩ không ra những biện pháp khác, ta chỉ có thể giết ngươi. Nhưng, tử đồng ngươi tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta vẫn là yêu ngươi, ngươi nhìn, sau khi ngươi chết, ta không phải muốn dùng chính thê chi lễ đưa ngươi hạ tán sao. Ngày sau, ta trăm năm về sau, ta cũng sẽ cùng ngươi hợp tán, ngươi là ta duy nhất thê tử ngươi không phải cũng rất yêu ta sao? Ngươi hãy bỏ qua ta đi, Liễu Phi Nguyên mang theo tiếng khóc nức nở, nước mũi một cái, nước mắt một cái, hoàn toàn không có hình tượng mà hắn lời nói ra, làm cho người xung quanh phát ra từng chuỗi tiếng kinh hô. Cái này, hắn đang nói cái gì? Tử đồng là ai a? À? Ngươi ngốc a, à, nghe không hiểu sao, Dương Tử Diên khẳng định là Dương gia đại nương tử, cái kia tử đồng tự nhiên là trước mấy ngày ốm chết tiền thị nương tử a. Cho nên là liễu đại nhân mình giết tiền thị còn dội nước bẩn cho dương thị chỉ vì thanh danh của mình nờ, à, thật sự là vô độc bất trượng phu a thật ác độc a ta đã nói rồi liễu phi nguyên không phải kẻ tốt lành gì nếu không có nhược điểm gì rơi vào dương gia trên tay một đại nam nhân làm sao lại đồng ý cùng dương gia hòa ly dương gia mới là đáng thương nhất cái kia hòa ly đều thoát không nổi súc sinh này dội tới nước bẩn vậy chúng ta trước đó không phải oan uổng dương đại nương tử rồi khi lại không phải chúng ta oan uổng, ngươi không nghe ra đến A, à, dội nước bẩn, đều là hắn truyền tới, chúng ta lại không biết thật giả, sao có thể trách chúng ta lạc. Đúng, muốn trách thì trách liễu phi nguyên, người này thật sự là súc sinh, tay cũng quá tối. Tần sắc cùng tạ hành đứng ở trong đám người, nghe những người kia nghị luận ầm ĩ Mặt không biểu tình, quần chúng vây xem phản ứng, cùng với nàng cùng tạ hành trước đó thiết tưởng đồng dạng, cho dù phát giác chân tướng sự tình, cùng bọn hắn biết rõ khác biệt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ không cảm thấy mình có sai, nghe bọn hắn lòng đầy căm vẫn đối liễu phi nguyên chinh phạt, tần sắc một điểm phản ứng đều không nghĩ cho, nhưng trong đám người vẫn là có như vậy một hai cái hơi thông minh một điểm. Không đúng, đây là nếu thật là liễu đại nhân làm, hắn làm gì mình trước mặt mọi người nói ra a à, đây không phải đem mình cho bán sao. Giết người ai, coi như giết đến là mình thiếp thất, đó cũng là giết người, tiền thị lại là lương thiếp, liễu đại nhân giết tiền thị chuyện này nếu là thật, liễu đại nhân cái này quan cũng đừng nghĩ làm đâu chỉ a à. không chỉ phải mất chức vị giết người thì đền mạng coi như hắn không chết cũng phải bị tám tầng gia đúng là điên mới có thể đem cái này sự tình nói ra ta nhìn hắn nói chuyện này là bị buộc các ngươi không nghe thấy hắn vừa rồi nói cái gì ngươi tha ta tử đồng ta cũng chẳng còn cách nào khác như vậy sao ta nhìn hắn lời này là đối tiền thị nói đi sẽ không là tiền thị oan hồn lấy mạng đến đi lời vừa nói ra tình cảnh bên trên yên tĩnh mấy giây chợt có người yếu ớt nói tiền thị nhanh đầu bảy đi, đầu bảy hồi hồn A, à, đám người càng là một cái cơ linh, liễu thượng thư còn đứng ở đằng kia, nước mũi một cái nước mắt một cái biểu thực tình, biểu thị mình là bị thế cục bắt buộc, bị buộc bất đắc dĩ, tiền tử đồng mặt không thay đổi nghe liễu thượng thư, chẳng những không có một tia mềm lòng, ngược lại càng thêm thống hận, bởi vì nàng triệt triệt để để kiến thức đến, liễu phi nguyên ngụy quân tử diện mục, ơ trước mặt một bộ sau lưng một bộ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ. Nói tiếng quỷ, lời hữu ích nói xấu đều để hắn nói tận, cả người sạch sẽ thanh bạch, tốt một đóa tươi mát thoát tục bạch liên hoa, hợp lấy, hắn yếu điểm dương tử duyên, là hắn vô tội, nàng có tội, hắn yếu điểm nàng tiền tử đồng, cũng là nàng có. Sai, đều là bọn hắn buộc liễu phi nguyên giết người, tiền tử đồng nhìn qua liễu phi nguyên, trong con ngươi ngậm lấy đồ cực cùng hối hận, liễu phi nguyên, ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù, thế mà cảm thấy ngươi thật sự là tấm lòng rộng mở, tin chuyện ma quỷ của ngươi cho là ngươi trong lòng thật sự có ta, cam nguyện cho ngươi đè thấp làm tiểu làm thiết nhiều năm như vậy. Ngươi bây giờ nói những cái này đều muộn, ngươi bây giờ lời nói, ta một chữ cũng sẽ không tin, ta tín nhiệm đối với ngươi, đều tại ngươi tự tay bóp chết ta ngày ấy, triệt để tan thành bọc nước. Liễu Phi Nguyên, ta chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống, mở mắt ra nhìn xem, ngươi bây giờ ở nơi nào, suy nghĩ một chút ngươi vừa rồi nói cái gì. Liễu Phi Nguyên nghe vậy, một cái giật mình, bỗng nhiên khôi phục điểm thần trí, hắn cứng mắt cổ, chậm rãi hướng nhìn bốn phía khi nhìn đến chung quanh nhiều người như vậy, dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn xem mình lúc, hắn kinh ngạc đến ngay người, mới nhớ tới mình là ở nơi nào, hắn đây là tại trên đường cái, tự nhận tội ác. Chương 430, nhân hồn đến chỗ 430, nhân hồn đến chỗ phi nguyên nghĩ đến mình vừa rồi đều nói cái gì, kém chút ngất đi, nhìn thấy liễu phi nguyên kia muốn chết mà không được chết bộ dáng, tiền tử đồng thống khoái, liễu phi nguyên, ta chết rồi, ngươi cái này hung thủ giết người, cũng đừng nghĩ tiêu giao tự tại sống sót, ngươi sẽ chờ cùng ta xuống địa ngục đi, lúc trước ta bị ma quỷ ám ảnh, tin ngươi lời nói, đi hại dương tử diên, có hôm nay kết quả như vậy là ta báo ứng, mà ngươi giết ta. Báo ứng, cũng đã đến, ta liền đợi đến nhìn thấy ngươi vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nói xong, nàng ngửa đầu cười lên ha hả, tại liễu phi nguyên nhìn chăm chú bên trong, phiêu nhiên rời đi, liễu phi nguyên đứng ở đằng kia, như gặp phải xét đánh, nửa ngày đều phản ứng không kịp, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình cùng hai chân bên trong, đều bị rót đầy bùng nhão, nặng muốn mạng, để hắn bất lực suy nghĩ, cũng vô pháp động đậy, tần sắc nhìn thấy liễu phi nguyên bộ dáng. Kia, ngẩng đầu hướng đối diện nhìn sang, đúng lúc này, khoảng cách không xa lại bộ nha môn đại môn mở ra, có mấy cái quan viên từ bên trong đi tới, nhìn thấy liễu phi nguyên bộ dáng, bọn hắn từng cái lộ ra hoặc xem thường hoặc chỉ tiết rèn sắt không thành thép hoặc không thể làm gì biểu lộ, lại bộ thượng thư lắc đầu, thở dài hướng liễu phi nguyên nói, liễu đại nhân, ngươi mới lời nói, chúng ta đều nghe thấy, đã có người đi báo cáo kinh triệu phủ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn quay lưng đi, mang theo cái khác mấy cái đồng liêu, về lại bộ nha môn, đem đại môn đóng lại, nhìn xem đại môn ở trước mặt mình, một lần nữa đóng lại, lại nghĩ tới lại bộ thượng thư mới vừa nói phải lời nói, liễu phi nguyên hai mắt vừa trợn trắng, thẳng tắp hướng đằng sau đổ đi qua, ngay sau đó, đám người liền nghe được bịch một tiếng giòn vang, liễu phi nguyên cái óc trước chịu địa, nghe được kia một tiếng vang giòn, đám người vô ý thức sờ sờ đầu của mình, toàn thân một cái giật mình bọn hắn đều cảm thấy lần này rơi khẳng định nhưng đau, nhưng Liễu Phi Nguyên triệt triệt để để hôn mê bất tỉnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng, một bên, Liễu gia kiệu phu nhóm, đứng tại kia hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tiến lên, mọi người thấy trước một khắc còn nở mày nở mặt, địa vị cực cao thượng thư đại nhân, hiện tại nằm ở chỗ này, đều không ai để ý tới, thật sự là thổn thức, không thể không cảm thán một câu, trời gây nghiệp còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệp thì không thể. Sống, chuyện này một khi báo cáo kinh triệu phủ, khi án giết người liền xem như thành lập liễu phi nguyên hạ tràng bọn hắn có thể nghĩ tần sắc liếc liễu phi nguyên liếc mắt ngón tay có chút nhất câu thừa dịp đám người lắc đầu thổn thức thời điểm đem mới đánh đi ra định thân phù cùng chân ngôn phù đều cầm trở về chợt nàng nhìn tạ hành liếc mắt đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người lập tức lặng lẽ từ trong đám người lui ra ngoài cùng lúc đó biến mất trong đám người tần chi cùng lâu thiên cơ nhìn thấy tần sắc cùng tạ hành rời đi hai người cũng đi rời đi đám người vây xem địa phương Bước vào một đầu vắng vẻ nhỏ nhỏ về sau, Lâu Thiên Cơ thấp giọng cười lên, Tần Chi cau mày nhìn sang, ngươi cười cái gì, có cái gì tốt cười? Ta là cười, nhà các ngươi nữ quân rất lợi hại a. À. Lâu Thiên Cơ đưa tay nhéo nhéo Tần Chi kia tức giận gương mặt, quả nhiên là nhân hồn thức tỉnh qua bộ dáng, năng lực rất mạnh, chẳng qua ta thế nào cảm giác, năng lực của nàng hẳn là so với nàng biểu hiện ra ngoài càng mạnh. Tần Chi một cái đánh rụng hắn tay, "Không hiểu, có ý tứ gì?" ta đang suy nghĩ ngày đó tại yến vân đài ta gặp nàng thời điểm ta có thể cảm giác được phản ứng của nàng tốc độ rất nhanh động thủ năng lực cũng rất mạnh duy nhất khuyết điểm chính là linh khí không đủ lâu thiên cơ sở lên cầm người tu luyện qua người hẳn phải biết tu luyện năng lực cùng linh khí là móc nối linh khí càng mạnh triển lộ ra liền càng mạnh nhưng nàng thuộc về có lòng không đủ lực nói một cách đơn giản ta cảm thấy nàng trên lý luận hẳn là lợi hại hơn ta cùng tạ hành tám lạng nửa cân có lẽ Tạ Hành cũng chưa chắc đánh thắng được nàng, nhưng nàng biểu hiện ra ngoài nhưng không có mạnh như vậy. Ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tần Chi liếc mắt, nữ quân nhân hồn mới thức tỉnh bao lâu thời gian? Chính là nàng nhận biết Tạ Hành về sau liền cảm giác tỉnh nhân hồn, đến nay tính toán đâu ra đấy chẳng qua thời gian hơn 3 năm, có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng đã rất không tệ. Lâu Thiên cơ lắc lắc cây quạt, không giống, ta cảm thấy nàng thật giống như đã từng đứng tại đỉnh phong, hiện nay đến rơi xuống, đứng tại chân núi dù nhìn qua trên đỉnh núi phong cảnh hiện tại không có thể miêu tả trên đỉnh núi phong cảnh lại không cách nào lại trèo lên phía trên tần chi nghe không hiểu lâu thiên cơ lại nói cái gì dứt khoát không nói hai lời trực tiếp rời đi lâu thiên cơ thấy thế giữ chặt cánh tay của nàng đưa nàng hướng trong ngực một vùng cười nói gấp làm gì a à? ta cái này cùng ngươi nói nghiêm chỉnh đâu nhỏ son phấn ngươi còn nhớ rõ tạ hành trước đó nói qua cái gì sao tần chi sắc mặt trầm xuống hiển nhiên biết lâu thiên cơ nói là cái gì có chút dừng bước lại, hướng Lâu Thiên Cơ nhìn sang. "Ngươi nói là tạ hành trước đó đề cập qua, nữ quân trong cơ thể có một người khác ký ức sự tình." Lâu Thiên Cơ điểm một cái trán của nàng, "Thông minh." Tần Chi đẩy hắn ra móng vuốt, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Lâu Thiên Cơ hơi lung lay một chút cây quạt, "Ta đang nghĩ, có lẽ tạ hành thấy đều là thật, tần sắc trong cơ thể thật có một người khác ký ức." "Có lẽ, không chỉ là mặt khác trí nhớ của một người, trong cơ thể nàng còn có một người khác hồn phách." Ngươi là muốn nói nữ quân bây giờ không phải nữ quân cũng không phải là nhân hồn thức tỉnh mà là nàng người phụ thân. Tần Chi lập tức lạnh xuống mặt đến đẩy ra Lâu Thiên Cơ, mặt không thay đổi nói: Ta nhìn ngươi là thật điên. Nữ quân chính là nữ quân, làm sao lại để nàng người phụ thân? Nữ quân hiện tại chẳng qua là nhân hồn thức tỉnh mà thôi. Nhỏ Son phấn làm gì như vậy vội vã giúp nàng giải thích đâu? Lâu Thiên Cơ cười lên, không cần mặt mũi, kéo qua Tần Chi tay, ta cũng không có nói nàng không phải ngươi nữ quân. Tần chi ý đồ hất tay của hắn ra, nhưng lâu thiên cơ nắm rất chặt, nàng căn bản thoát không nổi, tức giận nói, vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhân hồn đến chỗ. Lâu thiên cơ ngón tay tại trong lòng bàn tay của nàng gãi gãi, có lẽ, nhân hồn đến chỗ, cũng không phải là chúng ta trong tư nờ dê tượng phong ấn. Tần chi cuộn tròn cuộn tròn có chút ngứa lòng bàn tay, ngươi có ý tứ gì? Từng có lúc, không chỉ có là ta cùng tạ hành, liền phải vô chút đều coi là, nhân hồn là bị đại vu chúc lấy huyết nhục phong tại bắt đẩu tế đàn bên trên, nhưng xe có hay không có một cái khác khả năng. Lâu Thiên Cơ nói, một cái cùng tạ hành phỏng đoán không sai biệt lắm khả năng, nhân hồn tại địa phương khác sinh trưởng thành người, trèo lên đỉnh phong, lại tại một cái vừa thời cơ tốt, nhân hồn thức tỉnh, về đến nơi này. Cùng cái khác hai hồn dung hợp, mới có một cái thân thể, hai loại ký ức khả năng. Tần chi, nhưng khi đó ngươi không phải nói, không có loại khả năng này sao? có lẽ có đâu. Lâu thiên cơ câu môi, có lẽ có một loại, chúng ta hết thảy đều không biết, thậm chí cũng không nghĩ tới qua, phá lệ ý nghĩ ha o huyền biện pháp, có thể làm được để nhân hồn tại chỗ hắn sinh trưởng đâu. Tần chi nhìn chăm chú hắn, cứ việc lâu thiên cơ đang cười, nhưng nàng vẫn là tại lâu thiên cơ đáy mắt nhìn thấy nghiêm túc, nàng biết, lâu thiên cơ bình thường nhìn xem cà lơ phất phơ, nói lên chính sự đến, chưa từng sẽ liếc mắt đại khái. Chương 431, tạm thời là dạng này chưa chân 431, tạm thời là dạng này chi suy nghĩ một lát, nói, ý của ngươi là nói, đại vu chút khả năng có cái gì người bên ngoài không biết biện pháp, có thể để nhân hồn tại chỗ hắn sinh trưởng. Nói không chừng đâu. Lâu thiên cơ biểu môi, lại cười lên, ngươi suy nghĩ một chút, đại vu chút chính là nữ quân người mở đường người dẫn đạo, đại vu chút một mạch, chưa từng nhìn huyết mạch, chỉ nhìn nữ quân truyền thừa chọn chọn, chính là thiên định, chờ định hạ hạ một nhiệm kỳ đại vu chút ứng cử viên về sau, Đại Vu Chúc sẽ đem người thừa kế mang theo trên người tiến hành bồi dưỡng, chúng ta chỉ nghe nói qua, lịch đại đại Vu Chúc sẽ đối người thừa kế nói, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ cẩn thận vu tộc cùng nữ. Quân, nhưng chúng ta không biết, đại vu chúc ở giữa phải chăng có cái gì, nó truyền thừa của hắn là chúng ta không biết. Dù sao, phải bảo vệ tốt vu tộc cùng nữ quân không có đơn giản như vậy, ngoài ý muốn quá nhiều, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có lẽ đại vu chúc trong tay thật có gì có thể tại bất cứ lúc nào chỗ nào loại tình huống nào, đều có thể bảo vệ nữ quân biện pháp. Vu tộc người đều biết, nữ quân là vu tộc thần minh, nữ quân tại, vu tộc bất diệt, bảo vệ tốt nữ quân, đó chính là bảo vệ tốt toàn bộ vu tộc, bởi vì, nữ quân nhân hồn bên trong, có lịch đại vu tộc thần minh truyền thừa ý tứ chí, chỉ cần. Nữ quân bất tử, vu tộc truyền thừa một mực đang, dù là chỉ còn lại nữ quân một người, vu tộc đều có tái sinh ngóc đầu trở lại khả năng, nhưng nếu như nữ quân chết rồi, vu tộc liền không còn tồn tại, đương nhiên đây chẳng qua là đang phần lớn, giữ gìn nữ quân vu tộc người ý nghĩ trong lòng, còn có cực ít một bộ phận người, cũng không cảm thấy như vậy, thí dụ như phải vu chúc, lâu thiên cơ biết phải vu chúc tâm tư, phải vu chúc chẳng qua là cảm thấy, một cái còn chưa bồi dưỡng qua, còn chưa lớn lên nữ. Quân, có thể lật lên sóng gió gì, chẳng qua là vu tộc người, đem nữ quân bưng lấy quá cao, nữ quân không tại, hắn như thường có thể chấn chỉnh lại vu tộc, tương phản, nữ quân trở về vị trí cũ, mới có thể đối với hắn chấn chỉnh lại vu tộc tạo thành khó khăn. Tần Chi nghe được Lâu Thiên Cơ hơi cúi đầu hung hăng vặn lên lông mày đến. Chẳng lẽ nữ quân nhân hùng thật sự là tại chỗ hắn lớn lên? Có phải thế không? Vậy thì phải để Tạ Hành đi dò ra. Lâu Thiên Cơ vẫy một cái lông mày, Tần Chi luôn cảm thấy Lâu Thiên Cơ cười, không có hảo ý, nhưng không chờ nàng truy vấn Lâu Thiên Cơ kia cười là có ý gì? Lâu Thiên Cơ trước đẩy bả vai của nàng nói, tiếng cung đi cho Yến Vương phục mệnh đi. Nên nói như thế nào? Ta biết ngươi hiểu ta phải đi tìm tạ hành uống hai chén đi. Nói xong, hắn xoát một cái dao mở cây quạt, ý tứ sâu xa cười một tiếng, liền đi, tần chi nghĩ nghĩ, được rồi, nàng cũng rất muốn biết, nhân hồn là có hay không chính là tại chỗ hắn trưởng thành, đã nàng không tiện đi thăm dò, cũng không tiện đến hỏi tần sắc, khi để tạ hành đi thăm dò, cũng là một loại biện pháp, dù sao nàng cùng vị này thần dực quân không có gì giao tình, nghĩ đến đây, tần chi liền cất bước đi hoàng cung, kiến vương nhìn thấy tần chi đến, liền hỏi, có tin tức gì? bên ngoài náo một kiện đại sự điện hạ có lẽ còn chưa nghe nói tần chi nhạc âm thanh ta liền tới nói cho điện hạ nghe một chút yến vương đang luyện thư pháp nghe vậy hắn ngừng bút ngẩng đầu nhìn tần chi liếc mắt đi chấm một chút mực nước tiếp tục viết chuyện gì đáng giá ngươi nghiêm túc như vậy tần chi nói là liễu thượng thư sự tình cùng dương gia có quan hệ yến vương cũng là thông minh rất nhanh kịp phản ứng tần chi xem như có chút quan hệ đi yến vương tại trên nghiên mực liếm liếm bút nói nói một chút mới liễu thượng thư tựa như nổi điên tại lại bộ nha môn trước cách đó không xa trước mắt bao người thừa nhận là mình giết tiền tử đồng đồng thời đem tội danh đặt ở dương các lão chi nữ dương tử duyên trên thân yến vương dừng lại bút đến cao mày nói chuyện gì xảy ra lúc ấy ta vừa lúc cùng đi thần sứ đại nhân dạo phố thấy cảnh này tại liễu thượng thư trước mặt ta nhìn thấy tiền tử đồng tần chi sợ yến vương không biết tiền tử đồng là ai còn giải thích một câu, chính là liễu thượng thư ngày trước chết đi thiếp thất. Yến Vương hiếp mắt, hồn phách. Vâng. Tần Chi thần sắc thản nhiên nói, tiền tử đồng là bị liễu thượng thư tư sống bóp chết, quán khí sâu nặng, đã thành lệ quỷ, đối liễu đại nhân từng bước ép sát, liễu đại nhân tại bối rối phía dưới, thổ lộ ra tình hình thực tế. Chỉ là tiền tử đồng hồn phách mình hành động, sẽ không là có người đang thôi hóa hoặc là khuyến khích nàng đi hại liễu thượng thư. Yến Vương đưa ra một cái khả năng, luôn cảm thấy trong chuyện này có mờ ám, Tần Chi lại nói, không phải, lúc ấy cũng không có người khác ở đây, tính cả Điện Hạ hoài nghi Tần Sắc, hai ngày này đều ở nhà, tuyệt không xuất nhập, liền dương gia đều không có lại đi qua, ta xem bốn phía, cũng không huyền môn có thể vô thuật người, bốn phía đều là phổ thông bách tính, đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Nói cách khác, Liễu Phi Nguyên tên ngu xuẩn kia hạ thủ được đi hại người, kết quả bị tiền tử đồng hồn phát, dọa đến hồn bất phụ thể, cái gì đều nói. Còn cho Dương gia rửa sạch sẽ nước bẩn. Yến Vương để bút xuống tới, Tần Chi không có biểu tình gì, tạm thời là dạng này. A. À. Yến Vương cười lạnh một tiếng, cái kia ngược lại là trùng hợp, Dương Các lão cái gì cũng không làm, liền giải. Quyết Liễu thượng thư cho mình nhà mang tới phiền phức, hiện tại ngược lại muốn cảm tạ tiền tử đồng cái kia cùng nữ nhi của mình đoạt nam nhân nữ nhân sao? Tần Chi không nói chuyện, Yến Vương nhìn xem kia một bức chữ, đem nó cuốn lại, ném ở bên cạnh trong sọt rác, nói tiếp tục đi thăm dò, cho dù tần sắc mấy ngày nay không có đi ra ngoài, nhưng ta không tin thái tử bên kia cùng chuyện này không hề quan hệ, sau lưng của hắn nhất định có người, am hiểu này thuật, nói không chừng ngày đó hại tiêm vân quận chú người, cũng cùng thái tử phía sau người kia thoát không ra quan hệ, đi dò ra nhìn thái tử gần đây cùng người nào từng có vãng lai, like, thuận từng. Cái ra cho ta rõ ràng. Yến vương mấy ngày nay nhiều lần nghĩ tới, nếu như không phải tần sắc, khi thái tử điện hạ phía sau khẳng định còn có những người khác liên quan tới tiêm vân quận chúa bản án hắn cũng suy nghĩ rất lâu nếu là thái tử người sau lưng hại tiêm vân quận chúa vậy cái này sự kiện liền có thể nói thông được dù sao bắc ninh quận chúa nếu là bị tiêm vân quận chúa bản án cuốn lên thân lưng định cái tội danh này hắn cùng trưởng công chúa liên minh liền đem không còn tồn tại trưởng công chúa phủ cùng trung sơn vương phủ thậm chí sẽ trở mặt thành thù hai người đánh nhau không ngừng tự nhiên cũng không đoái hoài tới hắn, nếu là hắn mất đi trưởng công chúa cùng Trung Sơn Vương phủ trợ giúp, tự nhiên bất lực tranh đoạt hoàng vị, kết hợp với chuyện này, phát sinh ở Lâm Lan Đạo sự kiện về sau, Yến Vương càng xác định, đây cũng là thái tử vì trả thù hắn, để người vụn trộn làm xuống đến, tần chi không nghĩ tới, Yến Vương ở trong lòng đều vì nàng làm sự tình, tìm xong dê thế tội, thậm chí vì dê thế. Tội đều tìm tốt động thủ động cơ, chẳng qua Yến Vương phen này tưởng tượng, rõ ràng đem tầng sắt bóc ra bên ngoài, tầng chi ngược lại là thật hài lòng điểm này, hướng Yến Vương vuốt cầm nói, Điện Hạ nói đúng, ta cái này đi thăm dò. Yến Vương đắm chìm trong mình tính toán nhỏ nhặt bên trong, không có phát hiện tầng chi đối đãi Mình phản phất nhu hòa một chút, nghe vậy chỉ là khoát khoát tay, tầng chi liền đi ra ngoài, chỉ lưu một mình hắn tại kim hoa cung trong thư phòng. Chương 432, đều nghe mẫu thân chương 432, đều nghe mẫu thận tại tầng chi đem liễu thượng thư chỗ gặp phải sự tình, thuộc lại cho yến vương thời điểm tin tức này tựa như là chen vào cánh bay lên đồng dạng cấp tốc bay vào thiên gia vạn hộ bao quát dương gia dương tử diên tại dương lão phu nhân giám sát dưới vừa ăn xong điểm tâm hơi còn có chút bệnh tật nằm tại cất bước trên giường nhìn xem bên ngoài bỗng nhiên tuyết rơi trong nội tâm nàng còn có chút hàng ý đúng lúc này có nha hoàng vội vã chạy vào mặt mũi tràn đầy vui mừng mà nói phu nhân đại cô nương tin tức tốt tin tức tốt a dương lão phu nhân bồi dương tử diên ngồi Nghe vậy, liền tức cao giọng nói, xảy ra chuyện gì, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, có chuyện liền vào nói. Nghe vậy, nhà hoàng kia liền liên tục không ngừng phủi phủi trên người bông tuyết, đi vào nội thất, hướng dương lão phu nhân cùng dương tử diên cúi chào một lễ, mặt mũi tràn đầy vui mừng cũng đỡ không nổi, cho phu nhân, đại cô nương chúc. Xảy ra chuyện gì, ta gì vui chi có. Dương tử diên lấy lại tinh thần, không hiểu hỏi, nhà hoàng vui vẻ nói, bên ngoài truyền đến một tin tức tốt đại cô nương sau khi nghe khẳng định cao hứng. Dương lão phu nhân nghe xong, liền vội vàng hỏi, tin tức gì ngươi mau nói, có phải là liễu phi nguyên bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Vẫn là lão phu nhân nhanh nhẹn tuệ tâm. Nhà hoàng vui vẻ nói, cùng lão phu nhân đoán không sai biệt lắm, liễu thượng thư kia có đại sự xảy ra. Dương tử duyên tinh thần tỉnh táo, mau nói xảy ra chuyện gì rồi. Nghe nói, hôm nay liễu thượng thư đi ra ngoài, vốn muốn đi lại bộ đưa xin nghỉ gián, nhưng ở lúc trở về, vừa ra lại bộ nha môn liền náo một trận chuyện cười lớn nha hoàng sinh động như thật miêu tả nói liễu thượng thư giống như đụng quỷ nghe nói dọa đến tại chỗ đều nhanh tè ra quần dọa đến hắn cái gì đều không để ý tới tại trước mắt bao người đem hắn như thế nào mưu hại tiền thị nương tử lại sẽ nước bẩn dội đến đại cô nương trên đầu sự tình một năm một mười toàn chiêu hắn hắn ở trước mặt mọi người thừa nhận mình giết người cái này sao có thể ngươi có phải hay không nghe lầm rồi dương tử diên không thể tin được nha hoàng cười nói tự nhiên không phải nghe lầm đây chính là thật đại cô nương không biết tại chỗ thật nhiều người đều nghe thấy chỉ sợ lúc này tin tức đã sớm truyền khắp kinh thành nghe nói lại bộ thượng thư thị lan chờ đại nhân tại chỗ cũng tại vẫn là lại bộ thượng thư nói đến đã gọi người đi báo kinh triệu phủ tin tức truyền tới nhà chúng ta trước đó vừa có người nói kinh triệu phủ doãn đã mang theo người đi liễu gia Đem Liễu thượng thư mang tới Kinh Triệu phủ thẩm vấn đâu?" Dương lão phu nhân nghe được cao hứng không thôi, lại hơi nghi hoặc một chút, như thế nào là mang tới đi đây này? Nghe nói là Liễu thượng thư phát giác, mình thú nhận tội ác, lại nghe được lại bộ thượng thư nói báo cho Kinh Triệu phủ, tại chỗ ngất đi, về sau bị kiệu phu đưa sau khi trở về, còn không có tỉnh lại, liền bị mang vào Kinh Triệu phủ nha. Nha hoàng trả lời, Dương Tử Diên nghe xong, hướng Dương lão phu nhân nhìn sang, hai mẹ con quả thực muốn vui đến phát khóc, Dương lão phu nhân ôm Dương Tử Diên, mơ miệng một tiếng níp níp, đây thật là cái tin tức tốt, tươi sáng càng khôn, thiên lý sáng tỏ, xem như còn cho ta níp níp một cái trong sạch công đạo. Dương Tử Diên càng là cao hứng khóc lên, nha hoàng hứng thú bừng bừng tiếp tục nói, không chỉ đâu, nghe nói bên ngoài rất nhiều người đều đang mắng Liễu thượng thư, nói hắn thủ đoạn độc ác, nói hắn vô độc bất trượng phu, giết yêu nữ nhân của mình, còn cho đại cô nương trên đầu dội nước bẩn, nhà chúng ta đại cô nương thật sự là bị hại thảm, hòa ly tốt đâu. Dương lão phu nhân hừ một tiếng, ý cười không che nổi, những người kia ngoài miệng suốt ngày không có tám môn, hôm nay cuối cùng là nói chút nghe được. Dương tử diên xoa xoa nước. Mắt nói, cái gì nghe được không xuôi tai đều là giả, nhớ ngày đó, bọn hắn còn không phải cái gì cũng không biết, liền theo bảo sao hay vậy, không phải nói là ta hại chết tiền tử đồng, ta như thế nào như thế nào thủ đoạn độc ác sao. Muốn ta nói, những người kia đều không phải cái thứ tốt, so liễu phi nguyên cũng không có tốt đi đến nơi nào. Dương lão phu nhân trầm mặt gật gật đầu, cảm thấy cũng thế, ngày đó nếu không phải tần sắc tới khuyên an ủi Dương Tử Diên, còn nói muốn giúp Dương Tử Diên trừng trị liễu phi nguyên, mình nữ nhi những ngày này sớm đã bị lời đồn đại đánh tan tự sát, nếu là Dương Tử Diên thật chết bởi lời đồn đại, những cái kia truyền lời người, từng cái đều là đao phủ, một cái đều chạy không được. Bất kể nói thế nào, nhà chúng ta đại cô nương bây giờ là khổ tận cam lai. Nha hoàng cho Dương Tử Diên đưa một tấm khăn đi qua, ông thanh nói, bên ngoài những người kia bây giờ đi nói liễu thượng thư cũng tốt, đại cô nương trong lòng bọn họ, bây giờ thế nhưng là cái người đáng thương, mọi người bây giờ đối đại cô nương đồng tình rất đâu. Dương lão phu nhân nghe vậy, trong mắt lộ ra khôn khéo ánh sáng, hướng Nha hoàng phân phó nói, người đi để quản gia chuẩn bị chút gạo cùng bánh bao, ngày mai ở cửa thành hướng trong thành cô độc già yếu, phát cháo 10 ngày, lấy đại cô nương danh nghĩa. Dương tử Diên sững sờ, Mẫu thân cái này em đẹp muốn phát cháo làm cái gì? Ta nói ngươi những ngày này thật sự là bệnh hồ đồ, Liễu Phi nguyên biết vì chính mình dày vò thanh danh tốt, ngươi làm sao cũng không biết đâu. Dương lão phu nhân chọc chọc Dương Tử Diên cái trán, kiên nhẫn giải thích nói, mới Lan Nhi nói đúng, bây giờ đại gia hỏa đều đồng tình ngươi, những người kia dù ngoài miệng không nói gì, trong lòng đều rõ ràng chính mình lúc trước oan uổng ngươi, hiện nay không chừng làm sao ấy nấy đâu, ngươi không bằng lợi dụng bọn hắn ấy nấy, thật tốt cho mình kiếm cái thanh danh lúc này, nhà ta ra ngoài đầu đi tuyên bố, ngươi muốn phát cháo 10 ngày, người bên ngoài sẽ. Nói cái gì? Bọn hắn sẽ nói ngươi là đại thiện nhân, dù là mình bị người mắng, cũng không quan tâm, còn muốn lấy phát cháo làm việc tốt, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp khen ngươi, ngươi cái này làm mẫu thân thanh danh tốt, hai cái nếp nếp về sau tiền đồ liền sẽ càng tốt hơn, ngươi hiểu chưa? Dương tử diên giật mình, vẫn là mẫu thân nghĩ chu đáo. Đúng thế, ta ăn muối nhưng so sánh ngươi ăn cơm đều nhiều dương lão phu nhân cao hứng bừng bừng cười một tiếng hướng gia hoàng lan nhi phân phó nói ngươi liền chiếu ta nói đến lời nói đi làm nghe đối ngoại đầu chỉ nói chúng ta chỉ đối cô độc già yếu phát cháo nếu là có ốm yếu không có tiền chữa bệnh chúng ta còn thi thuốc chỉ hy vọng lão ta lão cùng nhân chi lão ấu ta ấu cùng nhân chi ấu suy bụng ta ra bụng người cái này nhanh ngày tết tất cả mọi người qua cái tốt năm lan nhi cười lên tiếng liền không người lui ra ngoài tìm quản gia đi thương lượng chuyện này đợi nàng vừa đi Dương Tử Diên liền một phát bắt được Dương lão phu nhân tay, trong thanh âm đè nén vui sướng, "Mẫu thân, chuyện này nhất định là Tần cô nương giúp chúng ta làm được, ta liền biết Tần cô nương rất lợi hại, nhất định sẽ nói đến làm được." Nàng nói qua, sẽ không bỏ qua Liễu Phi Nguyên, "Mẫu thân ngươi nhìn, Liễu Phi Nguyên cái này gặp khó, khẳng định là Tần cô nương làm, chúng ta phải thật tốt cảm tạ một chút Tần cô nương." "Đúng vậy a, à, Tử Diên ngươi nói đúng, chúng ta là phải thật tốt cảm tạ một chút Tần cô nương." Dương lão phu nhân vỗ nhẹ Dương Tử Diên tay nói, như vậy đi, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ta gọi người phía dưới, nhiều hơn chuẩn bị một chút niên lễ, chúng ta ngày mai liên quan đưa niên lễ cùng tại lễ, đi bái phỏng một chút tần gia, ơ trước mặt hướng tần cô nương biểu đạt cảm ơn. Dương Tử Diên không chỗ ở gật đầu, đều nghe mẫu thân. Dương lão phu nhân nhịn không được lần nữa ôm ôm Dương Tử Diên, thật có thể cảm giác được, sau cơn mưa trời lại sáng mà tại Dương gia chuẩn bị niên lễ tới bái phỏng tần sắc thời điểm, tần sắc còn tại vội vàng tiền tử đồng sự tình. Chương 433, đến tục cùng muốn nói cái gìn 433, đến tục cùng muốn nói cái gì tại lại bộ nha môn náo qua một trận về sau, tần sắc cùng tạ hành tại chỗ hẻo lánh cùng tiền tử đồng tụ hợp, tiền tử đồng nhìn thấy tần sắc liền bái, nói, cảm ơn ngươi cô nương, ngươi nói không sai, bây giờ ta như vậy nháo trò, liễu phi nguyên tự nhiên sẽ vì những gì hắn làm trả giá đắt, ta cũng coi là chết được nhắm mắt. Nói cho cùng, trên người ngươi cũng không sát nghiệt, khi còn sống cũng coi như long đong, đầu bảy về sau, an an ổn ổn đi luân hồi đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, dù sao uống qua mạnh bà thang, kiếp trước hết thảy, ngươi liền đều quên. Tần sắc hướng tiền tử đồng cười cười, ông Thanh nói, tiền tử đồng gật gật đầu, cô nương kia ta liền đi trước. Tần sắc từ một tiếng, tiền tử đồng lần nữa hướng nàng bái về sau, liền bay đi, đưa tiễn tiền tử đồng vừa vặn, tần sắc cùng tạ hành liền muốn về nhà, nhưng vừa đi hai bước. Tạ hành bước chân lại là dừng lại, tần sắc không khỏi hướng hắn nhìn sang, làm sao rồi? Ta nhớ tới một sự kiện. Tạ hành nói, trước đó không phải nói muốn cho ta làm trang phục mùa đông sao. Tần sắc suy nghĩ một chút, giật mình, làm sao rồi? Khi là nàng trước đó ngủ được mơ mơ màng màng, nhớ tới nói, tạ hành coi không vừa mắc quần áo, khối này qua năm mới, cũng nên thay đổi quần áo mới, quay đầu đi làm hai thân, tạ hành nhìn qua nàng nói, ta trước đó ra tới mua cho ngươi bánh ngọc thời điểm, tại một cái thợ may cửa hàng đặt trước hai thân, hôm nay nên đi lấy. Tần sắc ồ lên một tiếng, ta làm sao không có đã nghe ngươi nói một chút chuyện nhỏ, ta liền quên nói cho ngươi. Tạ Hành trong thần sắc một điểm cũng nhìn không ra là tại nói dối, mười phần thản nhiên. Tần sắc, a à, kia ta cùng đi với ngươi lấy đi. Tạ Hành nghe xong lại nhíu mày lại, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, suốt ngày chạy khắp nơi làm sao thành? Ngươi về nhà trước đi, ta đi lấy quần áo liền trở về, thuận tiện mua cho ngươi chút ngươi thích ăn. Tần sắc gặp hắn, tự tuyệt liền không có kiên trì, mười phần biết nghe lời phải, vậy được, ta về trước đi ngươi cũng về sớm một chút a. À. Tạ hành gật gật đầu, tần sắc hướng hắn khoát khoát tay, liền hướng tần gia phương hướng đi qua, tạ hành dừng một chút, cất bước hướng náo nhiệt trên đường phố đi qua, mà tại hắn sau khi đi, tần sắc thân ảnh xuất hiện ở một bên cửa ngõ, nhìn xem tạ hành tiến đầu kia náo nhiệt đường đi, nàng không xa không gần theo sau lưng, chợt, nàng liền thấy tạ hành tại đi đến trên đường về sau, bước chân nhất chuyển, tiến một chỗ vắng vẻ quảng trường bên kia tất cả đều là tử lâu cùng hoa lâu, tần sắc nhíu mày. Một cái, bỗng nhiên ba giây, nhưng không có đuổi theo, nàng nhìn một cái kia một mảnh quảng trường, nắm chặt tay áo, quay người rời đi, cùng thời khắc đó, tạ hành ngoặt vào một chỗ hoa lâu, nhìn xem bị các hoa khôi vây quanh lâu thiên cơ, tạ hành mặt không biểu tình, lâu thiên cơ uống một ngụm rượu, nhìn xem tạ hành đi tới, hắn cong môi cười nói, ngươi đến rồi. Ngươi xuất nhập nơi này, không sợ tần chi biết đánh với ngươi lên. Tạ hành thần sắc nhàn nhạt, giữa lông mày còn có một tia chán ghét, mới hắn chính là nghe được một trận ngắn ngủi dùng dập tiếng còi, mới chạy tới, loại kia tiếng còi, là vu tộc ở giữa đặc hữu phương thức liên lạc, những người khác nghe không được, có thể tại không kinh động những người khác tình huống dưới, tiến hành liên lạc, tạ hành đã thật lâu không có nghe được loại kia tiếng còi, tiếng còi có dài ngắn đặc điểm, phiên dịch tới chính là, tại duyên hoa lâu chờ ngươi, mấy chữ này mắc. Tạ hành lúc này mới đi tìm tới, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy lâu thiên cơ như thế phóng đảng hình hài một màn, lâu thiên cơ nghe vậy, suy một tiếng, cái kia tiểu bạch nhãn lan, nếu là nhìn thấy ta cùng nhiều như vậy mỹ nhân nhi tại một khối, sẽ không vui vẻ, vậy ta thật sự là cảm ơn trời đất, liền sợ nàng không những sẽ không không vui vẻ, thậm chí còn có thể cao hứng, thuận thế đem ta giao cho các nàng. Tạ hành suy nghĩ một chút, cái này thật đúng là tần chi có thể lo liệu ra tới sự tình, có lẽ là bởi vì từ nhỏ bị quán thâu phải vì nữ quân sinh vì nữ quân chết tư tưởng, Tần Chi đẩy trong đầu, xác thực chỉ có Tần sắc sinh tử, nàng liền sinh tử của mình đều có thể không quan tâm, vì có thể có năng lực bảo hộ Tần sắc, thậm chí liền trong sạch đều giao ra ngoài, có thể nghĩ, nàng đối cái khác những cái kia, có không có tình cảm là có bao nhiêu coi thường, Tạ Hành mang theo nhàn nhạt dễu cợt nói, ai bảo ngươi yêu một cái bạch nhãn lan. A. À. Lâu Thiên cơ khí cười đụng một chút đem chén rượu vừa để xuống, nhìn chầm chầm tạ hành suy nói, ngươi cho rằng ngươi coi trọng có là một cái cái gì tốt sao? Nói, hắn hướng những cái kia các hoa khôi khoát khoát tay, những cái kia hoa khôi mang theo không tình nguyện, nhưng vẫn là phúc thân lui ra, tại từ tạ hành bên người đi qua thời điểm, các nàng còn hướng tạ hành liếc mắt đưa tình, tạ hành lại không nhúc nhích. Liền cái mắt gió cũng không cho các nàng, các hoa khôi rất cảm thấy thất vọng, lúc đầu coi là hôm nay đến cái khách hàng lớn, điểm các nàng tất cả tỉ muội nhưng trên thực tế Lâu Thiên Cơ lại khắc chế vô cùng, chỉ là mình ngồi ở nơi đó uống. Rượu, tôn lên các nàng tựa như còn không bằng những cái kia rượu, đến cái tạ hành cũng xem các nàng như không, các nàng đều đang hoài nghi mình mị lực, mà nhìn thấy các nàng rời đi về sau, Lâu Thiên Cơ khoát tay, cửa phòng trực tiếp đóng lại, chợt hắn liếc nhìn lấy tạ hành, nói tiếp xong mình mới chưa hết ngữ điệu. Vô tộc bên trong có lời, quân phu chỉ gánh chịu sinh dục chi trách, cả một đời chỉ có thể trông coi nữ quân một người, nếu vô pháp sinh dục còn cần bị đốt cháy tế thiên mà nữ quân muốn thai nén càng nhiều hậu tự từ phía trên ý theo thiên tuyển chọn định ra một nhiệm kỳ nữ quân ứng cử viên nói cách khác nàng ngày sau thật khôi phục nữ quân thân phận liền sẽ có không chỉ ngươi một cái phu quân nếu ngươi chỉ là làm quân phu cái này cũng không có gì thế nhưng là tạ hành hắn nhìn qua tạ hành ánh mắt dường như còn có chút thương hại nhưng ngươi yêu nữ quân lâu thiên cơ ực một hớp rượu cảm thán một tiếng quân phu yêu nữ quân nhìn xem nhiều lãng mạn a à, nhưng trên thực tế ngươi cùng ta đều rõ ràng quân phu mới là cả đời này cũng không có thể yêu nữ quân người một cái tùy thời phải vì nữ quân hy sinh còn phải xem lấy nữ quân có được càng nhiều quân phu người hầu làm sao có thể yêu chủ nhân của mình đâu tạ hành mặt không thay đổi nhìn qua hắn thần sắc không có chút nào chấn động cũng không bị lâu thiên cơ những lời này đã động ngươi phí hết tâm tư tới tìm ta chính là muốn nói với ta những cái này tạ hành xùy một tiếng ngươi thật sự là đủ nhàm chán nói xong hắn quay người muốn đi lâu thiên cơ thấy thế sách một tiếng cười nói chớ đi a à, cái này đường đường chính chính sự tình chúng ta còn chưa nói đâu tạ hành bước chân dừng lại nếu như ngươi chỉ là vì nói những cái này nói chuyện không đâu vậy chúng ta không có gì để nói làm sao lại thế lâu thiên cơ doanh doanh cười nói tới 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 thần dực quân điện hạ không muốn gấp gáp như vậy nha ta lần này tìm ngươi đến là thật có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói chuyện, việc quan hệ tần sắc trong cơ thể một người khác hồn phách sự tình. Nghe vậy, tạ hành xoay người lại, nhìn qua lâu thiên cơ, ánh mắt mang theo hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất lâu thiên cơ nếu là nói ra cái gì không xuôi tai đến, hắn liền sẽ trực tiếp giết lâu thiên cơ giống như. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lâu thiên cơ tuyệt không trực tiếp mở miệng trả lời, mà là cầm lấy một cái sạch sẽ cái chén, rót một chén rượu, phóng tới một bên, hướng tạ hành làm cái tư thế mời. Chương 434, đã sớm chết đút 434, đã sớm chết đút hành trần chờ một giây, đi tới ngồi xuống, nhưng tuyệt không uống những cái kia rượu, lâu thiên cơ nghiền ngẫm nhi cười một tiếng, ngươi một cái nam nhân, đừng nói cho ta, liền rượu đều không uống. Tạ hành không kiên nhẫn nói, có lời cứ nói. Xem ra thần dực quân điểm xuống những ngày này tính tình là thật không tốt, cũng được. Vậy chúng ta liền nói chính sự. Lâu thiên cơ nâng lên mình cái chén uống một ngụm, mới thay đổi một bộ nghiêm mặt, đem hắn trước đó cùng Tần Chi đã nói, lại cùng tạ hành lặp lại một lần, bao quát mình phỏng đoán, tạ hành nhíu mày, ý của ngươi là nói, đại vua chúc có lẽ có biện pháp, có thể để nhân hồn tại chỗ hắn trưởng thành. Cái này chỉ là phán đoán của ta. Lâu Thiên Cơ châm trước nói, có điều, ngươi cùng nàng sớm chiều ở chung, chẳng lẽ không có phát hiện biến hóa của nàng, không phải một sớm một chiều phát sinh, mà là một cái nháy mắt, đột nhiên phát sinh sao? Tạ hành nghe vậy, nhớ tới, tần sắc trước đó bị đẩy vào trong sông, hồi lâu mới bị hắn vớt lên đến sự tình là đánh hắn nghe nói tin tức về sau, gắn sức đuổi theo đem tần sắc cứu lên bờ về sau, hết thảy phát sinh biến hóa, lúc ấy, hắn còn tưởng rằng là mình cứu được kịp thời, nhưng về sau phát giác được tần sắc có biến hóa về sau, hắn tự mình có từng điều tra, tại hắn đi cứu tần sắc thời điểm, tần sắc tại trong sông ngâm bao lâu, có người nói, tần sắc lúc ấy đã trong nước ngâm chí ít thời gian một. Nén hương, một người sống tại trong sông làm sao có thể ấm ức thời gian một nén hương đã sớm chết đuối, lúc ấy ở đây thôn nhóm đều không biết bơi, lại sợ quay đầu cùng tần sắc đại tiểu thư này nói dốc không rõ, do do dự dự, không có dưới người nước đi cứu tần sắc, vẫn là có người đi nói cho tạ hành, hắn trở về đem người cứu, chính là khi đó, tần sắc triệt triệt để để, giống như đổi một người giống như, nhìn thấy tạ hành miếm môi không nói, như có điều suy nghĩ, lâu thiên cơ liền biết mình hỏi ý tưởng. Bên trên, truy vấn, người có phải hay không nhớ tới cái gì? Tần sắc là đột nhiên có biến hóa, đúng hay không? gần một năm trước tạ hành rốt cục mở miệng nàng bị người đẩy vào trong sông một nén hương về sau ta nhận được tin tức chạy tới đem người cứu lên đến từ khi đó nàng liền phát sinh biến hóa vậy liền đúng rồi lâu thiên cơ đông đưa cây quạt thời gian một nén hương đừng nói không biết bơi người chính là biết bơi người tại trong sông nghẹn thời gian một nén hương đã sớm không có khí có lẽ cũng là bởi vì cái khác hai hồn bị thương nặng kích phát nhân hồn trở về nhân hồn trong khoảnh khắc đó trở về lại bị ngươi cứu đi lên, mới có biến hóa. Nói, hắn giống như là vì chứng thực chính mình suy đoán đồng dạng, tiếp tục nói. Còn có, nếu như nàng là không đến một năm trước phát sinh biến hóa, vậy thì càng thêm có thể chứng minh, nàng là tại nơi khác sinh trưởng, người ta đều biết, thời gian một năm, tu luyện bất thành nàng hiện tại bộ dáng này. Không chỉ có là hiện tại. Tạ hành thấp giọng nàng vừa tỉnh lại, họa phải phù chú, liền vô cùng có hiệu quả, hoàn toàn không phải người mới học, có thể làm được. Lâu Thiên Cơ nghe vậy, nhìn kỹ Tạ Hành, "Ta nói Tạ Hành, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện tần sắc không thích hợp rồi?" Tạ Hành không nói chuyện, Lâu Thiên Cơ lập tức suy nghĩ linh hoạt, lộ ra một mặt lão hồ ly cười. "Tạ Hành, ngươi có phải hay không trước đó coi là nàng không phải chân chính tần sắc. Như thế đột nhiên biến hóa, chính là nhân hồn thức tỉnh, cũng là làm không được, nhưng ngươi một mực không nói, vì cái gì?" Hắn hướng Tạ Hành xích lại gần một tấc. "Đừng nói cho ta, ngươi đã sớm yêu nàng?" dù là nàng không phải chân chính tần sắc, ngươi cũng không có vạch trần nàng. Tạ hành vẫn như cũ không nói chuyện, lâu thiên cơ lại biết, mình đoán đúng, không khỏi kéo một vòng cười, tạ hành a à, tạ hành, ngươi thế nhưng là quân phu, chú định chỉ có thể trông coi nữ quân quân phu, ngươi lại tại không nhất định tần sắc thân phận thời điểm, thích nàng, chật chật chật. Tạ hành nghe vậy, ực một hớp rượu, động tác này không thể nghi ngờ là càng thêm ngồi vững lâu thiên cơ suy đoán, kỳ thật, Tạ Hành đều không biết mình là lúc nào thích Tần Sắc, hắn biết trước đó Tần Sắc điêu hoa tùy hứng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vứt bỏ có thể khắc chế tự thân nhân hồn, cho nên hắn một mực bao dung lấy Tần Sắc, nhưng chưa nói tới yêu, không có người sẽ yêu như thế một cái Tần Sắc. Về sau Tần Sắc bị hắn từ trong sông cứu đi lên, phát sinh biến hóa rất lớn, nàng trở nên sáng lạng như ánh nắng, lộng lẫy như cầu vồng, quan tâm hắn, quan tâm hắn, ngay từ đầu, hắn liền nhìn ra được Tần Sắc biến hóa, nhưng một lúc bắt đầu hắn còn tưởng rằng là nhân hồn thức tỉnh, cho nên không có vạch trần, vẫn như cũ duy trì lấy về sau sinh hoạt hình thức, về sau, tần sắc dần dần tại huyền thuật bên trên bộc lộ tài năng, giúp người khác vẽ bùa, giúp người khác tìm kiếm mất đi hồn phách, cọc cọc. Kiện kiện, không giống như là vừa mới thức tỉnh nhân hồn, có thể làm được sự tình, hắn bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu hoài nghi tần sắc thân phận, thậm chí có một đoạn thời gian, hắn nghĩ tới cho tần sắc thư bỏ vợ. Duy chỉ có không nghĩ tới giết tần sắc, theo lý mà nói, một cái kẻ ngoại lai cướp đi nữ quân thân thể chen đi nữ quân hai hồn hắn là vô luận như thế nào cũng phải giết tần sắc thế nhưng là hắn lật qua lật lại nghĩ tới về sau phát hiện mình duy chỉ có không nghĩ tới giết tần sắc một chiêu này là hắn biết tần sắc đối với hắn mà nói hẳn là không giống cho nên ngươi cảm thấy nàng hiện tại là nữ quân vẫn là kẻ ngoại lai thấy tạ hành nãy giờ không nói gì lâu thiên cơ đành phải mình truy vấn tạ hành miếng môi nàng chính là nàng vẫn luôn là nàng Lâu Thiên Cơ nhớ mày, lời này của ngươi ngược lại là có ý tứ. Nàng chính là nữ quân. Tạ hành nghiêm mặt nói, ta không biết nhân hồn xuất hiện cái gì dị dạng, nhưng ta biết nàng chính là nữ quân. Lâu Thiên Cơ ngược lại càng thêm không hiểu, ngươi làm sao xác định. Thiên mệnh thạch. Tạ hành nói, nữ quân thiên mệnh thạch trong tay ta, thiên mệnh thạch đang đến gần nàng thời điểm, không có gì thường phản ứng, mà nàng tại nữ quân trong cơ thể, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu hoặc là bị bài xích, cho nên một lúc sau, ta liền biết nói, nàng chính là nhân hồn. Thiên mệnh thạch là vu tộc đại biểu một người mệnh thạch, thạch ra nhân sinh, đá bể người vong, nếu là thuộc về người nào đó thiên mệnh thạch xuất hiện dị thường, liền chứng minh người này xảy ra vấn đề, tương phản không có dị thường, liền chứng minh người này hết thảy bình thường. Vậy ngươi đêm đó hỏi ta, nhân hồn có khả năng hay không tại chỗ hắn trưởng thành, không hề chỉ là bởi vì trong cơ thể nàng có một người khác ký ức, càng là bởi vì ngươi xác nhận, nàng chính là nhân hồn. Nhưng có một phần khác ký ức, ngược lại người chứng minh hồn có vấn đề. Lâu Thiên Cơ cùng Tạ Hành đều là người thông minh, lúc nói chuyện cho tới bây giờ đều là nghe tiếng biết ý, Tạ Hành ngược lại là không có phủ nhận, từ một tiếng, ta càng tin tưởng, nàng cái này một vòng nhân hồn là tại chỗ hắn trưởng thành. Nhân hồn thoát ly cái khác hai hồn, thế mà không phải ngủ say, mà là có thể tại chỗ hắn trưởng thành, đây thật là cho dù ai cũng không nghĩ đến. Lâu Thiên Cơ lắc đầu, biểu thị kinh ngạc. Cách không được phải vu chút tìm tìm A nhiều năm, đều không có tìm được cái này vị nữ quân nhân hồn ở nơi nào, ai có thể nghĩ đến, nữ quân nhân hồn căn bản không có bị phong ấn không có ngủ say, thậm chí đều không ở trên thế giới này, mà là tại một thế giới khác trưởng thành. Hắn sờ sờ cái cầm. Chẳng qua khiến ta kinh ngạc nhất chính là, trên thế giới này thế mà thật sự có một thế giới khác sao? Chương 435, từng cái đều là bạch nhãn lan chương 435, từng cái đều là bạch nhãn lan chê được lâu thiên cơ câu nói sau cùng. Tạ hành không nói gì, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, xác thực có một thế giới khác, hắn tại tầng sắc trong trí nhớ, nhìn thấy qua cái kia kỳ, kỳ quái lạ lùng, sắc thái lộng lẫy thế giới, cái kia cùng nơi này hoàn toàn không giống, khiến người điên cuồng, ngợp trong vàng son thế giới, lâu thiên cơ, không có đạt được tạ hành đáp lại, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, rất nhanh ung dung dời đi đề tài, khi nàng hiện tại là đạt được nữ quân nhân hồn truyền thừa sao? Hẳn không có. Tạ hành nói, nàng trước mắt tu luyện biện pháp, đều là nàng từ thế giới kia được đến, cùng vu tộc cũng không giống nhau, cho nên ta cho rằng, lúc trước đại vu chúc. Xác thực dùng phong ấn thuật, nhưng chỉ là phong ấn nhân hồn bên trong lịch đại truyện, từ đó có thể đưa nàng đưa đi thế giới khác thật tốt sinh hoạt, không bị người hữu tâm phát hiện. Khi truyền thừa của nàng, làm như thế nào thu hoạch được? Lâu thiên cơ hiếu kỳ, tạ hành nghe vậy lại liếc mắt nhìn hắn, đối đầu ánh mắt của hắn, lâu thiên cơ lập tức hiểu được, sách một tiếng, thế nào, cho là ta hỏi cái đề tài này, là muốn giúp phải vô chút hướng các ngươi tìm hiểu tin tức sao? Tạ hành sâu kính nói, chẳng lẽ không phải? Lâu thiên cơ liếm một cái hàm răng, các ngươi thật. Từng cái đều là bạch nhãn lan, cho các ngươi những cái này phá sự, ta làm bao nhiêu, trong lòng ngươi không có điểm số. Nếu không phải ta, cử động của các ngươi, đã sớm phải vô chút phát hiện, còn muốn ngồi ở chỗ này châm chọc ta. Tạ hành nghe vậy, mặc một cái chớp mắt, nói, truyền thừa vấn đề, ta hiện tại cũng không rõ ràng, vẫn đang tra. Lâu Thiên Cơ hừ một tiếng, lúc đầu nha, ta hảo tâm muốn giúp các ngươi điều tra thêm nhìn, nhưng xét thấy ngươi vừa rồi đối ta châm chọc, chuyện này, dừng ở đây, ta lười nhát quản các ngươi. Tạ hành lại không có sinh khí, thậm chí khó được tán đồng gật đầu, như thế tốt lắm, trước ngươi đã giúp chuyện của chúng ta, cũng dừng ở đây, thừa dịp hắn không có phát hiện kịp thời thu tay lại. Lâu Thiên Cơ biết tạ hành có ý tứ gì, phải vô chút một khi biết, tự mình cổng phản chuyện của hắn, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn, đến lúc đó chết đều là hy vọng xa vời, chẳng bằng hiện tại thu tay lại, làm làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hắn vẫn là phải vô chút cái kia ngoan con nuôi, nghĩ đến đây, lâu thiên cơ a à một tiếng cười khẽ, đông đưa cây quạt đứng dậy, ném mấy khối bạc vụn trên bàn, liền nên ngang hướng bên ngoài đi qua. Mà tại hắn đi tới cửa thời điểm, tạ hành thanh âm, bỗng nhiên từ sau người truyền đến. Lâu thiên cơ, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Vẹn vẹn bởi vì, ngươi yêu nữ nhân. Tạ hành ngồi ở kia, cũng không quay đầu lại, nhìn cũng chưa từng nhìn. Lâu Thiên Cơ, Lâu Thiên Cơ nghe vậy, cũng không quay đầu lại đến, dừng một chút, liền mở cửa phòng, mang theo một mặt yêu giả cười đi ra ngoài, cũng không trả lời tạ hành vấn đề này, tại tạ hành cùng Lâu Thiên Cơ trò chuyện thời điểm, tần sắc một người thần sắc nhàn nhạt trở lại tần gia, gần như nàng vừa trở lại thanh hà viên, còn chưa ngồi nóng đít, Tào Ngọc Mai liền vội vàng đi tiếng thanh hà viên, thấy được nàng đến, tần sắc hiểu rõ mà nói, xem ra liễu thượng thư sự tình, đã truyền khắp kinh trung các ngõ ngách, liền ngươi cái này khuê các nữ nhi đều biết. Tào Ngọc Mai sững sờ, tại tầng sắc chỗ bên cạnh ngồi xuống, sắc sắc ngươi biết ta là vì gì mà đến. Cái này còn không phải rõ ràng sao. Tần sắc cong môi cười một tiếng, liễu thượng thư lúc này mới xảy ra chuyện bao lâu, ngươi tới được gấp gáp như vậy, tại sao đến đây, rất rõ ràng. Tào Ngọc Mai nghe vậy, hướng phía trước ngồi ngồi, nói như vậy, liễu thượng thư tại trước mặt mọi người mất khống chế, thú nhận mình tội danh sự tình, thật là ngươi làm tần sắc cho tào ngọc mai rót một chén trà khẽ cười phải cũng không phải tào ngọc mai cầm chén trà không hiểu cái gì gọi là là cũng không phải liễu thượng thư sự tình cùng ta có quan hệ nhưng lại không tính là ta để hắn nhận tội tần sắc nói là tiền tử đồng tào ngọc mai sững sờ ngươi thật tìm tới tiền tử đồng hồn phách rồi tần sắc gật gật đầu tìm được không chỉ có tìm được ta còn từ tiền tử đồng kia biết được sát hại nàng người đúng là liễu phi nguyên nàng đối liễu phi nguyên cũng là đầy ngập oán hận, cho nên chúng ta đạt thành một cái vui sướng hợp tác. Nói xong, nàng cười hì hì bán một cái cái nút, tào ngọc mai lòng nóng như lửa đốt, hai người các ngươi đều làm cái gì rồi. Ta để tiền tử đồng đi hù dọa liễu phi nguyên, hù đến liễu phi nguyên nói ra lời nói thật, tốt nhất tại trước mặt mọi người nói ra lời nói thật. Tần sắc công môi cười một tiếng, vừa lúc, ta thăm dò được, liễu phi nguyên hôm nay muốn đích thân đi lại bộ đưa xin nghỉ dáng ta liền để tiền đồng sớm đi lại bộ nha môn bên ngoài, chờ lấy liễu phi nguyên, hắn vừa ra tới, liền đi dọa hắn. Tại lại bộ nha môn bên ngoài, không chỉ có người đến người đi, càng có triều đình quan viên tại phụ cận, chỉ cần liễu phi nguyên nói chuyện lời nói thật, vậy cái này sự kiện liền che không được, tin tức liền sẽ mở rộng ra, liễu phi nguyên liền phải không may, nhưng sợ là sợ liễu phi nguyên xảo trá, không chịu nói, cho nên, tần sắc cùng tạ hành vì cam đoan vạn nhất, đi hiện trường. Nàng len lén cho liễu phi nguyên trên thân, nhét hai tấm phù lục, một tấm định thân phù, tên như ý nghĩa liền cùng điểm huyệt công phu không sai biệt lắm, có thể để liễu phi nguyên trong thời gian ngắn không nhúc nhích được, mặt khác một tấm là chân ngôn phù, có thể để liễu phi nguyên đem trong lòng đâm chiêu suy nghĩ nói hết ra, không có cách nào lại tránh nặng tìm nhẹ, hai tấm phù mới ra, tăng thêm tiền tử đồng đe dọa. Liễu phi nguyên một mạch liền đem lời nói thật đều nói ra, tần sắc suy nghĩ. Một chút liền vui vẻ, dạng này ác nhân, liền nên đạt được kết quả như vậy tào ngọc mai nghe rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối sợ hãi thang nói hóa ra là dạng này sắc sắc người cái này chiêu thật hung ác ngay trước lại bộ quan viên mặt chính là hắn nghĩ không thừa nhận đều không được ta nghe nói hắn bây giờ đã bị mang đến kinh triệu phủ chỉ sợ cái này tình không thể thiện tần sắc công môi nói không thể thiện rồi tại hắn động thủ lúc giết người liền nên nghĩ đến cái này kết quả tào ngọc mai rất tán thành gật đầu lại nói chẳng qua chuyện này không có đơn giản như vậy liễu phi nguyên tốt xấu là quan lớn kinh triệu phủ cũng chỉ có thể qua cái tay cuối cùng còn phải tam ti hội thẩm mới có thể có kết quả mà xử phạt bao nhiêu phải bệ hạng ý mới được nói nàng do dự một chút nói sắc sắc ngươi nói chúng ta muốn hay không đi tìm thái tử điện hạ để hắn hỗ trợ tham gia liễu phi nguyên một bản nếu là điện hạ nguyện ý cửa ra lời nói liễu phi nguyên tất nhiên sẽ bị xử nặng tần sắc nghe vậy lại lắc đầu vẫn là đừng Thái tử điện hạ chỉ cần theo lễ công bằng xử lý sự tình liền tốt. Hắn hiện tại ngồi tại Đông Cung, trên triều đình không nên có mảnh liệt khuynh hướng tính. Này làm sao có thể xẻm như khuynh hướng tính đâu? Tào Ngọc Mai không hiểu, Liễu Phi Nguyên giết người cái này sự tình chính là sự thật a, à, giết người thì đền mạng, đây là thiên lý. Vậy thì thế nào? Tần Sắc Kiên nhẫn giải thích nói, chuyện này mặt ngoài nhìn xem giống như chỉ là Liễu Phi Nguyên một người tội giết người tên, trên thực tế còn liên lụy đến Dương Gia. Dương lão gia đứng hàng nội các, văn thần đứng đầu, Liễu Phi Nguyên ở bên ngoài dội nước bẩn sự tình, cũng nhục Dương Các già thanh danh, nếu là điện hạ trên triều đình thỉnh cầu đối Liễu thượng thư từ xử nặng phạt, ngươi cảm thấy những cái kia triều thần hoặc là bệ hạ hoặc là yến vương, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ nghĩ, có lẽ điện hạ là vì lấy lòng Dương Các lão, mới có cử động lần này, chương 436, gà quay thơm quá a à chương 436, gà quay thơm quá à tào ngọc mai giật mình, đúng a, à, là như thế này nàng vỗ nhẹ trán của mình, là ta nghĩ xóa, nghĩ xóa. Khi điện hạ nên làm như thế nào mới tốt? Điện hạ bây giờ tốt nhất cử động chính là, đứng trên triều đình, không làm gì, chi cái lỗ tai nghe bệ hạ cùng triều thần liền tốt, chờ bệ hạ xử phạt là được, như bệ hạ tới hỏi điện hạ ý tứ, điện hạ chỉ cần nói, phụ hoàng anh minh, một cách tự có phụ hoàng quyết đoán, cái này không có vấn đề. Nhưng cứ như vậy, không phải lộ ra điện hạ không có chút nào quyết đoán sao? Tào Ngọc Mai chần chờ nói. Tần sắc có thâm ý khác cười một tiếng, bệ hạ chính vào tráng niên, có chuyện gì là cẩn thái tử hỗ trợ quyết đoán sao? Điện hạ cùng bệ hạ, cũng không phải phổ thông phụ tử, vẫn là quân thần, ngươi cảm thấy sẽ có cái nào đế vương tại vị lúc, muốn nhìn thấy một cái quyền cao chức trọng, mọi chuyện thay mình quyết đoán, tận ôm hướng quyền cùng lòng người thái tử. Tào Ngọc Mai một cái giật mình, triệt để nghe rõ, vội vàng. Gật đầu, ta biết, quay đầu ta liền để cha ta đi gặp điện hạ thời điểm, nói một tiếng. Tần sắc từ một tiếng, nàng cảm thấy không quan trọng, đạm đài hữu hẳn phải biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, người bên ngoài sách không nhắc nhở, đều không trọng yếu, chẳng qua Tào Ngọc Mai đã có tâm, nàng liền không muốn ngăn, vừa vặn xúc tiến xúc tiến hai người bọn hắn tình cảm cũng tốt, đúng lúc này, tạ hành trở về, cầm trong tay không ít tần sắc thích ăn bánh ngọt, còn có cái gà quay, Tào Ngọc Mai nhìn thấy hắn cầm nhiều đồ như vậy trở về, liền thông minh đứng lên nói, tạ công tử trở về. Vậy ta liền không nhiều chậm trễ, ta liền đi về trước, sắc sắc, Hai ngày nữa ta trở lại nhìn ngươi." Tần Sắc nghe vậy đứng dậy, đem tào ngọc mai đưa đến thanh hà viên bên ngoài, liền chuyển trở về, Tạ Hành đã đem ăn đến trên bàn dọn xong, Tần Sắc nghiêng trên thân nhìn đằng trước nhìn, nghe được gà quay mùi thơm, lập tức hai mắt sáng lên nói, "Cái này gà quay thơm quá a." À? Là tụ toàn đức, nghe nói là cái danh tiếng lâu năm, gà quay làm được tốt nhất, ta vừa vặn trải qua, nhìn thấy bên trong có vừa ra lò, mua chút cho ngươi nếm thử." Tạ Hành nói, từ phòng bếp nhỏ kia cầm một đôi đũa cho tần sắc tần sắc cầm đũa đừng xuống tới một khối chân gà liền cầm ở trong tay gặm lên gà quay thật nhiều hương kinh ngạc tần sắc từng miếng từng miếng một mà ăn ánh mắt từ tạ hành trên thân chuyển một chút chợt nàng cầm xuống chân gà hướng về phía tạ hành hít hà tạ hành dừng lại làm sao ngươi uống rượu rồi tần sắc nhớ mày trên thân có mùi rượu tạ hành cười nhạt nói ngươi mũi linh ngươi thật đúng là linh là uống một điểm rượu trên đường nhìn thấy có mới ra rượu liền nếm thử một miếng. Tần sắc lại lắc đầu, không đúng, không phải ven đường quán ba, ngươi cái này trên thân còn có một cổ son phấn khí đâu. Thật sao? Tạ hành nghe vậy, nâng lên tay áo ngửi ngửi, hắn ngược lại là ngửi không thấy cái gì son phấn khí, nhưng tần sắc nói, hắn cũng không có phản bác cái gì, chỉ là nói, ước chừng là kia. Bán rượu nương tử trên người son phấn hương, dính tại trên người ta. Tần sắc dò xét tạ hành liếc mắt, tiếp tục đi gặm mình chân gà, không nói gì, Tạ Hành phát giác được Tần Sắc cảm xúc dường như có một ít chút không thích hợp, nhưng nhìn kỹ đi thời điểm, lại thấy được nàng thần sắc giống như ngày thường, hắn đoán được mình khả năng không có giấu giếm được Tần Sắc, nhưng lại không biết làm như thế nào bù, trong lúc nhất thời cũng không có lời nói, ngay tại Tần Sắc ăn gà quay thời điểm, Trương Bán Tiên kia mũi mới thật sự là sau so mũi chó còn linh, hứng thú bừng bừng từ. Bên ngoài chạy vào, một bên chạy còn vừa nói, ta làm sao nghe được gà quay hương vị, thơm quá a. À? Tần Sắc nghe vậy liền cười nói, là tạ hành vừa rồi mua cái gà quay trở về, ngươi qua đây nếm thử nhìn. Trương bán tiên lập tức chạy tới, nhìn xem kia gà quay suýt nữa chảy nước miếng, tần sắc thấy thế, cười kéo xuống đến một cái đùi gà, đưa cho trương bán tiên, trương bán tiên vội vàng nói, ta ăn địa phương khác thịt gà là được, đùi gà vẫn là sư phụ cùng tạ công tử ăn đi. Tần sắc cười nói, ta cũng ăn không hết, ngươi ăn một khối không có gì. Nghe vậy, trương bán tiên mới cười hì hì nhận lấy, chợt tần sắc đem mặt khác một cây đùi gà lột xuống, đưa cho tạ hành, ngươi cũng nếm thử nhìn. Tạ hành nhận lấy, nhưng ánh mắt một mực đang tần sắc trên thân chạy, hôm nay tần sắc khẩu vị dường như không tốt lắm, ăn một cây chân gà về sau, nếm hai khối bánh ngọt, liền không có ăn cái gì, chỉ là ngồi ở một bên, hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, nói, lại phiêu tuyết nhỏ, không biết ngày mai có thể hay không thành tuyết lớn. Tạ hành nghe vậy đưa một chén trà nóng đi qua, đừng ngồi tại cửa sổ, coi chừng bị lạnh. Yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy cảm lạnh. Tần sắc cười cười, tiếp nhận chén trà, ông ở trong tay cũng không uống, tạ hành nhào một chút lông mày, cảm thấy rất không thích hợp nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tần sắc như thế không mặn không nhạt thái độ, duy trì đến buổi chiều, tần tương đến tìm nàng, đi nàng phòng. Bên trong đánh lá cây bài, nói tần uyển sau khi đi, nàng một người rảnh đến nhàm chán, liền góp mấy cái nha hoàng đánh lá cây bài, mời tần sắc cũng đi, tần sắc cũng là tinh thần tỉnh táo, liền đứng dậy hướng tạ hành nói, ta đi chơi một lát, ngươi đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta. Tần tương tự mình đến mời, Tạ Hành cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật gật đầu. Tần sắc liền lôi kéo Tần tương ra gian phòng. Tạ Hành vốn cho là các nàng chơi không được bao lâu, hẳn là liền sẽ trở về. Nhưng một đêm này, Tần sắc một mực cũng chưa trở lại. Tạ Hành phát giác sự tình thật không thích hợp, liên tưởng đến Tần sắc nói trên người hắn có son phấn vị sự tình, hung hăng nhéo một cái lông mày, ngửi ngửi y phục của mình, chẳng lẽ thật sự là có cái gì son phấn vị? Lúc ấy những cái kia hoa. Thôi cũng chỉ là từ bên cạnh hắn đi qua lúc, trải qua một chút, hẳn là sẽ không nhiễm phải cái gì son phấn vị A, tạ hành không nghĩ ra, một bên khác, tần tương nhịn đến nửa đêm về sáng thời điểm, thực sự là chịu không được, một mực la hét muốn đi ngủ, tần sắc lại hào hứng hừng hực, một mực muốn chơi, tần tương trì động phát hiện, tần sắc không thích hợp, liền đem bài đẩy, gọi chúng nha hoàng xuống dưới, lôi kéo tần sắc hỏi, đường tỷ ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra A? À? Nơi nào không vui vẻ? Tần sắc mặt mũi tràn đầy cười, nào có a, à, ta chính là cảm thấy lá cây bài rất thú vị. ngươi nếu là không nghĩ chơi, thì thôi. không phải. tần tương cao mày nói chơi lá cây bài là thật cao hứng sự tình, nhưng ta cảm thấy đường tỷ ngươi cao hứng cũng không phải là thật cao hứng, thật giống như ta trước kia sinh khí, liền liều mạng kéo người đá quả cầu đồng dạng, nhìn xem cao hứng, nhưng không có chút nào cao hứng. tần sắc ý cười nhạt nhạt, không nghĩ tới tần tương như vậy nhạy cảm, tần tương lôi kéo nàng tay, hỏi đường tỷ có phải là trong nhà nơi nào để ngươi không vui vẻ rồi? Không có. Tần sắc khẽ lắc đầu, rút tay ra rót cho mình một ly trà, ta chẳng qua là cảm thấy, người với người khoảng cách quá xa, dù là đứng tại lẫn nhau trước mặt, vẫn như cũ thấy không rõ lẫn nhau bộ dạng dài ngắn thế nào, mang như thế nào tâm tư, đáng sợ nhất, ta còn không có mặt đi nói người ta, bởi vì ta cũng mang tâm tư khác. Tần tư nghe không hiểu, nhưng có thể cảm giác được tần sắc đáy mắt hoang vu, nàng có chút sốt ruột, đường tỷ xảy ra chuyện gì rồi. Chương 437, ta mơ tới ngươi rất nhược 437, ta mơ tới ngươi rất nhõng vậy, tần sắc lắc đầu, trên mặt trồi lên nhàn nhạt cười, không có gì, ngươi liền xem như là ta buồn lo vô cớ, suy nghĩ lung tung đi. Tần tương gãi gãi đầu, có thể nghe được tần sắc trong lời nói có cái khác thâm ý, nhưng nàng lại nghe không hiểu, thấy tần sắc không muốn nói, nàng liền ồ một tiếng, khi đường tỷ thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tần sắc vốn muốn nói không cần, nhưng nghĩ nghĩ, lại nói, không cần, chính ta trở về liền tốt. Tần tương vây được ngáp một cái, liền không có cưỡng cầu đưa tần sắc trở về, tần sắc một người ra tần tương ở viện tử, nhưng không có về thanh hà viên, mà là cất bước từ cửa sau ra tần gia, gần như tại nàng ra tần gia đồng thời, tần chi xuất hiện ở trước mặt nàng, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm, tiểu thư, muộn như vậy ngươi muốn đi đâu? Ta liền biết ngươi ở đây. Tần sắc công môi, đi, theo giúp ta đi uống hai chén. Nói xong, tần sắc liền hướng trên đường đi đến, tần chi nhíu nhíu mày lại, phát giác tần sắc không thích hợp, đành phải yên lặng đi theo, đến trên đường, tần sắc tìm tới một cái còn mở cửa quán rượu, cùng tần chi đến lầu hai muốn cái vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống, đã là nửa đêm, trên đường trong tiệm người đều không nhiều, chỉ có tần sắc cùng tần chi hai người ngồi đối diện nhau, chủ quán là một đôi vợ chồng, nhìn thấy các nàng hai là tiểu cô nương, chính là lão bản nương tới tiếp đãi cho các nàng đề cử một chút không quá say lòng người rượu trái cây. Tần sắc nghe vậy gật gật đầu, cảm ơn chủ quán hảo ý rất nhanh. Rượu trái cây liền đưa đi lên. Tần sắc một bên cho Tần Chi rót rượu, một bên hỏi. Muộn như vậy, ngươi còn tại Tần gia bên ngoài nhìn ta, người kia không nóng nảy sao được? Tần Chi biết Tần sắc nói đúng lâu thiên cơ, liền cao mày nói, hắn có cái gì tốt nóng nảy, hôm nay còn không biết chạy đến đâu nhi uống hoa tử đi, không biết say chết ở đâu. Tần sắc nghe vậy dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tần Chi rất là ngoài ý muốn, hắn không phải thích ngươi sao. Sẽ còn đi ra ngoài uống hoa tửu. Tần Chi nhạt nở nụ cười, hắn như thế công tử phóng đảng, nào có cái gì thích, chẳng qua là còn không có chơi chán thôi. Nghe được Tần Chi nói như vậy, Tần Sắc bỗng nhiên tâm đau một cái, nói, ngươi làm như vậy thật không đáng, sớm một chút rời đi hắn đi. Ta không có gì tiểu thư. Tần Chi cầm chén rượu, biết Tần Sắc là trong lòng thương mình, liền cười nói, kỳ thật hắn đối ta coi như không tệ ta cùng ở bên cạnh hắn, cũng có thể học được không ít, tạm thời cứ như vậy cũng rất tốt. Tần sắc nhìn qua tần chi cười, ký ức một nháy mắt bị kéo xa, trở lại cái kia vu tộc bị tàn sát ban đêm, thi thể khắp nơi, hai cái đồng dạng lớn hài tử, tần sắc bỗng nhiên nói, kỳ thật ta ở trong mơ gặp qua ngươi. Tần chi nghe vậy tuyệt không suy nghĩ nhiều, cô nương là mơ tới chúng ta trước kia tại tần gia thời điểm sao? Không phải. Tần sắc lắc đầu, ngưng nàng, ta mơ tới ngươi rất nhỏ, rất nhỏ, vừa ra đời. Tần Chi cầm chén rượu đưa đến bên miệng động tác dừng lại, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bối rối nhìn về phía Tần Sắc, chợt ý thức được mình phản ứng có chút mãnh liệt, uống một ngụm rượu về sau, mới làm bộ bình tĩnh nói, "Tiểu thư liền thích nói giỡn, ta vừa ra đời, tiểu thư làm sao biết?" "Ta đương nhiên biết." Tần Sắc uống xong một chén rượu, để ly xuống, lại rót cho mình một ly, chợt giơ ly lên hướng Tần Chi một chút, người của Vu tộc, sinh mà sớm thông minh không phải sao? Ta không chỉ có biết ngươi ra đời bộ dáng, ta còn biết, ngươi ti ta ra đời thời điểm, vu tộc bị diệt. Ban đương tần chi chén rượu trong tay rơi tại trên bàn, rượu tung tóe nàng một tiếng, nàng hút. Hoảng mà nói, ngươi, ngươi đều nhớ tới rồi. Xem như thế đi. Tần sắc tự dễ cười một tiếng, ta làm sao đều không nghĩ tới, ta thế mà là vu tộc hậu nhân, ngươi ngày ấy nói với ta phải lời nói, có một nửa là thật, đương triều hoàng thất xác thực hại ta nhất tộc. Tần chi bạch nghiêm mặt, ta, ta không nghĩ tới nữ quân ngươi nhanh như vậy sẽ nghĩ lên ta không phải cố ý giấu giếm ngươi chỉ là sợ tin tức này ngươi nếu là biết sẽ có người gây bất lợi cho ngươi chúng ta đều nghĩ đến ngươi nếu là duy trì không biết cứ như vậy sống tạm thời mới là có lợi nhất phương thức tần sắc nhướng mày các ngươi nàng a một tiếng ngươi cùng tạ hành tần chi sững sờ nữ quân ngươi cái này đều biết rồi tại ta trong mộng có người gọi hắn quân phu Tần Sắc chỉ tốt ở bề ngoài địa đạo, Tần Chi cắn môi, không sai, hắn đúng là quân phu, là thượng thiên vì nữ quân ngươi chọn định phu quân. Thượng thiên. Tần Sắc cười lạnh một tiếng, các ngươi vu tộc chọn người, thật đúng là rất tùy tiện a. À. Không phải, vu tộc vì nữ quân chọn lựa quân phu, đều muốn trải qua trùng điệp sàng chọn, ngày sinh tháng đẻ đều muốn thích hợp, sai một chút xíu đều không được. Tần Chi vội vàng giải thích, Tần Sắc, có đúng không, vậy ta còn muốn cảm tạ các ngươi vì ta chọn lựa cái này quân phu khắp nơi giấu giếm ta, mọi chuyện lừa gạt ta rồi. Không phải. Tần Chi không khỏi vì tạ hành giải thích, hắn giấu giếm nữ quân thân phận của ngươi, cũng là vì muốn tốt cho ngươi, kỳ thật nữ quân ngươi bây giờ tốt nhất cái gì cũng đừng nhớ tới, một khi nhớ tới, liền sẽ có người phát giác được, ngươi nhân hồn đã thức tỉnh, như thế sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tần sắc hiếp mắt, người nào hồn? Tần Chi nghe vậy sững sờ, chợt mở to hai mắt nhìn, mảnh đứng lên, ngươi. Ngươi không có toàn bộ nhớ tới. Tần Sắc nhìn qua nàng. "Vâng, ta chỉ là làm một giấc mộng, trong mộng nhìn thấy vu tộc bị diệt, nhìn thấy ngươi cùng ta bị người đưa ra tới." Tần Chi ngu ngơ ở, hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Sắc ký ức là dừng lại tại cấp độ. Này bên trên, chân chính hạch tâm bí mật, nàng còn không có nhớ tới, mình ngược lại bại lộ, nàng không khỏi ảo não cắn răng. Tần Sắc rất là bình tĩnh nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã cùng ta nói nhiều như vậy, hẳn là không quan tâm nói thêm nửa một điểm dù sao ta còn không có nhớ tới hẳn là cũng sẽ không phát sinh ngươi chỗ lo lắng sự tình nói cho ta một chút để ta có chút chuẩn bị cũng không sao nghe vậy tần chi yên lặng nhìn nàng nửa ngày tần sắc cũng không nóng nảy chờ câu trả lời của nàng chỉ là một chén một chén uống rượu tần chi nhìn xem nàng càng không ngừng uống nhíu mày một cái lần nữa ngồi xuống đến cầm qua trong tay nàng bầu rượu rút cục mở miệng nói kỳ thật ta có thể nói cùng nữ quân ngươi nhớ tới ước chừng cũng không kém là bao nhiêu tần sắc một bộ xinh lắng tai nghe bộ dáng. Tần chi cắn cắn môi, tiếp tục nói, ngươi mơ tới đều là thật, chuẩn xác mà nói, đó không phải là mộng, mà là tồn tại nhân hồn trong trí nhớ, nhất trí nhớ khắc sâu. Ta là nữ quân bảo vệ, vu tộc bên trong, mỗi khi gặp nữ quân xuất sinh, sẽ chọn định một cái cùng nữ quân cùng ngày ra đời, làm nữ quân bảo vệ, hai người đồng thanh đồng khí đồng tâm đồng mệnh, cho nên nói ta vừa ra đời, mệnh của ta chính là nữ quân, nếu như nữ quân ngày sau có cái gì không hay xảy ra, nếu ta còn sống, liền có thể vì nữ quân hiến tếm lần niết bàn cơ hội sống lại, ta liền tương đương với nữ quân cái mạng thứ hai, điểm này người bên ngoài cũng không biết, chỉ có ta biết. Về phần tạ hành, hắn đúng là nữ quân quân phu, hắn cũng là thượng thiên chọn định, chẳng qua so nữ quân xuất sinh sớm 7-8 năm, phu tộc bị diệt lúc, hắn đã làm quân phu bị nuôi dưỡng nhiều năm, là phu tộc ưu tú nhất thần dực quân, cũng chính là nữ quân ngươi trượng phu tương lai. Chương 438 tối nay coi như ta chưa thấy qua ngươi 438, tối nay coi như ta chưa thấy qua ngươi, nhưng vu tộc một trận đại chiến, thần dực quân cùng nữ quân cùng ta tách ra, chúng ta bị tiền triều công chúa mây xanh công chúa mang ra vu. Tộc chi địa, vừa vặn gặp nữ quân ngươi bây giờ trên danh nghĩa phụ thân tần mậu sơn, hắn tâm địa thiện lương, không đành lòng sát hại hai chúng ta còn tại trần tả lót hài nhi, lại giúp mây xanh công chúa đem chúng ta giấu đi, một dấu chính là như vậy nhiều năm, có thể nói năm đó nếu không có tần mậu sơn tần đại nhân, nữ quân thân thể chỉ sợ đã sớm bị hủy tần sắc nghe tần chi nói đến chỗ này không khỏi câu mày nói vì sao là thân thể bởi vì đại vua chúc năm đó đem nữ quân ba hồn tách ra tần chi giải thích nói vua tộc lịch đại người cầm quyền đều là nữ tử đều xưng nữ quân lịch đại nữ quân nhân hồn bên trong đều sẽ cất giấu một đời một đời truyền thừa chỉ cần nhân hồn bất diệt nữ quân liền có thể tái sinh nữ quân tái sinh vua tộc truyền thừa liền sẽ bất hủ vua tộc liền có một lần nữa ngưng tụ ngày đó. Cho nên, đại nạn tiến đến lúc, đại vu trúc dùng suốt đời tu vi, đem nữ quân nhân hồn đơn độc tách ra, tiến hành phong ấn ẩn nấp, vì chính là, sợ mây xanh công chúa hộ tống nữ quân đào vong thời điểm, gặp bất trắc, làm như vậy về sau, nếu như mây xanh công chúa hộ tống nữ quân thật gặp phải bất trắc, như vậy nữ quân nhân hồn cũng tại, còn có thể tại sinh, vua tộc không coi là là bị diệt tộc. Tần sắc nghe vậy, sững sờ nói không nên lời, nàng rất muốn nói, nàng không phải cái gì nữ quân nhân hồn A, nàng chính là tần sắc, đến từ hậu thế môn phái trưởng giáo tần sắc, cũng không phải gì đó bị phong ấn chờ đợi thức tỉnh, loại kia cẩu huyết kịch bản bên trong nhân hồn A, tần chi dường như nhìn ra nghi ngờ của nàng, nhân tiện nói, nữ quân đúng là nhân hồn, nhưng không biết vì cái gì trong cơ thể của ngươi, có một thế giới khác ký ức, chúng ta còn không có nghĩ thông suốt. Tần sắc kinh nghi bất định, các ngươi xác định. Xác định. Tần chi gật đầu, tần sắc không hiểu, làm sao xác định. Cái này. Tần Chi cắn môi, ta cũng không biết. Tần Sắc nghe vậy, đột nhiên hỏi một cái nhảy vọt vấn đề. Như vậy tại tạ hành trong mắt, ta đến cùng là nữ quân, vẫn là Tần Sắc. Tần Chi sững sờ, cái gì? Hắn rất sớm trước đó, liền biết ta là nữ quân sao? Tần Sắc đổi cái phương thức, Tần Chi gật gật đầu, hẳn là từ khi nữ quân đi tạ hành nhà thời điểm, là hắn biết. Tần Sắc nhớ tới tạ hành một nhà trước đó đối nguyên thân rất ngoan ngoãn phục tùng hiểu rõ. Hóa ra là dạng này, hắn một mực đối với ta rất tốt, ta trước đó đều không nghĩ ra, đến cùng vì cái gì đối ta tốt như vậy, hiện tại ta minh bạch. Nàng tự dễu cười lên. Thật không nghĩ tới, ta người này còn có trọng yếu như vậy thời điểm, liên quan đến toàn bộ vu tộc hưng suy, muốn các ngươi tất cả mọi người, từng cái dùng mệnh đến bảo hộ ta, đến tốt với ta, thực sự là, tần sắc tiếng nói im bặt mà dừng, bỗng nhiên ực một hớp rượu, tần chi muốn nói điều gì, há to miệng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể ngậm miệng không nói, sau đó, tần sắc trở nên không nói một lời, cực kỳ trầm mặc. Thời gian phản phất bị kéo dài, không khí phản phất đều ngưng. Kết tần chi cảm thấy thời gian một mấy giây trôi qua cực chậm, tính cả hô hấp của nàng cũng không khỏi phải thả chậm, nàng nhìn chầm chầm tần sắc, cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể bồi tần sắc ngồi nên nói, hoặc là có thể nói, nàng đều nói, cái khác, Nàng cũng không biết nên nói như thế nào, nàng sợ Tần Sắc lại truy vấn một chút cái khác, thế nhưng là, Tần Sắc lại chỉ là ở nơi đó ngồi, Tần Sắc liền như thế, ngồi nửa đêm, thẳng đến Hừng Đông, nàng mới đứng dậy nói, "Đêm nay ta cùng ngươi." Gặp mặt qua tán gẫu qua ngày sự tình, ngươi giữ bí mật đi, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên, bao quát tạ hành. "Tối nay, coi như ta chưa thấy qua ngươi." Nói xong, Tần Sắc cất bước trực tiếp rời đi, Tần Chi ngồi cổ đều có chút cứng đờ, trong đầu đều là một đoàn bột nhão nghe được tần sắc, nàng sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được, liền vội vàng đứng dậy, nhưng lúc này tần sắc đã sớm rời đi, nàng vội vàng từ cửa sổ nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy tần sắc thân ảnh đã chạm vào sáng sớm sương sớm bên trong, nhìn không rõ ràng, tần chi có chút hoảng, không. Biết mình ơ thời đi em mờ này, nói cho tần sắc những cái này, có thích hợp hay không, là không là một chuyện tốt, thế nhưng là tần sắc lại không cho phép nàng nói cho người bên ngoài, nàng cũng vô pháp đi trưng cầu giúp người ý kiến. Chỉ có thể khẽ cắn môi, Kiên trì trở lại lâu thiên cơ tại kinh ở tạm viện tử, nàng vừa trở về liền phát hiện nàng coi là không biết say chết ở đâu, đi uống hoa tử nam nhân, đang ngồi ở bên giường một bức bị ném bỏ ở nhà, có khác u buồn nhìn vợ thạch đồng dạng từ nàng tiến đến liền lạnh buốt nhìn qua nàng cười đến rất quỷ dị. Một đêm này đi chỗ nào rồi? Tần Chi nhìn thấy hắn trong phòng giật nảy mình, cao mày nói, ngươi không phải tìm người cùng ngươi đi uống rượu sao? Làm sao? không ở bên ngoài mặt treo hoa gẹo liễu. Ta có thể hay không ở bên ngoài treo hoa gẹo liễu, ngươi không biết. Lâu thiên cơ khoát tay, đem tần chi kéo đến trong ngực, để nàng ngồi tại trên đùi của mình, mài răng hắc hắc, ta đợi ngươi cả đêm, ngươi cái tiểu bạch nhãn lan đi chỗ nào rồi. Còn mang theo đầy người gừng rượu, cùng cái nào giả nam nhân đi uống hoa tử rồi. Tần chi đẩy hắn, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, trừ uống hoa tử không có chuyện khác. Ngươi cho ta buông ra. Lâu Thiên Cơ nghe được trong lời nói của nàng phủ nhận giả nam nhân, thở dài một hơi, uy hiếp nói, tiểu bạch nhãn lan, ngươi nếu là cho ta đội nón xanh, ở bên ngoài nuôi giả nam nhân, ta đem hắn ra đào. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người, đem Tần Chi đẩy ngã xuống giường, ép tới, Tần Chi còn chưa lên tiếng, liền bị hắn nha không nhúc nhích được, một bên khác, tạ hành đồng dạng một đêm chưa ngủ, hắn nằm ở trên giường, nhìn xem đến đỏ thiêu đốt hầu như không còn, bên ngoài lộ ra sắc trời, Tần sắc vẫn không có trở về, hắn nhịn không được nhíu mày lại xoay người muốn đứng dậy đi tầng tương trong viện tìm xem nhưng vào lúc này cửa phòng bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra tạ hành đứng dậy ngẩng đầu nhìn qua liền thấy tầng sắt ngáp một cái từ bên ngoài tiến đến nhìn thấy tạ hành còn chưa ngủ tầng sắt sửng sốt một chút kinh ngạc nói ngươi đây là vẫn chưa ngủ sao ngươi đi tầng tương kia đánh một đêm lá cây bài tạ hành nhíu mày từ trên giường xuống tới tới gần tầng sắt về sau nghe được một tiếng mùi rượu không khỏi sắc mặt phát lạnh ngươi đêm hôm khuya khoắt ra ngoài uống rượu rồi cùng tần tương chơi đến thời gian hơi trễ ta sợ ngươi ngủ nếu là trở về lại phải đánh thức ngươi ta liền đi phòng bếp muốn một chút rượu tại mái hiên bên trong uống một đêm rượu tần sắc cười hì hì trên mặt còn mang theo một tia say khướt đỏ ửng sau đó hướng tạ hành trong ngực một nằm sấp ai biết ngươi không ngủ a à, nếu là sớm biết ngươi không ngủ ta hôm qua liền về sớm đến cũng không cần tại mái hiên bên trong chịu đông lạnh nói mặt của nàng còn tại tạ hành trong ngực cỏ sát, dường như đang tìm kiếm hơi ấm nơi phát ra, cảm giác được nàng khuôn mặt nhỏ lạnh buốt, tạ hành nhíu mày, trong lòng khí lại tán, hắn lập tức đem người ôm ngang lên đến, nhét vào trong đệm chăn, hắn mới từ trên giường lên, trong đệm chăn ngược lại là rất ấm áp, tần sắc hướng trong chăn ủi ủi, lập tức chỉ lộ ra cái cái đầu nhỏ, đáy mắt còn mang theo men say, cười đến rất đáng yêu. Vẫn là bị tử bên trong ấm áp. Chương 439, ta kiểm tra một chút liền biết chương 439, ta kiểm tra một chút liền biết hành nghe vậy nhìn qua nàng ba giây mới xuất hiện thân, đến bên cạnh trên bàn, rót một chén trà nóng trở về, viện tần sắc ngồi dậy, để nàng uống chén trà nóng, sẽ càng ấm áp điểm, tần sắc lười nhắc thật nhiều, méo mó tựa ở tạ hành trên thân, liền hắn tay, chậm chập uống một chén trà nóng, khuôn mặt nhỏ chậm rãi có nhiệt ý. Tạ hành đem cái chén nhận lấy, nhìn qua nàng, muốn nói lại thôi, tần sắc lại ngáp một cái. Ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ. Nghe vậy, tạ hành rốt cục mở miệng sắc sắc ngươi là bởi vì ta hôm qua ra ngoài uống rượu trên thân nhiễm lên son phấn khí đang tức giận sao tần sắc nghe vậy đỉnh lấy vừa đánh qua ngáp đỏ rực ướt sủng con ngươi nhìn qua tạ hành tự hồ cũng đem chuyện này quên bỗng nhiên một giây mới phản ứng được a à? không có a à? tạ hành không biết nàng là thật không có còn là giả vờ chỉ là nghiêm túc giải thích nói trên người ta có son phấn khí là ngoài ý muốn cũng không phải là đi uống hoa tửu, cũng không phải ở bên ngoài có nữ nhân, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, trên một điểm này ngươi có thể vĩnh viễn điều kiện tin tưởng ta, ta cả đời này chỉ có ngươi cái này một nữ nhân. Tần sắc nhếch miệng cười lên, đưa tay gãi gãi tạ hành cái cầm, làm gì đột nhiên nghiêm túc như vậy, ta thật không có bởi vì việc này sinh khí, ta chính là hôm qua thật vất vả thoát ly ngươi trưởng khống, liền vụng trộn uống một chút rượu. Tại dưới mí mắt ngươi lúc đợi, ngươi không phải lão nói ta thụ thương, không cho phép ta uống rượu nha, thật vất vả chuồn ra ngươi giám sát phạm vi, liền có chút không nhận thống nha. Nói, nàng bẹp tại tạ hành trên mặt hôn một cái. Ta thật không có sinh khí, ngươi cũng đừng sinh khí, ta thật liền uống một chút, không có say. Nói, nàng liền ở rượu, chợt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ngượng ngùng cười hắc hắc, tạ hành xem như bị nàng chọc cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi, thật không có sinh khí. Tần sắc đầu lắc phải cùng trống lúc lắc giống như. Được a, à, sinh không có sinh khí, Ta kiểm tra một chút liền biết. Tạ Hành có thâm ý khác vẫy một cái lông mày, đem chén trà buông xuống, liền chen lên giường, Tần Sắc còi báo động đại tác, "Ta, ta khốn." "Không có chuyện, đợi lát nữa ngủ tiếp, để ngươi ngủ cả ngày." Tạ Hành một tay đẩy ra vạt áo của nàng, Tần Sắc khóc không ra nước mắt, sự thật chứng minh, nàng cuối cùng thật ngủ cả ngày, cuối cùng tại Tạ Hành trong ngực nằm sắp ngủ thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ Tạ Hành câu nói kia, rất muốn hỏi Tạ Hành một câu, "Ngươi thích đến cùng là đơn thuần Tần Sắc?" vẫn là ngươi mệnh trung chú định muốn chiếu cố cả đời nữ quân. Nhưng đến cuối cùng, tần sắc hỏi không ra câu nói này, liền như là nàng để tần chi giữ bí mật, không nên đem tin tức tiết lộ cho tạ hành giống như nàng. Sợ cùng tạ hành thẳng thắng vải công, sợ hãi nghe tạ hành thừa nhận, chỉ là bởi vì nàng là cái gì chó má nữ quân, mới mắt khác đối đãi từ đó ép buộc mình yêu nàng, nàng cảm thấy, mình không chịu nhận dạng này đáp án, cùng nó bất chấp nguy hiểm đi nghe chia 5 năm đáp án. Nàng tình nguyện không nên hỏi, tần sắc lần đầu như thế sợ, trước kia bất luận gặp được chuyện gì, tại nàng nơi này vĩnh viễn là, đừng sợ, trực tiếp bên trên, nhưng bây giờ, nàng lần thứ nhất thật sự rõ ràng sợ, sợ hãi nghe được. Một chút xíu, nàng không thích nghe đáp án, dù là chi có một chút khả năng, nàng đều không nghĩ gánh chịu dạng này nguy hiểm, nàng tình nguyện tựa như là một cái rùa đen, co đầu rút cổ không ra, tạ hành cũng không biết tần sắc là thế nào nghĩ, hắn phát hiện tần sắc khôi phục như thường, thậm chí so trước đó càng đáng yêu, coi là hết thảy đều đã gió êm sóng lặng, là hắn suy nghĩ nhiều liền không có lại đem chuyện này đặt ở trên gối. Tần sắc ngủ một ngày sau khi tỉnh lại, cùng tạ hành ở chung như. Thường, thậm chí so trước kia còn muốn dán tạ hành, ỷ lại tạ hành, tạ hành thật sự rõ ràng tựa như là nuôi cái nữ nhi, rửa mặt mặc quần áo chải đầu, mọi thứ không rơi, còn phải bồi tần sắc làm mặt quỷ đùa với chơi, có điều, dạng này thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì tần sắc vừa tỉnh lại hai khắc đồng hồ, lúc chặn vạn tối, Tào Ngọc Mai liền mặt mũi tràn đầy cao hứng cười, xông vào thanh hà viên tạ hành nháy mắt bị chen đi đành phải đi trương bán tiên phòng bên trong tạm ngồi tần sắc nhìn qua tào ngọc mai kia một mặt cười nhân tiện nói ra việc vui gì rồi liễu phi nguyên bản án phán tào ngọc mai hưng phấn nói tần sắc nhướng mày nhanh như vậy ta coi là các loại quá trình đi một lần ít nhất thật tốt vài ngày sau đâu theo lẽ thường là thật tốt vài ngày sau chẳng qua lại bộ quan viên tại hôm nay tảo triều thời điểm tại chỗ tham gia liễu phi nguyên một bản nói hắn sát nhân hại mệnh, đạo đức cá nhân không tu, tổn hại nhân luân. Tào Ngọc Mai hào hứng ngẩng cao cùng tầng. Sắc thuật lại nói, vừa vặn hình bộ xét duyệt kết quả, cũng đưa đến ngự tiền. Liễu Phi Nguyên ước chừng là biết, mình làm thế nào đều không thể vãn hồi, nghe nói hắn hôm qua ban đêm bị dời đưa hình bộ về sau, không nói hai lời, cái gì đều nhận tội, miễn đi rất nhiều thẩm vấn khâu, vụ án này lại trực tiếp bỏ vào trước mặt bệ hạ, tảo triều bên trên bệ hạ liền phán, tần sắc có chút hứng thú mà hỏi thăm, làm sao phán. Sát nhân hại mệnh, lẽ ra đền mạng, nhưng bệ hạ niệm tình hắn nhiều năm như vậy cẩn trọng, làm quan trong lúc đó tuyệt không làm cái gì không làm tròn trách nhiệm sự tình, không có công lao cũng cũng có khổ lao, liền phán hắn lưu vong Tây Nam 3.000 dặm. Tào Ngọc Mai đối với kết quả này rất hài lòng, coi như không có trảm lập quyết, nhưng lưu vong 3.000 dặm, hắn cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Tần sắc gật gật đầu, cũng không tệ. Tào Ngọc Mai ừ một tiếng, chợt tới gần tần sắc một chút, nói, không chỉ có là cái này đâu, sắc sắc ngươi biết không, hôm nay Yến Vương cũng tới hướng. Tần sắc nói, Yến Vương cái tuổi này hoàng tử, vào triều chấp chính không phải rất bình thường sao? Không bình thường. Tào Ngọc Mai thấp giọng nói, Yến Vương nếu là phổ thông hoàng tử, vào triều tự nhiên bình thường, nhưng thân thể của hắn luôn luôn không tốt, chưa từng vào triều, nhưng hôm nay bệ hạ lại làm cho hắn vào triều chấp chính. Tần sắc hiếp mắt, ngươi nói là, là bệ hạ để hắn đi. Tào Ngọc Mai gật gật đầu, nghiêm mặt nói, nghe nói là như vậy, bệ hạ nói, Yến Vương thân thể chuyển biến tốt đẹp, cũng đã đến có thể xuất cung xây phủ niên kỷ, đối trên triều đình sự tình, hẳn là muốn có hiểu biết, liền hứa hắn vào triều chấp chính. Trong triều đình những cái kia quan văn nói thế nào? Tần sắc hỏi. Tào Ngọc Mai nhún vai, còn có thể thế nào? Bệ hạ đều nói, hoàng tử hẳn là vào triều chấp chính, phụ thân ta bọn hắn chỉ có thể ứng. Hôm nay trên triều đình, Bệ hạ rất thiên vị Yến Vương, rất nhiều hoàng tử bên trong, chỉ hỏi Yến Vương cùng thái tử điện hạ, như thế nào nhìn. Liễu thượng thư cái này một án. Tần sắc, khi Yến Vương cùng thái tử điện hạ nói thế nào. Ta tối hôm qua để phụ thân đi phủ thái tử bên trên đi qua một lần, thái tử tự nhiên nói toàn nghe hoàng thượng. Tào Ngọc Mai thuật lại nói, có điều, Yến Vương liền không giống. Tào Ngọc Mai nói, Yến Vương bị hỏi thời điểm, trước nói một câu xin lỗi, nói rõ hắn lần thứ nhất vào triều, không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói như hắn nói sai còn mời bệ hạ thông cảm bệ hạ tự nhiên nói không sao yến vương mới biểu đạt ý kiến của mình hắn cảm thấy liễu thượng thư giết người trước đây nói xấu dương đại nương tử hại người ở phía sau đúng là tội ác tày trời dạng này mua danh chục tiếng người quả quyết không thể lưu trên triều đình mời bệ hạ từ xử phạt nặng tào ngọc mai nói còn có chút tức giận ngươi nói cái này yến vương là làm gì a à? bệ hạ cùng thái tử điện hạ cũng còn không nói gì hắn ngược lại là yêu cầu từ xử phạt nặng, lộ ra giống như hắn cỡ nào cương trực không thiên vị giống như. Chương 440, không bồi ngươi nói chuyện phím 440, không bồi ngươi nói chuyện phím Mai Tỷ Tỷ, ngươi mới vừa nói, Yến Vương đương triều nhất lên Dương Đại Nương tử sự tình. Tần sắc tuyệt không đáp lại Tào Ngọc Mai tức giận sau khi, mà là chọn cái trọng điểm hỏi, Tào Ngọc Mai gật đầu, đúng a à, hắn nói bên ngoài lời đồn nhau nhau, ngày trước bao nhiêu người nói Dương Đại Nương tử là hung thủ giết người, may mà dương các lão giáo nữ có phương dương gia cả nhà trung liệt cũng không có bị lời ra tiếng vào gây thương tích còn nói dương đại nương tử hôm nay ở cửa thành phát cháo chính là lấy ơn báo án việc thiện từ đó càng thêm chứng minh liễu phi nguyên hành động cỡ nào ngoan độc ác liệt nên từ xử phạt nặng tần sắc cao mày nói dương đại nương tử hôm nay đi cửa thành phát cháo rồi đúng a à, tin tức này sắc sắc ngươi không biết sao tào ngọc mai ngạc nhiên nói sáng sớm trong kinh thành bên ngoài đều truyền khắp không chỉ có phát cháo, còn đối bất lực người xem bệnh thi. Thuốc đâu? Hiện tại không ít người đều nói, Dương đại nương tử là chân nhân Bồ Tát hạ phàm, tâm địa lương thiện phổ độ chúng sinh, chẳng những không có bởi vì chuyện lúc trước mà tức giận, còn ơ thời đi em mờ này ra tới phát cháo, khí lượng phi phàm. Tần Sắc nghe vậy tuyệt không sốt ruột mở miệng, kỳ thật Dương gia cái này một động tác, nàng đoán được là có ý gì, chẳng qua là kén ăn mua lòng người, nháy mắt thay đổi khuyết điểm của mình, còn để đám người tán dương mình đề cao thanh danh của mình mà thôi, như thế không có gì, không có lợi dụng hại người đề cao danh dự của mình, cũng không phải là một chuyện xấu, nhưng những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, Yến Vương vì sao muốn trên triều đình, nhấc lên dương gia đâu. Nghe được tần sắc hỏi như vậy, Tào Ngọc Mai sửng sốt một chút, hắn không phải đã nói rồi sao, dương gia lương thiện, nổi bật ra liễu phi nguyên là cỡ nào ngoan độc. Không đúng. Tần sắc khẽ lắc đầu, tại liễu phi nguyên sát hại tiền tử đồng vụ án bên trong, hung thủ là liễu phi nguyên, người bị hại là tiền tử đồng, dương đại nương tử hại tiền tử đồng sự tình, cũng chưa từng có ngồi vững, chỉ là bên ngoài truyền ngôn, làm sao đều kéo không đến liễu phi nguyên sát hại tiền tử đồng vụ án bên trong A. Làm gì tại dẫm liễu phi nguyên đồng thời, cố ý sách một câu dương gia, còn phá lệ nâng lên một phen. Tào Ngọc Mai không nghĩ ra, sắc sắc ngươi cảm thấy hắn đây là ý gì? Khuynh hướng tính rất rõ ràng. Tần sắc có chút ngồi thẳng thân thể, câu môi cười một tiếng, Hắn cái này rất rõ ràng là mượn dẫm Liễu Phi Nguyên sự tình, định bợ Dương Các lão, ý đồ rõ ràng, làm được cũng rất rõ ràng. A. À. Tào Ngọc Mai vẫn là không hiểu, đây coi là cái gì nịnh bợ. Tần Sắc hỏi ngược lại, cả Triều văn võ, có lại nói Liễu Phi Nguyên lúc giết người, cường điệu nhất lên Dương gia sao? Tào Ngọc Mai lắc đầu, không có. Tần Sắc, vậy liền đúng rồi. Tất cả mọi người chỉ nói Liễu Phi Nguyên giết người bản án đối dương gia đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Nói một chút, chỉ có hắn cường điệu sách dương gia, trong lời nói tuy nói dẫm liễu phi nguyên, lại là cho dương gia xuất khí, hắn trọng điểm không phải liễu phi nguyên giết người, mà là liễu phi nguyên hại dương gia cỡ nào ác liệt, nói cách khác, liễu phi nguyên nếu là đạt được trọng phạt, kia cũng là bởi vì dương gia nguyên nhân, là hắn cho dương gia xuất khí tranh thủ đến, cái này ý đồ rất rõ ràng. Tào Ngọc Mai nghe được tần sắc phân tích, mới xem như hiểu được, hắn làm như thế, chỉ là vì lấy lòng dương gia tần sắc nhấp một miếng trà có thể nói như vậy dù sao dương các luôn nội các quan cổ chi thần cùng dương các lão giao hảo trăm lợi mà không có một hại hắn tự nhiên nguyện ý đi làm khi bệ hạ cùng điện hạ liệu sẽ nhìn ra được ý đồ của hắn tào ngọc mai trở nên lo lắng nếu là bệ hạ không nhìn ra dương các lão cũng coi là yến vương là thật tâm vì nhà mình xuất khí vậy làm sao bây giờ tần sắc công môi cười nói ngươi đây liền không cần lo lắng rất rõ ràng bệ hạ nhìn ra. Tào Ngọc Mai mờ mịt, a, à. Bệ hạ nhất định là nhìn ra Yến Vương dự định, dựa theo bệ hạ thường ngày đối Yến Vương cưng chiều, tăng thêm liễu phi nguyên giết người là thật, cho dương gia dội nước bẩn cũng thuộc về thực, trong kinh thành đưa tới ảnh hưởng cũng rất lớn, phán cái trảm lập quyết, cũng không gì không thể, nhưng bệ hạ lại từ nhẹ xử lý, lưu lại liễu phi nguyên một mạng, cái này nói rõ, hắn nhìn ra Yến Vương dự định, đồng thời không có ý định cho Yến Vương lấy lòng dương các già khả năng tần sắc giải thích nói xem ra chúng ta vị này bệ hạ đối yến vương cũng không phải là cưng chiều đến ván đầu tình trạng còn có lý trí không sai vậy có lẽ bệ hạ chỉ là mình cảm thấy không nhất định nhất định phải giết liễu phi nguyên đâu tào ngọc mai hỏi lại nếu như điện hạ cảm thấy giết hay không liễu phi nguyên không quan trọng như vậy yến vương đã nói hắn vì sao không cho lần thứ nhất vào triều nhi tử một bộ mặt tần sắc lại hỏi lại tào ngọc mai nghĩ thông suốt hóa ra là dạng này vậy xem ra bệ hạ đối yến vương vẫn là có chút giữ lại vậy ta cứ yên tâm tần sắc nghe vậy trêu ghẹo nói ngươi là vì điện hạ yên tâm đi tào ngọc mai lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng sắc sắc ngươi còn như vậy ta liền không bồi ngươi nói chuyện phím tần sắc cười ha ha tào ngọc mai khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vội vàng nói sang chuyện khác có điều liễu phi nguyên bản án phán cũng có một kiện không tốt lắm sự tình tần sắc cái gì liễu phi nguyên án giết người bị ngồi vững người cũng phán lưu vong kia dương đại nương tử trưởng tử liền thành tội thần chi tử theo bản triều luật ví dụ tội thần chi tử vĩnh thế không được đăng nhập triều đình nói cách khác dương đại nương tử trưởng tử tiền đồ cũng liền xong tào ngọc mai thở dài nói tần sắc dừng lại suy nghĩ nói chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có chuyển cơ a à, tào ngọc mai cái gì chuyển cơ dương đại nương tử kia hai cái nữ nhi có thể gửi tại dương gia danh nghĩa xem như dương gia chi nữ con của nàng vì sao không thể có dương các lão như thế ngoại tổ lại đổi tên sửa họ đặt ở dương gia tộc phổ bên trên ai cũng không thể nói hắn vẫn là tội thần chi tử đi tần sắc nâng lên một loại biện pháp tào ngọc mai vỗ tay một cái đúng a à, như thế một cái biện pháp chỉ là không biết dương gia có chịu hay không tần sắc nói ngươi đây liền không cần lo lắng dương lão phu nhân cùng dương các lão khẳng định đau lòng ngoại tôn cùng nữ nhi tào ngọc mai gật gật đầu cũng thế khi cũng không có cái gì nỗi lo về sau ta cứ yên tâm. Chật, nàng nói lên để người vui vẻ sự tình đúng hai ngày nữa là trong cung vào đông yến ta có mời danh ngạch sắc sắc ngươi đến lúc đó theo giúp ta một khối đi vào cung đi tần sắc vô ý thức cự tuyệt ta liền không đi đi ta tiến cung liền thụ thương đối hoàng cung có bóng tối tào ngọc mai vẻ mặt đau khổ ngươi nếu là không đi ta không yên lòng đây là ta lần thứ nhất lấy tương lai thái tử phi thân phận hiệp trợ nội cung làm lớn yến đây là ngày tết đại yến trước cuối cùng một trận đại yến cũng là quan trọng nhất, ngươi nếu là không đi, ta luôn cảm thấy không có sức. Nhìn thấy Tào Ngọc Mai thật nhiều sợ hãi, cẩn một người làm mình rường cột, Tần Sắc Bất Đắc Dĩ nói, vậy được rồi, đến lúc đó ta cùng ngươi đi tốt. Tào Ngọc Mai nghe xong, liền thở dài một hơi, đưa tay ôm lấy Tần Sắc, ta liền biết Sắc Sắc ngươi tốt nhất. Tần Sắc Bất Đắc Dĩ cười một tiếng, đúng, năm sau ngươi cùng thái tử hôn sự, đưa vào danh sách quan trọng đi. Chương 441, đều là nhân tan 441 đều là nhân tinh từng, chính nguyệt 16. Tào Ngọc Mai đỏ mặt nhỏ giọng nói, tần sắc tính một cái, vậy cũng chỉ có không đến một tháng, còn rất nhanh, ngươi phải thật tốt sắp xếp a, à, Mai tỷ tỷ. Tào Ngọc Mai càng là đỏ mặt không được, thanh âm như là giống như mũi kêu, kỳ thật đồ cưới cái gì. Mẹ ta đã sớm cho ta chuẩn bị tốt, cũng là phải, dù sao ngươi là cùng thái tử đại hôn, loại vật này tự nhiên phải sớm một chút chuẩn bị, cũng không thể đến lúc đó lại chuẩn bị, vội vội vàng vàng, cũng không tốt. Tần sắc có chút lý giải địa đạo, Tào Ngọc Mai ừ một tiếng, gật gật đầu, sau đó, nàng lại cùng tần sắc nói một lần, hai ngày sau đi tham gia vào đông yến sự tình, nhiều lần dặn dò tần sắc, cùng ngày nhất định phải xuyên được xinh đẹp điểm, bởi vì ngày đó đi, đều là mệnh phụ quan quyến cùng thế gia thiên kim, tần sắc là nàng mời đi người, nàng không nghĩ để tần sắc bị người khác làm hạ thấp đi, tiếp nhận người khác châm chọc khiêu khích, cùng ngày thật rất trọng yếu. Tần sắc gặp nàng nhiều lần khiếu. Nại, đành phải đáp ứng, ta biết, ngươi mau trở về đi thôi, chậm thêm, đường đều thấy không rõ. Tào Ngọc Mai lúc này mới rời đi tầng gia, tầng sắc đưa tiễn nàng, bất đắc dĩ lay động đầu, nghĩ ngợi vào đông yến mặc cái gì phù hợp, lần kia muốn vào cung, tầng phu nhân ngược lại là đưa tới một đống lớn quần áo, cũng không có lấy đi, đều lưu lại, để tầng sắc nghĩ lúc nào xuyên, liền lúc nào xuyên, xem như thường ngày quần áo đến xuyên, những cái kia quần áo ngược lại là cũng không tệ, tầng sắc nghĩ tới nghĩ lui, trong tay mình tiền cũng không nhiều lắm, liền không có ý định đi mua quần áo, đến lúc đó từ bên trong chọn một kiện hào phóng vừa vặn chính là, nghĩ đến đây, tần sắc liền đi hồng xiển bên trong móc ra ngoài những cái kia quần áo, tiến hành chọn lựa, tạ hành phát giác được tào ngọc mai đi về sau, về đến phòng bên trong, liền thấy tần sắc từng cái từng cái đảo, thỉnh thoảng mà khoác lên trên người mình khoa tay một chút. Tạ hành không khỏi nhíu mày nói, sắc, sắc ngươi đây là làm cái gì? Ngươi trở về rồi. Tần sắc hướng tạ hành nhìn sang, cười hít mắt nói, Mai tỷ tỷ nói với ta, để ta hai ngày nữa theo nàng đi trong cung tham gia vào Đông Yến, gọi ta mặc xem chút, ta cái này bất chính chọn quần áo nha, đúng, ngươi giúp ta nhìn xem, cái kia kiện đẹp mắt. Tạ hành nhìn xem tầng sắc khoát trên người món kia hà tử sắc váy dài, nhau. Một chút lông mày, tầng sắc dừng lại, không xem được không? Không phải là không tốt nhìn. Tạ hành sụ mặt là quá tốt chịu, cái này hà tử sắc, dùng đến là vệt sáng gấm, dưới ánh đèn xem xét, sóng nước lấp loáng, giống như sao trời, lại thêm tầng sắc màu da trắng, thả ở trên người nàng, thật là quá đẹp mắt, tạ hành cũng không muốn để tầng sắc mặt bộ này đi trong cung, nhân tiện nói, nhất định phải tiến cung sao. Tần sắc nói, không có cách, mai tỷ tỷ lần thứ nhất giúp trong cung lo liệu đại yến, trong lòng không chắc, để ta đi cấp nàng làm thuốc an thần, ta chỉ có thể đáp ứng, đều đáp ứng, không đi cũng không thích hợp. Tạ hành ồ một tiếng, mặt không biểu tình, vậy liền đổi một kiện. Tần sắc còn cho là mình mặc bộ này không dễ nhìn, chẳng qua cũng không có việc gì, nàng vốn là cảm thấy cái này quá chói mắt, liền buông ra, chọn một kiện màu thiên thanh, cái này thế nào? Tạ hành cao mày, vẫn lắc đầu, tần sắc lại cầm lấy một kiện tương đỏ nhạt, như vậy chứ? Tạ hành vẫn như cũ lắc đầu, tần sắc nhíu nhíu mày lại, không có cách, cầm lấy một kiện vàng nhạt, đừng có lại lắc đầu, cái này tổng cộng cứ như vậy mấy bộ y phục, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, nhan sắc diễm, hoặc là tài năng chói mắt, ta đều không có chọn, liền cái này các hạng đều trung đẳng, tài năng cũng không có gì đặc thù, ngươi nếu là lại lắc đầu, ta liền xuyên món kia hà tử sắc. Nói, nàng hừ một tiếng, vi hiếp nói, đừng cho là ta không biết, ngươi là chê ta xuyên món kia quá đẹp mắt, đúng hay không? Tạ hành nghe vậy bật cười nói, liền cái này đi. Tần sắc hừ hừ, cuối cùng định ra đến, trong nội tâm nàng thở dài một hơi, thật sợ cực chọn quần áo, định ra đến về sau, nàng lập tức đem cái khác quần áo toàn bộ nhét về hồng xiển bên trong, đến cái nhắm mắt làm ngơ, chỉ đem vàng nhạt món kia váy dài, phóng tới một bên bình phong bên trên treo, để nó rủ xuống một đoạn thời gian, miễn cho nhiều như vậy nhăn, xử lý tốt về sau, vừa vặn tần phu nhân phái người đến, mời bọn họ đi phòng trước ăn cơm. Tần sắt nghe xong, liền sờ. Vừa xuống bụng tử, nói, ta còn thực sự đói, đi, chúng ta đi ăn cơm. Nói xong, Nàng liền nhảy nhảy nhót nhót ra ngoài, Tạ Hành nhìn một cái bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại thật cao hứng, hôm nay, thừa dịp Tần Sắc còn đang ngủ lấy thời điểm, hắn đi người gác cổng cùng bếp sau hỏi một chút, biết được Tần Sắc tối hôm qua thật từ sau trù muốn hai bầu rượu, ông ở mái hiên bên trong uống, hắn liền triệt triệt để để yên lòng, nhưng hắn cũng không biết, Tần Sắc sẽ thôi miên, lại thôi miên thủ đoạn nhất lưu. Tần Sắc muốn gạt qua hắn, tự nhiên đem tất. Cả khả năng đều nghĩ đến cũng đều làm chuẩn bị mà liền tại tầng gia người một nhà, bình bình đạm đạm như thường ngày, ăn lúc ăn cơm tối, kim hoa cung bên trong lại không an tĩnh như vậy, Yến Vương từ khi hạ triều về sau, vẫn ở tại trong cung, mặt lạnh, một câu cũng không nói, kim hoa cung bên trong cung nhân giật nảy mình, không biết Yến Vương là gặp cái gì, thường ngày một cái người hiền lành, hôm nay làm sao sinh thật là lớn khí. Tần Chi đều bị gọi về kim hoa cung, trong thư phòng, Tần Chi nhìn. Thấy Yến Vương, Phúc Thân nói, Điện Hạ Triệu ta có gì phân phó, yến vương ngẩng đầu sắc mặt còn có một tia dữ tợn ngươi nói ta đến cùng là nơi nào làm không đúng phụ hoàng muốn trước mặt mọi người hạ mặt mũi của ta tần chi không hiểu xảy ra chuyện gì sao yến vương nghe vậy đem hôm nay tảo triều sự tình cùng tần chi nói một lần là phụ hoàng đến hỏi ta ý tứ ta nói hắn lại từ nhẹ xử phạt liễu phi nguyên đây không phải trước mặt mọi người để ta khó xử sao tần chi nghe xong liền nghe được Yến Vương là quá nóng vội, kỳ thật Yến Vương là có tâm gấp, nhưng trong lòng đều tại làm sao hại người phía trên, hắn từ nhỏ thân thể không tốt, vỡ lòng muộn, cũng không biết cái gì triều đình mưu luận, chỉ biết một mực tại trước mặt bệ hạ đóng vai ngoan bán xảo, lại mượn thân thể của mình không tốt, để bệ hạ nhiều hơn thương tiếc hắn, lâm lan đạo hại người âm độc biện pháp, có phải vô chút chủ ý, có trưởng công chúa chủ ý, chỉ là tần sắc đám người cũng không biết phải vô chút tồn tại, còn tưởng rằng tất cả đều là Yến Vương mình nghĩ ra được cỡ nào có tâm kế cùng mưu lược đâu, kỳ thật, của hắn tâm kế thật không tính là như thế nào cao thâm, liền lấy sự tình hôm nay đến nói, Yến Vương lấy lòng dương các lão ý đồ quá rõ ràng, còn có một cái thái tử điện hạ đã ở phía trước nói, hết thảy đều nghe phụ hoàng thu xếp, Yến Vương nếu là đi theo thái tử nói như vậy, cũng là không sao, hết lần này tới lần khác hắn nhất định để bệ hạ. Từ xử phạt nặng, còn cố ý sách dương gia, bệ người kế tiếp tin, làm sao không biết Yến Vương là tính toán gì, con của mình, sơ mới lên triều đình nhi tử, bệ hạ sao có thể cho phép Yến Vương, mới vừa lên triều đình ngày đầu tiên, liền cố ý kết đảng triều thần, đương nhiên, Tần Chi cảm thấy, Yến Vương cho dù không hiểu triều đình mưu luận, nếu là đổi lại ngày xưa, hắn cũng sẽ không như thế sốt ruột, ước chừng là hôm trước biết, thái tử cùng dương gia cố ý giao hảo sự tình, hắn có chút nóng nảy. Muốn đoạt tại thái tử điện hạ phía trước hướng dương gia lấy lòng, mới không có chú ý phân tắc. Chương 442, Hùng Tâm Tráng Chích 442, Hùng tâm tráng chíp chi rõ ràng đoán được điểm này, nhưng nàng không nói gì, ngược lại thuận Yến Vương nói, ta là không hiểu cái gì triều đình mưu luận. Ta cảm giác điện hạ lời này cũng không có vấn đề gì, không phải cầu bệ hạ theo lễ công bằng xử lý sao. Bệ hạ vì sao không có đồng ý? Yến Vương vốn là đang giận trên đầu, cảm thấy bệ hạ không nể mặt chính mình, nghe Tần Chi Kiểu nói này, hắn càng thêm xác nhận mình ý nghĩ, sắc mặt xanh xám, bỗng nhiên chỉ chốc lát, hắn khoát tay chặn lại, nói, được rồi không gọi người đi chuẩn bị kiệu tử, ta đi một chuyến Trung Sơn Vương phủ. Trung Sơn Vương loại này đại tướng nơi biên cương, trong kinh thành cũng đều có một chỗ tòa nhà, bình thường chỉ có Trung Sơn Vương lão phu nhân cùng hai cái đích ấu tử ở tại kinh trung, hiện nay thế tử trở về, liền cũng ở tại kinh trung Trung Sơn Vương trong phủ, yến vương muốn đi Trung. Sơn Vương phủ, rất rõ ràng là đi hướng Trung Sơn Vương thế tử xin giúp đỡ, dù sao Trung Sơn Vương thế tử từ nhỏ đi theo phụ thân bên ngoài chinh chiến, nhiều năm như vậy, kinh nghiệm phong phú, khẳng định so Yến Vương càng hiểu triều đình lòng người, Tần Chi tự nhiên không thể ngăn cản, liền để cung nhân đi cho Yến Vương chuẩn bị xa giá, để Yến Vương có thể tiến về Trung Sơn Vương Phủ, về phần nàng lười nhắc đi theo, liền cùng Yến Vương xin lỗi một tiếng. Yến Vương biết nàng gần đây đang bồi bạn. Thần sứ, cũng không có muốn để nàng đi theo, liền để nàng trước xuất cung, sau đó, hắn ngồi xa giá, đi Trung Sơn Vương Phủ, nhưng cùng lúc, tin tức này truyền đến bệ hạ trong tai, bệ hạ lúc ấy ngay tại thư phòng phê duyệt tấu chương, nghe được nội giám hồi bẩm, hắn không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi, đi Trung Sơn Vương Phủ rồi. Nội giám không người trả lời, vâng, mới vừa mới xuất phát. Bệ hạ phê duyệt xong một bản tấu chương, đem nó phóng tới một bên, lại cầm lấy một bản, nhìn một chút, cười nhạt một tiếng, trẫm vẫn cho là, đứa con trai này là nhất vô tâm tranh đoạt hoàng vị, cùng thái tử lại là đồng bào huynh đệ, thân thể lại một mực không tốt, trẫm thiên vị hắn một chút, cũng là không sao, lại không muốn, trẫm cái này thiên vị cũng làm cho hắn sinh ra rất nhiều không sợ suy nghĩ lung tung. Nội giám cũng là người thông minh, biết bệ hạ lời này không tốt tiếp, liền không có lên tiếng, bệ hạ đem tấu chương một lần nữa khép lại, hướng trên bàn vỗ, nhìn qua nội giám hỏi, trước một hồi, bắc ninh nha đầu kia cùng Yến Nhi lui tới rất là thân mật. Nội giám trả lời, nghe nói là có chút qua lại, kinh trung trong ngoài nghiệp đều truyền khắp, trưởng công chúa Điện Hạ cố ý cùng Yến Vương kết thân. Bệ hạ A một tiếng cười, trước đó bắc ninh nha đầu kia không phải kêu nhau nhau nói thích hữu nhi sao bây giờ nhưng lại cùng yến nhi đi đến cùng nhau đi rồi nội giám châm trước nói thái tử điện hạ định tào quốc công chi nữ vì thái tử phi chính nguyệt 16 liền muốn cử hành đại hôn mà bắc ninh quận chúa tuổi tác cũng không nhỏ cũng nên suy xét hôn sự trưởng công chúa vì nữ nhi sốt ruột cũng là phải đúng vậy a à, vì nữ nhi sốt ruột hợp tình hợp lý bệ hạ vuốt vuốt râu ria thế nhưng là làm hoàng tử phi nào có làm thái tử phi, làm tương lai quốc mẫu càng thêm thể diện đâu. Nội giám, cái này thái tử phi đã có ứng cử viên, trưởng công chúa ước chừng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ngươi vẫn là đối trẫm tỷ tỷ này, không hiểu rõ. Bệ hạ suy một tiếng, nàng cho tới bây giờ cũng không phải là lùi lại mà cầu việc khác tính cách, nếu nàng muốn đồ vật không chiếm được, nàng tất nhiên sẽ thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Nội giám không tốt lại mở miệng, bệ hạ lẩm bẩm, tiếp tục nói, hiện nay phủ quốc công, kém xa năm đó trưởng công chúa phu quân không có tác dụng lớn phủ quốc công một mạch mắt thấy liền muốn cô đơn trẫm tỷ tỷ kia luôn luôn tâm cao khí ngạo mắt cao hơn đầu chịu được mặt trời chiều ngã về tây đã nhi tử không còn dùng được vậy cũng chỉ có thể đủ tại trên người nữ nhi động động chủ ý mà nàng chỉ có một đứa con gái như vậy từ tiểu kiều nuôi há để ý chỉ là một cái hoàng tử phi xem ra trẫm cái này tỷ tỷ cùng nhi tử thật sự là hào tình vạn trường hùng tâm tráng chí a à. bệ hạ nói liền nở nụ cười nội dám trong lòng căng lên không biết bệ hạ đây là cao hứng cười vẫn là không vui vẻ đành phải ngậm miệng không nói yến vương rất nhanh đến trung sơn vương phủ nhưng hắn cũng không nhìn thấy trung sơn vương thế tử trung sơn vương phủ hạ nhân nói trung sơn vương thế tử hôm nay đi ra ngoài đông săn thuận tiện đi tế điện muội muội của mình dù sao hôm nay là tiêm vân quận chúa ba bảy yến vương nghe vậy đành phải cảm thán đến không phải lúc đánh ngựa hồi cung mà hai ngày sau bên trong yến vương vẫn không có nhìn thấy trung sơn vương thế tử nghe nói thế tử ở tại bên ngoài trang tử bên trên còn chưa trở về kiến vương hậu tri hậu giác phát hiện trung sơn vương thế tử tựa như là tại tránh mình không khỏi suy nghĩ mình nơi nào làm sai rồi hắn bây giờ hành động đều dựa theo trung sơn vương phủ ý tứ đi làm phải bao quát lần trước trung sơn vương phủ cùng thần sứ muốn xuất khí muốn trưởng công chúa bồi một cái mạng hắn ôm lấy đắc tội trưởng công chúa khả năng cũng đi nói cho dù cuối cùng không thành đó cũng là thần sứ lâm thời thay đổi chủ ý làm sao đều do không đến trên đầu của hắn đi cái này trung sơn vương thế tử cớ gì một mực tránh mình yến vương không nghĩ ra đành phải đi một chuyến trưởng công chúa phủ từ lúc lần trước hắn đi qua trưởng công chúa phủ về sau trưởng công chúa cùng bắc ninh quận chúa liền đối với bên ngoài tuyên bố bệnh không gặp khách lạ cái này một thời gian thật dài mẹ con các nàng hai không tiếp tục lộ diện qua lúc trước trong kinh thành chạm tay có thể bỏng hồng nhân trong một đêm giống như biến mất đồng dạng nhưng chỉ có trưởng công chúa trong lòng mình rõ ràng nàng muốn chính là cái hiệu quả này trung sơn vương thế tử còn tại kinh trung nàng cùng bắc ninh hiện tại nếu là kiêu căng bên ngoài xuất đầu lộ diện sẽ chỉ làm trung sơn vương phủ càng thêm không nhanh bàn sinh chi tiết hiện nay các nàng càng biết điều càng tốt chờ đợi danh tiếng triệt để đi qua trung sơn vương thế tử trở lại tây nam các nàng liền có thể khôi phục đến ngày xưa vinh quang lại thêm mấy ngày nay trưởng công chúa đúng là bệnh ngày ấy yến vương đi mà quay lại nói không cần nàng bồi thường một cái mạng về sau đại bi đại hỉ phía dưới nàng liền phong hàng, bị bệnh, những ngày này một mực đang điều dưỡng, nghe được phía ngoài gió thổi cỏ lay, các loại tin tức, trưởng công chúa trong lòng buông lỏng không ít, cao hứng không ít, ước gì những người kia thêm ra chút yêu thiêu thân, bên ngoài phát sinh sự tình càng nhiều càng lớn, càng là không ai sẽ chú ý mẹ con các nàng hai, mẹ con các nàng hai càng là có thể sớm đi giải cấm, ôm lấy ý nghĩ như vậy, trưởng công chúa mỗi ngày mong chờ lấy bên ngoài tái xuất một chút tin tức. Hôm nay nhìn thấy quản gia từ bên. Ngoài lúc tiến vào nàng còn tưởng rằng lại ra tin mới gì kết quả hỏi một chút mới biết được cũng không phải là bên ngoài lại có cái gì mới đề tài nói chuyện mà là yến vương đến trưởng công chúa nghe xong yến vương hai chữ này liền mất mặt lão đại không vui vẻ hắn tới làm cái gì không phải cùng nhà chúng ta phân rõ giới hạn sao ngày ấy trưởng công chúa biết được yến vương cũng không muốn cưới bắc ninh về sau đối yến vương triệt để không có hảo cảm yến vương không đến nàng cũng không muốn gặp vốn là mỗi người mỗi ngã không gặp càng tốt hơn, cũng không muốn. Yến Vương hôm nay lại đến, quản gia nghe vậy trả lời, tựa như cùng ngày hôm trước trên triều đình tranh luận có quan hệ. Trưởng công chúa cầm anh đào động tác dừng lại, ngày hôm trước trên triều đình có cái gì tranh luận? Liễu thượng thư sát hại thiếp thất một án, ngày hôm trước là nháo đến trên triều đình, bệ hạ hỏi thăm Yến Vương ý tứ, nhưng không có hái nghe Yến Vương đề nghị, Yến Vương ước chừng là lòng có bất bình, muốn để trưởng công chúa hỗ trợ cầm cái chủ ý. Chương 443, có nói thật không chương 443, có nói thật không trương công chúa nghe xong, xùy một tiếng, lúc trước hắn trên triều đình đều nói cái gì. Quản gia nghe vậy, đem Yến Vương ngày hôm trước trên triều đình ngôn ngữ, toàn bộ nói cho trưởng công chúa nghe, trưởng công chúa nghe xong liền biết vấn đề xuất hiện ở kia, cầm qua bên cạnh khăn lau sạch lấy tế bạch đầu ngón tay, kéo một chút khóe môi, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, quả nhiên là cái hoàng khẩu tiểu nhi, cho là có chút mưu tính, liền có thể leo đến trên đầu ta đi làm mưa làm gió còn không phải cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng không. Biết, một mực chỉ biết nóng lòng cầu thành, không có tác dụng lớn. Quản gia hỏi, khi công chúa Điện Hạ muốn gặp Yến Vương sao? Không gặp. Trưởng công chúa bóp một viên anh đào, bỏ vào trong miệng, lại vuốt ve sợi tóc, liền nói với hắn, ta mấy ngày nay bệnh, không tiện gặp khách, để hắn trở về đi, có chuyện gì, ngày mai. Vào đông bữa tiệc, tự nhiên có rất nhiều cơ hội gặp mặt quản gia lên tiếng, liền đi ra đi, trưởng công chúa nhổ ra anh đào tử, hừ lạnh nói, một tên tiểu tử thúi, dám ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong, ta cũng nên để ngươi biết biết lợi hại, nhìn ngươi như thế nào tùy tiện lên. Hiện nay, đừng nói Yến Vương không nguyện ý cưới Bắc Ninh quận chúa, coi như Yến Vương đổi ý nguyện ý cưới Bắc Ninh quận chúa, nàng đều không làm, dạng này một cái nóng lòng cầu thành, xem xét không được liền lập tức đổi ý người, làm sao xứng với mình nữ nhi chính là nàng cùng trung sơn vương dốc hết sức nâng đỡ lấy yến vương leo lên hoàng vị ai nào biết chờ leo lên hoàng vị về sau yến vương gặp bọn họ không có chút nào đại dụng sẽ đối bọn hắn như thế nào đến lúc đó coi như mình nữ nhi làm hoàng hậu cũng vô cùng có khả năng bị bạch nhãn lan này phế bỏ cùng nó tìm có khác tâm địa con rể nàng chẳng bằng tìm cực kỳ nghe lời con rối con rể như vậy tối thiểu hắn không dám không nghe mình cũng sẽ dốc hết sức đối mình nữ nhi tốt nhưng so sánh tìm yến vương cái kia con rể tốt hơn nhiều trưởng công chúa nghĩ như vậy ở trong lòng liền không còn đem yến vương coi là thứ nhất con rể ứng cử viên một bên khác yến vương nghe được quản gia truyền đến sắc mặt xanh xám xoay người rời đi hắn xem như thấy rõ cái này một cái hai cái bây giờ đều có chủ tâm không muốn giúp hắn hắn còn có phải vô chút trợ giúp những người này dám không để ý tới hắn vậy hắn liền đi hỏi một chút phải vô chút chuyện này nên xử lý như thế nào đến lúc đó phải vô chút ra lệnh một tiếng, bọn hắn không phải còn phải ngoan ngoãn phối hợp mình. Yến Vương nghĩ đến đây, liền lập tức hồi cung cho phải vô chút viết thư, tần sắc hai ngày này, ngược lại là không chút lại ra ngoài, một phương diện chờ lấy vào Đông Yến đến, một phương diện cũng không có chuyện gì, liền lười nhát đi ra ngoài, đồng thời, cũng muốn bảo trì khiêm tốn, miễn cho Yến Vương ánh mắt tổng trên người mình đảo quanh Yến Vương mấy ngày nay tại Trung Sơn. Vương Phủ cùng trưởng công chúa Phủ liên tiếp bị sập cửa vào mặt tin tức, tần sắc là tại trễ một chút thời điểm, từ tần chi trong miệng biết được tần chi trực tiếp tới tìm nàng đem chuyện này nói cho nàng tần sắc có chút ngoài ý muốn trung sơn vương phủ cùng trưởng công chúa phủ đều không nể mặt hắn tần chi gật đầu nói đúng vậy a à, chẳng qua cái này cũng rất bình thường lần trước hắn thay truyền lời đi trưởng công chúa phủ mặc dù hứa hẹn sẽ lấy bắc ninh quận chúa ngày sau cũng sẽ phong bắc ninh quận chúa làm hậu nhưng trưởng công chúa hẳn là nhìn ra yến vương cũng không phải là thực tình muốn cưới bắc ninh quận chúa chỉ là muốn đại biểu cho trưởng công chúa thế lực sau lưng, trưởng công chúa thấy rõ bộ mặt thật của hắn về sau, tự nhiên không nguyện ý lại kết thân, nhất là những ngày này, Yến Vương chưa hề đi trưởng công chúa phủ thăm viếng qua, càng lộ ra thay lòng đổi dạ, loại nam nhân này làm sao đáng tin. Chính là bây giờ nói đến sống động như thật, nhưng ai có thể cam đoan hắn sau này sẽ không xuất hiện biến hóa. Tần sắc mặt một cái chớp mắt, đồng ý nói, đây cũng là xem ra Yến Vương một lần kia sai lầm, thật sự là mất cả chì lẫn chài đã không có hoàn thành Trung Sơn Vương phủ ý tứ, còn đắc tội trưởng công chúa, hai lần không lấy lòng, lần này thật khó làm. Cũng là sẽ không. Tần Chi Ngưng lông mày nói, sau lưng của hắn còn có một số người duy trì, những người kia mới là hắn duy trì lớn nhất, chỉ cần những người kia vẫn còn, Yến Vương thế lực liền sẽ không đổ, không bao lâu, tiểu thư ước chừng liền có thể nhìn thấy, Trung Sơn Vương phủ trưởng công chúa phủ cùng Yến Vương nối lại tình xưa, nói không chừng sau so ngày xưa còn tốt đâu. Tần Sắc nghe vậy có chút hiếu kỳ sau lưng của hắn. Người nào? Tần chi chần chờ, cái này, tần sắc đột nhiên suy nghĩ linh hoạt, cùng giúp hắn tại lâm lan đạo bố trí cơ quan người, là một nhóm người. Tần chi gật gật đầu, xem như, nhưng lợi hại hơn. Cùng vu tộc xem như một đám sao. Tần sắc chợt nhớ tới, vu tộc còn giống. Như có lưu sống che giấu người, tần chi dừng lại, kinh ngạc tại tần sắc liên nghĩ tới chỗ này, mặc một cái chớp mắt, lần nữa gật đầu, không sai biệt lắm, Vô tộc bên trong xác thực có người còn sống, giấu ở thế ngoại, hình thành một thế lực. Chẳng qua những người kia cũng không hoan nghênh nữ quân trở về. Tần sắc hiểu rõ nói, cho nên các ngươi sợ ta khôi phục ký ức nhớ tới cái gì, sẽ bị người phát hiện nhân hồn thức tỉnh, mà các ngươi sợ hãi những người kia, chính là vô tộc những cái kia lưu lại thế lực. Tần chi ừ một tiếng, khẩn trương dặn dò tiểu thư ngươi thật hết thảy đều phải cẩn thận, những người kia đều không phải người tốt lành gì, trong lòng bọn họ chỉ có ích lợi của mình hoàn toàn quên đi toàn bộ vu tộc phục hưng đại nghiệp, cho nên tiểu thư thân phận của ngươi nhất định phải giữ bí mật. Tần sắc gật gật đầu, ta biết, các ngươi yên tâm đi, dù sao ta hiện tại cũng không nhớ ra được cái gì. Tần chi nghe vậy, chần chờ một cái chớp mắt, nhìn qua tần sắc mặt, do dự mà nói, tiểu thư cùng tạ hành. Có nói thật không? Tần sắc ý cười dừng lại, không có, không có gì có thể. Kỳ thật thần dực quân, là nữ quân kiên định người ủng hộ, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không phản bội nữ quân nữ quân thật có thể tin tưởng hắn có hắn giúp tiểu thư lời nói hết thảy liền an toàn hơn tần chi nói tần sắc công môi cười một tiếng đã hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không phản bội nữ quân ta nói với hắn không nói thật lại có quan hệ gì dù sao hắn đều sẽ bảo hộ ta không phải sao tần chi gãi gãi đầu nói như vậy cũng đúng nhưng nàng luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp nhưng nhất thời nữa khắc nói không ra liền không nói gì nữa chỉ nói tiểu thư ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt thời gian không còn sớm ta liền đi về trước tần sắc gật gật đầu bỗng nhiên nhớ đến một chuyện đúng ngươi ngày mai sẽ tiến cung sao tần chi không hiểu ngày mai ngày mai trong cung có vào đông yến tần sắc giải thích nói tào ngọc mai mời ta một đạo vào cung ta đáp ứng tần chi giật mình tiểu thư ngày mai muốn vào cung vậy ta liền theo đi thôi tần sắc cũng tốt đến lúc đó lẫn nhau đều có thể chiếu ứng lẫn nhau Tần Chi ừ một tiếng, liền không có lại nói cái gì, cáo từ rời đi, nàng là lặng lẽ đến, cũng phải lặng lẽ đi, Tần Sắc liền không có đi đưa nàng, Tần Chi mình ra Thanh Hà Viên về sau, vốn định lặng yên không một tiếng động rời đi, lại phát hiện tạ hành tại nàng rời đi phải qua trên đường đợi nàng, khi nhìn đến tạ hành dây lát kia thời điểm, Tần Chi liền biết, hắn là đang chờ mình, bỗng nhiên chỉ chốc lát, Tần Chi đi lên trước, hỏi, Điện Hạ là đang chờ ta. Mấy ngày nay, ngươi tự mình có từng thấy Tần Sắc sao? Tạ Hành trực tiếp hỏi, Tần Chi nhớ tới Tần Sắc đến, lắc đầu, chưa từng, mỗi lần ta đều là đến Tần gia tìm nữ quân, điện hạ không phải đều nhìn thấy sao? Tạ Hành nhìn kỹ Tần Chi, tự mình xác định chưa từng gặp qua nàng, nói qua một chút không lời nên nói. Tần Chi lắc đầu, thật không có. Chương 444, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn 444, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn hành trong lòng có chút buông lỏng chút, vậy là tốt rồi, ngươi biết lời gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Tần Chi trong lòng lo sợ bất an, lên tiếng tạ hành liền cất bước muốn đi, Tần Chi nhìn qua bóng lưng của hắn, nhớ tới đêm đó Tần Sắc, căng thẳng trong lòng, đột nhiên hỏi, điện hạ vì sao một mực giấu giếm nữ quân? Thẳng thắn mà đối đãi, không tốt sao? Tạ hành bước chân bỗng nhiên chỉ chốc lát, chợt không nói gì, cất bước rời đi, Tần Chi nhíu nhíu mày, nàng xem như phát hiện, tạ hành cùng Tần Sắc ở giữa, thật sự có không thể coi thường vấn đề, nhưng nàng lại không biết vấn đề này là cái gì, chẳng qua hai người nhưng lại quỷ dị ăn ý, ai cũng không chủ động đi nhất lên chuyện này, Tần Chi không rõ bọn hắn là thế nào nghĩ, đành phải tạm thời rời đi. Mà tại Tần Chi suy nghĩ nên như thế nào điều đình Tần Sắc cùng tạ hành quan hệ giữa hai người lúc vào. Đông Yến thời gian đến, Tần Sắc ngày thứ hai dậy thật sớm, thay đổi món kia màu vàng nhạt váy dài, cảm. Giác cả người như mùa đông nắng ấm đồng dạng, ôm nhu biển ước, trương bán tiên phát hiện, sư phụ của mình, bình thường nhìn qua rất lẫm lẫm liệt liệt, nhưng muốn đóng vai lên ôn nhu đại gia khuê tú, đó cũng là đâu ra đấy, không có chút nào sai lầm mà tạ hành nhìn thấy tầng sắc kia thân quần áo về sau, có chút hối hận, màu vàng nhạt, đem tầng sắc phụ trợ ôn nhu không nói, càng lộ vẻ làn da trắng nõn đáng yêu, trong đám người mười phần chói sáng. Nhưng lúc trước hắn đều đồng ý tầng sắc mặc áo quần này. Lúc này hối hận cũng không tốt, càng sợ tầng sắc đem hà tử sắc kia một thân mặc vào, dứt khoát ngậm miệng không nói, đồng thời ở trong lòng bản thân an ủi, cùng hà tử sắc món kia so sánh, cái này đã coi như là so giá chẳng phải chói mắt, cứ như vậy đi, rất tốt, tần sắc cũng không biết tạ hành trong lòng nhiều như vậy tính toán, thay đổi y phục về sau, nàng liền hướng tạ hành trừng mắt nhìn, nói, mai tỷ tỷ xe ngựa đến, ta trước hết tiếng cung đi, đêm nay không cần chờ ta, các ngươi sớm nghỉ ngơi. Một chút. Nói xong, tần sắc hướng tạ hành làm cái hôn gió, khoát khoát tay, liền dẫn theo váy đi ra ngoài, Tạ Hành lúc này tâm tính hết sức phức tạp, dở khóc dở cười, Tào Ngọc Mai giúp đỡ nội cung làm lớn yến, tăng thêm thái tử phi thân phận, dựa theo phép tắc, nàng có thể mang hai cái nữ quyến vào cung, bình thường đến nói, đều là đem danh sách này cho người nhà mình, Tào Ngọc Mai ngược lại tốt, một cái danh ngạch đều không có cho mình những cái kia thứ tỷ muội hoặc là đường tỷ muội, hai cái nữ quyến. Danh ngạch, một cái cho Tần Sắc, một cái cho Liễu Nhị cô nương, a à đúng, Liễu Nhị cô nương hiện tại đã đổi tên gọi là Dương Thước Tha, Tào Ngọc Mai cùng Dương Gia hơi gần một chút, trước tiếp Dương Thước Tha, mới đến tiếp Tần Sắc, Tần Sắc lên xe ngựa, liền nhìn thấy Dương Thước Tha ngồi ở đằng kia, cùng Tào Ngọc Mai có chút câu nệ, nhưng rất đoan trang hào phóng, thấy Tần Sắc tiến đến, nàng liền không người, giòn tan kêu một tiếng, sắc sắc tỉ tỉ. Tần Sắc hướng nàng cong môi cười một tiếng, tại. Tào Ngọc Mai một bên khác ngồi xuống, đợi mấy người một lần nữa ngồi xuống, xe ngựa liền bắt đầu truy n động, Tào Ngọc Mai nhìn qua Tần Sắc kia một thân, hai mắt tỏa sáng nói, sắc sắc, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Dương Thước Tha cũng phụ họa nói, là thật đẹp mắt, sắc sắc tỷ tỷ người dung mạo xinh đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn. Tào Ngọc Mai rất tán thành, cũng không phải. Cái này tài năng cùng kiểu dáng, cũng đều không tính là gì tươi mới khoảng, có thể tại sắc sắc trên thân, thật sự là thấy thế nào làm sao đẹp mắt. Tần sắc công môi cười một tiếng, thật sao? Tào Ngọc Mai gật đầu, thật, ta lừa ngươi làm gì? Đó chính là thật. Tần sắc cười nói, đẹp mắt liền tốt, cũng không thể cho ngươi mất mặt nha. Tào Ngọc Mai trêu ghẹo mà nói, ngươi cái này nào chỉ là không mất mặt, quả thực là diễm áp quần phương, ta dám cam đoan, hôm nay vào đông yến nữ quyến, không có một cái sau ngươi nhìn qua càng đẹp mắt. Cái này một thân màu vàng nhạt váy dài tại tầng sắc trên thân, thật có một loại nùng trang nhạc bôi tổng thích hợp cảm giác, lại thêm nàng cũng không có quá nhiều chấp nhất tại phối sức bên trên, kiểu tóc cùng vật trang sức, cũng đều là vô cùng đơn giản khoản tiền chắc chắn, thật là thanh thủy ra phù dung thiên nhiên đi hoa văn trang sức để người kia thấy thế nào đều cảm thấy đẹp mắt tần sắc bị tào ngọc mai thổi phồng đến mức không được vội vàng dời đi đề tài nhìn về phía dương thước tha nói đúng hôm nay vào đông yến không phải nói các nhà mệnh phụ quý quyến đều sẽ đi sao dương đại nương tử làm sao không đi dương thước tha không biết nên mở miệng như thế nào giống như tào ngọc mai hỗ trợ giải thích nói dương đại nương tử bây giờ không tính là quan quyến chỉ là dương gia nữ loại này tiệt trụ nàng chỉ có thể đi theo dương lão phu nhân đi, nhưng là... Sắc sắc ngươi biết, dương lão phu nhân cũng không phải là chỉ có cái này một đứa con gái, nàng có con trai con dâu cũng có tôn tử tôn nữ, có thể mang người đều là có hạn, tự nhiên trước tiên cần phải tăng cường. Con dâu cùng tôn nữ mang. Loại này vào đông yến, nói trắng ra, cũng là một loại từng cái quan lại quyền quý ra mắt yến, các nhà đều sẽ đem mình nữ nhi hoặc là nhi tử mang lên, quan sát quan sát những nhà khác nhi tử cùng nữ nhi, nếu là có hợp ý, tự mình liền có thể lui tới cầu hôn, Dương đại nương tử Hòa Ly về sau, chỉ là Dương gia nữ, không phải là thượng thư phu nhân, loại này tiệt trụ, nàng tự nhiên không có mình đơn độc dẫn người có mặt, chỉ có thể cùng cùng Dương lão phu nhân một khối, nhưng Dương gia cũng không. Phải là chỉ có nàng một mạch, nàng có anh trai và chị dâu, có cháu gái, còn không biết một cái hai cái, cho dù Dương lão phu nhân muốn mang Dương đại nương tử cùng hai cái biểu cô nương, Dương đại nương tử chính mình cũng không dám đáp ứng, mình bây giờ ở tại Dương gia mệt nhọc dương gia thu lưu bọn hắn một nhà lão tiểu, dương đại nương tử trong nội tâm cảm kích, tự nhiên là không nghĩ cho anh trai và chị dâu nhiều thêm phiền phức, liền không có tham gia đêm nay vào Đông Yến. Chẳng qua vừa lúc, Tào gia có danh ngạch, quốc công phu nhân có thể đơn độc mang trong nhà nhi tử nữ nhi tiến cung, Tào Ngọc Mai là hỗ trợ chuẩn bị yến hội người, có ngoài định mức danh ngạch, không liên quan tới nhau, nhưng mà, Tào Ngọc Mai chỉ đem tần sắc một người, quốc công phu nhân càng là lười nhát mang những cái kia con thứ nữ tào gia danh ngạch là tràn ra tào ngọc mai từ quốc công phu nhân kia nghe nói dương đại nương tử cùng hai cái cô nương không có cách nào đi liền nói mang dương thước tha đi dương thước tha tính cách ôn hòa một chút sẽ không ra loạn gì liễu tứ cô nương tính cách quá nhảy thoát tào ngọc mai không dám mang quốc công phu nhân trương thị cũng không dám mang liền chỉ đem dương thước tha một cái đến lúc đó có trương thị tại dương lão phu nhân cũng tại cũng không ai sẽ xem thường dương thước tha cho nên Dương Thước Tha liền theo đến, nhưng cho dù Tào Ngọc Mai chỉ đem một cái, Dương Đại Nương Tử vẫn như cũ rất là cảm kích. Tần sắc xem như hiểu rõ, dạng này. a à, vậy cũng tốt, Dương Đại Nương Tử mấy ngày nay thân thể còn tốt chứ. Nàng ung dung nói sang chuyện khác, Dương Thước Tha gật gật đầu, khôi phục tự nhiên, mẹ ta thân thể đã tốt đẹp, Đại Phu nói, thân thể nàng lúc đầu liền không có vấn đề gì, chỉ là tâm tư tích tụ, mới có thể dẫn đến thân thể khó chịu, hiện nay tâm tình tốt, tự nhiên bách bệnh tiêu hết, Tần sắc cười nói, vậy là tốt rồi, cứ như vậy, các ngươi làm con cái cũng nên yên tâm. Dương thước tha lên tiếng là, hướng tần sắc nói một tiếng cảm ơn, tạ sự quan tâm của nàng, Tào Ngọc Mai nghe nhất lên Dương Đại Nương Tử, liền lôi kéo tần sắc tay nói, đúng, lần trước ngươi nói đến Dương Đại Nương Tử trưởng tử sự tình, bây giờ thật đúng là bị ngươi nói đúng, Dương Đại Nương Tử trưởng tử, bây giờ nhận làm con thừa tự đến nó huynh Dương Đại Nhân danh nghĩa, xem như Dương Gia Chi Tử. Tần sắc ấm giọng, ta liền nói, Dương gia người trọng tình trọng nghĩa, đoạn sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ không hỏi. Tào Ngọc Mai gật đầu, cũng không phải. Bây giờ Dương Đại Nương tử trong lòng bệnh, cả đám đều bị trừ bỏ, thân thể tự nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp. Dương Thước Tha phụ họa cười, lại hướng Tần Sắc nhìn sang, sắc sắc tỷ tỷ, mẹ ta còn nói, qua ít ngày, đuổi tại năm trước, muốn mang lấy niên lễ, đi Tần gia cám ơn ngươi đâu. Chương 445, bệ hạ muốn gặp ngươi 445, Bệ hạ muốn gặp người sắc nghe xong dương gia muốn tới người, sợ chiêu đãi khách nhân, lập tức cảm thấy bó tay toàn tập, vội vàng khoát tay từ chối nói, cái này không cần đi, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Đây cũng không phải là tiện tay mà thôi, mẹ ta kể, nếu không phải ngươi, chúng ta một nhà bây giờ cũng không biết chết đang ở đâu, vô luận như thế nào đều nên nghỉ ngơi một chút ngươi. Dương thước tha mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, tần sắc bất đắc dĩ nâng tráng, dương thước tha nghiêm túc đến không được, nàng cũng không tốt lại nói cái gì, cũng không thể vì chuyện này cùng dương gia nhau nhau một khung, liền nhúng vai, tùy tiện. Bọn hắn đi, Tào Ngọc Mai thấy che miệng cười trộn, mấy cái niên kỹ tương tự nữ sinh ở chung lên, bầu không khí còn rất hòa hợp, tại cái này hòa hợp bầu không khí bên trong. Xe ngựa rất nhanh dừng ở cửa cung, bởi vì là nữ quyến vào cung, đều từ tây cung cửa tiến vào, các nàng đến lúc, tây cung ngoài cửa đã ngừng không ít xe ngựa cùng kiệu liễn, ngay ngắn trật tự sang bên đặt, Tào Ngọc Mai cùng tần sắc dương thước tha một chút đi, liền có người hướng Tào Ngọc Mai đi tới, mang theo ôn hòa cùng không để. Lại giấu vết nịnh nọt ý cười, nói, Tào cô nương đến rồi. Tào Ngọc Mai ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy là một vị quý phụ nhân, bên người còn mang một đứa con gái, liền ôn thanh nói, hóa ra là Lý phu nhân, hồi lâu không gặp, thân thể phu nhân còn tốt. Làm phiền Tào cô nương quan tâm, ta mọi chuyện đều tốt, cô nương gần đây như thế nào? Lý phu nhân cười nói, nhìn Tào cô nương cái này hồng quang đầy mặt, quả nhiên là người gặp việc vui tinh thần thoải mái a. À. Tào Ngọc Mai đỏ hồng mặt, "Lý phu nhân, thời gian không còn sớm, sớm đi vào cung đi." Nghe vậy, Lý phu nhân làm da mặt nàng mỏng không dễ nói chuyện, liền cười gật gật đầu, dự định rời đi, nhưng ánh mắt quét qua, thoáng nhìn bên người nàng tần sắc, nàng ngược lại là trong lòng thầm giật mình, không biết nhà nào cái kia hộ lại còn có cái đẹp mắt như vậy cô nương, đang nghĩ hỏi đôi câu thời điểm, cửa cung bỗng nhiên đám người nhốn nháo, Lý phu nhân ngẩng đầu nhìn sang liền gặp mọi người nhao nhau phúc thân hành lễ, thái tử từ cung nội đi ra, thẳng đến Tàu Ngọc Mai chỗ này, Lý Phu. Nhân thấy thế liền vội vàng hành lễ, Tàu Ngọc Mai cùng Tần Sắc Dương Thước Tha cũng đi theo không người, thái tử đi tới, nhìn thấy Tần Sắc, ánh mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc, chợt cười nói, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Đám người nghe vậy, mới đứng dậy, Lý Phu Nhân thấy thái tử tự hồ là chuyên môn tới đón Tào Ngọc Mai, không tốt quấy rầy nữa, lặng yên rời đi, chẳng qua cũng có người cảm thấy kỳ quái, dĩ vãng không nghe nói thái tử cùng tào gia cô nương cỡ nào thân dày cho dù có qua hôn ước thái tử cũng nhiều ở bên ngoài lịch luyện rất ít cùng tào gia cô nương có cái gì vãng lai hôm nay làm sao cố ý tới đón người nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ không có người sẽ cố ý đến hỏi hoặc là chờ ở tại đây nhìn cái gì náo nhiệt rất nhanh cái này một mảnh chỉ còn lại mấy người bọn hắn thái tử cười nói một mực chờ đợi các ngươi tin tức cuối cùng đến tào ngọc mai có chút kinh ngạc điện hạ một mực chờ đợi chúng ta sao? đúng vậy a, à, phụ hoàng biết tần cô nương hôm nay muốn tới, muốn gặp ngươi, để ta chờ ngươi tới, liền dẫn ngươi đi gặp hắn đâu? đạm đài hữu ôn thanh nói, tần sắc chỉ chỉ mình, thấy ta? đạm đài hữu gật gật đầu, không phải còn có thể là thấy ta sao? tần sắc, bệ hạ muốn gặp ta, là có chuyện gì không? đạm đài hữu hiểu rõ cười một tiếng, yên tâm đi, không có việc gì, phụ hoàng chính là muốn gặp ngươi một lần, không có nguyên nhân khác tần sắc mới yên tâm lại, ồ một tiếng, Tào Ngọc Mai nghe vậy nhân tiện nói, nếu là bệ hạ muốn thấy sắc sắc, vậy ta cùng thước tha trước hết đi vào cung chờ sắc sắc. Đạm đài hử ư ừ một tiếng, các ngươi trực tiếp đi gặp nhàng phi nương nương đi, nàng cũng đang chờ ngươi nhóm. Tào Ngọc Mai phúc phúc thân, vâng, vậy ta cùng thước tha liền đi trước thấy nhàng phi nương nương. Nói xong, Tào Ngọc Mai liền lôi kéo dương thước tha đi, đạm đài hử sau đó nhìn qua tần sắc nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy phụ hoàng tần sắc gật gật đầu, liền đi theo đạm đài hữu sau lưng, hướng phía trước cung đi đến, dương thước tha quay đầu lại, nhìn thấy bọn hắn đi xa, không khỏi hướng tào ngọc mai hỏi, sắc sắc tỷ tỷ cùng thái tử điện hạ quan hệ tốt giống không sai. Sắc sắc trước kia tại vân lăng giang bên trên trong lúc vô tình đã cứu điện hạ, xem như có chút giao tình. Tào Ngọc Mai ôn thanh nói, Dương Thước Tha hiểu rõ ồ một tiếng, Tào Ngọc Mai quay đầu lại, nhìn xem tần sắc cùng đạm đài hữu bóng lưng, không có lại nói cái gì, liền trước mang theo Dương Thước Tha đi gặp nhàn phi, tần sắc đi theo đạm. Đại hữu sau lưng, có chút nhàm chán hỏi, vì cái gì để mai tỷ tỷ các nàng đi trước thấy nhàn phi? Nhàn phi, xem như dưỡng mẫu của ta. Đạm đại hữu nói, ta trước đó chưa đủ 20 thời điểm, thụ nhiều nhàn phi chiếu cố, hôn sự này, cũng coi là nhàn phi nương nương giúp ta quyết định. Tần sắc giờ mới hiểu được, chế nhạo nói, hóa ra là để mai tỷ tỷ sớm đi thấy tương lai bà mẫu A. Đạm đại hữu cười nhạt một tiếng, ngươi nói là chính là đi, nhàn phi không con, về sau ngọc mai thật muốn gả đưa cho ta không thiếu được nhiều đến bồi bồi nhàn phi nương nương tần sắc kia cũng là phải đúng trước đó phái người mưu hại điện hạ triệu vương là cái nào phi tử xuất ra đạm đài hữ gần đây chỉ lo phải cùng yến vương ám đấu đều quên triệu vương nghe vậy nhân tiện nói hắn là huệ phi xuất ra tần sắc huệ phi được sủng ái sao bây giờ cung nội được sủng ái nhất chính là huệ phi đạm đài hữ nói bên ngoài người đều coi là Huệ Phi ôm nhu hiền thục, nhiều năm như vậy một mực có thể vững vàng bắt lấy phụ hoàng tâm, nhất định có chỗ hơn người, đối nàng ta không tiện đánh giá, nhưng Triệu Vương cũng không phải là một cái loại lương thiện, thực sự là không tốt sống chung. Tần sắc gật gật đầu, từ hắn tại Vân Lăng Giang lại nhiều lần chặn giết ngươi, liền nhìn ra được, hắn xác thực không phải người tốt lành gì. Nàng dừng một chút, tiếp tục hỏi, kia nhàn phi đâu, không được sủng ái sao? Nhàn phi nương nương tính cách, mới thật sự là ôm nhu hiền lành, không tranh không đoạt, nếu không phải nhà mẹ đẻ hơi có chút ý vào, nàng sớm đã bị nội cung cho ăn. Đạm Đài hử thở dài nói, cũng chính là nàng một mực không tranh không đoạt, tính cách yếu đuối, lại không tốt sinh dưỡng, cho nên cũng không được sủng ái, nhưng nàng ngược lại là một mực rất tâm bình tĩnh, cung nội hoàng tử hoàng nữ cùng với nàng quan hệ cũng không tệ, chính là 11, nàng cũng từng thường đi đưa chút quần áo cùng ăn uống, chẳng qua 11 đến cùng không phải nuôi dưỡng ở bên người nàng, có chút sự tình, nàng cũng không đủ sức tần sắc sờ lên cầm, cái này nhàn phi nương nương ngược lại là một cái người rất tốt. Đạm đài hử cười nói, vâng, chờ ngươi nhìn thấy nàng ngươi liền biết, nàng thật rất dễ thân cận. Thập nhất hoàng tử điện hạ còn giống như không có dưỡng mẫu A. Tần sắc đột nhiên hỏi, đạm đài hử dừng lại, lập tức hiểu rõ tần sắc là có ý gì, ngươi là muốn nói, để nhàn phi nương nương nuôi dưỡng thập nhất hoàng tử. Tần sắc, không được sao? Như thế không có gì không thể, chẳng qua ta hỏi qua nhàn phi nương nương. Đạm đài hữu nói, nàng nói mình sợ là không có nhiều thời gian có thể qua, chỉ sợ nuôi không được hơn 11 giờ lâu, quay đầu gọi hắn lại thụ mẹ con tách rời nổi khổ ngược lại không tốt, liền cự tuyệt. Tần sắc không khỏi hỏi, nhàng phi nương nương thân thể cốt cách thật không tốt. Đạm đài hữu gật đầu, nàng trước đây ít năm khó sinh về sau, thân thể cốt cách một mực liền không tốt lắm, mấy năm này càng là nằm trên giường không dậy nổi, ba năm thỉnh thoảng lại bệnh, xác thực cũng không rảnh phân thân đi đi tìm 11, hắn sau đó nhìn qua tần sắc, dừng lại nói, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng là để nhàn phi nương nương đến. Tần sắc hiểu rõ, điện hạ là muốn cho ta giúp nhàn phi nương nương bắt mạch. Đạm đài hữu nghiêm nghị gật đầu một cái, không sai, y thuật của ngươi, ta tin được, cung nội nhân tình quá mức phức tạp, ta không quá tin tưởng bọn họ, duy chỉ có ngươi, ta chỉ tin tưởng ngươi. Tần sắc lúng túng nói, điện hạ lời nói này. Kỳ thật y thuật của ta cũng liền, cung nội nhiều như vậy thái y, không có cho nhàn phi nương nương chẩn trị sao? Bọn hắn đều nói, nương nương là khó sinh sau rơi xuống bệnh căng, không tốt trị. Đạm đài hữu bất đắc dĩ nói, nếu ta có biện pháp, tuyệt sẽ không đến làm phiền ngươi, bây giờ còn có thể mời ngươi giúp đỡ chút, tần cô nương. Chương 446, Hương quân 446, Hương quận đài hữu lời nói đều nói đến phân thượng này, còn 10 phần khách khí cầu nàng, tần sắc cũng không tốt lại cự tuyệt, nhân tiện nói, loại. Khi chậm một chút một chút, ta lại đi bái kiến một chút nhàn phi nương nương, như có biện pháp, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. Đạm đài hữu nghe vậy, thở dài một hơi, liền cười lên, nói, đi, ta trước dẫn ngươi đi thấy phụ hoàng. Tần sắc gật gật đầu, liền đi theo đạm đài hữu sau lưng, đi Thái Hòa Cung, Thái Hòa Cung thuộc về hoàng đế tẩm cung cùng thường ngày xử lý tạp vật địa phương. Vào triều là ở phía trước chiêu minh điện, tần sắc cùng đạm đài hữu đến Thái Hòa Cung về sau, nội giám nhìn thấy hai người bọn hắn, lập tức đi ra, hành lễ nói, Điện hạ tới rồi. Hắn lại nhìn một chút Tần Sắc, vị này chính là Tần cô nương a. Đạm Đài hử gật gật đầu, trước cho Tần Sắc giới thiệu một chút, vị này là Phúc công công. Tần Sắc Phúc thân hành lễ, Nội giám đáp lễ lại, Đạm Đài hử mới hỏi, phụ hoàng ở đây sao? Tại, bệ hạ nói, nếu là điện hạ mang theo Tần cô nương đến, có thể trực tiếp đi vào, không cần chờ thông truyền. Nội giám Phúc thân nói, điện hạ cùng cô nương liền theo lão nô vào đi đạm đài hữu hướng tần sắc nhìn sang tần sắc hướng hắn gật đầu một cái biểu thị có thể đạm đài hữu lúc này mới mang theo tần sắc đi theo nội giám sau lưng tiếng thái hòa cung đại điện thái hòa cung rất lớn trừ tẩm điện bên ngoài có một chỗ chính điện một chỗ hậu điện có đôi khi hoàng đế tại thái hòa cung muốn triệu kiến triều thần lúc chính là tại chính điện hậu điện là xử lý việc vặt vảnh thường xuyên triệu kiến hoàng tử hoàng nữ địa phương nội giám lần này chính là mang theo bọn hắn đi hậu điện bọn hắn đi đến lúc đó bệ hạ đang ngồi ở hậu điện sau án thư xử lý từ chiêu minh điện đưa tới còn chưa phê duyệt tấu chương nội giám đi tới gần thấp giọng không người nói bệ hạ thái tử điện hạ cùng tần cô nương đến nghe vậy bệ hạ mới ngẩng đầu lên nhìn thấy đạm đài hữu cùng tần sắc liền đem tấu chương cùng bút đều để xuống đạm đài hữu lập tức hành lễ nói phụ hoàng tần sắc phúc thân hành lễ dân nữ gặp qua bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bệ hạ nhìn tần sắc liếc mắt cười nói đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Đạm đài hử cùng tần sắc lúc này mới đứng lên, bản triều luật ví dụ, trừ trọng đại trường hợp gặp mặt bệ hạ lúc, cẩn quỳ xuống hành lễ, cái khác tự mình trường hợp, đều có thể dùng khuất thân lễ thay thế, nghe nói đây là tiền triều lưu lại phép tắc, cho rằng quỳ xuống hành lễ quá mức long trọng, rất không bình thường, dục nhã tính cũng rất mạnh, bình thường trường hợp rất không cần phải dùng dạng này lễ tiếp, bản triều liền tiếp tục sử dụng, bởi vậy, tần sắc phúc thân hành lễ, bệ hạ ngược lại là không nói gì, đợi bọn hắn sau khi đứng dậy, bệ hạ dò xét tần sắc một lát, cười nói, ngươi chính là lần trước tại Vân Lăng Giang bên trên cứu thái tử tần sắc, tần cô nương. Tần sắc lần nữa không người, tính không được là cứu thái tử điện hạ, chỉ là dân nữ vận khí tốt, đụng phải thái tử điện hạ. Bệ hạ cười ha ha một tiếng, ngươi cô nương này ngược lại là biết nói chuyện. Đạm đài hữu phụ họa nói, tần cô nương luôn luôn như thế, chưa từng tự kiềm chế có công. Bệ hạ cười cười, chợt hỏi, trẫm nghe thái tử nói qua, phụ thân của ngươi là trước lễ bộ thượng thư Tần Mậu Sơn. Tần sắc nghe vậy tiên triều đạm đài hữu nhìn sang, đạm đài hữu xông nàng khẽ gật đầu, tần sắc liền hướng bệ hạ phúc thân nói, vâng. Năm đó tần mậu sơn dính liếu mưu phản một chuyện, ngươi cũng đã biết. Bệ hạ vuốt vuốt râu ri, còn tại cười, nhìn đoán không ra hắn là thuận miệng hỏi một chút, vẫn là có khác tâm địa, tần sắc ôn thanh nói, dân nữ đối với chuyện này kỳ thật cũng không rõ lắm, năm đó dân nữ chính là sắp gã ra ngoài chi nữ, qua hôn thư bệ hạ nhớ tới luật ví dụ vòng qua dân nữ dân nữ cảm ơn trong lòng không dám có quên tần sắc những lời này nói đến gặp may không chút nào sách đối với chuyện này cách nhìn chỉ nói cảm kích bệ hạ bỏ qua nàng một cái mạng biểu thị mình không có chút nào cái gì thượng vàng hạ cám tâm tư bệ hạ liếc nàng một cái đứng dậy cười nói trẫm gọi ngươi tới chẳng qua là muốn cùng ngươi cùng thái tử trò chuyện rất không cần phải như thế câu nệ ngươi cứu thái tử cái này sự tình là thật về tình về lý, chúng ta hoàng gia đều thiếu nợ ngươi một phần ân tình." Bệ hạ lời nói này, gọi dân nữ kinh sợ. Tần Sắc Phúc thân nói, "Dân nữ lúc trước chính là vô ý đụng phải Thái tử điện hạ, sau đó Thái tử điện hạ đã từng tặng dân nữ một khối miễn tử kim bài, đã hoàn lại cái gọi là ân tình, dân nữ đảm đương không nổi bệ hạ dạng này một phen hậu ái." Đạm Đài hử nghe vậy giọng nói nhẹ nhàng trêu gẹo nói, "Phụ hoàng, Tần cô nương nhát gan, ngươi đừng dọa xấu nàng." Ha 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 trẫm chẳng qua là cùng tần cô nương ngươi nói một chút chuyện phiếm đều là chút không chuyện trọng yếu cũng không phải là muốn so đo ngươi không cần khẩn trương bệ hạ nghe xong liền chậm chậm âm thanh rất có ý trấn an tần sắc cười xấu hổ cười bệ hạ lại nói nghe nói trước đó vài ngày ngươi tiến cung vì yến vương chẩn trị thời điểm phát sinh chút ngoài ý muốn vì thái tử bị thương tần sắc nói là dân nữ tài sơ học thiển y thuật không tin cứu không được yến vương điện hạ ước chừng là dân nữ vận khí quá không tốt duyên cớ trong cung lại vẫn gặp đột nhiên tới phi tiễn, cũng may thái tử phúc lớn mạng lớn phù hộ dân nữ, cũng không lo ngại, dân nữ hôm nay mới có hạnh đứng tại trước mặt bệ hạ. Người nhà đầu này quả nhiên là tâm địa thiện lương, ôn nhu hiền lành, tuyệt không dành công tự ngạo. Bệ hạ tán dương, rõ ràng là ngươi cứu thái tử, lại nói thái tử phúc lớn mạng lớn phù hộ ngươi, theo trẫm nhìn, thái tử quả nhiên là phúc lớn mạng lớn, mới có thể tại năm lần bảy lượt gặp được tình huống nguy hiểm dưới, được ngươi giúp đỡ tần sắc vội vàng nói, dân nữ không dám nhận. Đạm đài hử cười nói, phụ hoàng khen ngươi, ngươi liền nghe, phụ hoàng rất ít khen người, hắn như thế khen ngươi, chứng minh là thật thích ngươi. Cũng không phải. Bệ hạ cũng cười lên, trẫm nữ nhi ít, thông minh lanh lợi càng ít, phải trẫm tâm thậm chí không có, ngược lại là tần cô nương, ngươi đặc biệt hợp trẫm mắt duyên, ngày đó ngươi trong cung cứu thái tử, lại tổn thương tại. Trẫm một tên khác hoàng tử thủ hạ, trẫm còn chưa ban thưởng ngươi, cũng không đưa chút tạ lỗi an ủi lễ cho ngươi. Hôm nay ngươi đã tiến cung, trẫm không ngại liền ban thưởng ngươi chút gì đi. Nói xong, bệ hạ trong triều dám vẫy vẫy tay, nội giám lập tức lấy ra một phong đã sớm mô phỏng tốt thánh chỉ, ra tới tuyên đọc, thấy thế, đạm đài hữu liền kéo tần sắc ống tay áo, ra hiệu nàng quỳ xuống tới đón chỉ, tần sắc ngay ra một lúc, dường như chưa kịp phản ứng, bệ hạ liền cười nói, không có người khác, không cần giữ lễ tiết, tuyên đọc đi. Cuối cùng ba chữ, là đối nội dám nói đến, nội dám liền lập tức tuyên đọc lên, tần sắc liền đứng ở đằng kia, nghe chỉ tí chỉ rất rõ ràng minh bạch, đầu tiên là đối tần sắc khích lệ một phen, cái gì huệ chất lan tâm, dục tú trung linh, tận chọn một chút hảo thơ hướng tần sắc trên thân bộ, sau đó nhớ tới tần sắc nhiều lần cứu hộ thái tử có công, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, không sợ chút nào, đúng là cân quắc hào kiệt, nhớ nó công lao, ban thưởng vì hương quân, phong hào làm bình, còn thưởng. Một khối đất phong cho nàng, nhưng đất phong ở nơi nào, tần sắc nghe không lớn ra tới, liền lập tức nói, bệ hạ đây có phải hay không là quá nặng đi. Dân nữ tự giác không có làm cái gì, sao dám gánh hương quân vị trí. Đạm đài hử cười nói, phụ hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, đã ban bố thánh chỉ, kia tất nhiên là tán thành ngươi, tần cô nương ngươi cũng không cần từ chối nữa, nhanh tiếp chỉ đi. Lúc nói lời này, đạm đài hử trong mắt ngậm lấy thúc dục ý tứ, thánh chỉ trở xuống. Tuyệt đối không phải tần sắc có thể từ chối, tần sắc nếu là nhiều lần không chịu tiếp nhận, sẽ chỉ làm bệ hạ không nhanh tần sắc minh bạch đạm đài hữu ý tứ liền phúc thân nói khi dân nữ liền cung kính không bằng tuân mệnh dân nữ tiếp chỉ tạ hoàng thượng ân điển chương 447, trăm bốn nhàn phi chương 447, trăm bốn nhàn phiệp hạ nghe vậy cười cười trong triều giám khoát tay chặn lại nội giám phúc thân liền đem thánh chỉ đưa đến tần sắc trên tay bệ hạ liếc nhìn tần sắc ánh mắt rất là ôn hòa vuốt vuốt râu tri cười nói ngươi muốn tạ liền tạ thái tử đi là hắn cùng trẫm nói không biết nên dùng gì lễ vật cảm tạ ngươi, cứu hắn một lần lại một lần, trẫm nghĩ cái khác đều là tục lễ, không bằng ban một chút đặc thủ vật cho ngươi, xã này quân vị trí, không cao lắm, chính thích hợp ngươi, miễn cho trẫm cho ngươi một cái quá cao vị trí, ngược lại khiến người khác coi là, trẫm bởi vì thái tử lệch sủng ngươi, vậy liền không tốt. Cứ việc bệ hạ ngữ khí coi như ôn hòa, nhưng làm đế vương, lời nói cho tới bây giờ không cho người khác xen vào, tần sắc không có có khả năng cự tuyệt, liền phúc thân nói, bệ hạ suy xét chu toàn, dân nữ đa tạ bệ hạ. Được rồi, cái này ý chỉ rất nhanh sẽ trải rộng sáu cung, một hồi sẽ qua nhi đại yến liền muốn khai tiệc, trẫm phải đi đổi thân y phục, các ngươi đi nhàn phi kia ngồi một chút đi, không biết nàng hôm nay có thể có thể mặc. Bệ hạ đứng dậy lắc lắc tay áo, đạm đài hữu lập tức nói, kia nhi thần cung tiễn phụ hoàng. Tần sắc đi theo hành lễ, bệ hạ liền quay người tiến tẩm điện, chợt, đạm đài hữu cũng mang theo tần sắc rời đi Thái Hòa Cung, ra Thái Hòa Cung, tần sắc cầm kia một đạo thánh chỉ, hướng đạm đài hữu hỏi, điện hạ phải chăng sớm biết hôm nay có dạng này ý chỉ. Đạm đài hữu giải thích nói, ta chỉ là suy đoán, phụ hoàng đối ngươi có khác ân thưởng, nhưng thưởng thứ gì, ta lại là không biết. Tần sắc nhìn xem kia phong thánh chỉ, rất là bất đắc dĩ, ta làm sao liền biến thành hương quân đâu. Thế nào, ngại vị trí này quá thấp rồi. Đạm đài hữu chế nhạo nói, không phải quá thấp, là quá chói mắt. Tần sắc bất đắc dĩ nói, Ta trước đó thật vất vả mới khiến cho Yến Vương đem lực chú ý từ trên người ta dời, hiện tại ta được hương quân vị trí, phải, cố gắng trước đó hoàn toàn ủng phí, hắn khẳng định phải ngày ngày nhìn ta chầm chầm. Nghe vậy, đạm đài hữu mới nhớ tới Yến Vương cái này quả bom hẹn giờ, đây cũng là, nhưng hôm nay cái này ý chỉ cũng không thể để phụ hoàng thu hồi đi. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi, xe đến trước núi ắt có đường. Tần Sắc hít một hơi, chỉ có thể tiếp nhận đạm đài hử cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến đành phải nghe tần sắc hai người chợt một đường trầm mặt đi nhàn phi cung nội bọn hắn tiến chính điện lúc nhàn phi méo mó ngồi tại giường êm bên trên tào ngọc mai cùng dương thước tha ngồi ở một bên ghế con bên trên còn tại bộ nhàn phi nói chuyện tần sắc đi theo đạm đài hử sau khi đi vào liền nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu vị trí nhàn phi nhàn phi mặc vào một thân lan sắc gấm váy phía trên hoa văn cũng là hoa lan thanh đạm lịch sự tao nhã phối hợp nàng trang trí ít nhạc quét mày ngài, nhìn xem càng thêm nhu hòa đoan chính thanh nhã, tần sắc nhìn lướt qua gương mặt nàng, liền thấy nhàn phi toàn bộ tướng mạo đều là nhu nhu các loại, khí tràn rất thấp, nhưng để người xem xét cũng rất dễ dàng thân cận, vô cùng tốt ở chung, chẳng qua bạch tuyến sâu tai, xem ra xác thực bệnh cũng không nhẹ, tần sắc im lặng, không nói gì, nhàn phi lại nhìn thấy đạm đài hử, nhu hòa cười một tiếng, mới mới nói được. Thái tử điện hạ, điện hạ cái này đến, có thể thấy được phía sau thật sự là không thể nói người đâu. Tào Ngọc Mai cùng Dương Thước Tha nghe xong, xoay đầu lại, nhìn thấy đạm đài hữu cùng tần sắc, hai người liền đứng dậy, hướng đạm đài hữu hành lễ, đạm đài hữu hướng nhàn phi ôm lấy quyền, không người cười cười, nhàn mẫu phi cũng đừng treo ghẹo nhi thần. Chợt, hắn hướng tần sắc giới thiệu nói, tần cô nương, vị này chính là nhàn phi nương nương. Tần sắc hướng nhàn phi phúc thân hành lễ, tần sắc gặp qua nhàn phi nương nương. Các ngươi trước khi đến, bên cạnh bệ hạ nội giám liền vội vàng đi khắp sáu cung, nói là bệ hạ vừa tứ phong một vị hương quân, chính là vị này tần cô nương đi. Nhàn phi nhu nhu địa đạo, đạm đài hử cười nói, phụ hoàng người bên cạnh tay chân thật nhanh, chúng ta ra thái hòa cung liền hướng nhàn mẫu phi cái này đến, không nghĩ vẫn là bị trong lúc này dám đoạt trước. Nhàn phi bưng miệng cười, ngươi đứa nhỏ này, liền ngươi phụ hoàng người bên cạnh cũng dám trêu ghẹo. Chợt! Nàng hướng tần sắc vẫy vẫy tay, gọi là làm bình, đúng không? Tần sắc lên tiếng là, hướng nhàn phi nương nương đi qua dựa theo lệ cũ nàng có thân phận có phong hào về sau trong cung người gọi nàng đều dựa theo phong hào đến nhàn phi nắm chặt tầng sắt tay gọi nàng tại bên cạnh mình ngồi xuống trước đó liền nghe thái tử nói qua làm bình y thuật của ngươi tốt trung can nghĩa đảm mấy lần cứu thái tử ở trong cơn nguy khốn hôm nay gặp mặt thật sự là trăm nghe không bằng một thấy lại không nghĩ ngươi cái này đung mạo quả nhiên là không phải bình thường tần sắc bảo trì lễ phép mỉm cười nương nương quá khen cùng nương nương so ra, ta chẳng qua là liễu yếu đào tơ. người đứa nhỏ này miệng thật ngọt, lời này hẳn là ngược lại a. À. nhàn phi nhu nhu cười, mặt mày công công, lộ ra nhu hòa khí tức. tào ngọc mai cùng dương thước tha nghe được toàn bộ che miệng cười trộn. nhàn phi nhìn thấy các nàng hai cười lên, mới nhớ tới giống như mà nói. nghe ngọc mai nói, làm bình cùng ngươi quan hệ cũng rất tốt. tào ngọc mai ép ép ý cười, nói, vâng, sắc sắc là hảo hữu của ta. hôm nay chính là theo ta vào cung nàng trước đó đã cứu thái tử điện hạ, đã cứu ta đây. Hóa ra là dạng này. Nhàn phi vỗ nhẹ tần sắc mu bàn tay nói, là cái có phúc khí cô nương, trách không được có thể ba phen mấy bận giúp đỡ thái tử cùng Ngọc Mai biến nguy thành an. Tần sắc nói, nương nương quá khen, ta cũng chỉ là vừa lúc đụng tới những việc này, ta tin tưởng đổi lại là người khác, đụng tới chuyện này cũng sẽ xuất thủ cứu giúp, so sánh dưới mà nói, ta chỉ là vận khí tốt chút, ngược lại bởi vậy được hương quân vị trí, đúng là giàu nộp thiên chi hạnh, nhàn phi cười nhạt, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ngươi cứu thái tử, thái tử cùng ta đều nên nhận ân tình của ngươi, chúng ta đây đều là người một nhà, ta cũng không nói cái khác hàng huyên ngữ điệu, ngươi nói. Người bên ngoài đụng phải thái tử nhất định sẽ cứu, lại không biết trên đời này không nghĩ để tử người sống, có khối người, thật sự là gặp người bên. Ngoài, thái tử có lẽ liền không có cái này số phận, nói đến vẫn là phải cảm tạ ngươi. Tần sắc ngượng ngùng cười, nhàn phi đều như vậy nói, nàng khiêm tốn nửa khách sáo liền thành không ra gì chỉ có thể ngậm miệng không nói nghe nhàn phi nói đạm đài hữu thấy thế mở miệng nói nhàn mẫu phi gần đây thân thể đã hoàn hảo hắn cái này mở miệng một là vì cho tần sắc giảm bớt gánh vác nói sang chuyện khác hai là thật quan tâm nhàn phi nhàn phi nghe xong thoảng qua cười nói thân thể của ta xương không phải vẫn luôn như vậy sao chưa nói tới tốt cũng không tính xấu cứ như vậy treo đi mới ta cùng làm bình đến thăm nhàn mẫu phi trước phụ hoàng còn từng nhờ ta hỏi qua nhàn mẫu phi thân thể, hôm nay có thể có mặt cái này đại yến, nhàn phi khoát khoát tay, rất không hứng thú giống như, ta liền không đi thêm phiền, gần đây mấy ngày lại bắt đầu tuyết bay, ngươi nhìn ta trong phòng này thăng bao nhiêu địa long, ta còn cảm thấy toàn thân băng hàng, sợ là thời gian không nhiều, đi đại yến ngược lại bằng thêm không may, đổng bằng không đi. Đạm đài hữu nghe xong, sắc mặt có chút nghiêm túc, nhàn mẫu phi lời nói này quá mức, ngày mới là phúc khí sâu nặng, ngày tốt lành còn tại phía sau đâu, sao có thể nói dạng này ủ rũ lời nói. Nhi thần biết nhàn mẫu phi mấy ngày nay thân thể không lanh lẹ, vừa lúc làm bình biết chút y thuật, nhàn mẫu phi không bằng để làm bình cho ngài nhìn xem. Tào Ngọc Mai phụ họa nói, đúng vậy a, à, nương nương, sắc sắc y thuật quả thực không sai, ngài để nàng nhìn xem, cho cái toa thuốc điều trị, có lẽ có thể chữa trị khỏi thân thể đâu. Chương 448, trúng độc 448, trúng động phi nghe được hai người bọn hắn đều nói như vậy, liền hướng tần sắc nhìn sang, đánh giá nàng, có chút khó tin cùng chần chờ hỏi, đã sớm nghe nói làm bình biết chút y thuật, lại không muốn lại cao thâm như vậy. Tần sắc công môi, ôn hòa nói, là thái tử cùng mai tỷ tỷ quá khen, dân nữ chỉ có thể coi là hiểu sơ gia lông, y thuật bác đại tinh thâm, am hiểu người chúng, dân nữ. Không dám ganh đua so sánh, nhưng nếu như nương nương yên tâm, không bằng để dân nữ vì ngươi xem bệnh một lần mạch. Nhàn phi một bên vương tay ra, một bên cười nói, có gì không yên lòng thái tử đều vì ngươi bảo đảm, bản cung tự nhiên tin ngươi. Nói xong, nàng liền đem tay áo cuốn lại, đặt ở giường êm trên lan can cất kỹ, một giây sau, cung nữ bên cạnh liền đưa qua một cái khăn, phải đặt ở nhàn phi trên cổ tay, nhàn phi có chút khoát tay, không cần, nàng là nữ tử, bản cung cũng là nữ tử, có cái gì tốt tị húy. Lại nói, bây giờ làm bình là hương quân, về sau không thiếu được thường vào trong cung, không cần như thế lạnh nhạt. Cung nữ nghe vậy, liền đem khăn thu về tầng sắt hướng nhàn phi cười cười đưa tay khoác lên nhàn phi mạch đập bên trên tại cảm giác được nhàn phi mạch đập nhảy lên rất kỳ quái về sau tầng sắt hơi chần chờ nhàn phi mạch đập rất có quy luật đều là dùng dập nhảy mấy lần chợt sẽ đê mê một đoạn thời gian rất dài sau đó lại dùng dập nhảy mấy lần thấy tầng sắt khẽ nhíu mày đạm đài hữ không khỏi hỏi nhàn mẫu phi thân thể như thế nào tầng sắt không trả lời mà là nhìn qua nhàn phi hỏi nương nương sẽ hay không cảm thấy thường xuyên có đôi khi hô hấp không đến hoặc là hô hấp dồn dập, nửa đêm đều sẽ bởi vì hô hấp không khoái mà bừng tỉnh. Thậm chí, có đôi khi nửa đêm hô hấp tăng tốc tim đập nhanh hơn, toàn thân mồ hôi trộn không chỉ. Nhàn Phi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Nương nương có thể hay không đem le lưỡi ra, cho ta xem một chút. Tần sắc không đáp, trực tiếp đưa ra mình ý nghĩ, Nhàn Phi dừng một chút, ngược lại là có chút vương đầu lưỡi, tần sắc nói, nương nương mời há to mồm, ta muốn thấy nhìn nương nương cái lưỡi nhàn phi đành phải rất không có hình tượng há to mồm đem đầu lưỡi triệt để vươn ra cho tần sắc nhìn tần sắc liếc mắt nhìn qua liền nhìn thấy nhàn phi cái lưỡi biến đen một tầng rất bí mật đen người bình thường rất khó coi ra tới nhưng tránh không xong tần sắc hai mắt tần sắc cao mày nói nương nương trước đó dù một mực người yếu nhưng những bệnh trạng này là gần đây những năm này mới ra ngoài a à, nhàn phi thu hồi đầu lưỡi vuốt vuốt khóe miệng mới nói vâng đầu chút năm ta chẳng qua là cảm thấy thân thể dễ dàng sợ lạnh sợ nóng cũng không cái khác khó chịu, không sai biệt lắm hơn 2 năm trước kia, ta thân thể này liền bắt đầu đủ kiểu khó chịu, những ngày gần đây càng là ngủ không một cái tốt cảm giác. Tần Sắc miếng môi nói, "Nương nương cảm thấy ngài đây là bệnh sao?" Nhàn phi cũng không phải là đồ đần, nghe được Tần Sắc cái này trong lời nói có hàm ý, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ta đây không phải bệnh. Bệnh lý tồn tại, đều có dấu vết để lần theo, coi như triệu chứng sẽ tăng thêm, nhưng nương nương chẳng qua là khó sinh về sau, thân thể suy yếu lại có các thái y tỉ mỉ chiếu cố, làm sao đều không đến mức phát triển cho tới bây giờ mức này. Tần sắc trầm giọng nói, ta ngược lại là cảm thấy, nương nương không phải bệnh, mà là bị người hạ độc. Ở đây tất cả mọi người lập tức giật mình, nhàn phi bản nhân cũng là sững sờ trong một giây lát, mới phản ứng được, nàng vội vàng hướng cung nữ bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đại cung nữ lập tức không người lui ra, đem trái phải người toàn bộ mang đi, nhàn phi một cái nắm chặt tần sắc tay, mới hỏi, người nói bản cung là bị người hạ độc rồi. Vâng. Tần sắc nói, nương nương cái lưỡi biến đen, mạch đập quỷ dị, ta cảm thấy nương nương hẳn là bị người trường kỳ hạ một loại nào đó độc tố, loại độc này cũng không phải là kịch độc, tại chỗ tới chết, hoặc là lượng không đủ, chỉ là biết chung chút tăng thêm nương nương chứng, thân thể một chút xíu suy bại, làm hại nương nương ăn cái gì thuốc đều vô dụng. Nương nương mạch đập đã lúc nhanh lúc ngừng, vậy liền chứng minh nương nương thân thể cơ năng, tại chất độc này thúc dục dưới, đã đến nỏ mạnh hết đà, Hiện tại mỗi một chiếc khí đều là ráng chống đỡ, ta suy đoán loại độc này, hẳn là biết chung chút ăn mòn người phế phủ, nương nương mới có thể cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, thậm chí ngủ mất thời điểm đều sẽ bị ngẹn tỉnh, khả năng lần tiếp theo, nương nương đang ngủ trôi qua về sau, hô hấp liền triệt để nghe, sẽ không lại tỉnh lại, hiện tại mỗi một lần tỉnh lại, kỳ thật đều nương nương thân thể, lại tiến hành sau cùng dãy dụ cùng vận hành. Nhàn phi nghe xong, sắc mặt trắng bệch, bàn tay xoát một cái rũ xuống sau đó bỗng nhiên ghé vào giường êm một bên, thấp tốc hô hấp, đạm đài hữu biến sắc, xông lên trước, nhàn mẫu phi. Tào Ngọc Mai cùng Dương Thước Tha cũng là một mặt lo lắng cùng khẩn trương, tần sắc nhìn thấy nhàn phi bị dọa đến, tình trạng không tốt lắm, vội vàng điểm nhàn phi tim phổi chỗ mấy cái huyệt đạo, nhàn phi hô hấp mới dần dần trở nên thông thuận lên, nhưng mà nhàn phi loại phản ứng này, càng thêm xác thực tần sắc suy đoán. Quả nhiên, loại độc tố này đúng là nhằm vào nương nương phế phủ, mà lại độc tố chậm chạp lắng động, dẫn đến nương nương thân thể một chút xíu chuyển biến xấu, không quá dễ dàng điều tra ra không nói, chính là một ngày kia, nương nương thật cưỡi hạt đi Tây Phương, người bên ngoài cũng sẽ cảm thấy, nương nương là khó sinh hậu thân thể ngày càng suy yếu, dầu hết đèn tắt, ai cũng không nghĩ đến, nương nương là bởi vì trúng độc. Tần sắc, lần nữa kinh đến nhàn phi. Nhàn phi ôm ngực, đột nhiên rơi lệ, mờ mịt không biết làm sao, lại có chút không chỗ thả ra phẫn nộ, những năm này ta một mực co đầu rút cổ cung trong, rất ít ra ngoài, không được sủng ái cũng rất ít cùng người lai vãng đến cùng là ai sẽ như thế hận ta đùng lạo này thủ đoạn độc ác phương thức nghĩ làm cho ta vào chỗ chết tần sắc nghe vậy mặc một cái chớp mắt sau đó hỏi nương nương khó sinh là năm nào sự tình đạm đài hữu vượt lên trước trả lời ba năm trước đây ba năm trước đây tần sắc hơi nhíu mày lại thời gian này điểm rất đặc thù đạm đài hữu không hiểu làm sao đặc thù rồi ba năm trước đây là bệ hạ vừa đăng cơ không lâu, nhàn phi cũng là khi đó, từ công thần nhà tiến cử tiến cung, vừa vào cung liền đứng hàng tứ phi, mới đầu tự nhiên. Cũng phải sủng qua một đoạn thời gian, mang thai về sau, cũng là danh tiếng vô lượng, nhưng khó sinh về sau, nàng thân thể không tốt, tăng thêm tính cách cũng không phải đặc biệt lấy vui, bệ hạ liền rất ít tới gặp nàng, này chỗ nào đặc thù rồi. Ba năm trước đây, nhàn phi nương nương khó sinh. Tần sắc nói, hơn hai năm trước kia, nhàn phi nương nương thân thể bắt đầu dần dần xuất hiện khó chịu điện hạ không cảm thấy hai cái này thời gian điểm rất đặc thù sao tào ngọc mai kịp phản ứng sắc sắc ý của ngươi là nương nương có lẽ là khó sinh về sau liền bị người hạ độc rồi nhàn phi kinh ngạc đạm đài hữu đồng dạng kinh ngạc tần sắc lại khẽ lắc đầu không ta là hoài nghi nương nương trong ngực mang thai lúc liền bị hạ độc khó sinh nói không chừng cùng cái này độc có quan hệ hài nhi tại mẫu thể bên trong lúc là thông qua mẫu thể hô hấp cùng mẫu thể chất dinh dưỡng mà lớn lên, nhưng hài nhi dù sao rất nhỏ, thân thể rất yếu, kinh không được một điểm gió táp mưa xa, những cái kia độc tố biết chung chút tại nương nương trong cơ thể lắng động, nương nương lúc ấy có lẽ sẽ không cảm giác được có phản ứng gì, nhưng hài nhi sẽ cảm giác được, kia một chút xíu độc tố, đối hài nhi đến nói đều là diệt tai ương. Nói xong, tần sắc hướng nhàn phi nhìn sang. Nương nương lúc ấy sinh hạ hài tử, là tử thai, vẫn là sau khi sinh tử vong. Chương 449, tử thai chương 449, tử thành phi run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, há to miệng, lại nói không ra lời, một bên, đạm đài hữu sắc mặt xanh xám, hô thở ra một hơi, cắn răng nói, là tử thai. Nhàn phi khó sinh sinh hạ tử thai chuyện này, cung nội bên ngoài lúc ấy đều truyền khắp, đạm đài hữu kia lúc sau đã là 13-14 tuổi thiếu niên, tự nhiên nhớ kỹ chuyện này, tần sắc nói, tử thai nhưng có cái khác đặc thù. Cái này, đạm đài hữu cũng không biết, nhàn phi nỗ lực nói, đầu lưỡi biến đen, hốc mắt đều là đen, ngón tay cùng ngón chân cũng đều là. Quá, Thái Y nói, là bởi vì khó sinh, một mực sinh không ra đến, đến chết tại thể nội. Mới có thể dạng này. Đó chính là, tử thai triệu chứng, cùng nương nương bây giờ trúng độc triệu chứng không sai biệt lắm, toàn bộ là hô hấp không khoái. Tần sắc nói, có lẽ lúc ấy hài nhi còn sống, khó sinh là ngoài ý muốn, nhưng đối với phổ thông hài nhi đến nói, nương nương kia khó sinh cứ như vậy một hồi, khả năng cũng không có cái gì ảnh hưởng, còn có thể cứu được, nhưng đối bản thể xác tinh thần phổi liền nhận độc tố ảnh hưởng hài nhi đến nói, rất có thể liền sẽ mất mạng. Nhàn phi thân thể nghiêng một cái, suýt nữa từ giường êm bên trên ngã xuống, còn tốt đạm đài hữu cùng tần sắc phản ứng nhanh, hai người một trái một phải, đồng thời đỡ lấy nhàn phi, đưa nàng an trí tại trên giường êm nằm xong. Nhàn phi trầm thấp ô yết, nước mắt bay tứ tung, hận đến cắn răng, không ngừng lắc đầu, tại sao sẽ là như vậy không phải là dạng này a à? ngươi không biết ta ta sinh ra tới vốn nên là cái hoàng tử kỳ thật dù là hắn không phải hoàng tử kia tóm lại là con của ta nếu ta có một cái con của mình hầu hạ dưới gối ta làm sao về phân tích tụ sống qua ngày đến cùng là ai ai yếu điểm con của ta tần sắc sờ sờ lông mày cái này liền không nói được dù sao lúc ấy chuyện gì xảy ra có người nào nàng cũng không biết lúc ấy đừng nói trong cung nàng đều không ở kinh thành làm sao biết nhàn phi cùng người nào từng có mâu thuẫn có điều đoán cũng có thể đoán được tần sắc sâu kín nói ta cảm thấy khả năng cùng huệ phi hoặc là cái khác phi tử thoát không ra quan hệ đạm đài hữu hướng nàng nhìn qua làm sao nói như vậy điện hạ ngẫm lại huệ phi bản thân liền có hoàng tử nếu là thêm một cái hoàng tử xuất sinh tự nhiên là con của nàng nhiều một cái đối thủ cạnh tranh cái khác có hoàng tử phi tử cùng lý tần sắc giải thích nói lại thêm điện hạ mới vừa nói qua nhàn phi nương nương tiến cung lúc chính là tứ phi chiếm đi không ít người tại hậu cung dãy dụ cả một đời khả năng bò lên trên vị trí mà nên lúc nàng đã từng có thủ cưng chiều người cảm thấy sẽ có người không đỏ mắt không đố kỵ sao mà ra tay hại nương nương người nhất định là hại qua nương nương sau được lợi lớn nhất người đạm đài hử một cái giật mình vậy cũng chỉ có thể là huệ phi hắn lột bột nói chỉ có huệ phi có dòng giỏi phụ hoàng còn chưa đăng cơ lúc nàng chính là trắc phi tiến cung sau chính là huệ phi trừ nàng bên ngoài những cái kia có hoàng tử phi tử hoặc là chết sớm hoặc là những năm gần đây ốm chết tứ phi phía trên chỉ còn cùng nhàn mẫu phi đúng nếu là huệ phi vậy liền nói thông được huệ phi nương nương có triệu vương cái này thành niên hoàng tử nhưng ba năm trước đây triệu vương còn vị thành niên nhàn phi nương nương vào cung vào chỗ liệt tứ phi lại có phần bị cưng chiều rất nhanh mang thai nếu là huệ phi khi đó biết nhàn phi nương nương mang chính là hoàng tử tất nhiên sẽ lo lắng đứa bé này uy hiếp được mình hài tử địa vị lo lắng nhàn phi uy hiếp được địa vị của mình cái này nói thông được a à. tào ngọc mai thấp giọng hô nói nhàn phi sững sờ không thôi làm sao đều không nghĩ tới sẽ là nhàn phi nàng sững sờ mà nói ta ta cùng nàng xa ngày không thù gần đây không oán thậm chí rất ít tiếp xúc nàng vì sao muốn hại ta chẳng lẽ chính là sợ ta uy hiếp được vị trí của nàng tại trong hậu cung điểm này đầy đủ trí mạng Tần sắc nhạc âm thanh đánh vỡ nhàn phi kia một chút xíu ảo tưởng trong hậu cung hại người xưa nay không giảng cứu không cừu không oán kia một loại nhàn phi vào cung được sủng ái mang thai cái này đã cùng huệ phi thậm chí cái khác phi tử kết oán không có một cái hậu phi sẽ cao hứng tiến đến một cái cùng mình tranh thủ tình cảm có ngoại gia ỷ vào lại cấp tốc mang thai sinh con phi tử chuyện này đối với các nàng vốn cũng không nhiều ân sủng cùng không cao địa vị đến nói là cái bi hiếp cực lớn chỉ một điểm này đầy đủ các nàng làm ra hại người cử động chỉ là nhàn phi đem hết thảy nghĩ đến quá tốt đẹp cho là mình không có trêu chọc qua các nàng các nàng liền sẽ không hại chính mình làm sao có thể có đôi khi vẻn vẹn một câu ngươi qua giỏi hơn ta liền đầy đủ để một chút cực đoan người phát cùng càng không nói đến là đối mình có uy hiếp người và sự việc nhàn phi cắn cắn môi nói không ra lời chỉ có thể xử lý nước mắt dương thước tha lúc này yếu ớt mở miệng nói thế nhưng là những cái này chỉ là suy đoán của các ngươi a à không có chứng cứ nói là huệ phi nương nương làm a à. đạm đài hử dừng lại xác thực không có chứng cứ cái gì đều là công giả tràng sẽ có chứng cớ tần sắc câu môi nói giấy không thể gói được lửa chỉ cần làm liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại nhất định có thể điều tra ra tào ngọc mai cao mày nói kia nhàn phi nương nương đúng trước mắt chính là nương nương thể nội độc tố có chút khó khăn tần sắc nói ta tạm thời còn không biết nương nương trong cơ thể là cái gì độc, loại độc này từ chỗ nào đến, mà lại mặc dù ta lời này không dễ nghe, nhưng ta vẫn là phải nói một câu lời nói thật, từ nương nương tướng mạo cùng mạch đập đến xem, chịu không nổi chính nguyệt. Đạm đài hử da mặt siết chặt, cho dù là từ giờ trở đi khử độc, cũng không thể thay đổi sao. Tần sắc sờ sờ cái cầm, ngữ khí bình tĩnh, từ giờ trở đi khử độc lời nói. Cũng không thể nói, mảy may không thể thay đổi, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn chữa trị, nhiều lắm thì từ 3 tháng biến thành 6 tháng, 6 tháng biến thành một năm dạng này, bởi vì bị hao tổn phủ, đã hư mất, cho dù khử độc, cũng không thể tu bổ những cái kia bị hao tổn phế phủ. Nếu là đổi lại hậu thế công nghệ cao niên đại, có lẽ còn có thể làm phẫu thuật, cấy ghép cái giả phổi sống sót, nhưng niên đại này, loại tình huống này, thật sự là không có thuốc nào cứu được, đạm đài hữu nhìn ra tầng sắc tuyệt đối không phải đang nói đùa, loại này đã là nàng hết sức về sau kết quả, hắn không thể cưỡng cầu, chỉ có thể nắm lấy nhàn phi tay, hướng tần sắc khẩn cầu vậy liền mời cô nương hết sức thử một lần tần sắc nói không cần điện hạ nói ta cũng sẽ hết sức nếm thử chẳng qua bây giờ việc cấp bách là xác nhận nương nương trong cơ thể là cái gì độc nguồn gốc của độc tố là chỗ nào nếu như không biết nguồn gốc của độc tố liền xem như ta có thể khống chế độc tố tạm lúc không để nó tiếp tục khuếch tán lan tràn nhưng độc tố vẫn như cũ sẽ từ bên ngoài cơ thể không ngừng gia tăng a à. đạm đài hữ nghe xong vội vàng nói đồ ăn nhất định cùng đồ ăn có quan hệ đúng hay không. Hắn nhìn qua tầng sắt, vội vàng nói, đồ ăn là nhất định sẽ cửa vào, loại độc tố này chỉ có thể cửa vào, đúng không? Tần sắc gật đầu, từ cái lưỡi biến đen tình huống đến xem, loại độc tố này khẳng định là cửa vào. Tào Ngọc Mai vội nói, vậy liền hỏi một chút nương nương, nương nương có cái gì đặc biệt thích ăn, mỗi ngày đều muốn ăn đồ vật. Đạm Đài Hữu bỗng nhiên nói, nhanh nhẹn quả. Chương 450, nhanh nhẹn quạch 450, nhanh nhẹn quạt sắc ghé mắt nhìn sang, có chút hiếu kỳ lập lại, nhanh nhẹn quả. Đạm đài hữu bỗng nhiên gật đầu, nhìn một chút nhàn phi, kỹ càng cùng tần sắc giải thích, nhanh nhẹn quả lớn ở đông nam, hình dạng dường như anh đào, nhưng so anh đào càng nhỏ hơn một chút càng ngọc một chút, là nhàn mẫu phi quê quán hoa quả, nàng đặc biệt thích ăn loại nước này quả, trong vườn ngự uyển còn trồng hai khỏa loại này cây ăn quả. Cũng không nhất định là nhanh nhẹn quả, cái khác trong đồ ăn, cũng có khả năng bị hạ độc, dù sao nương nương mỗi ngày đều sẽ ăn cơm. Tần sắc nghe vậy, suy nghĩ một chút, lại nói, đúng, nương nương trong cung đồ ăn, là đơn độc làm sao, nhàn phi nghe vậy rốt cuộc kịp phản ứng, khẽ gật đầu, giống như là mới tìm tiếng vang âm, che lấy ngực của mình, khàn giọng mở miệng nói, là Bệ hạ nói thân thể ta không tốt, từ ngự trù thống nhất lấy ra cơm canh, rất dễ dàng sẽ lạnh, đối thân thể ta không gốt, liền để ta trong cung phòng bếp nhỏ, mỗi ngày đơn độc nấu cơm đồ ăn, đều chọn ta thích ăn làm, tần sắc nghĩ thầm, như thế nghe xong, bệ hạ đối nhàn phi còn rất chiếu cố, nàng sau đó hỏi, khi tiếp xúc những cơm kia món ăn người, là nhàn phi nương nương tin được sao? Nhàn phi muốn gật đầu, lại lắc đầu, mang theo bất lực cùng mờ mịt nói, không, ta không biết, ta hiện tại không biết ta còn có người nào có thể tin tưởng, trừ. Trừ đang cầu vòng, ta một cái cũng không tin. Ai ta cũng không thể tin tưởng, tần sắc nhíu mày hướng đạm đài hử nhìn sang, đang cầu vòng là đạm đài hử hướng tần sắc giải thích nói chính là mới đi ra cái kia đại cung nữ là cùng nhàn mẫu phi từ bản gia đến tần sắc vỗ tay phát ra tiếng vậy liền đem nàng gọi tiếng đến ta hỏi một chút nàng đạm đài hử gật gật đầu liền nghĩ mình đi gọi người tới tào ngọc mai xem xét đi lên phía trước một bước phúc thân nói điện hạ vẫn là ta ra ngoài gọi đi đạm đài hử nhìn một chút nhàn phi trắng bệt mặt hắn tạm thời không nghĩ rời đi nhàn phi sợ nhàn phi nghĩ quẩn liền cảm giác tào ngọc mai đề nghị cũng tốt liền đáp ứng tới, Tào Ngọc Mai thấy thế hướng mọi người phúc phúc thân, liền quay người rời đi nội điện, rất nhanh, nàng liền mang theo đang cầu vòng đi tới, đang cầu vòng tiến đến còn muốn hành lễ, đạm đài hữu khoát tay chặn lại, lập tức nói, không cần, tất cả mọi người đừng lãng phí thời gian, chờ xuống làm bình hương quân hỏi ngươi cái gì. Ngươi liền tình hình thực tế trả lời, mỗi chữ mỗi câu đều không được giấu giếm là đủ. Đang cầu vòng phát giác có chút kỳ quái, nhưng cung nhân không cách nào xen vào chủ tử, nàng vẫn gật đầu, tần sắc liền trực tiếp hỏi, ngươi là nhàn phi nương nương trong cung đại cung nữ. Đang cầu vòng hướng tần sắc hạ thấp người, vâng, nô tỳ là theo chân nhàn phi một đạo vào cung, vào cung về sau liền một mực đang nương nương bên người theo hầu, dựa theo cung nội phép tắc, của hồi môn vào cung cung nữ, đều là đại cung nữ. Tần sắc ồ một tiếng, tiếp tục hỏi, nương nương kia trong cung thường ngày, đều là ngươi tại quản lý. Đang cầu vòng gật đầu. Nương nương kia trong cung phủ trách đồ ăn, là những cái kia cung nhân, ngươi đều biết sao? tin được sao? Tần sắc hỏi lại, Đang cầu vòng không hiểu nó ý, vô ý thức hướng nhàn phi nhìn sang, nhàn phi, xong nàng gật đầu một cái, cực kỳ vô lực nói, làm bình hỏi ngươi cái gì? ngươi liền đáp cái đó, nghe vậy, Đang cầu vòng cân nhắc dùng từ, mới nói phụ trách đồ ăn, hết thảy có bốn cái cung nữ, hai cái đầu bếp nữ cùng hai cái tiểu thái giám, đều là trong cung phát tới người, cũng đều là từ nương nương vào cung liền đi theo lão nhân bên cạnh hẳn là có thể tin phải qua. Những cái kia cung nhân, đều là nương nương vào cung sau liền tiến đến. Tần sắc nhíu mày, đang cầu vòng gật đầu, đúng vậy a à, cái này. Có vấn đề gì sao? Đạm đài hử trầm giọng nói, vấn đề như vậy mới lớn. Nếu như tần cô nương không có nói sai, hạ độc là ba năm trước đây bắt đầu, như vậy ba năm trước đây bắt đầu liền bồi bạn tại nhàn mẫu phi người bên cạnh, ngược lại có càng nặng hiềm nghi, cái này không sai a à. Tần sắc gật gật đầu, đang cầu vòng giật nảy mình, ngẹn họng nhìn trân trối dưới hạ độc tần sắc liếc nhìn nàng một cái nói chuyện này ta tạm thời không có thời gian giải thích với ngươi ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được những cái kia cung nhân bình thường hành vi cử chỉ có hay không tương đối kỳ quái địa phương đang cầu vòng đè xuống trong lòng hoảng sợ liền vội vàng lắc đầu cái này nô tỳ ngược lại là không nhìn ra tất cả mọi người ở chung mấy năm cũng không cái gì không ổn a à. tần sắc dừng một chút xem như nhìn ra hỏi đang cầu vòng cũng hỏi không ra cái gì hữu hiệu tin tức, dứt khoát nói thẳng, ngươi dẫn ta đi phòng bếp nhỏ nhìn một chút đi. Hiện tại, đang cầu vòng kinh ngạc, tần sắc gật gật đầu, hôm nay nương nương nếm qua cái gì, phòng bếp nhỏ hẳn là còn có lưu một bộ phận A. Hẳn là đều có, bất quá còn lại, hẳn là đều tại thùng nước rửa chén, ban đêm sẽ từ xuất cung. Thùng nước rửa chén hương vị sẽ không dễ ngửi, hương quân thật muốn đi nhìn. Đang cầu vòng biểu lộ rất là một lời khó nói hết, người bình thường cũng sẽ không nghĩ tiếp cận thùng nước rửa chén, vốn là những cái này quý nhân, tần sắc nghe vậy cũng là mặt một cái chớp mắt, nhưng một giây sau, nàng vẫn là mở miệng nói, vậy cũng phải đi xem. Đang cầu vòng nhìn về phía nhàn phi, nhàn phi vô lực khoát tay, đang cầu vòng gặp bọn họ đều đồng ý đi qua nhìn, không thể làm gì khác hơn nói, kia hương quân đi theo ta đi. Tần sắc từ một tiếng, hướng đạm đài hữu nhìn sang, điện hạ bồi tiếp nhàn phi nương nương đi, ta đi xem một cái, mau chóng trở về đạm đài hữu vốn còn nghĩ nói bồi tần sắc cùng nhau đi nhưng nghe đến tần sắc nói như vậy hắn liền đành phải lưu lại tào ngọc mai lập tức nói như vậy đi ta bồi sắc sắc đi thêm một người cũng nhiều một cái giúp đỡ ta cũng đi dương thước tha vội vàng nhất tay bằng không tào ngọc mai cùng tần sắc đi chỉ còn lại nàng một người bồi tiếp nhàn phi cùng thái tử ơ lại nàng sẽ cảm thấy cái loại cảm giác này thật kỳ quái kiềm chế thấu chẳng qua lên tần sắc nghĩ đến muốn tìm đồ vật sợ là tương đối khó khăn thêm một người xác thực không có gì chỗ xấu, liền gật gật đầu, mấy người sau đó liền theo đang cầu vòng, cùng rời đi chính điện, chuyển về phía sau phòng bếp nhỏ. Nhàn phi trong cung phòng bếp nhỏ, kỳ thật cũng không. Tính nhỏ, so với bình thường người ta đường đường chính chính phòng bếp còn muốn lớn hơn một chút, bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn đều có, bếp lò cũng có bốn cái, nhưng tập trung nấu cơm, giống như chỉ dùng trong đó hai cái, dù sao nhàn phi trong cung người ít, lại không con tự, không cần nhiều như vậy lò, cũng có thể lý giải, mặt khác kia hai cái bếp lò phía trên trưng bày đồ vật nhiều, có sử dụng qua vết tích, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Tần sắc đi trước đi qua, nhìn một chút trong phòng. Bếp, có cái gì cái khác khả nghi đồ vật, Tào Ngọc Mai cùng Dương Thước Tha thấy thế liền tách đi ra, tại bốn phía hỗ trợ tìm xem manh mối, tần sắc nhìn kỹ kia hai cái bếp lò, không có vấn đề gì, bên cạnh cũng không có đồ ăn thừa. Chẳng qua ngược lại là chuẩn bị tốt ban đêm muốn dùng đồ ăn, đầu bếp nữ nhóm nhìn thấy đang cầu vòng mang theo người tiến đến, mấy cái kia cô nương mặc lại giống là quý nhân câu nệ đứng ở một bên không khỏi hướng đang cầu vòng nhỏ giọng hỏi đang cầu vòng cô nương mấy vị này là đang cầu vòng mặt lạnh rất có đại cung nữ khí tràng, thấp giọng răng dậy nói mấy vị này đều là quý nhân đến các ngươi cái này đến xem các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi liền làm như không nhìn thấy các nàng qua đi cũng không cho phép đi ra ngoài ăn nói linh tinh đầu bếp nữ nhóm cùng nhỏ các cung nữ liên tục gật đầu không dám làm trái, Tần Sắc nhìn thấy những cái kia chuẩn bị tốt đồ ăn, quay đầu nhìn về bọn hắn nhìn sang, cao giọng hỏi, cái này còn chưa tới cơm tối lúc đâu, đồ ăn đều chuẩn bị tốt rồi. Đang cầu vòng nghe vậy, hướng bên cạnh lớn tuổi đầu bếp nữ nhìn sang, vị này là bệ hạ vừa tứ phong làm Bình Hương quân, nàng hỏi các ngươi lời nói đâu, không nghe thấy sao? Lớn tuổi đầu bếp nữ lập tức hướng Tần Sắc cúi chào một lễ, bồi khuôn mặt tươi cười, trả lời, Hương quân có chỗ không biết, chúng ta cái này chuẩn bị đồ ăn Đều là sớm đi thời gian chuẩn bị tốt Dạng này đến nấu cơm thời điểm Cũng không cần luống cuốn tay chân Mà lại chúng ta cái này người ít Muốn làm một cung ăn uống Dù sao cũng phải sớm dự sẵn Đang cầu vòng sau đó bổ sung thêm Đây cũng là thường có Nương nương thân thể không tốt Giống hôm nay loại này đại yến Là tất nhiên sẽ không có mặt Các nàng sớm chuẩn bị tốt đồ ăn Không gì đáng trách Đầu bếp nữ nhóm liên tục gật đầu Tần sắc kiểm tra một chút những cái kia món ăn không có điều tra ra cái gì mờ ám, nàng một bên tại bếp lò bên cạnh chuyển, một vừa quan sát mấy cái kia đầu bếp nữ cùng cung nữ. Chương 451, bếp sau chương 451, bếp sau hai cái đầu bếp nữ cùng bốn tiểu cung nữ, sắp xếp sắp xếp đứng, đều là một mặt khẩn trương cùng sợ hãi, đại khái là bị tần sắc dạng này đột nhiên tới người, hù đến, tần sắc nhìn kỹ các nàng tướng mạo, cũng không có vấn đề gì, có tối đa nhất điểm trộn gian dùng mánh lới, hoặc là lớn yếu sợ mạnh bộ dáng nhưng không có loại kia vụn trộm hại người, cả đám đều không có loại này lá gan. Tướng mạo bên trên cũng không có sát. Khí, hẳn là cùng hại người không quan hệ, kia vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở mấy người này trên thân, tần sắc lại nhìn về phía một bên khác, mấy cái kia tiểu thái giám, kia hai cái tiểu thái giám, cũng không có gì chỗ dị thường, nói cách khác, phòng bếp nhỏ người cũng không có vấn đề gì, kia đồ ăn loại này cửa vào đồ vật, cũng không thể không duyên cớ xảy ra vấn đề A, tần sắc dời ánh mắt, tại phòng bếp nhỏ bên trong tìm kiếm một chút, thật không có tìm được một điểm khả nghi địa phương, tất. Cả món ăn sạch sẽ, bao quát độn lấy, ngày mai đồ ăn, cũng cũng không có vấn đề gì, Tào Ngọc Mai cùng Dương Thước Tha, cũng không tìm được cái gì khả nghi đồ vật, liền hướng tần sắc nhau nhau lắc đầu, chẳng lẽ mỗi ngày hạ độc về sau, đều sẽ cố ý xử lý sạch sẽ, tần sắc nghĩ đến đây, quyết định thật nhanh hướng đang cầu vòng phân phó nói, thùng nước rửa chén ở đâu, mang bọn ta đi xem một chút. Đang cầu vòng nghĩ đến thùng nước rửa chén mùi thối, cố mà làm gật đầu một cái, mang theo tầng sắc bọn người, đi phòng bếp đằng sau cất đặt thùng nước rửa chén địa phương. Phòng bếp đằng sau là một cái tiểu viện, đằng sau có một cái cửa, có thể cùng bên ngoài lui tới vận chuyển món ăn đường hành lang tương thông liên, trong tiểu viện có hai ngụm giếng, miệng giếng bên cạnh trong chậu gỗ thả không ít chén dĩa chuẩn bị tẩy, dựa vào tường kia một mặt, có hai cái nước rửa chén, tản ra trùng thiên mùi thối, cách thật xa liền có thể nghe được, đang cầu vòng nhéo nhéo mũi, ồm ồm mà nói, hương quân, kia thùng nước rửa chén ngay tại cái này, vài người khác, đứng thật. Xa, dù bọn hắn loại này thường xuyên tiếp xúc nước rửa chén, đều ghét bỏ bọn hắn thối, là lấy nhìn thấy tầng sắc bọn người thế mà muốn tìm thùng nước rửa chén, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngay người, không biết hiện tại quý nhân đều là cái gì yêu thích, thế mà vi hoa nhìn thùng nước rửa chén, không chê thối sao, tầng sắc thật giống là không có nghe được cái gì mùi lạ giống như, một mặt bình tĩnh đi lên trước, đứng tại thùng nước rửa chén trước. Hướng bên trong nhìn một chút, Tào Ngọc Mai cùng Dương Thước Tha mấy ven muốn tiến lên, nhưng nghe được cái kia mùi vị, là thật không có cách nào lại tiến lên trước một bước, liền đành phải đứng ở bên cạnh chờ lấy, tần sắc đứng tại thùng nước rửa chén bên cạnh, trọn vẹn đứng vững 3 phút, mới đi tới, phất tay phủi phủi ống tay áo, tự hồ là muốn tản mất trên người vị, sau đó mới đi gần Tào Ngọc Mai cùng Dương Thước Tha mấy người, kỳ quái là, Tào Ngọc Mai cùng Dương Thước Tha không có nghe được. Tần sắc trên thân có một chút xíu mùi lạ, ngược lại còn có một tia nhàn nhạt hương thơm nữ tử mùi thơm cơ thể, Dương Thước Tha không khỏi lẩm bẩm một tiếng, mang theo nghi hoặc sắc sắc tỉ tỉ trên người ngươi tại sao không có hương vị a à? tần sắc cũng không trả lời nói thẳng vào bên trong điện bàn lại đi nói xong nàng cất bước hướng chính điện phương hướng đi qua tào ngọc mai cùng dương thước tha liền đi theo nhưng vừa đi hai bước tần sắc lại dừng lại hướng đang cầu vòng nhìn sang nghe nói nương nương thích ăn nhanh nhẹn quả là đông nam đặc sắc hoa quả ăn thật ngon không biết cung nội còn có hay không ta nghĩ nếm thử nhìn đang cầu vòng ngay ra một lúc mới phản ứng được, có, hương quân nghĩ nếm thử, nô tỳ cái này để người đi chuẩn bị. Phiền phức. Tần sắc khẽ vuốt cầm, liền dẫn Tào Ngọc Mai cùng Dương Thước Tha đi ra ngoài, đợi các nàng vừa đi, những cái kia đầu bếp nữ không khỏi nghị luận lên. Vừa nhìn thấy kia cái gì thùng nước rửa chén, lại muốn ăn đồ vật. Hiện trong kinh thành quý nữ đều là cái gì mau bệnh, nhìn thùng nước rửa chén mới có khẩu vị. Ai nói không phải đâu, lúc này sắp đều nhanh đại yến, chạy ta cái này đến xem thùng nước rửa chén, xã này quân có phải là có tật xấu hay không a? À? Cũng không biết là nhà nào cô nương, phong hương quân, lại tuyệt không giống như là đại gia khuê tú. Nhưng ta nhìn nàng mặt trên người, cũng đều là chất liệu tốt, xuất thân hẳn là không tầm thường mới là đang cầu vòng nghe được các nàng nghị luận, trừng mắt, khiển trách. Đều không cần làm việc sao? Tại cái này nói hô nói vượng cái gì? Quý nữ cũng là các ngươi có thể nghị luận. Nếu để cho ta biết, hôm nay chuyện phát sinh, có một người dám truyền đi một câu, ta liền đem các ngươi một nhóm người này, toàn bộ đưa đi nội đình ngục, thật cốt trị trị miệng của các ngươi. Những cái chi đầu bếp nữ nhóm lập tức trung lên một cái, đang cầu vòng cô nương, chúng ta cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nói chính là. Nói xong, những người kia như chim muôn, nháy mắt tán, đang cầu vòng quơ quơ khăn, tan hết mùi thối, lúc này mới dẫn theo váy đi chuẩn bị nhanh nhẹn quả, tần sắc cùng Tào Ngọc Mai Dương thước tha trở lại nội điện, thấy được nàng trở về, Đạm đài hữu liền không khỏi hỏi, thế nào, ra được cái gì sao? Tần sắc khẽ lắc đầu, không có. Nàng nhạc tiếng nói, phòng bếp nhỏ bên trong sạch sẽ, bất kỳ cái gì đồ vật đều không có mau bệnh, thùng nước rửa chén bên trong đồ vật, cũng không có bất kỳ cái gì độc tố hương vị, hiện tại liền chỉ có thể nhìn một chút cái kia nhanh nhẹn quả, có phải là quấn đề? Tào Ngọc Mai cùng Dương Thước tha nghe vậy mới biết được, tần sắc mới tại thùng nước rửa chén đứng bên cạnh, là tại nghe bên trong hương vị các nàng lập tức cảm thấy cái kia hình tượng có chút kỳ quái, đạm đài hữu nhíu mày, kia để người đi chuẩn bị nhanh nhẹn quả. Tần sắc nói, ta đã để đang cầu vòng đi chuẩn bị. Đạm đài hữu gật gật đầu, mấy người liền ở bên trong điện chờ lấy. Qua một hồi này, nhàn phi cảm xúc ổn định rất nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn tương đối tái nhợt, con mắt hơi có chút sưng đỏ, nhìn ra được mới khóc qua dấu hiệu, ánh mắt có chút ngốc trệ, còn chưa hoàn toàn từ mới trong lúc khiếp sợ triệt để lấy lại tinh thần, hoặc là đắm chìm trong quá khứ trong thống khổ. Tần sắc đi lên trước, một lần nữa cho nhàn phi đem bắt mạch, lại lấy ra một tờ tịnh hóa phù đến, đốt thành tro mạc, đặt ở chén nước bên trong, đưa cho nhàn phi, cái này tịnh hóa phù, có thể tịnh hóa rơi hết thảy ô uế đồ vật, không biết đối nương nương thể nội độc tố, xe. Có hay không có thay đổi, nương nương có thể uống xong đi thử một lần. Kỳ thật giải độc, tần sắc cũng có biện pháp, chỉ cần có giải bách độc phù liền tốt, có điều, loại bùa chú này, nàng không có phòng ở trên người, trong tay hiện tại chỉ có cái tịnh hóa phù, nhìn xem có thể hay không có chút hiệu quả. Nhàn phi nghe vậy nói một tiếng cảm ơn, đem chén nước nhận lấy, nhíu lại lông mày uống vào, nàng vốn cho là sẽ có cái gì mùi lạ, mới nhíu mày lại, có thuyển xuống dưới về sau, lông mày của nàng ngược lại giãn ra, có chút kỳ quái mà nói, phù này nước mà không có mùi vị gì. Lúc đầu cũng không có cái gì hương vị. Tần sắc cười nhạt, các ngươi đối thật phù thủy đại khái đều có hiểu lầm, thật phù lục bỏ vào trong nước trực tiếp tan ra mà ở trong đó tan ra chính là linh khí cũng không phải gì đó cho mạc không phải tùy tiện đốt một trang giấy đều hữu dụng chân chính có hiệu quả là bên trong linh khí linh khí có thể độ hóa một chút vết bẩn mới gọi tịnh hóa phù nhàn phi giật mình rất mau đem một chén nước uống sạch sau khi uống xong không biết là tâm lý ám chỉ vẫn là thật có hiệu quả nàng cảm giác hô hấp thông thuận không ít không khỏi hoảng sợ nói giống như thật có hiệu quả a à. Tần sắc chờ trong chốc lát, mới cho nhàn phi một lần nữa bắt mạch, quả thật có thể cảm giác được nhàn phi mạch tượng so vừa rồi bình ổn một chút, nhân tiện nói, xem ra tịnh hóa phù đối khống chế độc tố lan tràn vẫn có chút hiệu quả. Nhàn phi cùng đạm đài hữu nghe xong, đều thở dài một hơi, Tào Ngọc Mai cũng nói, có hiệu quả liền tốt. Ta nhìn nương nương sắc mặt, cũng so với vừa nãy khá hơn một chút, vẫn là sắc sắc lợi hại. Nhàn phi rất tán thành gật đầu một cái, đúng lúc này, đang cầu vòng mang theo rửa sạch sẽ nhanh nhẹn quả đi tới. Tần Sắc thấy thế liền hỏi, "Nương nương mỗi ngày muốn ăn nhanh nhẹn quả, đều là ngươi chuẩn bị sao?" Chương 452, nhanh nhẹn quả có độ 452, nhanh nhẹn quả có độ can cầu vòng đem nhanh nhẹn quả bỏ lên trên bàn, hướng Tần Sắc cúi chào một lễ, mới ấm giọng. "Trả lời, hồi hương quân, là nương nương thích ăn nhất nhanh nhẹn quả, mà loại này quê quán tiểu thực, nhất là yếu ớt, thanh tẩy lúc phải đặc biệt cẩn thận, nhiệt độ nước quá cao quá thấp, đều sẽ hư hương vị." cho nên mỗi ngày đều là nô tỳ tự mình đi chuẩn bị. Khi nhanh nhẹn quả, mỗi ngày là bên ngoài người cung ứng đến sao. Tần sắc nhìn xem kia ống ánh sáng long lanh trái cây màu đỏ, hỏi, đang cầu vòng khẽ gật đầu, nói, là. Chúng ta trong vườn ngự uyển có loại hai quả nhanh nhẹn cây ăn quả, nhưng kết quả tương đối ít, cho nên nương nương thường ngày chỗ ăn, vẫn là từ bên ngoài trang tử bên trên đưa tới. Bên ngoài trang tử. Tần sắc nhíu mày. Đạm đài hữu giải thích nói, là kinh ngoại ô hoàng trang, bên trong cùng phổ thông nông trường không sai biệt lắm, chẳng qua sẽ cố ý trồng một chút cung nội người thích ăn uống. Phụ hoàng biết nhàn mẫu phi thích ăn nhanh nhẹn quả, liền tại hoàng trang bên trong trồng hai mẫu đất nhanh nhẹn quả, cam đoan cung ứng không thiếu. Tần sắc ồ một tiếng, kia bên ngoài trang tử bên trên đưa tới người, mới là nhóm đầu tiên tiếp xúc qua nhanh nhẹn quả người, đang cầu vòng gật đầu, là như thế này, nhanh nhẹn quả vào cung về sau, liền sẽ giao đến nô tỳ thụ thương, mỗi hai ngày đưa một lần, mỗi lần đưa hai ngày lượng, nô tỳ đều sẽ đem bọn nó trong cung cất kỹ. Những cái này chính là ngày mai lượng, hương quân muốn dùng ăn, nô tỳ mới cầm tới. Tần sắc nghe vậy, từ kia một bàn nhanh nhẹn quả bên trong, cầm mấy quả lên, đặt ở mũi thở hạ ngửi ngửi, những cái này nhanh nhẹn quả, nhìn qua xác thực so anh đào còn muốn nhỏ một chút, nhưng tất cả đều là thịt quả không có tử, thịt quả lại tương đối mềm ngọt, cảm giác quả thật không tệ, tăng thêm lại là quê quán hoa quả. Nhàn Phi mới rất thích ăn, tần sắc ngửi ngửi, lại có chút nhíu lên lông mày tới, đạm đài hữu có một loại dự cảm xấu, thế nào, có phải là cái quả này có vấn đề gì? Tần sắc khẽ vuốt cầm, có độc. Đạm đài hữu sắc mặt trầm xuống, thật sự có độc. Đang cầu vòng hét trầm lên, cái này sao có thể? Đây là nô tỳ vừa rồi lấy tới, nô tỳ trả hết tẩy một lần. Tần sắc không trả lời, mà là đem thịt quả đẩy ra, từ tàu ngọc mai trên đầu rút ra một cây ngân trâm, tại thịt quả ở giữa thử một chút ngân trâm rất nhanh biến đen nhàn phi cùng đang cầu vòng suýt nữa song song ngất đi nhàn phi là tức giận đến đang cầu vòng là dọa đến nàng hoàn toàn không nghĩ tới trải qua mình tay cầm tiến đến nhanh nhẹn quả bên trong thế mà lại có độc cái này cái này cái thứ nhất muốn bị hoài nghi đối tượng không chính là mình sao đang lúc đang cầu vòng nhanh quỳ xuống đến phủ nhận không phải mình hạ độc thời điểm tần sắc lời kế tiếp thoát khỏi nàng hiềm nghi thịt quả bên trong độc tố nặng nhất ta cảm thấy hẳn là đang gieo trồng thời điểm, liền bị hạ độc. Đang cầu vòng nghe vậy, thở dài một hơi, nàng một mực đang cung nội, cũng không từng nhúng tay nhanh nhẹn quả trồng sự tình, bên ngoài hoàng trang tự có người phụ trách, vậy liền cùng với nàng không có quan hệ gì, đang cầu vòng lập tức quỳ xuống đến trần tình, nhất định là bên ngoài hoàng trang bên trên người gây nên, nương nương ngài là biết nô tỳ, nô tỳ tuyệt đối không có khả năng còn ngài. Nhàn phi bất lực gật đầu, bản cung tin tưởng ngươi, ngươi đứng lên trước đi. Đang cầu vòng nghe vậy, mới đứng lên, cứ việc tẩy thoát hiềm nghi, nhưng vừa rồi kia một chút, đem nàng dọa đến quá sức, đứng lên thời điểm, nàng mới phát hiện mình hai cái đùi đều là mềm, toàn bộ đứng không vững, rất miễn cưỡng mới không có lại rót dưới, dương thước tha thấy thế tiến lên đỡ nàng một cái, đang cầu vòng lập tức hướng dương thước tha ném đi qua một cái ánh mắt cảm kích một bên khác, tần sắc đem đẩy ra thịt quả cầm lên, cho đạm đài hử nhìn một chút, có thể rõ ràng nhìn ra, gần bên. Trong bên trong thịt quả, nhan sắc càng nặng, độc tố càng mạnh đạm đài hử xem xét quả là thế, trầm mặt nói, đó chính là nói, cùng bên ngoài hoàng trang bên trên người thoát không ra quan hệ rồi. hoàng trang bên trên người cũng đều là đến từ bốn phương tám hướng a. tần sắc đem quả vứt xuống, hỏi đạm đài hử nói, đều là một chút cung nội lão nhân cùng từng cái vương phủ thả người trong quá khứ. tần sắc phát hiện một cái điểm sáng, từng cái vương phủ thả người trong quá khứ. đạm đài hử gật đầu, từng cái trong vương phủ nếu là hữu dụng lão người tại trong vương phủ phục vụ không được, liền sẽ phóng tới riêng phẫn mình trang tử đi lên, có hơi tốt một chút, liền sẽ bị chọn lựa đến hoàng trang bên trong hỗ trợ xử lý sự vụ, cũng coi là một cách. Tần sắc, như vậy, triệu vương phủ hoặc là cái khác phong vương hoàng tử phủ, cũng sẽ tặng người đi qua sao. Đạm đài hử dừng lại, triệu vương hẳn là đưa qua một nhóm người. Hắn sắc mặt siết chặt, mà lại, hẳn là tại phụ hoàng vừa đăng cơ không lâu thời điểm. Triệu vương lớn tuổi, lúc ấy đã thành gia, có mình dinh thự cùng người hầu, bệ hạ vừa đăng cơ thời điểm, hoàng trang bên trên thiếu nhân thủ, triệu vương đưa qua không ít, tần sắc sờ sờ cái cầm, giống như cười mà không phải cười, nhìn như vậy đến, vẫn như cũ là huệ phi cùng triệu vương hiềm nghi lớn rồi. Đạm đài hữu liền nghiêm mặt, cắn răng không nói, trên thực tế, hắn cũng cảm thấy, nhất định là huệ phi cùng triệu vương làm, cái này hai mẹ con căn bản chính là cá mè một lứa, đều không phải người tốt, triệu vương sẽ hướng hắn xuống tay, Huệ Phi liền có khả năng nghĩ Phi tần khắc xuống tay, nhàn Phi trong lòng cũng là nghĩ như vậy, là lấy nàng cũng trầm mặt, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Tào Ngọc Mai cùng Dương Thước Tha đối với cái này càng không có cách nào nói ra cái gì đến, chỉ có. Thể yên lặng nghe, tốt nhất vẫn là nghe qua liền quên cái chủng loại kia, sau một lúc lâu, tần sắc mở miệng lần nữa, hoàng trang địa chỉ ở đâu. Cùng ngươi đất phong làm bình rất gần. Đạm đài hữu nói, tần sắc nhướng mày, làm bình, lại tại chỗ nào. Bản triều phong hào, bình thường đều là dùng đất phong thay thế phong hào, tần sắc đánh từ vừa mới bắt đầu liền biết làm bình là nàng đất phong, nhưng không biết ở đâu, đạm đài hữu nói, là kinh ngoại ô một cái huyện. Thành nhỏ, mặc dù nhỏ một chút, nhưng ruộng tốt không ít, có núi có nước, là chỗ tốt, hoàng trang ngay tại làm bình bên cạnh. Tần sắc nhíu mày, như thế xảo, điện hạ ngươi nói ta nếu là lấy đi thăm dò nhìn mình đất phong làm lý do, trải qua hoàng trang, vào bên trong đi xem một chút, lấy thỉnh kinh, cũng không có vấn đề a à. Đạm đài hữu trần chờ nói, trên lý luận là có thể, nhưng hoàng trang người, chưa chắc sẽ cho phép người khác tiến vào. Khi có quan hệ gì, thủ đoạn đàng hoàng vào không được, chúng ta liền có chút thủ đoạn đặc thù chứ sao. Tần sắc công môi cười một tiếng, một bộ định liệu trước bộ dáng đạm đài hữu há to miệng vừa định muốn lại nói cái gì, lúc này, có cung nữ đi đến, nói, điện hạ, đại yến sắp bắt đầu, bệ hạ để điện hạ cùng tàu cô nương trước đi qua, cùng đi huệ phi nương nương chủ trì đại cục đạm đài hữu nghe xong lời đến khóe miệng lập tức nuốt trở vào gật đầu nói ta biết cái này đi tần sắc nghe vậy nhân tiện nói vậy chúng ta trước hết đi đại yến đi những chuyện khác cho sau lại nói đạm đài hữu gật gật đầu nhìn về phía nhàn phi nói nhàn mẫu phi hôm nay đại yến ngài vẫn là đừng đi trong cung nghỉ ngơi thật tốt không ta muốn đi nhàn phi đứng lên kiên định nói ngày xưa ta có thể không đi nhưng ta hôm nay nhất định phải đi ta cùng huệ phi đều là tứ phi vị trí loại này đại yến làm sao thiếu được ta tần sắc xem như nhìn ra nhàn phi hiện tại đã đem huệ phi xếp đầu của mình hào địch nhân dù là nàng mạnh hơn chống đỡ nàng hiện tại cũng sẽ không để huệ phi tốt qua độc chiếm vị trí đầu hòa phong ánh sáng huống chi nàng lâu dài không có mặt các loại tiệt trụ hôm nay nếu là có mặt mọi người tiêu điểm đều sẽ ở trên người nàng huệ phi cái này thường ngày xuất hiện lão nhân ngược lại sẽ bị đoạt đi lực chú ý khi làm náo động người, tự nhiên không tới phiên Huệ Phi. Tần sắc sách một tiếng, thật sự là không nên đắc tội nữ nhân nha. Chương 453, Đại Yến chương 453, Đại Yến Đại Hữu nhìn thấy nhàn Phi khó được giữ vững tinh thần, mặt. Kệ là vì cái gì dạng nguyên nhân, hắn đều không muốn đã kích nhàn Phi tính tích cực, liền ôn thanh nói, nhàn mẫu Phi nguyện ý đi cũng tốt, khi nhàn mẫu Phi ngài thu thập một phen, nhi thần trước đi qua. Tần sắc không sợ phiền phức lớn, nói, điện hạ không bằng chờ một chút nhàn phi nương nương, cùng đi. Nếu là thái tử cùng nhàn phi một đạo xuất hiện, khi đám người liền kinh ngạc hơn, Huệ Phi càng là không có chói mắt cơ hội, nhàn phi nhìn tần sắc liếc mắt, hiểu rõ ý nghĩ của nàng, gật gật đầu, hướng đạm đài hữu nhìn sang nói, đúng, hữu, ngươi chờ ta một chút, chúng ta một khối đi qua, ta liền đi đổi thân y phục, đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, nhàn phi liền để đang cầu vòng viện nàng đi tẩm điện thay quần áo, đạm đài hữu nghe vậy, đành phải dằn xuống đến, chờ lấy nhàn phi, may mà không bao lâu, nhàn phi liền đi ra, khi thấy nhàn phi đổi quần áo lúc, Tào Ngọc Mai chỉ muốn nói, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, nhàn phi đổi một thân dáng màu đỏ theo bách hợp tịnh đế liên váy dài, nhạc quét mày ngài, chỉ lưu môi bộ một điểm đỏ, nhìn qua lập tức xinh đẹp vô phương. Nàng lúc đầu bởi vì ốm yếu lâu dài không ra khỏi cửa, màu da liền rất trắng, mà kia một thân váy đỏ, tôn lên nàng màu da càng thêm, da như mỡ đông, phản phất từng mảnh bông tuyết, băng cơ ngọc cốt, không nói dung mạo Vẹn vẹn là cái này một bộ làn da, liền đầy đủ diễm áp quần phương, lại thêm, đưa vào cung nữ nhân, cái kia không phải dung mạo khuynh thành, nhàn phi dung mạo cũng là xuất chúng, chỉ là lúc trước không yêu cách ăn mặc, tăng thêm ốm yếu, cả ngày vốn mặt hướng lên trời, cùng nhu nhược khí tràn, không quá có thể hiển lộ rõ ràng ra mỹ mạo của nàng, nhưng nàng hôm nay đang giận phẫn phía dưới, khí tràn toàn bộ triển khai, lấy ra mười đủ mười muốn nghiền ép huệ phi khí thế, lập tức lộ ra mỹ mạo độ tiêu thăng đến đỉnh phong, tào ngọc mai chỉ muốn nói hôm nay Huệ Phi nhất định ảm đạm vô quan, tất cả tiêu điểm cũng sẽ ở nhàn Phi trên thân, như hạ độc sự tình, thật sự là Huệ Phi làm, Huệ Phi ước chừng không nghĩ tới. Mình một cử động kia sẽ bị phát hiện, càng không có nghĩ tới, bị phát hiện về sau, sẽ nên đón nhàn Phi dạng này phản kích cử động, thật sự là. Nàng chỉ có thể nói một câu, nếu thật là Huệ Phi làm, cái kia chỉ có thể nói, Huệ Phi là tự làm tự chịu. Đạm đài hữu nhìn thấy nhàn Phi bộ trang phục này, đồng dạng thật cao hứng, Tối thiểu nhàn phi đối với chuyện như thế này, lên đấu trí, người tinh thần một khi có ký thác, tóm lại là một chuyện tốt, hắn liền viện nhàn phi, cùng Tào Ngọc Mai tần sắc cùng Dương Thước tha một đạo, tiến về Đại Yến chỗ Thái Bình Cung. Thái Bình Cung là chuyên môn lo liệu Đại Yến địa phương, nhất là lấy dạng này nội cung Đại Yến chiếm đa số, bọn hắn lúc chạy đến, bệ hạ còn không có đến, một người mặc màu tím sậm cung. Trang, được bảo dưỡng nghi nữ nhân, mang theo vừa vặn mỉm cười, mạnh vì gạo, bạo vì tiền trong đám người ngươi tới ta đi, có chút thông dong người này chính là huệ phi huệ phi hưởng thụ lấy lui tới quan quyến mệnh phụ lấy lòng cười đến vừa vặn trong lòng lại là cực kỳ đắc ý mà đúng lúc này nàng chợt phát hiện những người kia toàn bộ ánh mắt hướng cửa đại điện nhìn sang một bộ giật mình không nhỏ bộ dáng huệ phi mấy không thể gặp nhíu nhíu mày lại quay đầu nhìn sang còn chưa thấy rõ tràng người tới liền nghe được nội giám sướng hát lên thái tử điện hạ đến nhàn phi nương nương đến làm bình hương quân đến nội giám liên tục sướng hát ba người Huệ Phi lúc này mới nhìn chăm chú thấy rõ ràng người tới, song khi nàng thấy rõ ràng người tới thời điểm, trên mặt nàng cười, lập tức không kềm được, chén rượu trong tay suýt nữa bị bóc nát, nàng vạn vạn không nghĩ tới, sẽ tại loại trường hợp này bên trên, nhìn thấy luôn luôn co đầu rút cổ không ra nhàn Phi, nhàn Phi tới thì tới, còn mặc vào một thân dáng màu đỏ, đây là ý gì? Nàng hôm nay vì tránh hiềm nghi, chỉ lấy một thân màu tím sậm váy dài, ung dung hoa quý, lại mất mấy phần diễm lệ, trùng hợp nàng luôn luôn càng thích hợp diễm lệ trang phục hôm nay dạng này, nguyên chẳng. Qua là nghĩ rửa đi quá khứ người bên ngoài đối nàng ấn tượng, lại không muốn nhàn phi xuyên thân càng diễm lệ hơn váy dài, chỉ là cá mục cũng muốn cùng nhật nguyệt tranh huy, người xung quanh, nhìn thấy nhàn phi cũng là có chút kinh ngạc, nhất là khi nhìn đến nhàn phi giả bộ như vậy giả làm trận về sau, nghĩ nửa ngày, mới đem nhàn phi người này, cùng danh hiệu đối đẩu tòa, ai cũng không nghĩ tới, thường ngày cái kia căn nhà nhỏ bé hậu cung, rất ít ra tới nhàn phi, tự nhiên như thế mỹ mạo bức. Người, cái này so Huệ Phi nhưng xinh đẹp không ít, Huệ Phi cho dù bảo dưỡng trẻ lại, nhưng chung quy so nhàn Phi lớn hơn 10 tuổi, một cái ba 40 người, như thế nào cùng một cái hơn 20 tuổi nữ nhân so sánh, ở độ tuổi này nữ nhân, vốn là đóa hoa, lại thêm trang phục, kiều diễn vô song, há lại bảo dưỡng liền có thể so ra mà vượt, chênh lệch thật quá lớn, Huệ Phi gần như có thể cảm giác được những người kia nhìn thấy mình cùng nhàn Phi trong ánh mắt biến hóa, nàng nỗ lực duy trì nụ cười. Đứng dậy hướng nhàn Phi đi tới, cực kỳ thân thiết nắm chặt nhàn phi tay muội muội hôm nay không phải xin nghĩ nói không thể tới sao thân thể nhưng tốt đẹp rồi huệ phi một câu để đám người khôi phục lý trí đúng vậy a à, nhàn phi lại xinh đẹp thì thế nào không được sủng ái thân thể không tốt còn không có dòng giỏi nơi nào so ra mà vượt huệ phi nhàn phi nghe vậy lại là nhàn nhạc cười một tiếng ta vốn là không muốn tới làm sao hữu nhi đứa nhỏ này hiếu thuận không phải nói dạng này lớn tình cảnh ta nếu không đến để huệ phi tỷ tỷ một người dốc hết sức chèo chống quá mức thật xin lỗi huệ phi tỷ tỷ ta tưởng tượng cũng hữu nhi đứa nhỏ này còn nhất định phải ta tới ta sao có thể không bán hắn cái này thái tử mặt mũi tỷ tỷ ngươi nói đúng không nhàn phi cái này phản kích đồng dạng xinh đẹp huệ phi cười gần như đều nhanh cứng huệ phi nói nàng không có dòng giỏi thân thể không tốt nhàn phi lại nói nàng có thái tử hiếu thuận thái tử a đây chính là thái tử cho dù không phải thân sinh lại như thế nào chỉ cần thái tử quan tâm, ngày sau đăng cơ, còn sợ mưu phải không được một cái thái phi thậm chí thái hậu vị trí sao, ngày hôm đó sau nhưng so sánh Huệ Phi phong quan vô cùng, dù sao Huệ Phi bây giờ nhìn xem lại phong quan, cũng không có một cái làm thái tử con nuôi hoặc là con ruột, triệu vương làm không được hoàng đế, trước mắt phong quan, sớm muộn cũng có một ngày đều là phù vân, còn không bằng nhàn phi đâu, nhất là, thái tử điện hạ hôm nay đều cùng đi nhàn phi một khối đến, phơi. Huệ Phi lâu như vậy, chỉ vì chờ nhàn phi cùng nhau đến đây, thái tử đây là ý gì, còn không phải rõ ràng sao? Muội muội nói đúng, thái tử luôn luôn nhân hậu, chỉ có điều muội muội thân thể không tốt, hẳn là nghỉ ngơi thật nhiều mới là, ta cái này mệt mỏi là mệt mỏi một chút, nhưng chỉ cần muội muội thân thể không ngại, cái kia tỷ tỷ liền cao hứng. Huệ phi lôi kéo nhàn phi tay, ngôn từ khẩn thiết, gọi là một cái tỷ muội tình thâm, nhàn phi cười nói, làm phiền tỷ tỷ quan tâm, tỷ tỷ ước chừng thời gian rất lâu không có bước vào ta ánh trăng cung cửa, những cung nữ kia không tin được, ta thân thể này tốt hơn nhiều, thái tử thường xuyên đưa chút thuốc bổ vào cung, ta cái này không tốt cũng không được a. À. Phải, lời này lại là trong bóng tối châm chọc Huệ Phi bình thường đối nàng căn bản không quan tâm, làm gì giả vờ như tỉ muội tình thâm, ở đây quan quyến mệnh phụ đều là nhân tinh, cái nào nghe không hiểu nhàn phi lời ngầm, trong mắt lập tức ngậm bên trên một vòng trào phúng cười, bình thường thê thiếp nhiều người nhà, thê thiếp còn không hợp, náo ra nhân mạng đều có làm sao huống là hoàng cung loại này vốn là ăn người không nhã xương địa phương tại nơi này Trang cái gì tỉ muội tình thâm, chính là trang, cũng phải có người tin a, à. thường ngày các nàng tin, kia là huệ phi cùng nhàn phi một người muốn đánh một người muốn bị đánh, các nàng cũng không thể chạy đi lên nói, các ngươi là giả vờ, liền đều đi theo phụ họa. Hôm nay cái này nhàn phi rõ ràng cùng huệ phi sặc âm thanh, mọi người trong lòng tự nhiên cũng cùng gương sáng đồng dạng. Chương 454, huệ phi chương 454, huệ phiệu phi nghe được nhàn phi, trong lòng nổi trận lôi đình trên mặt còn mang treo cười, muội muội thân thể lớn tốt, cái kia tỷ tỷ cứ yên tâm, mau tới thượng tọa, mọi người mới còn đang hỏi muội muội làm sao không đến đâu, đều chờ đợi cho muội muội thỉnh an đâu. Nói, nàng liền dìu lấy. Vi đến thượng thủ phía bên phải chỗ ngồi xuống, kia một bộ quan tâm nhập vi tư thế, thật sự là đem diễn kịch làm đủ, người không biết, thực sự còn tưởng rằng các nàng là đến cỡ nào tỉ muội tình thâm đâu, nhưng người xung quanh trong lòng đều cùng gương sáng đồng dạng, trên mặt mặc dù không hiện, trong lòng lại đều tại kịch mũi coi thường, nhàn phi liền biết nghe lời phải ngồi dưới, thái tử cũng đến thượng thủ bên trái chỗ ngồi xuống, huệ phi sát bên nhàn phi ngồi xuống, vừa vặn trống đi ở. Giữa một vị trí, không cần phải nói, cái này vị trí giữa, cũng là để lại cho bệ hạ, vừa vặn cũng có nội dám tiến lên, đem tần sắc cùng tào ngọc mai dương thước tha đưa đến riêng phẫn mình trên ghế ngồi đi, tần sắc mặc dù là hôm nay vừa mới tứ phong hương quân, nhưng sáu cung lúc này cũng biết, Yến hội tự nhiên đơn độc cho nàng thu xếp số ghế, cứ việc tần sắc không có nhà mẹ để ỷ vào, nhưng từng cái lão vương gia danh nghĩa có phong hào nhi nữ không nhiều, đám quan chức bên trong có phong hào. Thiên kim kia càng là không có, tần sắc số ghế có thể gần phía trước, vừa lúc ở Bắc Ninh quận chúa đối diện, Bắc Ninh quận chúa tỉnh dưỡng nhiều ngày, sắc mặt hồng nhuận, lấy một thân màu tím nhạt gấm vóc váy dài, trên đầu cắm ba chi trâm vàng, gọi là một cái xa hoa vô song, tại tần sắc trước khi đến, nàng nghe những người kia cùng ngày xưa không sai biệt lắm lấy lòng âm thanh, rất là thoải mái, nhưng ở tầng sắc ngồi ở trước mặt mình về sau, Bắc Ninh quận chúa tức giận đến liếc mắt, một chút đều. Không muốn nhìn thấy tầng sắc, rõ ràng là một cái tội thần chi nữ, cái này lắc mình biến hóa, lại nhanh cùng mình ngang vai ngang vế, hương quân vị cùng tứ phẩm, mình một cái quận chúa vị cùng nhị phẩm, chỉ kém hai phẩm giai, Bắc Ninh quận chúa thật sự là mau tức cười, mẫu thân của nàng là trưởng công chúa, phụ thân là phủ quốc công, đều có tòng long chi công chính mình lúc trước mới phá lệ vừa ra đời liền thủ phong làm quận chúa, tần sắc một cái tội thần chi nữ, hương giả xuất thân, dựa vào cái gì? Trực tiếp liền phong. Hương quân, cứu thái tử lại như thế nào, ban thưởng vàng bạc vẫn không được, vì sao nhất định phải phong nàng là hương quân, cũng không biết cái này nha đầu chết tiệt kia dùng thủ đoạn gì. Đem bệ hạ đều dỗ lại, Bắc Ninh quận chúa càng nghĩ càng tức giận, Tần Sắc đang nhìn hiểu mình đối diện vị trí bên trên, thế mà là Bắc Ninh quận chúa, nàng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng ngoài ý muốn chính là, Bắc Ninh quận chúa thế mà lại có mặt trận này đại yến. Dù sao tiêm vân quận chúa nhưng mới qua ba. 7. Bắc Ninh quận chúa không nên tránh hiểm nghi sao, tần sắc hướng Bắc Ninh quận chúa bên người nhìn một chút, phát hiện trưởng công chúa ngồi tại bên trên nhất đẳng vị trí, sắc mặt ung dung bồi tiếp Huệ Phi cùng nhàn Phi nói chuyện, tần sắc lập tức hiểu rõ, phải, mẫu nữ một mạch tương thừa da mặt dày, chẳng qua cũng bình thường, trưởng công chúa nhân vật như vậy, làm sao bỏ được từ bỏ bất luận cái gì một trận trước mặt người khác lộ diện lập bi hiển lộ rõ ràng địa vị mình đại yến xuất hiện tại loại trường hợp này bên trên cũng bình thường bệ hạ đương kim phi tử không nhiều tứ phi chỉ có hai cái có thể nghĩ cái khác vị phân phi tử càng ít vị phân thấp lại không thể xuất hiện tại loại này đại yến trường hợp bên trên là lấy trận này đại yến chỉ có nhàn phi cùng huệ phi hai cái phi tử nhàn phi nếu là không đến tự nhiên tất cả ánh mắt đều tại huệ phi trên thân nhàn phi đến huệ phi ít nhất bị phân đi một nửa xuân sắc nhưng dưới mắt xem ra còn không chỉ một nửa, tầng sắc đánh giá. Bốn phía, từ trên chỗ ngồi, có thể nhìn ra rất nhiều môn đạo, nàng một cái hương quân, tốt xấu tứ phẩm, vị lần gần phía trước, nhưng tào quốc công phu nhân cùng tào ngọc mai, vị lần còn tại nàng tay phải hàng đầu, xem như huệ phi cùng nhàn phi phía dưới, vị trí số một, dù sao, tào ngọc mai là tương lai thái tử phi, nhà mẹ để lại là quốc công phủ, tự nhiên vị lần phải dựa vào trước, mà tầng sắc tay trái sau một vị trí, chính là dương các lần trước nhà nữ quyến, Bắc Ninh quận chúa sau một tay vị trí. Là Trung. Sơn Vương phủ nhà nữ quyến, vị trí này liền rất vi diệu, Bắc Ninh quận chúa tốt xấu bị cuốn vào qua tim vân quận chúa chết, coi như về sau, tẩy trắng, không có quan hệ gì với nàng, nhưng tối thiểu tại chỗ ngồi bên trên hẳn là tránh hiềm nghi, bằng không hai cái này hẳn là xấu hổ, tần sắc sách một tiếng, mà Trung Sơn Vương phủ sau một tay vị trí, là một cái khác quốc công phủ, tần sắc phát hiện, nàng bên này gần như đều là văn thần vị trí tương đối cao gia quyến, nhưng Bắc Ninh quận chúa bên kia cơ hồ là hoàng thất cùng binh quyền một mạch, phân biệt rõ ràng, tần sắc hướng Tào Ngọc Mai nghiêng nghiêng thân thể, thấp giọng hỏi, tòa này lần là ai an bài? Tào Ngọc Mai nói, ta chỉ là trợ giúp Huệ Phi Nương Nương lo liệu trận này đại yến, cụ thể vị lần thu xếp, tự nhiên là Huệ Phi Nương Nương làm chủ, bao quát vị trí của ngươi, bên ta mới nghe người ta nói, đều là Huệ Phi Nương Nương làm chủ lâm thời gia tăng. Tần sắc nhớ mày, loại này vào đông đại yến, tiểu quan cấp bậc là không đủ trình độ đến, Tần Mậu Sơn hơi câu bên trên ném một cái ném, Tần phu nhân cùng Tần tương liền ngồi bên phải bên cạnh phía sau cùng một loạt, cũng coi là cho thấy thân phận của các nàng không có cao như vậy, mà Tần phu nhân cùng Tần tương nhìn thấy Tần sắc ngồi phía trước sắp xếp vị lần, hết sức kinh ngạc. Tần tương còn có chút hưng phấn nói: Đường tỷ thế mà bị phong Hương quân ai mẫu thân, Đường tỷ thật là lợi hại a. À. Tần phu nhân nghe vậy túng nàng một chút, ngươi cẩn thận chút, đừng nói lung tung, bị người bên ngoài nghe được, lại muốn gây chuyện. Tần phu nhân là sợ người bên cạnh nghe được hương quân cùng với các nàng có quan hệ, đến hỏi một chút liên quan tới tần sắc, lung tung ngổn ngang sự tình, quay đầu nàng trả lời không trả lời, đều không tốt, tần tương hậm hực vô một tiếng, nhưng không trở ngại nàng hào hứng trùng trùng hướng tần sắc vị trí nhìn sang. Huệ phi nương nương vì sao đem Bắc ninh quận chúa cùng trung sơn vương phủ kề cùng một chỗ. Tần sắc còn không biết tần tương tại nhìn mình. Chầm chầm, phối hợp cùng Tào Ngọc Mai trò chuyện, Tào Ngọc Mai nói, đây là lão truyền thống đi, bình thường là văn thần cùng gia quyến một bên, võ tướng cùng gia quyến một bên, lại có, mấy vị quốc công vị lần tương đương, xếp tại một khối, tương đối dễ dàng, miễn cho cao thấp không thành, quay đầu đắc tội với người. Tần sắc cồ một tiếng, phát hiện các nhà phần lớn đều là nam tử ngồi ở phía trước, nữ quyến ngồi ở phía sau, nam nữ vậy mà là hỗn hợp lại cùng nhau, chẳng qua loại này vào đông đại yến, nghĩ đến cũng là, nếu là nam nữ tách ra, tiền triều sau, đình phải cắt bày một bàn, nếu là có hoàng hậu còn tốt, lại không có hoàng hậu tình huống dưới, hoàng đế là đi cái bàn kia tương đối tốt, lại nói, bản này chính là để quân thần quan hệ hữu nghị, xúc tiến tình cảm, các nhà tách ra, đến lúc đó còn phải lo lắng. Gia quyến của mình, ca múa cũng phải một lần nữa thu xếp, tăng thêm phiền phức, tự nhiên tụ cùng một chỗ, tương đối dễ dàng, tần sắc đang nghỉ ngợi, trước mặt bỗng nhiên thêm một người, nàng ngước mắt nhìn lại, hơi kinh ngạc, bởi vì đứng ở trước mặt nàng người là Bắc Ninh quận chúa, Bắc Ninh quận chúa cười đến âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, cầm một chén rượu hướng tần sắc cười nói tần cô nương lúc này mới mấy ngày không gặp ngươi liền lắc mình biến hóa thành hương quân tần cô nương bản lãnh này thật là làm cho bản quận chúa theo không kịp bội phục cực kỳ hôm nay liền chuyên tới để kính làm bình hương quân một chén rượu hương quân nhưng phải nể mặt a à. tần sắc cong môi cười một tiếng do lên mình ly rượu trước mặt quận chúa thật sự là nói quá lời ta một cái nho nhỏ hương quân cái kia so ra mà vượt quận chúa quận chúa rượu ta nào dám không uống Nói xong, nàng liền mình uống trước quan một chén rượu, ta uống trước rồi nói, quận chúa ngài tùy ý. Chương 455, quận chúa 455, quận chúc Ninh quận chúa chính là đến gây chuyện, nhưng tần sắc dạng này, nàng cái này một hơi kẹt tại trong cổ họng, lập tức nửa vời, khó chịu đến cực điểm, chỉ có thể uống một ngụm rượu, mặt lạnh chuyển trở về, chợt ngồi tại chỗ, nàng con ngươi đảo một vòng, không biết có nghĩ đến cái gì, hướng lên trên thủ huệ phi nở nụ cười, Huệ Phi nương nương sợ là còn chưa từng gặp qua bệ hạ hôm nay mới tứ phong hương quân A. Huệ Phi cùng nhàn phi bí mật lại là một phần làm bộ tỉ muội tình thâm, các loại hỏi hang ân cần, chính là trang mệt mỏi, nghe được Bắc ninh quận chúa. Huệ Phi một mặt là nghĩ bán cái mặt mũi cho trưởng công chúa, một mặt là không muốn cùng nhàn phi tiếp tục lá mặt lá trái, liền hết sức phối hợp cười nói, vị nào là mới phong làm bình hương quân. Bản cung thật đúng là chưa từng thấy qua đâu. Tần sắc nghe vậy, liếc bắc ninh quận chúa liếc mắt nhìn bắc ninh quận chúa kia dương dương đắc ý cười tần sắc đứng dậy hướng huệ phi hành lễ nói hương quân làm bình gặp qua huệ phi nương nương huệ phi nhìn thấy tần sắc kinh ngạc một cái chớp mắt giơ tay lên nói ngẩng đầu lên để bản cung nhìn một cái tần sắc ngẩng đầu huệ phi càng là giật mình chợt cười nói nhìn một cái thật sự là một cái duyên dáng bộ dáng dáng dấp thật tuấn đâu bắc ninh quận chúa đoạt tại tần sắc lên tiếng trước đúng thế nương nương sợ là còn không biết đâu vị này hương quân đã từng nhiều lần đã cứu thái tử ca ca lúc này mới bị phong hương quân nghe nói thái tử ca ca rất là ưa thích vị này hương quân bây giờ bệ hạ lại tự mình tứ phong hương quân có thể thấy được bệ hạ cũng là thích vô cùng cái này làm bình hương quân đâu tào ngọc mai nghe vậy liền nhíu mày lại huệ phi vừa khen qua tần sắc dung mạo xinh đẹp bắc ninh quận chúa liền có ý riêng nói thái tử cùng bệ hạ đều thích tần sắc cái này chỉ ý gì kẻ không ngu đều nghe được người bên cạnh đều lộ ra có thâm ý khác thần sắc đánh giá tầng sắc phát giác tầng sắc xác thực xinh đẹp lạ thường thần sắc càng thêm nghiền ngẫm tần sắc cười nói quận chúa quá khen bệ hạ anh minh thần võ nhân thiện tâm đức thấy ta một cái bé gái mồ côi không chỗ nhưng theo liền phong ta làm hương quân ban thưởng ta một khối đất phong chẳng qua là muốn để ta không hề bị lan bạc kỳ hồ sống đầu đường xó chợ nỗi khổ làm bình cảm ơn trong lòng thái tử điện hạ cùng bệ hạ một mạch tương thừa đều là hậu đức người ta cứu thái tử điện hạ chẳng qua là trùng hợp, may mà thái tử điện hạ phúc đức thâm hậu, cũng không lo ngại, ngược lại tiện nghi ta đây. Bắc Ninh quận chúa nghe vậy, trên mặt cười nhạt rất nhiều, nàng nói Tần Sắc là dựa vào mặt được hương quân vị trí, Tần Sắc lại nói, là bệ hạ nhân thiện tâm đức cử chỉ, nàng còn có thể nói cái gì, nói thêm gì đi nữa, không phải liền là cùng bệ hạ làm trái lại sao? Cái này Tần Sắc, quả nhiên rất khó đối phó, trưởng công chúa ghé mắt hướng Tần Sắc nhìn một chút, cười nhạt nói, làm bình hương quân nói đúng bệ hạ luôn luôn trọng nhân đợi dưới, hương quân ngày sau cũng không nên phụ lòng bệ hạ hậu đãi. Trưởng công chúa lời nói, làm bình ghi nhớ trong lòng, không dám có quên. Tần sắc nhu thuận, đạm đài hữu thoáng nhìn Bắc ninh quận chúa không biết còn muốn nói điều gì, liền cất cao giọng nói, tốt, đều an tĩnh một hồi đi, phụ hoàng đợi lát nữa liền nên đến, thấy cái này hò hét ầm ĩ cũng không tốt. Bắc ninh quận chúa nghe xong, mân mê miệng đến, thái tử ca ca thật đúng là bất công, đây là vì giữ gìn làm bình hương quân A. Nàng lại hướng Tào Ngọc Mai nhìn sang, ngữ khí chanh chua nói: "Mai tỷ tỷ, ngày xưa thái tử ca ca sẽ sẽ không như thế giữ gìn ngươi a." À. Tào Ngọc Mai ôn thanh nói, làm Bình Hương quân là thái tử điện hạ ân nhân cứu mạng, thái tử điện hạ vốn nên hậu đãi, huống chi điện hạ chẳng qua nói một câu tình hình thực tế, duy trì đại yến bình thường trật tự, đây có gì không đúng sao?" Bắc Ninh quận chúa một nghẹn, tức giận nói: "Đối thái tử điện hạ ân cứu mạng, trọng yếu như vậy, thái tử ca ca làm sao liền mời bệ hạ phong thưởng một cái hương quân, hẳn là trực tiếp phong quận chúa mới là A, lúc này mới có thể biểu đạt thái tử ca ca thành tâm nha. Đạm đài hử nhíu lên lông mày đến, còn chưa nói chuyện, bên ngoài liền truyền. Đến một đạo tiếng cười. Ánh Nguyệt nói đúng, không bằng trẫm hôm nay liền phong làm bình hương quân vì vĩnh lạc quận chúa đi. Đám người giật mình, nghiêng đầu đi, liền thấy bệ hạ từ bên ngoài đi tới, sau lưng còn đi theo yến vương triệu vương, mấy vị quốc công cùng dương các lão đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ bắc ninh quận chúa sắc mặt càng là xôn xao biến đổi liền vội vàng hành lễ nói gặp qua bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bệ hạ cười nhạt đều đứng lên đi mọi người mới nhất trí đứng dậy bệ hạ đi đến thượng thủ vị trí bên trên ngồi xuống nói mới lời của trẫm ánh nguyệt cảm thấy đã hoàn hảo bắc ninh quận chúa câm như hến trong lòng vừa uất ức thật muốn phong tần sắc cái quận chúa nàng không phải phải bẻ chết Bắc Ninh quận chúa xin giúp đỡ nhìn về phía trưởng công chúa, trưởng công chúa hộ nữ sốt ruột nói, bệ hạ, ánh nguyệt còn nhỏ, chẳng qua là tiểu hài tử vọng ngữ thôi, bệ hạ nghe một chút thì thôi. Ánh nguyệt là tiểu hài tử vọng ngữ không giả, nhưng trẫm không thể đủ làm bộ, một lời đã nói ra, tựa như cửu đỉnh, khó mà lại cải biến. Bệ hạ cười như không cười quay đầu nhìn về phía tầng sắc, vĩnh lạc, ngươi cái này số phận là thật tốt, ánh nguyệt cái này một cầu, trẫm không rất đáp ứng, Hôm nay liền chính thức tứ phong ngươi vì Vĩnh Lạc quận chúa, thuộc Trung Vĩnh Lạc quận chính là ngươi đất phong, làm bình kia một mảnh đất, trẫm cũng ngoài định mức cho ngươi. Tần Sắc còn chưa nói chuyện, Bệ Hạ lại nhìn về phía Bắc Ninh quận chúa, "Ánh Nguyệt, ngươi cảm thấy trẫm thay thái tử tặng phần này tạ lễ, bây giờ nhưng đủ thành tâm." Bắc Ninh quận chúa tức giận đến sắp khóc, trưởng công chúa liền vội vàng kéo một cái Bắc Ninh quận chúa tay áo, bồi cười nói, "Bệ Hạ trạch tâm nhân hậu, là chính là việc thiện." Bắc Ninh quận chúa nghe vậy, đành phải phụ họa một tiếng, bệ hạ anh minh. khi đều đứng lên đi. Bệ hạ cười nói, lần này xử lý, tất cả mọi người không có dị nghị a. À. Đám người tự nhiên không dám nói gì, Kiến Vương cùng Triệu Vương tự nhiên cũng không dám tùy tiện mở miệng, mọi người cũng nhìn ra được, bệ hạ đây là cố ý cho Tần Sắc cùng thái tử điện hạ tăng thể diện, ai có thể nói cái gì, chỉ có Tần Sắc nhắm mắt nói, bệ hạ, ta phúc bạc, sợ là không chịu đựng nổi, đây có gì không chịu đựng nổi? Ánh Nguyệt phúc phận thâm hậu, đây là nàng thay ngươi cầu đến, ngươi một mực thụ lấy là được. Bệ hạ vỗ án định tấm nói, đêm nay ý chỉ, liền sẽ đưa đi tầng gia, trẫm sẽ chọn một chỗ tòa nhà, ban cho ngươi làm quận chúa phủ. Cái này nói chuyện, cũng chính là ván đã đóng thuyền, tầng sắc đành phải phúc thân tạ ơn, khi tầng sắc liền cám ơn bệ hạ, cám ơn Bắc ninh quận chúa. Bắc ninh quận chúa, nàng hiện tại một chút cũng cười không nổi, bệ hạ cười khoát tay nói, ngồi xuống đi. Tần sắc lên tiếng, trở lại vị trí bên trên ngồi xuống, chợt, bệ hạ liền bắt đầu kể một ít lời xã giao, chẳng qua là một chút khó được gặp nhau ở chỗ này, cảm niệm quân thần một lòng, cầu nguyện tuyết lành điềm báo năm được mùa hảo thơ, đám người đi theo phụ họa thuận tiện, chợt, bệ hạ phân phó đại yến chính thức bắt đầu, liền có người bắt đầu mang thức ăn lên, bên trên ca múa, tình cảnh có chút náo nhiệt, tần sắc thừa dịp khe hở, hướng tào ngọc mai lộ ra cái thần sắc bất đắc dĩ tới, nàng thật sự là một chút đều không muốn, như thế chói mắt, Tào Ngọc Mai cũng là dở khóc dở cười, không nghĩ tới Bắc Ninh quận chúa cố ý làm khó dễ, ngược lại làm cho Tần Sắc nhân họa đắc phúc, tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may, cái này trong vòng một ngày, liên tiếp Phong Hương quân lại Phong quận chúa, Tần Sắc sợ là từ xưa đến nay để nhất nhân, Tào Ngọc Mai không khỏi nghĩ, nếu là vừa rồi Bắc Ninh quận chúa nói, còn không bằng trực tiếp Phong Tần Sắc một cái công chúa, bệ hạ có phải là thật hay không sẽ cho Tần. Sắc bì một cái công chúa, nếu là như vậy, còn đến mức nào Chương 456, liên tiếp lên chức 456, liên tiếp lên chức đầu nhàn phi vừa ra tới, là nhất định đạt được hào quang, nhưng hiện tại mọi người chú ý lực đều tại tầng sắc cái này liên tiếp lên chức mới vừa. Ra lò quận chúa trên thân, ai cũng không có lại chú ý nhàn phi, ngược lại là bệ hạ tại tuyên bố đại yến chính thức sau khi bắt đầu, phát giác nhàn phi hôm nay cũng trình diện, mặt còn để người hai mắt tỏa sáng, liền hướng nhàn phi ấm giọng hỏi, ái phi thân thể cốt cách gần đây phải chăng rất nhiều rồi nhàn phi nhu nhu phúc thân, thanh âm êm dịu gần như có thể bóp ra nước đến, đa tạ bệ hạ yêu mến, có bệ hạ phù hộ, thần thiếp thân thể tốt hơn nhiều. Ước chừng là người niên kỷ sau khi lớn lên, liền càng thêm thích loại này nhu hòa, bệ hạ chỉ cảm thấy, đêm nay nhàn phi, khắp nơi để hắn kinh hỉ hài lòng cùng thích, hắn trên mặt ý cười càng thêm ôn hòa, hướng nhàn phi vương tay ra, thanh âm ôn nhu có thể chảy ra nước nói, ái phi đến trẫm bên người đến ngồi đi, bên này ấm áp một chút, thân thể ngươi không tốt, không thể bị cảm lạnh. Nhàn phi đỏ hồng mặt, vương tay đặt ở trong tay của bệ hạ, từ bệ hạ nắm, đi đến bên cạnh bệ hạ ngồi xuống, người xung quanh, lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý đặt ở nhàn phi trên thân, nhìn thấy nhàn phi được sủng ái, huệ phi thật sự là tức giận đến ruột đều nhanh thanh, nàng cố gắng vẫn duy trì mỉm cười, giống như là tiểu nữ nhi gia nũng nịu giống như mà nói, bệ hạ thật sự là yêu thương nhàn phi muội muội, thần thiếp cũng cảm thấy lạnh đâu. Huệ phi thanh âm hờn dỗi, khiến xương cốt người bên trong quả quyết bệ hạ ngày xưa cũng thật thích hôm nay lại cảm thấy không kiên nhẫn, liền nhạt tiếng nói, như cảm thấy lạnh, liền gọi người tại bên cạnh ngươi nhiều sinh hai cái địa long, cầm kiện áo lông trồn đến được chứ. Như lại cảm thấy lạnh, ái phi liền về trước cung nghỉ ngơi, như thế nào? Huệ phi ý cười cứng đờ, hít sâu một hơi, nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, kia thần thiếp liền để người đi lấy áo lông trồn tới. Lời này rõ ràng là xem nhẹ bệ hạ đằng sau một câu kia, sau đó, nàng hướng mình cung nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cung nữ lập tức quay người rời đi đi lấy áo lông chồn tư thế kia giống như bệ hạ thật chỉ nói phía trước tuyệt không nói đằng sau một câu kia một câu kia là những người khác ảo giác tần sắc không thể không nói cái này huệ phi da mặt là đủ dày phản xạ có điều kiện cũng nhanh nàng kiểu nói này bệ hạ liền cũng không có làm cái gì để người đổi ca múa tình cảnh ngưng trệ mấy giây chật lần nữa náo nhiệt lên mọi người không có lại chú ý vừa mới xuất hiện hai đoạn khúc nhạc dạo ngắn mà tần mậu hòa cùng tần phu nhân hoàn toàn là đang kinh ngạc đến ngay người bên trong căn bản không có chú ý tới ca múa biểu diễn hai người bọn hắn đều không thể tin được tần sắc cái này qua trong giây lát từ bình dân biến thành hương quân lại từ hương quân biến thành quận chúa lúc này mới bao lâu dựa theo đạo lý đến nói không phải thân vương chi nữ không được phong quận chúa bắc ninh quận chúa xem như phá lệ nhưng nàng mẫu thân là trưởng công chúa phụ thân là phủ quốc công hai vợ chồng đều có tòng long chi công ngoài định mức phong bắc ninh vì quận chúa cũng không có gì nhưng tần sắc cái này đột nhiên phong quận chúa nếu là đổi lại thường ngày tần mậu hòa nhất định cảm thấy cái này tám thành là ai đang nói đùa hắn nhưng bệ hạ mới đã nói ý chỉ đêm nay đến tần gia phong vĩnh lạc quận chúa tính cả làm bình mảnh đất kia đều cho tần sắc còn muốn chọn dinh thự cho tần sắc làm quận chúa phủ vậy thì không phải là nói đùa cái này rất chân thành quả thực là nói mơ giữa ban ngày chuyện thật tần mậu hòa thật cảm thấy mình điên mới có thể nghe được mấy câu nói như vậy mà tại lúc này tần tương ngây thơ thanh âm đem tần mậu hòa kéo về hiện thực tần tương giòn tan mà nói đường tỷ là quận chúa bắc ninh cũng là quận chúa khi đường tỷ về sau có phải là liền cùng bắc ninh quận chúa ngang vai ngang vế rồi tần mậu hòa ý thức được cái này không phải mình điên thời điểm nghe thấy mà là sự thật trong lòng không khỏi trầm xuống tần phu nhân hướng tần tương đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhỏ giọng nói quận chúa cùng quận chúa ở giữa cũng là không giống, ngươi biết cái gì? Coi như tần sắc phong quận. Chúa, tại cùng quận chúa phẩm gia dưới, nàng cũng không bằng Bắc ninh quận chúa, vì cái gì? Rất đơn giản, Bắc ninh quận chúa có làm trưởng công chúa mẫu thân, phủ quốc công huynh trưởng, tần sắc có cái gì? Lúc trước dựa vào đã gã ra ngoài hôn thư, mới trốn qua một kiếp, cho dù bệ hạ không truy cứu nàng là tội thần chi nữ, nhưng nàng không có cha nhà ỷ vào, nhà chồng lại là hương giả thôn phu, sao có thể so ra mà vượt Bắc ninh quận chúa? Tần Mậu Hòa nghe vậy, thì liếc Tần Phu Nhân liếc mắt, ta nhìn. Ngươi mới là cái gì cũng đều không hiểu. Tần Phu Nhân một nghẹn. Ta nơi nào nói sai rồi. Tần Mậu Hòa hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, cùng lúc đó, Tần Sắc cũng đang len lén cùng Tào Ngọc Mai thảo luận đất phong sự tình. Tào Ngọc Mai mặt mũi tràn đầy đều là thay Tần Sắc cao hứng vui sướng, thuộc Trung Vĩnh Lạc Quận, đây chính là một khối nơi tốt, thiên phủ chi quốc đâu, phụ thân ta từng đi qua một chuyến, chỉ nói đi liền không nghĩ lại hồi kinh, bệ hạ đem vĩnh lạc quận mảnh đất kia cho ngươi có thể thấy được là thật thích ngươi tần sắc nghe được tào ngọc mai nói như vậy không khỏi nhướng mày mãi mãi vui quận thật có tốt như vậy đương nhiên tào ngọc mai chuyển ra ví dụ ngươi vĩnh lạc quận nhưng so sánh bắc ninh quận tốt hơn nhiều bắc ninh quận tại tây nam tuy nói cũng coi là không sai nhưng cùng ngươi so ra nàng kia có thể nói là thâm sơn cùng cốc nói câu khó nghe chính là chim không thèm ị ngươi vậy đơn giản là thần tiên chỗ ở Tào Ngọc Mai còn nói bổ sung, mà lại, ta nhớ được, Vĩnh Lạc quận so Bắc Ninh quận nhưng lớn không chỉ gấp hai đâu. Ngươi tính toán, Bắc Ninh quận nếu là thực ấp vạn hộ, vậy ngươi chính là thực ấp hai vạn hộ, thậm chí còn nhiều. Cái này hàng năm bao nhiêu tiền, ngươi tính toán. Tần Sắc nghe vậy, tính toán một cái, nói như vậy, xác thực còn rất tốt. Đúng vậy a." À. Tào Ngọc Mai nói, Bắc Ninh quận chú nhìn xem phong quang, có trưởng công chúa che chở, thế nhưng là tại trên phong địa thật sự là không bằng ngươi. Tần sắc tắt lưỡi mà các nàng cũng không biết. Tần mậu hòa sở dĩ nói Tần phu nhân mới là cái gì cũng đều không hiểu cũng là bởi vì tại trên phong địa khác nhau. Bắc ninh quận chúa nhìn xem so Tần sắc phong quan nhiều, có thể phỏng hào loại sự tình này thấy vẫn là đất phong mang tới hiệu quả thực tế. Dù sao tiền cùng địa bàn thứ này sau so mặt ngoài phong quan thực dụng nhiều nhất là làm bình mảnh đất kia tại kinh ngoại ô cũng rất tốt. Hiện nay làm bình thản vĩnh lạc quận đều cho Tần sắc, Tần sắc đạt được thực tế hồi báo, sau Bắc Ninh quận chúa hơn rất nhiều, ai phải thực tế lợi ích lớn, cái này còn không phải liếc qua thấy ngay, mà lại từ đất phong phân chia bên trong, cũng có thể nhìn ra, bệ hạ bây giờ là không quá cưng chiều Bắc Ninh quận chúa, dù sao Vĩnh Lạc quận nơi này, trong lịch sử, đều là phân cho bệ hạ con gái ruột, cũng chính là công chúa, lần thứ nhất chia cho công chúa bên ngoài người, có thể thấy được, bệ hạ là không quá ưa thích Bắc Ninh quận chúa, vì khí Bắc Ninh quận chúa, đều đem. Vĩnh Lạc quận cho tầng sắc, nhưng có thể chứng minh, bệ hạ hiện nay đối tần sắc vẫn là thật thích cái này cũng là một chuyện tốt dù sao bệ hạ cưng chiều trọng yếu hơn vô luận loại kia trừ mặt ngoài phong quan bên ngoài bắc ninh quận chúa cũng không sánh nổi tần sắc tần mậu hòa mới nói tần phu nhân nói tần sắc so ra kém bắc ninh quận chúa là mình cái gì cũng đều không hiểu lừa dối hài tử tần phu nhân là về sau mới biết được vĩnh lạc quận mảnh đất kia tốt bao nhiêu lập tức nghẹn họng nhìn trân trối cũng không tiếp tục nói bắc ninh quận chúa so tần sắc phong quan thậm chí còn hâm mộ tần sắc, chẳng qua đây đều là nói sao. Chương 457, từ xưa đến nay đệ nhất nhân chương 457, từ xưa đến nay đệ nhất nhân trận này đại yến, tần sắc trôi qua tương đương đau đầu, thật vất vả tiệt trụ tán, nàng rốt cục thấu thở ra một hơi, đạm đài hữu đưa nàng cùng tào ngọc mai dương thước tha xuất cung cửa, nhìn xem tần sắc còn tại cười, người hôm nay thật sự là số phận không sai, luân phiên tứ phong, ngươi xem như từ. Xưa đến nay đệ nhất nhân. Tần sắc bất đắc dĩ buông tay, kỳ thật, ta cũng không muốn làm cái này để nhất nhân. Tào Ngọc Mai cảm thấy, nàng có một loại được tiện nghi còn khoe mẽ, muốn để người đánh đắc ý cảm giác, bật cười không thôi. Được rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Đạm đài hữu cũng là cười đến không được, hướng bọn hắn khoát khoát tay, liền về trước cung nội, tần sắc cùng Tào Ngọc Mai dương thước tha mới một đạo ngồi lên xe ngựa, dựa vào trong xe ngựa, tần sắc thở vào nhẹ nhõm, duỗi lưng một cái, nếu là sớm biết tham gia đại yến nhàm chán như vậy ta mới không đến đâu ngồi một đêm mệt chết ta ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ tào ngọc mai bật cười toàn bộ đại yến trong mọi người liền ngươi đêm nay phong quan nhất vĩnh lạc quận chúa ngươi còn muốn thế nào dương thước tha cũng là che miệng cười chính là chính là sắc sắc tỉ tỉ không đúng là vĩnh lạc quận chúa nương nương ngươi bây giờ đều thành vĩnh lạc quận chúa có phải là nên mời khách ăn cơm nha có cơ hội có cơ hội lại nói. Tần sắc hiện tại một chút đều không muốn nói cái gì cùng người ta một khối lo liệu yến hội sự tình, sách liền đau đầu, dương thước tha cười đến không được, Tào Ngọc Mai đưa tay điểm một cái tần sắc cái trán cười nói, ngươi không nghĩ cũng không thành, mới tiệc trụ vừa tới một nửa thời điểm, liền có nội dám đi tần gia cùng kinh trung tuyên chỉ, ngươi cái này vĩnh lạc quận chúa làm định, ngày sau tự nhiên thiếu không được chúc mừng người, sớm tối phải làm yến hội. Tần sắc đau đầu, kỳ thật ta thật không phải được tiện nghi còn khoe mẻ ta là thật không muốn làm người quận chúa này, không thích nhiều như vậy nhân tế lui tới. Tào Ngọc Mai Hi U rõ tính tình của nàng, tự nhiên thoải mái quen thuộc, như bây giờ xác thực thật, thật bất đắc dĩ. Chẳng qua ngươi có thể hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút a, à, Vĩnh Lạc quận lớn như vậy một khối địa phương, ngày sau ngươi coi như về Vĩnh Lạc quận, cả đời này cũng là không lo ăn uống, còn có bắt. Ninh quận chúa. Về sau ngươi cùng với nàng chính là ngang vai ngang vế, nàng cũng không còn có thể khi dễ ngươi, đây không phải rất tốt sao? Tần sắc sờ sờ cái cầm, đây coi như là số lượng không nhiều chỗ tốt đi. Tào Ngọc Mai bật cười, có chỗ tốt cũng không tệ. Tần sắc tắt lưỡi, cũng thế, đều đã dạng này, liền nhập gia tùy tục đi. Tào Ngọc Mai liền cười cười, không có lại nói cái gì, rất nhanh xe ngựa đem Tần sắc cùng Dương Thước tha phân biệt đưa về nhà. Tần sắc vừa tiến Tần gia đại môn, liền thấy Tạ Hành đứng tại cổng, cầm trong tay một tấm vàng sáng đồ vật, sắc mặt nhìn ra hỉ nộ. Tần sắc cong môi đi qua, một cái nhào vào Tạ Hành trong ngực cười nói, ngươi làm sao ở chỗ này a? À? Đây là cái gì? Tạ hành dương lên trong tay đồ vật, tần sắc xem xét, trung thực mà nói, thánh chỉ. Tạ hành hít mắt, làm sao lại có thánh chỉ? Tần sắc giòn tan mà nói, cái này sao? Đương nhiên là bởi vì ta người gặp người thích nha, ta tiến cung, bệ hạ đối ta thích không được, liền đem ta biến thành hương quân, sau đó lại đem ta từ hương quân biến thành quận chúa, hắc hắc. Nhìn thấy tần sắc hời hợt một câu mang qua, tạ hành câu mày nói, trong cung đều xảy ra chuyện gì bên ngoài lạnh quá a à, chúng ta đi vào nha đi vào lại nói tần sắc trừng mắt nhìn lôi kéo tạ hành tay liền hướng bên trong chạy tạ hành cũng là sợ nàng lạnh sợ nàng vết thương không thoải mái đành phải đi theo tại tiếng thanh hà viên không đợi tạ hành hỏi lại tần sắc liền đem trong cung phát sinh hết thảy đều nói chỉ là biến mất nhàn phi kia một đoạn chỉ nói bắc ninh quận chúa cố ý làm khó dễ nàng bệ hạ mới phong nàng là quận chúa sự tình tạ hành lông mày càng nhăn càng hung ác hoàng đế làm như thế đến cùng là vì cái gì tần sắc buông tay không biết a à, chẳng qua ta nhìn hắn tựa như là mượn ta chèn ép bắc ninh quận chúa đi hẳn là không thích bắc ninh quận chúa sau đó tần sắc sách một tiếng nói bệ hạ không thích bắc ninh quận chúa cũng bình thường tiêm vân quận chúa kia bản án người sáng suốt đều biết giết người chính là ai bệ hạ khẳng định trong lòng cũng rõ ràng nhưng trưởng công chúa kéo dê thế tội ra trận hắn cũng không thể lên tiếng đành phải đâm lao phải theo lao, giết Diệp Dương Thế Tử một nhà. Dù sao, nếu là bệ hạ nhất định phải ra rõ ràng, đem trưởng công chúa cuốn vào, khó tránh khỏi rơi vào một cái cây nghiệt vô tình, qua sông đoạn cầu trở mặt không quen biết thanh danh, thế nhân đều biết, trưởng công chúa đã giúp bệ hạ, có một câu nói làm cho tốt, thỏ không chết chó săn nấu, chim bay tận lương cung dấu, ai cũng sợ gánh vác dạng này một cái thanh danh, nhất là tại không có cái khác chứng cứ, chèo chống là bắt ninh quận chúa giết người, còn có người chủ động nhận tội tình huống dưới bệ hạ coi như trong lòng có chút rõ ràng cũng chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ đem vụ án này mơ mơ hồ hồ làm nói cho cùng tần sắc vẫn không hiểu dịp dương bá tước phủ một nhà đến cùng nghĩ như thế nào tại sao phải giúp trưởng công chúa gánh tội thay tạ hành nghe vậy suy nghĩ nói sắc sắc ngươi nói là hoàng đế hiện nay đối trưởng công chúa một nhà không có như vậy thiên vị rồi tần sắc biểu môi có lẽ đi nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng ta cũng không phải bệ hạ con dung trong bụng nào biết được hắn nghĩ như thế nào chẳng qua ta nghe mai tỷ tỷ nói cái này vĩnh lạc quận là chỗ tốt đất phong diện tích sau bắc ninh quận lớn hai lần đâu tạ hành thấy được nàng một bộ tham tiền dạng dở khóc dở cười ngươi thích liền tốt tần sắc cười hắc hắc tạ hành tiện tay đem thánh chỉ buông xuống vuốt vuốt tần sắc đầu nói mệt không ta tại sao tấm bình phong chuẩn bị nước nóng ngươi đi ngâm cái tắm nước nóng đi đi mệt tần sắc nghe xong con ngươi lập tức sáng lên ông lấy tạ hành liền ba tức một hơi ta thật sự là quá yêu ngươi, ngươi quá hiểu ta, a à a à cộc. Ta cái này đi ngâm tắm. Nói xong, tần sắc liền hứng thú bừng bừng hướng nội thất sau tấm bình phong lẻn qua đi, tạ hành sờ sờ trên mặt ấm áp, bật cười lắc đầu, quay người ra gian phòng, đóng cửa phòng lại, về. Phía sau trù nhìn xem, có cái gì cháo, tần sắc tại đại yến bên trên, khẳng định ăn không ngon, lúc này uống một chén cháo sẽ rất dễ chịu, tần sắc không biết tạ hành đi làm sao, nàng chỉ biết mình ngâm mình ở trong nước nóng, là thật rất dễ chịu hài lòng gần như muốn lập tức ngủ mất, sau vai tổn thương tốt hơn nhiều, ngâm mình ở trong nước nóng, bên trong truyền đến một trận tinh tế dày đặc sốt giòn ngứa, tần sắc lại không dám vào tay đi cào, liền ngồi ở đằng kia ngâm, thẳng đến quen thuộc, liền. Không có cảm giác, đợi đến ngâm một hồi lâu, nàng đều nhanh ngủ, mới hoảng hốt nhớ tới mình là tại ngâm tắm, ngâm không sai biệt lắm, liền đứng dậy, lau khô hơi nước, mặc lên một thân sạch sẽ áo lót, nhưng nàng vừa mặc quần áo tử tế, mặt mày chính là khẽ động, cửa trước bên ngoài nhạc tiếng nói, muộn như vậy làm sao ngươi tới rồi? Vừa mới nói xong, cửa phòng bị người đẩy ra, tần chi trầm mặt, lo lắng đi tới, lạch cạch một chút, đem cửa phòng trở tay đóng lại, tần sắc vừa lau tóc, vừa đi ra tới, nhìn thấy tần chi, nàng không có chút nào ngoài ý muốn, biết ta phong quận chúa tin tức, cũng không cần nhanh như vậy chạy tới chúc mừng ta đi. Nữ quân Tần chi nhịn không được hô nàng một tiếng, tần sắc sát tốc động tác dừng lại, cười nói, xem ra không phải tới chúc mừng ta, mà là đến răng dạy ta sao. Tần Chi nhết môi, trầm giọng nói, nữ quân, ngươi sao có thể làm diệt tộc cừu địch quận chúa? Ta vì cái gì không thể làm? Tần Sắc hỏi ngược một câu, Tần Chi khẽ giật mình, không dám tin, nữ quân ngươi còn nhớ hay không phải, là bọn hắn hoàn thất diệt vu tộc, diệt gia viên của chúng ta. Chương 458, các ngươi tìm nhầm người 458, các ngươi tìm nhầm người sắc đem đầu tóc về sau bó lấy, đi qua rót một chén nước, chậm rãi uống vào, nhìn qua Tần Chi, cười nhạt nói, ngượng ngùng ta còn thật không nhớ rõ tần chi bị đã kích lớn một mặt thất vọng tại nàng mở miệng trước tần sắc lại nói coi như ta nhớ được thì thế nào ngươi biết quốc gia này hiện tại ai quản lý sao hắn muốn phong ta làm quận chúa chẳng lẽ ta còn có khả năng cự tuyệt ta muốn chống lại thánh chỉ sao tần chi sững sờ tần sắc xùy một tiếng ta nhìn ngươi thật sự là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc hoàng thất hoàng đế trên vạn người tay cầm quyền sinh sát ta chống lại thánh chỉ, đến biểu thị ta đối vô tộc đến cỡ nào trung trinh, sau đó đem mệnh gấp đi vào, đây chính là ngươi muốn, cái gọi là trung trinh. Tần Chi kinh ngạc, ta, ta không phải ý tứ này, ngươi nếu là thông minh một điểm, buổi tối hôm nay liền sẽ không như thế vô cùng lo lắng chạy tới chất vấn ta. Tần sắc nhàn nhạt nhìn xem nàng, không phải nói, tại trong lòng ngươi, ta so mệnh của ngươi đều có trọng yếu không? Ngươi cứ như vậy không tính nhiệm mệnh của ngươi. Phàm là ngươi nhiều tính nhiệm ta một điểm, Cẩn thận suy nghĩ một chút, ta có bao nhiêu cự tuyệt khả năng, buổi tối hôm nay đều sẽ không xuất hiện ở đây. Tần Chi, ngươi đêm nay cái này biểu hiện, để ta thật bất ngờ, đồng thời rất thất vọng. Tần Chi sắc mặt tái đi, sốt ruột nói, ta, ta thật không phải ý tứ này, ta là sợ nữ quân ngươi bị hoàng thất cho chỗ tốt lừa gạt, quên chúng ta diệt tộc đại thù, coi như ta quên, lại như thế nào? Tần Sắc đánh gãy nàng. Ngươi có phải hay không quên thân phận của ta đâu? ta là một cái tại chỗ hắn trưởng thành, thậm chí còn chưa hoàn toàn thức tỉnh nhân hồn, ngươi trông cậy vào ta đối một cái xa lạ chủng tộc, có bao nhiêu tình cảm. Ngươi lại như thế nào trông cậy vào, ta có thể vì không có bao nhiêu ký ức chủng tộc, lần nữa nhất lên đại chiến, làm cho dân chúng lầm than. Tần chi ngạc nhiên, tần sắc tiếp tục nói, ta không phải là các ngươi trong suy nghĩ, chỉ có vô tộc tín ngưỡng nữ quân, ta là chính ta, ta biết mình cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta cũng không có mãnh liệt như vậy, Đối với hiện tại hoàng thất hận ý, nếu như các ngươi chỉ là gửi hy vọng ở, ta có thể hủy diệt hiện tại hoàng thất, chấn hưng vu tộc, vì vu tộc báo thù, như vậy ta cảm thấy các ngươi tìm nhầm người. Nói xong, Tần Sắc uống sạch trong. Tay một chén nước, đem cái chén đụng một tiếng buông xuống, nhạt tiếng nói, trở về đi, hôm nay quá muộn, ta không nghĩ lại nhiều tốn nước bọt. Tần Chi đều không biết mình là như thế nào ngạc nhiên rời đi Tần gia, tóm lại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tần Sắc sẽ nói như vậy, mà tại Tần Chi rời đi sau đó không lâu, Tạ Hành liền bưng một bát nóng hổi đậu đỏ cháo vào phòng, Tần Sắc lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, "Thơm quá a. À. Ngươi cũng không biết, ta hôm nay tại đại yến bên trên cũng chưa ăn tốt, chính bị đói đâu." Tạ Hành bật cười, "Đoán được, bình thường yến hội đều ăn không ngon, nhất là ngươi, như vậy bắt bẻ há miệng, chẳng qua hiện nay thời gian quá muộn, chỉ có thể uống điểm cháo, vừa vặn uống xong đi ngủ, sẽ không khó chịu." Tần sắc gật gật đầu, liền ghé vào trước bàn khéo léo bắt đầu hút cháo, tạ hành đi thu thập bồn tắm, tần chi trở lại lâu thiên cơ biệt viện lúc, vẫn là một mặt không muốn thông, lâu thiên cơ cầm bầu rượu lúc đi ra, nàng thậm chí đều không có ngay lập tức phát hiện, lâu thiên cơ liền lập tức phát giác nàng không thích hợp đến, Nếu mày hỏi, không phải đi tìm nhà ngươi nữ quân sao, đây là đã xảy ra chuyện gì, làm sao cùng sương đánh quả cà giống như. Tần chi nhìn qua lâu thiên cơ, lần thứ nhất có rất mãnh liệt, hướng hắn thổ lộ hết dê xê vọng, nàng chủ động kéo qua lâu thiên cơ tay áo, lôi kéo hắn tại dưới hiên ngồi xuống, hỏi, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Lâu thiên cơ thuận thế cầm ngược nàng tay, ý cười giạt dào, hỏi. Tần chi một lòng đều là nghi ngờ của mình, tuyệt không chú ý tới lâu thiên cơ cử động, nghe vậy, liền trực tiếp nói, ta đi tìm nữ quân, nhưng nàng răng dạy ta, sau đó, nàng đem tần sắc nói với nàng phải lời nói, một chữ không kém thuộc lại cho lâu thiên cơ, sau đó, có chút không quá lý giải mà nói, nàng là vu tộc nữ quân, vu tộc tín ngưỡng, nàng vì cái gì có thể nói, nàng đối hoàng thất không có bao nhiêu cừu hận đâu. Lâu thiên cơ một cái tay khác cầm bầu rượu lên, cho mình ực một hớp, lại tuyệt không ngoài ý muốn, cái. Này rất bình thường a. À. Tần chi nhíu mày, nơi nào bình thường? Lâu thiên cơ hỏi lại, nơi nào không bình thường? Tần chi không hiểu, lâu thiên cơ để bầu rượu xuống, gãy một cái trán của nàng, nhìn xem nàng kia khó được lộ ra ngoài đần độn dáng vẻ, bật cười nói, tiểu bạch nhãn lan ngươi thật sự là để tâm vào chuyện vụn vặt tương phản ta cảm thấy tần sắc sau ngươi thấy rõ ràng tần chi còn không có hỏi ra âm thanh lâu thiên cơ liền tiếp tục nói ngươi ngẫm lại xem a à, nàng không phải ngươi nàng không có liên quan tới vô tộc bất cứ trí nhớ gì bao quát hiện tại ký ức đều là bắt nguồn từ một giấc mộng ngươi ở trong mơ nhìn thấy tràn cảnh sẽ thay vào hiện thực sao ngươi lại bởi vì trong mộng một sự kiện đối trong hiện thực người và sự việc sinh ra chán ghét sao Tần Chi cao mày, không nói gì, nhưng nàng trong lòng đáp án lại là sẽ không, không ai lại bởi vì chuyện trong mộng, đối trong hiện thực người và sự việc sinh ra chán ghét, phẫn nộ cùng phê phán, mộng chính là mộng, qua thì thôi, cho dù giấc mộng kia, người cảm giác lại chân thực, nó vẫn như cũ là mộng. Tại tầng sắc trong mắt, đó chính là một giấc mộng, nàng nhân hồn không có triệt để thức tỉnh, không có liên quan tới vu tộc tín ngưỡng kia một bộ phận, nàng chính là nàng, một cái đơn độc, người bình thường, nàng đối với hiện tại hoàng thất không có hận ý, không phải chuyện rất bình thường sao. Mà lại, ta cảm thấy các ngươi thật có chút cực đoan, ngươi đi hỏi một chút tạ hành, hắn phải chăng hy vọng, tần sắc lại dùng nữ quân thân phận cầm lấy đồ đao, cùng hoàng thất chính thức tuyên chiến. Đánh trận rất dễ dàng, nhưng không có chiến tranh không chết người, lúc ấy hoàng thất chinh chiến vu tộc, vu tộc bị diệt, hoàng gia quân đội liền không có người chết sao. Tất cả mọi người có người chết, đều đã từng máu chảy thành sông. Nếu như ngày sau lại bốc lên đại chiến, ngày đó máu chảy thành sông, sẽ ngóc đầu trở lại. Tần sắc nàng nhìn thấu điểm này, biết chiến tranh ý vị như thế nào, nàng nha đầu kia nhìn như. Giống như cái gì cũng không đáng kể, kỳ thật nàng so với các ngươi càng quan tâm tín ngưỡng của nàng, so với các ngươi trong tưởng tượng càng thương xót, nàng không nghĩ bốc lên đại chiến, ta hiện tại thậm chí đều đang nghĩ, nàng phải chăng muốn triệt để thức tỉnh nhân hồn. Lâu thiên cơ đông đưa cây quạt. Ta cảm thấy đi, nàng hiện tại hẳn là không nghĩ thức tỉnh nhân hồn, thức tỉnh nhân hồn mang ý nghĩa ngồi vững mình nữ quân thân phận, mang ý nghĩa sẽ bị các ngươi những cái này mất đi gia vi người buộc cầm lấy đồ đao, sách suy nghĩ một chút hình ảnh kia, ta cảm thấy nàng còn thật đáng thương. Tần Chi kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, ta một mực đang bức nữ quân làm nàng không thích sự tình. Lâu thiên cơ điểm một cái cái mũi của nàng, không phải, ta nói là, ngươi cũng không biết trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ, mà lại, ngươi biết vu tộc trong truyền thừa, trọng yếu nhất tín ngưỡng là cái gì sao? là nhất định phải có thù tất báo sao? Là bởi vì cừu hận, liền phải bốc lên chiến tranh sao? Liền nghĩ ta không thể nào hiểu được phải vô chút đồng dạng, hắn một mực truy sát nữ quân, ta cho tới bây giờ không thể nào hiểu được, cái gọi là quyền lợi bản thân cùng cừu hận, thật trọng yếu như vậy. Trọng yếu đến, có thể sát hại vô tội, giết hại đồng tộc, không từ thủ đoạn. Lâu Thiên cơ liếm liếm hàm răng. Ta xem ở tầng sắc trong lòng, cừu hận có lẽ cũng không phải là thứ trọng yếu nhất. Tần Chi ngẩn người, bỗng nhiên bắt đầu về nhìn mình quá khứ, Lâu Thiên Cơ gặp nàng ngẩn người, liền cười hỏi một câu, ngươi đây, bỏ qua một bên từ nhỏ đến lớn có người cho ngươi cái gọi là cừu hận ký ức, ngươi thật hận quốc gia này, hận quốc gia này hoàn thất sao? Chương 459, chiêu đãi người là một chuyện phiền toát 459, chiêu đãi người là một chuyện phiền toát chi đêm đó không trả lời Lâu Thiên Cơ một vấn đề cuối cùng, bởi vì nàng không biết trả lời như thế nào, đầu nàng một lần nhìn thấy như thế một bản nghiêm túc Lâu Thiên Cơ, hỏi được nàng á khẩu không trả lời được kỳ thật trong lòng nàng có một đáp án nàng thực sự có như vậy hận hoàng thất sao đáp án là không có lúc trước hoàng thất có lẽ thật làm sai chuyện nhưng quốc gia này là bọn hắn tại duy trì vận chuyển bây giờ quốc thái dân an mưa thuận gió hòa bách tính an cư lạc nghiệp liền chứng minh hoàng thất cũng không phải là hoàn toàn làm ác tồn tại bọn hắn có chỗ tốt tối thiểu qua nhiều năm như vậy bọn hắn không tiếp tục bốc lên không tất yếu chiến loạn hết thảy đều vừa vặn tần chi những năm này ở kinh hành, trôi qua cũng rất tốt, nàng trông thấy dân chúng giàu có yên vui, nhìn thấy tất cả mọi người không hy vọng lại bốc lên chiến tranh, trong nháy mắt đó, nàng có chút lý giải tần sắc, tần sắc đối hoàng thất không có cái gọi là hận ý, nàng nhìn thấy chính là hoàng thất vận doanh dưới, quốc thái dân an cảnh tượng, bốc lên chiến tranh, có làm được cái gì, chẳng qua là lật đổ những cái này thái bình, đem nơi này một lần nữa biến thành luyện ngục, vì cừu hận của mình, kéo tất cả người vô tội xuống. Nước, đáng giá không, đây không phải là liền cùng lúc trước hoàng thất đồng dạng rồi có như vậy một nháy mắt tần chi đối với mình quá khứ chấp nhất đồ vật sinh ra một cổ mờ mịt không biết mình kiên trì nhiều năm như vậy là có đúng hay không không ai có thể trả lời nàng vấn đề này dù sao hoàng thất trước đó xác thực diệt phu tộc sát hại tần chi thân nhân nàng hận hoàng thất là hợp tình lý không gì đáng trách thật buông xuống cũng có thể lý giải tần sắc một đêm kia cùng tần chi nói chuyện qua về sau liền đem chuyện này buông xuống nghỉ ngơi cả đêm về sau nàng một lần nữa giữ vững tinh thần, lúc đầu dự định thừa dịp khí trời tốt, đi kinh ngoại ô làm bình nhìn xem mình ngoài định mức đất phong thế nào, thuận tiện đi thăm viếng một chút hoàng trang, nhưng là, không thể không nói, Tào Ngọc Mai nếu như mà có, thật nhiều chuẩn, thí dụ như, sáng sớm hôm nay, nàng thụ phong vĩnh lạc quận chúa sau khi tin tức truyền ra, xác thực có không ít người bắt đầu đến nhà tặng lễ, tần sắc. Nhức đầu không? Thôi, không nghĩ ứng đối, liền để tần phu nhân thay ứng phó qua những người kia, nhưng những người kia còn chưa đi sạch sẽ, trong hoàng cung lại người đến là đạm đài hữ, đạm đài hữ cầm mấy trương đồ, phóng tới tần sắc trước mặt, cười nói, đây là phụ hoàng để người chọn lựa ra, mấy chỗ thích hợp làm quận chúa phủ tòa nhà, ngươi nhìn một chút thích cái nào, ta liền để người đem khế nhà khế đất đưa tới cho ngươi. Tần sắc nhìn qua những cái kia đồ, khóe miệng giật một cái, nhanh như vậy. Những sự tình này tự nhiên có người phía dưới đi làm, phụ hoàng chỉ cần phân phó một tiếng, bọn hắn khẳng định sẽ mau chóng đưa tới. Đạm đài hử đem kia một sấp bản vẽ, hướng tần sắc trước mặt đẩy, ngươi nhanh chọn một chọn. Tạ hành ngồi ở một bên, ánh mắt lành lạnh, không nói gì, tần sắc nhìn qua những cái kia hộ hình đồ, hướng tạ hành nhìn sang, chủ động hô, tạ hành ngươi qua đây, hai ta một khối chọn, dù sao về sau là hai ta ở nha. Tạ hành trong lòng bình tĩnh, hơi tới gần một chút, cùng tần sắc một khối nghiên cứu những cái kia hộ hình đồ, nơi này hộ hình đồ rất đơn giản, chỉ là tiêu chú, là mấy tiếng mấy ra viện tử, không phải cửa chính, không phải cửa sau, không phải cửa hông, cái khác chi tiết, không có, tần sắc chọn đến chọn đi, chọn một chỗ không lớn không nhỏ, ba tiếng ba ra viện tử, trong kinh thành, ba tiếng ba ra viện tử, không tính lớn, đạm đài hữu nói, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy viện này tốt, chẳng qua có chút vấn. Đề Tần sắc nhướng mày, vấn đề gì? Viện này ở Tiền Triều, chính là một cái công chúa phủ, nhưng nghe nói cái kia công chúa nhảy giếng tự sát, mà lại viện tử có chút lệch, tất cả mọi người cảm thấy không quá may mắn, nhiều năm như vậy liền một mực không có ban thưởng đi. Đạm đài hữu giải thích nói, tần sắc lại cảm thấy không quan trọng, ta lại không sợ cái này, không có chuyện, lệch một điểm cũng tốt, ta liền thích yên tĩnh, không muốn cùng những cái kia quan lại quyền quý ở cùng một chỗ, quá mệt mỏi. Điện hạ mới lúc tiến vào hẳn là thấy được chưa, một đám người cho ta. Tặng lễ, ta tránh đều tránh không xong. Nghe được tần sắc hơi có vẻ khoa trương ngữ khí, đạm đài hữu bật cười, dù sao Vĩnh Lạc quận là chỗ tốt, từ đất phong có thể thấy được phụ hoàng đối ngươi yêu thích, khó trách bọn hắn sẽ nịnh bợ, ngươi bây giờ cũng coi là tân quý. Tần sắc nghe hắn treo gẹo lắc đầu, nếu không phải bệ hạ không thể thu hồi ý chỉ, ta thật không muốn làm cái này tân quý. Đạm đài hử cười nói, được rồi, lúc này lại oán giận cũng không hề dùng, tòa nhà ngươi chọn tốt không, thật muốn chỗ này sao? Thật muốn chỗ này tòa nhà, ta liền đi hồi bẩm phụ hoàng, để bọn hắn mau đem tòa nhà thu thập ra tới, ta lại đem khế nhà khế đất cho ngươi, ngươi tùy thời liền có thể mang vào. Nếu là tu sửa tốc độ nhanh lời nói, ngươi năm trước nói không chừng liền có thể mang vào đâu, có thể tại nhà mới qua năm mới. Tần sắc nghe xong, vội vàng nói, vậy ta liền chọn chỗ này tòa nhà, điện hạ ngài tranh thủ thời gian giúp ta làm tốt, ta năm trước mang vào, vừa vặn không cần lại phiền phức tần đại nhân, ta cũng rơi vào cái thanh nhàn. Đạm đài hữu bật cười, được, ta cái này trở về phục mệnh. Tần sắc cười tủm tỉm, ngài đi thông thả. Đạm đài hử khoát tay chặn lại, liền cầm bản vẽ đi, nhìn hắn vừa đi, tần sắc lập tức duỗi lưng một cái, nếu có thể năm trước dọn đi vậy liền quá tốt, chỗ kia yên tĩnh, chúng ta cũng có thể quả mấy ngày sống yên ổn thời gian. Chính yếu nhất không phải ở tại tầng mậu hòa dưới mí mắt, nàng nghĩ làm những gì, cũng thuận tiện một chút, dù sao ăn nhờ ở đậu cảm giác, cũng không tốt lắm, trước kia không có mình tòa nhà thì thôi, hiện tại có mình tòa nhà, khẳng định vẫn là ở tại mình trong nhà tương đối dễ chịu, tạ hành nghe vậy sờ sờ đầu của nàng, tất cả nghe theo ngươi, chẳng qua kia tòa nhà khẳng định phải tu sửa. Tần sắc sờ sờ cái cầm, tu sửa là khẳng định phải tu, dù sao cũng là tiền triều tòa nhà, không biết hoang phế bao nhiêu năm, ta nhìn không chỉ có muốn tu, còn muốn đại tu đâu. Tạ hành, muốn tìm người đặc biệt tới tu sửa sao? Tần sắc suy nghĩ nói, tùy. Tiện tìm hai người đi cái đi ngang qua sân khấu, tu sửa sự tình, ta tự có biện pháp nói, nàng lộ ra một bộ có thâm ý khác cười, liền cười hì hì tiếng nội thất, tạ hành không biết nàng đang đánh ý định quỷ quá gì, liền bất đắc dĩ lắc đầu, đi bên ngoài tìm trương bán tiên, để hắn đi trong kinh thành tìm kiếm tu sửa công tượng sự tình, tùy tiện tìm hai người qua loa, cũng phải tìm người A, nhất là ngày Tết, công tượng cũng không dễ tìm cho lắm, đều phải sớm thu xếp, mà lại kia tòa nhà lớn như vậy, khẳng định cẩn hạ nhân, cũng phải thu xếp. May mắn, bệ hạ không phải cho cái phong hào. Ném cái thánh chỉ, liền không quản sự còn đưa không ít cái khác đồ trang sức ban thưởng đến lại thêm vĩnh lạc quận ngày sau thu đi lên thuế phú cùng ruộng đất lương tiền chi tiêu khẳng định đầy đủ chèo chống còn có còn lại đâu mà tần sắc chọn định tòa nhà về sau đến tiếp sau ném cho tạ hành nàng liền không có tiếp qua hỏi nàng suy nghĩ một chút hôm nay lãng phí thời gian liền dự định ngày mai đi làm mình nhưng ở trước khi đi nàng lại nên đón khách nhân tần gia mấy cái thiếp thất tính cả con cái Hoàng thiên hỷ địa tiếng thanh hà viên hướng tầng sắc chút, tầng sắc vạn vạn không nghĩ tới, tránh đi nhiều người như vậy, lại quên tầng gia mấy cái kia thiếp thất cùng con cái nhóm, nàng mười phần nhất đầu ứng phó xong, đã là chạng vạn tối, thật vất vả đem người đưa tiễn, nàng đã triệt để mệt mỏi co quắp, chiêu đãi người thật là một kiện quá chuyện phiền phức. Chương 460, làm bình huyện 460, làm bình huyện sắc thật sự là sợ cực chiêu đãi người, vì thế, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, nàng ngáp một cái, liền lôi kéo tạ hành, từ bên ngoài thuê một chiếc xe ngựa, Phạm ngủ gật, thừa dịp bóng đêm, lão đảo đi làm bình, đợi đến trời sáng choang các nhà lại đến tặng lễ lúc, mới phát hiện tầng sắc không ở nhà, vô hụt mà tầng sắc trên đường, tự ở tạ hành trong ngực ngủ một đường, đợi đến làm bình thời điểm, nàng triệt triệt để để đã tỉnh hồn lại. Tinh thần phấn chấn, không còn là một ngày. Trước, bị những người kia dày vò đến, trả rời đến không được bộ dáng, tạ hành đều bội phục nàng năng lực khôi phục, đến làm bình về sau tần sắc cùng tạ hành đi trước tìm làm bình huyện lệnh, làm bình huyện lệnh khi nhìn đến tần sắc thánh chỉ cùng trong cung đưa ra đến làm bình khế đất về sau, liền vội vàng gật đầu khòng người hành lễ nói, hóa ra là quận chúa nương nương đại giá quan lâm, quận chúa nương nương muốn tới, làm sao cũng không có sớm chào hỏi, hạ quan cũng tốt sớm thu xếp, mang. Theo người đi đường hẻm đón lấy mới là, tần sắc khoát khoát tay, ta không quan tâm những hư lễ kia, lần này tới, cũng chỉ là muốn nhìn một chút ta cái này đất phong bên trong ruộng tốt, đều là tình huống như thế nào, đại nhân nếu không ngại phiền toái, liền dẫn hai chúng ta đi một chuyến, như thế nào. Quận chúa nương nương khách khí, cái này có cái gì tê dại không phiền phức, hạ quan đi đổi thân y phục, liền cùng quận chúa nương nương đi thăm dò nhìn những cái kia ruộng tốt trang tử. Tần sắc gật gật đầu, làm bình huyện lệnh liền về trước đi đổi thân y phục, sau đó mang theo tần sắc cùng tạ hành đi xem làm bình trong huyện, thuộc về nàng kia hơn mấy trăm mẫu ruộng tốt cùng đỉnh núi trang tử, xác thực đều là nơi tốt, có núi có nước, ruộng tốt cũng khoáng đạt, loại hoa màu đều rất tốt, nguyên bản không có phong đi ra thời điểm, nơi này thuế má cùng thu nhập, đều là về kinh thành hộ bộ, hiện tại phân cho tần sắc, tự nhiên toàn bộ về tần sắc tất cả, chẳng qua dựa theo nhất định thu. Thuế tỷ lệ, tần sắc còn được giao thuế má chính là, nhưng, rơi xuống trong tay, cũng không ít, tần sắc còn thật hài lòng những cái này ruộng tốt, làm bình huyện lệnh cũng đem những cái kia ruộng đất cùng trang tử quản sự, giới thiệu cho tần sắc nhận biết, biết đây là mình tân chủ những người kia liền đều tới gặp lễ, tần sắc nhìn lướt qua, đều là chút trung thực bổn phận anh nông dân tử, cũng không có cái gì lệch ra tâm nhãn, liền mỗi người ra tay trước một chút hồng bao, xem như lần đầu gặp mặt lễ. Gặp mặt, hy vọng. Về sau chủ tớ đều vui mừng, tất cả mọi người vui vẻ, những cái kia quản sự ngược lại là cao hứng không được, vội vàng hướng tần sắc nói lời cảm tạ, còn hứa hẹn nhất định sẽ giúp tần sắc quản tốt ruộng đất cùng trang tử, có quá nhiều đất phong chủ tử vừa lên mặt cho, liền đem già quản sự đổi đi, đổi thành người một nhà có rất ít có thể lưu lại những cái kia quản sự nguyên bản nghe nói chủ tử đến đều sợ đem mình đổi đi ai không phải trên có già dưới có trẻ liền dựa vào lấy điểm ấy tiền công sinh hoặc bọn hắn nguyên bản đều tại sầu nếu là đem bọn hắn đổi đi bọn hắn đi nơi nào kiếm tiền nuôi gia đình hiện nay tầng sắc chẳng những không có đổi đi bọn hắn còn cho bọn hắn gặp mặt hồng bao khách khách khí khí cái nào không phải mang ơn tự nhiên lòng tràn đầy kiên định muốn cùng tần sắc đem ruộng đất trang tử quản tốt, tất cả mọi người có thể trôi qua tốt, tần sắc cùng bọn hắn gặp mặt qua, lại tại trang tử bên trên ăn một bữa cơm trưa, buổi chiều liền lão đảo đi làm bình lân cận hoàng. Trang đi trên đường, tần sắc mới đem nhàn phi sự tình, nói cho tạ hành, tạ hành liền bồi tiếp nàng đi hoàng trang, dựa theo đạm đài hữu cho địa chỉ, tần sắc cùng tạ hành đi tìm đến về sau, mới phát hiện cái này cùng với nàng tại làm bình trang tử, xác thực gần thật nhiều, liền cách một chỗ đường núi, vượt qua đỉnh núi, nhất chuyển tông, chính là hoàng trang phạm vi, chẳng qua hoàng trang liền không có làm bình trang tử tốt như vậy gần trang tử bên ngoài, có không ít cao lớn thô kệch tráng hán. Vừa đi vừa về tuần sát, tần sát cùng tạ hành vừa mới tới gần, liền bị quát bảo ngưng lại ở một cái cầm cây gậy đại hán, mặt lạnh lùng đi tới, cả giận nói, ở đâu ra tiểu tạp toái, biết đây là địa phương nào sao, liền hướng bên này. Mau cút mau cút. Tần sắc nghe xong, liền cười nhạt nói, chúng ta chính là qua đường người, không biết đây là địa phương nào, mong rằng tiểu ca nhi nói một tiếng. Đại hán xì một tiếng, đây chính là hoàng trang, hoàng gia trang tử, các ngươi cũng dám tới. Đi nhanh một chút, chậm. Thêm điểm, ta liền để người đem ngươi bắt lại đưa quan phủ. Tần sắc liền gật gật đầu, lôi kéo tạ hành rời đi, đợi đi ra đại hán kia tầm mắt, tạ hành liền hỏi, cứ như vậy đi rồi. Tần sắc khoát khoát tay chỉ, ta đều đến, sao có thể như vậy mà đơn giản đi. Chỉ có điều, hiện tại bình thường biện pháp là không vào được, chỉ có thể dùng điểm đặc thù biện pháp. Tạ hành, biện pháp gì? Tần sắc cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra hai tấm phù lục, đưa cho tạ hành một tấm, tạ hành cao mày nói, đây là cái gì? Tần sắc cong môi cười một tiếng, cái này gọi ẩn thân phù, thạo A, tên như ý nghĩa, cầm lên bùa này, đọc tiếp ẩn thân chú, liền có thể ẩn thân, chẳng qua nha, hiệu dụng có hạn, chỉ có thời gian một nén hương, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, mau chạy ra đây. Tạ hành tự hồ có chút không tin, cái này thật có thể tần sắc sách một tiếng đương nhiên chẳng lẽ ta còn lừa ngươi nói xong nàng liền lôi kéo tạ hành giao hắn niệm ẩn thân chú ẩn thân chú cũng không phức tạp chú văn cứ như vậy vài câu tạ hành thông minh rất nhanh liền nhớ kỹ chợt tần sắc liền cầm ẩn thân phù niệm lên ẩn thân chú về sau hướng ẩn thân phù vỗ tạ hành liền phát hiện nhìn không thấy nàng chỉ nghe được tần sắc thanh âm còn tại bên tai nhanh lên đuổi theo tạ hành học tần sắc bộ dáng rất nhanh cũng thuận lợi ẩn thân, tại ẩn thân về sau, hắn liền nhìn thấy tầng sắc thân ảnh, đi theo tầng sắc, nghênh ngang từ tráng hán kia trước mặt đi tới, bước vào trang tử, kia tốt mấy người đại hán, tuyệt không phát hiện dị thường, còn ghé vào một khối nói đông da dài tây nhà ngắn, cùng người nhiều chuyện không có gì khác biệt, tầng sắc mang theo tạ hành sau khi đi vào, bởi vì ẩn thân phù hiệu dụng có hạn, nàng không nghĩ lãng phí thời gian, liền trực tiếp tại điền. Trang bên trong tìm ra được kia hai mẫu ruộng nhanh nhẹn cây ăn quả, cũng may, nhanh nhẹn cây ăn quả dáng dấp một mảnh đỏ bừng lá cây, tương đối dễ tìm, hướng trong ruộng trong đi qua, liếc mắt liền có thể nhìn thấy, tần sắc cùng tạ hành thuận lợi tìm. Tới kia hai mẫu ruộng nhanh nhẹn cây ăn quả, hai người liền góp tiếng rừng quả bên trong, bốn phía đi xem, tần sắc tùy tiện tìm quả nhìn xem nhiều năm rồi cây ăn quả, đưa tay hái được viên quả, ngửi ngửi, quả nhiên nghe được một cổ độc dược hương vị, nàng đem quả bỏ qua, ngồi sổng xuống, thuận rê cây ném cái hố, phát hiện rê cây phía dưới sợi rễ, đều đã bắt đầu biến đen, có thể thấy được cây ăn quả bản thân liền trúng độc, có độc cây ăn quả, kết xuất đến quả, tự nhiên mang độc, là tẩy đều rửa. Không sạch, biện pháp này đủ hung ác, cũng đủ chu toàn, người bình thường cho dù biết quả có độc, nơi nào sẽ biết là cây ăn quả vấn đề, còn tưởng rằng là qua tay đến người vấn đề, nhưng ở qua tay người trên thân, lại thế nào phòng bị, nhưng cũng phòng bị không được cái này độc trái cây vào miệng, chỉ có điều, trê cây bên trên độc là ở đâu ra, Tần Sắc đang nghĩ ngợi, tạ hành bỗng nhiên chọc chọc cánh tay của nàng nàng hướng tạ hành nhìn sang liền gặp tạ hành giơ tay lên hướng bên cạnh chỉ chỉ tần sắc thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang liền nhìn thấy một bên rừng quả trên đường đặt vào hai cái thùng gỗ bên trong còn có còn sót lại nước đại khái là đến tưới nước thùng gỗ tần sắc cuối người hít hà bên trong còn sót lại nước lúc này hai mắt tỏa sáng tìm tới độc tố đầu nguồn là cái này nước vấn đề tần sắc vừa định cùng tạ hành nói chuyện liền thấy có một người từ bên cạnh rừng quả bên trong chui ra ngoài, trong tay còn bưng lấy cái nho nhỏ bao vải. Chương 461, Hoàng Trang chương 461, Hoàng Trang sắc cùng tạ hành lui sang một bên, liền thấy người kia cầm bao vải tiến lên, tại trong thùng gỗ mở ra, bên trong là một bao bột phấn, hắn đem bột phấn tiết lộ tại trong thùng gỗ, chợt dùng một cái khác thùng gỗ, đánh trên nước đến, đổ vào mang theo độc dược thùng gỗ, quấy đều, sau đó thuận bên cạnh cây ăn quả cây tưới xuống dưới, sau đó, hắn lần nữa lấy ra một cái bao bố, pha loãng tại một thùng nước bên trong, phân lượng nắm nhiều chuẩn xác. Giống nhau như đúc, nhiều lần thật nhiều. Lần, đem lân cận cây ăn quả toàn bộ tưới hảo thủy về sau, hắn liền đến một bên ngủ gà ngủ gật đi, tần sắc cùng tạ hành liếc nhau, có thể tính biết cái này độc là ở đâu ra, hai người mắt thấy thời gian không nhiều, liền lặng lẽ rời đi hoàng trang, ai cũng không biết, từng có người đến qua. Nhìn thấy bọn hắn hạ độc tràn cảnh, tần sắc cùng tạ hành rời đi hoàng trang về sau, liền đem ẩn thân phù quan ra, khôi phục như thường, trở lại mình mướn trên xe ngựa, hướng kinh thành hồi ngồi ở trên xe ngựa. Tạ hành thấp giọng hỏi, cho nên, là những người kia tại cây ăn quả trên dưới độc, từ đó hại nhàn phi. Tần sắc gật đầu, hiện tại xem ra là như thế này, chỉ có điều không biết kia hạ độc người, có phải là triệu vương người, quay đầu ta tiến cung đi hỏi một chút thái tử điện hạ, hắn hẳn phải biết, những cái kia là triệu vương người, những cái kia không phải. Tạ hành cũng không nói gì thêm, hắn mặc dù kiên kỵ, không nghĩ để tần sắc cùng đạm đài hữu lui tới, nhưng hắn có chừng mực, loại này chính sự bên trên, hắn sẽ không so đo, mà lại hắn biết tần sắc cũng sẽ có phân tất, đạm đài hữu như thế nào đi nữa, cũng là đồng dạng có chừng mực người, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, không cần việc khác sự tình hỏi đến, nhìn tạ hành không nói lời gì nữa, tần sắc từ xe ngựa một bên, lấy ra một hộp bánh ngọt, lấy ra một khối, đưa cho tạ hành nếm thử, đây là. Nàng từ làm bình lúc đi ra, trên đường thuận đường mua, miễn cho trên đường trở về đói, tạ hành nhận lấy, một ngụm lại một ngụm ăn, tần sắc cũng cầm một khối, chậm rãi ăn, đợi đến kinh thành thời điểm, một hộp bánh ngọt, cộng thêm hai cái túi nước, bị hai người bọn hắn tiêu hao hầu như không còn, trở lại hoàn thành về sau, tần sắc không có gấp tiếng cung, mà là tại sáng sớm hôm sau, mượn tiếng cung đi tạ bệ hạ ân váy danh nghĩa, nghênh ngang tiếng hoàng cung. Bệ hạ thấy được nàng tới, ngược lại là, theo nàng nói mấy câu, liền nói với nàng, nhàng phi mấy ngày nay còn tại nhắc tới nàng đâu, để nàng đi xem một chút nhàn phi, tần sắc vừa vặn mượn bệ. Hạ cho danh nghĩa, đi nhàn phi ánh trăng cung, nhàn phi nhìn thấy tạ hoang đến, lập tức đem tạ hoang mang đến mình tẩm điện, liền vội vàng hỏi, ngươi hôm nay làm sao tiến cung rồi? Thế nhưng là tra được cái gì? Tần sắc cong môi cười một tiếng, nương nương thông minh, ta hôm qua đi một chuyến hoàng trang, thật đúng là tra được một chút mặt mày. Nhàn phi không khỏi hỏi, là hoàng trang bên trong có người hạ độc muốn hại ta. Tần sắc gật đầu, không sai, có người đem pha loãng qua độc thủy, tưới vào nhanh nhẹn cây ăn quả gốc rê, nhìn như độc lượng không nhiều, nhưng tích lũy tháng ngày, độc tố lắng động, liền có thể hại người tính mạng. Nhàn phi bị đã kích, bạch nghiêm mặt, không nghĩ tới, còn có người như thế hao tổn tâm cơ hại ta, đến cùng là ai? Người kia một mực không nói chuyện, cũng không có người nào khác tới, vì không rút dây động rừng, ta cũng không có ở lâu, không biết người kia là ai, chẳng qua ta họa một bức người kia chân dung, ta nghĩ thái tử điện hạ đối triệu vương người, hẳn là đều có chút ấn, không bằng mời nương nương phái người đi đem thái tử mời đi theo, hỏi một chút điện hạ, có biết hay không thân phận của người này. Tần sắc từ trong tay áo lấy ra một cái cuộn giấy, là nàng hôm qua trở lại kinh trung về sau, căn cứ trí nhớ của mình, vẽ ra đến chân dung, không nói mười đủ mười giống, nhưng tối thiểu có chính thành tương tự, đầy đủ nhận ra đến người kia là ai, nhàn phi nghe xong, liền cao giọng đem đang cầu vòng hô đi qua, hướng đang cầu vòng phân phó nói, người đi đem thái tử điện hạ mời đi theo, liền nói ta hôm nay thân thể khó chịu, ăn không vô thuốc, mời hắn tới xem một chút. Đang cầu vòng lên tiếng, liền đi ra ngoài, tần sắc liền cùng nhàn phi chờ lấy, rảnh đến nhàm chán, nàng dò xét nhàn phi liếc mắt, phát giác nhàng phi hôm nay mang một cây hoàn toàn mới tịnh đế trâm cài tóc, không khỏi cười nói, nương nương căn này trâm cài tóc, là bệ hạ gần đây ban thưởng A. Nhàng phi đưa tay đem cây kia trâm cài tóc lấy xuống, để ngươi đoán đúng, là bệ hạ hôm Qua thưởng cho ta. Tần sắc nói, xem ra bệ hạ cùng nương nương nối lại tình xưa rồi. Không tính là nối lại tình xưa, kỳ thật nhiều năm như vậy, bệ hạ trừ không có chiêu hạnh bên ngoài, đối ta cũng không tính kém. Nhàn Phi cười nhạt nói, khuya ngày hôm trước, hắn cũng không có chiêu hạnh ta, hắn biết ta thân thể không tốt, chỉ là theo giúp ta ngồi, hai ngày này kiển thường xuyên đến ngồi một chút, hôm qua tới lúc, nói ta thích hợp lịch sự tao nhã cây trâm, liền đưa ta một cây cái này trâm cài tóc. Tần sắc ôn thanh nói, nhìn ra được, Bệ hạ đối nương nương vẫn còn có chút tình cảm, nhàn phi vuốt ve trong tay trâm cài tóc, cười đến rất nhạt, có lẽ đi, nhưng ta xem như nhìn thấu, đế vương chi ái không có gì, nhưng tại cái này trong hoàng cung không thể mất đi cưng chiều, ta mấy năm này không tranh không đoạt, đem mình làm một cái người chết sống lại, nhưng như cũng thể trốn thoát những người kia đối ta mưu hại, thà rằng như vậy, ta chẳng bằng chiếm bệ hạ cưng chiều, tốt xấu cũng coi, như danh xứng với thực. Tần sắc nhìn ra được nhàn phi thất vọng đau khổ chi sắc, vỗ nhẹ nhàng phi mu bàn tay nói, nương nương hiện nay không cần nghĩ nhiều như vậy, thật tốt bảo dưỡng mới là, cứ việc bảo đảm không được nương nương sống lâu trăm tuổi, nhưng nếu nương nương nghe lời của ta, thật tốt điều dưỡng, có thể chống nổi thiên mệnh chi niên. Nhàn phi nghe xong, giật mình, thiên mệnh. Khi đã rất tốt, ta còn có gần 30 năm tốt sống đâu. Chẳng qua phải nương nương thật tốt bảo dưỡng mới là, cái này đầu tiên liền phải thả lỏng trong lòng bên trong tích tụ, thể xác tinh thần thoải mái, mới xem như thật tốt bảo dưỡng tần sắc ôn thanh nói nhàn phi nắm chặt lại nàng tay nói tốt ta tất cả nghe theo ngươi tần sắc cười cười lại bồ nhàn phi nói một chút việc nhà đang cầu vòng mới mang theo đạm đài hữu khoan thai tới chậm kỳ thật cũng không tính trê đạm đài hữu thường ngày sẽ tiến cung nhưng đều có chính sự muốn làm lúc này có thể chút thì giờ đến đây cũng không dơ dàng khi nhìn đến tần sắc ở thời điểm đạm đài hữu liền biết nhàn phi đem mình gọi tới có gì mục đích nhàn phi ngược lại là không có lập tức mở miệng cùng đạm đài hữu nói lên chuyện này mà là hướng đang cầu vòng khoát khoát tay, đang cầu vòng lập tức không người lui ra, tần sắc không khỏi nhướng mày. Nương nương bây giờ cũng không tin đang cầu vòng rồi, cũng không phải là không tin, chỉ là ta không nghĩ để nàng biết quá nhiều. Nhàn phi nhàn nhạt, tại trong cung này biết đến càng nhiều, chết được càng nhanh, cái gì cũng không biết, ngược lại có thể sống phải lâu dài. Đây cũng là đối đang cầu vòng một loại che chở, nàng là sợ mình không cẩn thận bỏ mình về sau, đang cầu vòng bởi vì biết quá nhiều, bị người hại chết, cho nên tình nguyện để đang cầu vòng cái gì cũng không biết, nhưng Tần Sắc cảm thấy, nhàn phi xem nhẹ một cái vấn đề thực tế, đang cầu vòng là nhàn phi của hồi môn, ánh trăng cung đại cung nữ, một khi nhàn phi thật chết rồi, mất đi nhàn phi cái này chỗ dựa, những người khác vẫn như cũ sẽ không bỏ qua đang cầu vòng. Chỉ cần đang cầu vòng trong hoàng cung. Chỉ cần đang cầu vòng là nhàn phi của hồi môn, kết quả này liền thay đổi không được, nhưng Tần Sắc không có nói ra vấn đề này, nhàn phi bây giờ cảm xúc thật vất vả khá hơn một chút nàng không muốn nói thêm một chút ủ rũ, để nhàn phi không nhanh, lại nói, nhàn phi thân thể thật tốt điều dưỡng, vẫn là có hy vọng sống lâu mấy ngày này, cũng không cần tại lúc này, sốt ruột đang cầu vòng tương lai, dừng một chút, tần sắc liền hướng đạm đài hữu nhìn sang, nói, ta để nương nương gọi điện hạ tới, là muốn. Mời điện hạ phân biệt một người, chợt, tần sắc đem mình tại hoàng trang bên trong chứng kiến hết thảy, cùng đạm đài hữu miêu tả một chút, sau đó đem bức họa kia giống, biểu hiện ra cho đạm đài hữu nhìn. Chương 462, Yến Vương tới chơi 462, Yến Vương tới trận đài hữu phân biệt chỉ chốc lát, không quá xác định, ta không dám khẳng định cái này người có phải là triệu vương người, chẳng qua nếu là nghĩ ra lời nói, ta có thể để người bí mật. Đi dò ra, triệu vương những năm này đưa đi cho hoàng tra người tư liệu, cái này ở bên trong ti còn có thể trả được. Tần sắc cũng không có trông cậy vào đạm đài hữu lập tức liền nhận ra, dù sao đây là triệu vương bên người dọa người, đạm đài hữu cùng triệu vương luôn luôn không thân dày, làm sao có thể nhận ra Triệu Vương bên người mỗi một cái hạ nhân, không biết cũng là bình thường, nghe vậy, nàng liền đem chân dung đưa cho Đạm Đài Hử, vậy liền phiền phức điện hạ. Lời này ngươi không nên nói với ta. Đạm Đài Hử tiếp nhận chân dung, ấm cười nói, hẳn là ta đối với ngươi nói, ngươi là tới giúp ta cùng nhàn mẫu phi, sao có thể xem như làm phiền chúng ta đây. Nhàn phi gật gật đầu, đồng ý nói, Hữu Nhi nói đúng, là chúng ta làm phiền ngươi, sắc sắc. Tần Sắc cười nhạt, nương nương nói quá lời những cái này đối ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi đạm đài hử cuốn lên chân dung nói có điều hiện tại mặc dù không tìm được bức họa này giống bên trên người đến cùng phải hay không triệu vương người nhưng chúng ta cũng biết kia nhanh nhẹn cây ăn quả có độc tần sắc gật đầu vâng kia cây ăn quả tuyệt đối có độc kết xuất đến mỗi một viên quả đều có độc nương nương về sau chớ có lại dùng ăn kia nhanh nhẹn quả nhàn phi nghiêm mặt nói ta biết chính là sắc sắc ngươi không nói ta cũng không dám ăn Nương nương luôn luôn yêu thích kia nhanh nhẹn quả, hiện tại cũng không thể nói đột nhiên không ăn, như thế sẽ để cho bên ngoài người phát giác được. Tần Sắc nói, nương nương như cũ để hoàng trang đem nhanh nhẹn quả đưa vào, sau đó gọi đang cầu vòng dấu kỹ, không ăn chính là. Nhàn phi trầm ngâm nói, ngươi nói đúng, không thể rút dây động rừng, ta biết, ta sẽ an bài tốt. Tần Sắc gật gật đầu, lại hướng Đạm Đài hử hỏi, đúng, cung nội còn có những người khác thích ăn nhanh nhẹn quả sao? Cái kia ngược lại là không có bọn hắn thích ăn anh đào. Đạm đài hữu nói, tăng thêm nhanh nhẹn cây ăn quả kết quả tương đối chậm tương đối ít, thường ngày chỉ đủ cung ứng ánh trăng cung, những người. Khác ngược lại là chưa từng dùng tới. Tần sắc, vậy liền không cần phải lo lắng những người khác trúng độc sự tình, điện hạ trước ra được tin tức về người này cho thỏa đáng. Đạm đài hữu ư ừ một tiếng, cầm gấp chân dung, ta cái này đi bên trong ti điều tra thêm. Nói xong, đạm đài hữu liền đi, nhàn phi lôi kéo tần sắc, muốn để tần sắc lưu lại bồi mình dùng cơm trưa tần sắc gặp nàng thần sắc cô đơn liền đáp ứng nhưng mà cũng không lâu lắm liền tới một cái khách không mời mà đến đang cầu vòng đi tới bẩm báo nói nương nương yến vương điện hạ tới nhìn ngài nhàn phi đang cùng tần sắc tại chính điện nói chuyện nghe vậy có chút giật mình yến vương nàng nhìn một chút tần sắc lại quay đầu đi nhìn đang cầu vòng ta cùng yến vương mau tới không có gì vãn lai hắn hôm nay như thế nào đến xem ta đang cầu vòng trả lời Yến Vương Điện Hạ nói, từ bên ngoài tìm tới một chút thuốc bổ, không biết nương nương có dùng hay không bên trên, đưa tới cùng nương nương nhìn một chút. Nhàn Phi không biết Yến Vương cùng Thái tử khập khiển, nghĩ đến kia là Thái tử thân đệ đệ, lại là đến quan tâm mình, nhân tiện nói, vậy liền mời Yến Vương Điện Hạ vào đi. Đang cầu vòng ứng thanh ra ngoài, tần sắc đứng lên nói, vậy ta đi tẩm điện tránh một chút đi, ta một nữ tử, không thích hợp thấy hoàng tử. Nhàn Phi vốn muốn nói cái này không có gì, nhưng tần sắc nói xong đã đứng dậy tiến về tẩm điện, nàng liền không có lại nói cái gì, ngồi tại chính điện, trừng chờ từng cái, đang cầu vòng liền đón Yến Vương đi đến, Yến Vương sau lưng còn đi theo hai cái nội giám, cầm không ít thuốc bổ, Yến Vương đi tới, hướng nhàng phi không người nói, nhi thần gặp qua nhàng mẫu phi. Nhàng phi nhàn nhạt khoát tay, Yến Vương không cần đa lễ, mau dậy đi. Hôm nay ngươi tại sao tới đây nhìn ta rồi? Yến Vương đứng dậy, nghe vậy liền ôn hòa cười một tiếng, Nghe nói nhàn mẫu phi gần đây thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp, cùng Hoàng Huynh đưa thuốc bổ có quan hệ, Yến Nhi nghĩ đến, có lẽ có ít thuốc bổ đối nhàn mẫu phi thân thể. Có chỗ tốt, ngay tại bên ngoài tìm một chút, cho nhàn mẫu phi đưa tới. Yến Vương nói, khoát tay chặn lại, nội giám nhóm liền đem hộp đưa lên đến đây, đang cầu vòng thuận thế tiến lên đem hộp mở ra, bên trong đều là một chút khó gặp bổ dưỡng hàng cao cấp, có thể nhìn ra được, Yến Vương đúng là có tâm thu thập, nhàn phi liền ôm nhu cười nói, Yến Vương có tâm vậy bản cung liền không tốt từ chối yến vương hảo ý đang cầu vòng thu cất đi đang cầu vòng lên tiếng khoát tay hai tiểu cung nữ liền đi lên phía trước từ nội dám trên tay đem những cái kia thuốc bổ lấy đi yến vương cười nói nhàn mẫu phi thích liền tốt hắn dừng một chút hướng bốn phía nhìn một chút nhi thần lúc đến nghe nói vĩnh lạc quận chúa tại nhàn mẫu phi cung trong nhi thần cùng vĩnh lạc quận chúa cũng coi là quen biết cũ nàng đã từng cho nhi thần bắt mạch bây giờ nàng tiến cung tạc ơn nhi thần cũng nên ơ trước mặt chúc mừng nàng một tiếng mới đúng. Nhàn phi cười nhạt, kém chút thốt ra gọi đang cầu vòng đi tẩm điện đem tần sắc kêu đi ra, nhưng nghĩ đến tần sắc giống như không quá nguyện ý gặp đến Yến Vương, nàng lời đến khóe miệng liền biến. Yến Vương tới không khéo, mới thái tử tới qua, đề cập vĩnh lạc vào cung một chuyện, nói nàng vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn, để nàng đi thái y viện nhìn xem, bây giờ không tại ánh trăng cung. Yến Vương ý cười dừng lại, chợt lại cười lên, là như thế này cái kia ngược lại là ta tới không khéo, nhàn mẫu phi thân thể không tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy nhàn mẫu phi nghỉ ngơi, cáo từ. Nhàn phi thông dong gật đầu, kiến Vương liền lui ra ngoài, đợi hắn sau khi đi, nhàn phi liền tiến tẩm điện, tần sắc còn tại tẩm điện bên trong ngồi, nhìn thấy nhàn phi trở về, liền đứng lên nói, xem ra, Yến Vương điện hạ là đi rồi, nhàn phi gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nói, Yến Vương nói, ngươi đã từng vì hắn bắt mạch, hắn lại là thái tử bào đệ, ngươi đã cùng thái tử quan hệ không tệ, vì sao tỷ húy lấy không muốn gặp Yến Vương? Ta cảm thấy sắc sắc ngươi thật giống như. Còn không quá ưa thích Yến Vương giống như. Tần sắc mới tỷ húy quá rõ ràng, nhàn phi không khỏi suy nghĩ nhiều, tần sắc cười nhạt, tính không được tỷ húy, ta một cái dân nữ, vừa phong làm quận chúa, nếu là cùng rất nhiều hoàng tử đều có lui tới, chẳng phải là lộ ra ta quá không khéo léo sao? Nhàn phi cũng không tin tưởng lấy cớ này, nhưng tần sắc hiển nhiên không muốn nhiều lời, nàng liền không có hỏi tới, không truy vấn, Mới là lễ phép, nhàn phi sau đó nói, cái này cũng liền thôi, ta đem Yến Vương Hồ Lộng qua, cũng không có gì. Tạ ơn nương nương vì ta che lấp. Tần Sắc nói một tiếng cảm ơn, lại cười lên, đúng, Yến Vương đưa thuốc bổ đến. Nhàn phi gật đầu, đều là chút thượng hạng bổ dưỡng hàng cao cấp, ta liền để đang cầu vòng nhận lấy. Tần Sắc nói, không biết nương nương có thể để đang cầu vòng cô nương lấy tới, để ta nhìn qua. Nhàn phi dừng lại, trong đầu đem lời này chuyển vài vòng chần chờ nói sắc sắc ngươi là liền yến vương cũng tin không nổi sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tần sắc cười nhạt tuyệt không giải thích cái gì nhưng mà câu này đầy đủ đã động nhàn phi nhàn phi nghĩ nghĩ cũng thế kiểm tra một chút lại không có gì lớn ảnh hưởng dù sao yến vương lại sẽ không biết có vấn đề nàng liền đề phòng không có vấn đề nàng liền có thể an tâm lại thế nào đều có thể liền hướng ra ngoài đầu cất cao giọng nói đang cầu vòng đang cầu vòng ứng thanh tiến đến nhàn phi phân phó nói Người đi đem Yến Vương mới đưa tới đồ vật, lấy tới, cho Vĩnh Lạc quận chúa nhìn một chút. Vâng. Đang cầu vòng lập tức xoay người đi lấy. Rất nhanh, đang cầu vòng liền đem Yến Vương đưa tới thuốc bổ, đều cầm tới. Chương 463, là triệu vương người 463, là triệu vương người sắc cẩn thận nhìn một chút, xác nhận đều không có vấn đề gì, mới nói, đồ vật đều là đồ tốt, chẳng qua nương nương bây giờ thể hư, những cái này lại đều là đại bổ chi vật, chỉ sợ nương nương quá bổ không tiêu nổi, những vật này trong thời gian ngắn vẫn là không được đụng tốt. Nhàn Phi gật gật đầu. Hướng đang cầu vòng nhìn sang, đang cầu vòng lập tức nói, nô tỳ đều nhớ kỹ, trước đem những vật này cất kỹ, ngày sau lại lấy ra cho nương nương phục dụng. Nhàn Phi liền khoát khoát tay, đang cầu vòng đem những vật kia cất kỹ, toàn bộ cầm xuống dưới, tầng sắc vì phòng ngừa Nhàn Phi phát hiện mình nhằm vào Yến Vương, liền thuận thế bổ sung một tiếng, ngày sau trong cung tiến đến đồ vật, nhất là cửa vào đồ vật, nương nương tốt nhất đều mời thái y kiểm tra một phen, cầu cái an tâm, cũng là tốt. Nhàn Phi ừ một tiếng, ngươi nói không sai, ta sẽ phân phó. Tần sắc liền cười cười, cùng Nhàn Phi ngồi chơi nói mấy câu, rất nhanh, đến trưa dùng bữa thời gian, phòng bếp nhỏ đưa tới một bàn bàn tiệc, tần sắc từng cái kiểm tra qua, đều không có vấn đề, mới hướng Nhàn Phi nói, xem ra nương nương cung trong người cùng những vật khác, đều không có vấn đề, vấn đề chỉ xuất tại nhanh nhẹn quả bên trên, trong cung người, nương nương tạm thời vẫn là có thể tin tưởng. Nhàn Phi nắm chặt lại tần sắc tay, cười nói, ta hiện tại chỉ tin tưởng ngươi, thái tử cùng đang cầu vòng, ba người các ngươi, những người khác ta thật không thể tin được. Tần sắc không có cưỡng cầu, thuận thế nói, nương nương đối cái khác lòng người tồn đề phòng cũng là tốt, cẩn thận chút luôn luôn không sai. Nhàn phi một bộ tán đồng bộ dáng, ngay tại các nàng định dùng thiện thời điểm, đạm đài hữu chạy tới, vội vã, sắc mặt xanh xám, nhàn phi xem xét, liền lui trái phải, tần sắc sau đó hỏi, điện hạ thế nhưng là ra được cái gì? Đạm đài hữu cắn răng, đem bộ kia họa hướng tần sắc trước mặt vừa để xuống, ngồi xuống, đè nén giận dữ nói, người này, chính là triệu vương người. Tần sắc cùng nhàn phi liếc nhau, cướp chừng là đã sớm nghĩ đến, có thể là triệu vương người, các nàng cũng không có cỡ nào giật mình, tính cả nhàn phi, lúc này đều không hề tầm thường bình tĩnh, tần sắc hỏi, thật sự là triệu vương người. Đạm đài hử gật gật đầu, đem người này tình huống cặn kẻ, nói cho tần sắc cùng nhàn phi, người này gọi là tiền báo, xem như triệu vương phủ đưa đi hoàng trang người, nhưng chính xác đến nói, hắn cũng không tính triệu vương người. Đạm đài hữu từ bên trong ti phát hiện người này là triệu vương giao cho hoàng trang, thuận tiền báo tin tức, hắn tra một chút đi, phát hiện, tiền báo bản thân là Huệ Phi nhà mẹ đẻ một cái quản sự, nghe nói tại Huệ Phi nhà mẹ đẻ thời điểm, 10 phần không khéo tài giỏi, có phần bịch gia cưng chiều. Là Huệ Phi nhà mẹ đẻ người. Tần sắc ồ lên một tiếng, thật cũng không nhiều ngoài ý muốn, đạm đài hữu trầm mặt, vâng, mà lại tại Huệ Phi nhà mẹ đẻ thời điểm, cầm trong phủ nhân viên thu chi chìa khóa, rất thụ chủ gia tinh một bề, niên kỷ cũng không lớn, mới hơn 30 tuổi, liền được đưa đến hoàng trang bên trên, đây rõ ràng là có ý khác. Tần sắc về suy nghĩ một chút tiền báo bộ dáng, xác thực không tính lớn, xem ra Huệ Phi thật sự là tuyển chọn tỉ mỹ qua, mới đưa dạng này người, từ triệu vương trong tay đưa đi hoàng trang. Bây giờ rõ ràng, là Huệ Phi cùng triệu vương để tiền báo cho nhàn mẫu phi hạ độc. Đạm đài hử mài răng hắc hắc, bọn hắn chính là biết, cung nội không có những người khác thích ăn nhanh nhẹn quả chỉ có nhàn mẫu phi ngày ngày cần dùng liền để người tại nhanh nhẹn quả bên trong hạt vì không khiến người ta phát giác thanh tẩy vô dụng còn tại cây ăn quả trung hạ độc thật sự là tâm như xà hạt đạm đài hữ nói đứng lên như không phải là không có cái khác chứng cớ xác thực ta hiện tại liền nghĩ đi phụ hoàng trước mặt tố giác huệ phi tần sắc nói kỳ thật cũng không phải là không có chứng cứ nhanh nhẹn quả có độc là thật tiền báo dưới sự hỗ trợ độc là thật chẳng qua muốn có được chứng cứ, liền phải bắt tiền báo, mà lại bắt tiền báo cử động này, phải lặng yên không một tiếng động, không thể rút dây động rừng, nếu không liền bị người phát hiện. do dự một chút, Tần Sắc nói, ta cảm thấy điện hạ không ngại đi trước cùng bệ hạ nói một tiếng, mời bệ hạ đem tiền báo vụn trộn bắt tới thẩm vấn, dạng này chứng cứ sẽ thẳng tới trước mặt bệ hạ, đến lúc đó cũng không sợ. có người từ đó cản trở, đạm đài hử lại câu mày nói, nhưng ta bây giờ không có chứng cứ a. À? nhanh nhẹn quả chính là chứng cứ A. Tần sắc kiên nhẫn nói, điện hạ chỉ cần đem nhanh nhẹn quả cầm tới, nói rõ có độc, thực sự không được, liền nói là ta nghiệm ra tới độc, tạm thời không muốn tìm thái y xác nhận, trước bắt tiền báo, bởi vì một khi tìm thái y xác nhận, tin tức rất nhanh liền truyền đi, bệ hạ hẳn phải biết nên xử trí như thế nào. Đạm đài hữu nghe vậy, liền quyết đoán kịp thời nói, tốt, ta lúc này đi một chuyến. Nói, hắn liền vội vội vàng ra ngoài, cũng không cho nhàn phi cơ hội nói chuyện, nhàn phi nhíu mày, hướng tần sắc nhìn sang, cái này thật thành sao? Thành cũng phải thành, không thành cũng phải thành. Tần sắc nói, chuyện này nhất định phải trải qua bệ hạ tay, nếu là chúng ta tự mình bắt người thẩm vấn, đều sẽ bàn sinh chi tiết, nương nương liền an tâm chờ xem, ta tin tưởng bệ hạ sẽ cho nương nương một cái công đạo. Nhàn phi nghe vậy, tạm thời cũng chỉ có thể dằn xuống đến, bởi vì tần sắc nói đến đều là đúng, tự mình bắt người thẩm vấn, coi như tiền báo nhận, cầm khẩu cung đến trước mặt bệ hạ, bệ hạ khẳng định cũng phải để Huệ Phi cùng tiền báo đối chất, Huệ Phi liền có cơ hội phản ứng tiền báo hoặc là phản cung, hoặc là nói đạm đài hữu nói chuyện hành động bức cung, khi đó cũng dễ dàng bị Huệ Phi bị cắn ngược lại một cái, chỉ có để bệ hạ thẩm vấn ra tới, mới là ván đã đóng thuyền, Huệ Phi biện không thể biện. Cái chủng loại kia mà tại tần sắc cùng nhàn phi chờ tin tức thời điểm, bệ hạ từ thái tử kia, chiếm được tin tức này, thần sắc hắn trầm xuống, nhiều lần hỏi, thái tử ngươi xác định cái này nhanh nhẹn quả bên trong có độc. Đạm đài hử quỳ xuống đến, nói, nhi thần xác nhận, vĩnh lạc quận chúa y thuật tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bệ hạ lại nói, không phải nói nàng y thuật nông cạn sao. Vĩnh lạc quận chúa y thuật là còn có tiến bộ khả năng, nhưng nàng nhất thiện biết độc, điểm này tuyệt sẽ không sai, nhi thần dám dùng trên cổ đầu người đảm bảo. Chỉ chẳng qua hiện nay không thể tìm thái y xác nhận, một khi tìm thái y, liền sẽ cùng vĩnh lạc quận chúa nói một đàn tin tức sẽ truyền đi sẽ rút dây động rừng, còn cầu phụ hoàng vì nhàn mẫu phi làm chủ. đạm đài hử quỳ rạp dưới đất đập một cái khấu đầu bệ hạ nghe vậy ngón tay tại cái ghế bên cạnh trên lan can gõ ba cái rất nhanh có toàn thân áo đen người xuất hiện trong điện bệ hạ trực tiếp phân phó nói người đi hoàng trang đem một cái tên là tiền báo người vụng trộn mang đến không muốn kinh động bất luận kẻ nào người kia không trên một tiếng liền rời đi bệ hạ sau đó nhìn qua đạm đài hử có thâm ý khác mà nói tần sắc một câu, ngươi liền dám dùng trên cổ đầu người đảm bảo, ngươi cứ như vậy tin tưởng tần sắc. Hay là nói, thái tử ngươi không chỉ có là tin tưởng tần sắc. Đạm đài hữu quỳ rạp trên đất, không có ngẩng đầu, nhi thần thừa nhận, nhi thần đã từng thích qua tần sắc, hiện tại cũng thích, thế nhưng là, nhi thần là thái tử, nàng là phụ nữ có chồng, giới hạn rõ ràng, nhi thần hiểu được nên làm như thế nào, lại đối với chuyện này, cũng không phải trò đùa, việc quan hệ nhàn mẫu phi sinh tử, nhi thần cũng không dám trò đùa, nói tới câu câu là thật bệ hạ thần sắc chậm chậm đứng lên đi đạm đài hử đứng dậy bệ hạ nhìn xem hắn bỗng nhiên cười một tiếng tần sắc nha đầu kia trẫm cũng thật thích tiếng thối có độ khí chất phi phàm xem xét liền không phải vật trong ao nếu không phải nàng có phu làm cho ngươi cái trắc phi ngược lại là có thể đạm đài hử lại cau mày nói phụ hoàng làm gì làm nhục nàng hắn cười khổ nói chính là nàng không có phu quân ta cầm thái tử phi vị trí ra ngoài nàng cũng chưa chắc để ý ta. Bệ hạ yên lặng nhìn hắn mấy giây, phát hiện hắn nói đúng nói thật, thần sắc trở nên rất là phức tạp, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Ngươi cũng thế, yêu sai người. Chương 464, yêu sai người 464, yêu sai ngược sắc cùng nhàn phi là tại buổi chiều, đạm đài hữu trở về về sau, mới đến bệ hạ đã phái người đi hoàng trang bắt người tin tức. Tần sắc cùng nhàn phi đều thở dài một hơi, chỉ cần bệ hạ đồng ý nhúng tay, nhất định có thể từ tiền báo kia thẩm vấn ra kết quả, đến lúc đó, Huệ Phi cùng Triệu Vương nghĩ đều lại không xong, chỉ có điều, tần sắc phát hiện, đạm đài hữu trở về về sau, thần sắc cũng không tốt, thường xuyên ngẩn người, tần sắc không khỏi hỏi, điện hạ đây là làm sao rồi? Là bệ hạ răng dạy điện hạ sao? Đạm đài hữu nghe vậy, kịp phản ứng, vẫn còn có chút cứng đờ lắc đầu, không có. Là chính ta. Ta hơi mệt chút. Hắn đứng dậy hướng nhàng phi hành lễ nói, nhàn mẫu phi, ta về trước phủ nghỉ ngơi một lát, chậm chút lại tiến cung tới. Nhàn Phi cho là hắn thật sự là không có nghỉ ngơi tốt, liền gật gật đầu, tần sắc lại phát hiện, đạm đài hữu tình huống không có hắn nói đơn giản như vậy, nàng liền đứng dậy thuận thế nói, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên xuất cung. Nhàn Phi lần nữa gật đầu, vậy các ngươi hai một đạo đi, trên đường trở về cẩn thận một chút. Tần sắc lên tiếng, liền cùng ngơ ngác lăng lăng đạm đài hữu một đạo ra hoàng cung, tại xuất cung trên đường, tần sắc không khỏi hỏi, điện hạ đến cùng gặp chuyện gì. Đạm đài hử cười khổ nói, cũng không có gì, phụ hoàng chính là răng dạy ta, không có chủ kiến, ngươi nói cái gì, ta liền tin cái gì, người mà bị huấn, khó tránh khỏi có chút không vui, ngươi không cần phải lo lắng ta. Tần sắc nửa tin nửa ngờ, là như thế này. Đạm đài hử nghiêm túc gật đầu, tần sắc liền không thể làm gì khác hơn nói, kia điện hạ sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Đạm đài hử nghe vậy hướng tần sắc khoát khoát tay, liền bên trên xe ngựa của mình, tần sắc cũng quay người bên trên tầng da xe ngựa, ngồi ở trong xe ngựa, đạm đài hử trên mặt cười, lập tức sụ xuống, hắn không có nói cho tần sắc, bệ hạ lúc ấy đều cùng hắn nói cái gì. Hoàng gia không phải là không thể có yêu, mà là không thể yêu lầm người, không thể yêu không có phân tất. Tiền triều thái tử yêu qua một nữ nhân, vu tộc nữ nhân, dung mạo khuynh thành, võ công phi phàm, ba phen mấy bận cứu thái tử tại nguy nang, nhưng... Nàng là vu tộc nữ quân, nàng đối thái tử không có yêu, vu tộc không cho phép thần nữ cùng ngoại giới thông hôn, hai người bọn hắc định không có kết quả. Thế nhưng là, thái tử bỏ qua hết thảy, cam nguyện từ bỏ dễ như trở bàn tay đế vị, viễn phó vu tộc chi địa, lại nhìn thấy hắn yêu nữ nhân, đã cùng người bên ngoài ân ái sinh con, sau khi trở về liền học máu mà chết. Người cả đời này kiểu gì cũng sẽ yêu một chút người, một chút không chiếm được người. Hủ, hôm nay người ta ở giữa, không có quân thần, chỉ có phụ tử, cha ta, đã từng cũng có một cái yêu mà không được người, nhưng cuối cùng, ta diệt nàng toàn tộc, bởi vì không có kết quả, chính là không có kết quả, ông trời chú định, cho dù chúng ta thận tại vị trí này, có một số việc cũng vô lực thay đổi. Hôm nay, ta cho phép ngươi vì nàng cuối cùng phóng túng một lần, vô điều kiện tín nhiệm nàng một lần, nhưng ở sau ngày hôm nay, ta không hy vọng sự tình hôm nay lại phát sinh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không chỉ có là một cái nam nhân, ngươi càng là triều ta thái tử. Tương lai hoàng đế, mọi thứ không thể chỉ vì một mình ngươi suy nghĩ phụ hoàng bộc bạch tới quá nhanh quá đột ngột không có cho đạm đài hưởng một tí cơ hội phản ứng hắn thậm chí đều chưa kịp nói câu nào phụ hoàng liền rời đi hắn không có thời gian đến hỏi phụ hoàng yêu người kia là ai cũng không có thời gian đi bộc bạch mình tâm tư nhưng phụ hoàng bộc bạch mặc dù vô tình lại là thế gian tàn khốc nhất chân thực thế gian không chỉ là tình cảm còn nhiều mong mà không được sự tình như mỗi người đều cầu mà nhưng phải vậy trên thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy vợ chồng bất hòa, có đôi khi hoặc là gia đình hoặc là hoàn cảnh hoặc là thân phận hoặc là điều kiện, đủ loại đủ loại, liền cùng phụ hoàng nói đồng dạng, chú định không có kết quả chính là không có kết quả, đạm đài hữu trong khoảnh khắc đó, phản phất nhìn thấy nếu là mình cưỡng cầu sau sẽ là kết quả gì, một nháy mắt già nua, vậy không bằng là, về sau, hắn dùng thật lâu, mới tiêu hóa hết phụ. Hoàng những lời này, hắn thối lui đến một cái so trước đó cùng tần sắc càng thêm hợp lý vị trí ân nhân, thậm chí liền bằng hữu đều không phải tân nhân khách khí đối đãi bằng hữu kiểu gì cũng sẽ sinh ra tự dưng ý nghĩ sằng bậy hắn lựa chọn làm cái trước thích hợp hơn về sau tần sắc phát giác được đạm đài hữu như có như không biến hóa cứ việc đạm đài hữu biểu hiện giống như ngày thường nhưng chỗ rất nhỏ biến hóa nàng còn có thể cảm giác được chẳng qua đây đều là nói sau tần sắc dưới mắt cũng không biết đạm đài hữu đều cùng bệ hạ đàm cái gì lên xe ngựa về sau nàng nghĩ như thế nào vẫn cảm thấy đạm đài hữu câu nói kia là lừa gạt mình kết quả cũng không phải là thật chẳng qua đạm đài hữ không muốn nói nàng cũng không có lại xoắn suýt hỏi tới ngồi xe ngựa về tầng gia hôm nay nàng tiến cung tạ ơn ngược lại là từ trong hoàng cung cầm lại quận chúa phủ kia tòa nhà khế nhà cùng khế đất có thể bắt đầu mình tu sửa tần sắc liền đem lực chú ý chuyển dời đến trong chuyện này thuận tiện chờ lấy huệ phi sự kiện kia kết quả đến nàng cầm khế nhà cùng khế đất đi tìm tới tạ hành lôi kéo tạ hành hứng thú bừng bừng đi gặp nhà mới của mình tòa nhà này xác thực rất rách nát chẳng qua cơ sở cũng không tệ lắm. Tần sắc ngược lại là thật hài lòng, chỉ là cẩn tu sửa địa phương thật nhiều. Tạ Hành nhìn một vòng, nói muốn tu sửa tốt, sợ là không dễ, chậm nhất cũng phải nửa năm. Nói cách khác, năm trước không vào ở được, Tần sắc lại nói không cần, xem ta. Nói xong, nàng không biết từ chỗ nào móc ra, sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồng tiền chu sa dây đỏ, đẩy ra viện tử chính giữa lá rụng, bắt đầu bày trận rất nhanh. Nàng họa một đạo trận, Tạ Hành còn chưa nhìn ra đó là cái gì trận pháp liền thấy bốn phía lá rụng không gió mà động, cực tốc xoay tròn, mình hoàn thành một đống, cái khắc mái hiên cột gỗ cửa sổ khung cửa, bong ra từng màn bộ phận, cũng bắt đầu mình sinh trưởng, tạ hành nheo lại mắt đến, hướng tầng sắc nhìn sang, nhìn thấy tầng sắc một mặt hưng. Phấn mà nhìn xem chung quanh thay đổi. Hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Xem ta vạn vật sinh trưởng tăng thêm sạch sẽ thuật, hiệu quả không tệ a. À. Tần sắc một mặt hiến bảo địa đạo, tạ hành, cái gì vạn vật sinh trưởng? Tần sắc giải thích nói, Vạn vật có linh a tất cả mọi thứ, cho dù là tử vật, đều có linh khí của mình duy trì lấy bộ dáng suy bại hoặc là mục nát đều là bởi vì linh khí không đủ mà thôi. Ta vạn vật sinh trưởng trận pháp kỳ thật chính là cho bọn chúng bổn khí xúc tiến bọn chúng bản thân chữa trị mà thôi a sạch sẽ thuật nha liền tên như ý nghĩa là có thể làm cơ bản sạch sẽ, có thể sạch sẽ vật phẩm cũng có thể sạch sẽ tự thân liền cùng tắm rửa giống như Tần sắc giải thích thông tục dễ hiểu. Tạ hành không phải nghe không hiểu những lời kia, hắn biết tầng sắt đến từ một thế giới khác, đã từng leo lên đến cao phong, nhưng nhìn đến tầng sắt biểu hiện, hắn vẫn là trong lòng giật mình, không nghĩ tới tầng sắt trèo lên kia một chỗ cao phong, là hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cảnh. Trách không được lâu thiên cơ tại tiếp xúc bên trong, liền phát hiện, nàng cũng không phải là nguyên bản liền linh lực không tốt, mà là bởi vì ngoài ý muốn thối lui đến chân núi, chỉ có một bộ trên đỉnh núi phong cảnh quan sát, miêu tả vân vân, lại không cách nào lần nữa leo lên hóa ra là loại này kiểm giác. Nhưng bây giờ tần sắc có thể dùng ra dạng này trận pháp, là đại biểu, nàng đã dần dần trọng trèo đỉnh phong sao. Chương 465, lợi dụng ngươi 465, lợi dụng ngược sắc tràn đầy phấn khởi nhìn chính mình trận pháp, làm ra thay đổi, bỏ qua tạ hành thần sắc biến hóa. Nếu nàng lúc này chú ý nhìn tạ hành thần sắc biến hóa, khẳng định có thể nhìn ra rất nhiều nội tình. Không bao lâu, dinh thự liền bị quét dọn không nhúng bụi trần, nguyên bản một nát đầu gỗ nhóm, khôi phục lại bộ dáng của ban đầu, giống như mới từ cây cối chặt đi xuống, làm thành cột gỗ hoặc cửa gỗ bộ dáng, một điểm cũng nhìn không ra đến giống như là bị để đó không dùng nhiều năm tòa nhà, ngược lại giống như là vừa mới kiến tạo tốt tầng. Sắc vỗ tay phát ra tiếng, mừng khấp khởi mà nói, thành công. Ta thật sự là quá tuyệt. Tạ hành không nghĩ tới trận pháp này thật có thể làm đến bước này, có chút sợ hãi tháng phục, dạng này cũng được. Ta đã nói với ngươi rồi, khẳng định không có vấn đề nha tần sắc đắc ý vẫy một cái lông mày nói có điều khẳng định không thể cùng bên ngoài người nói là ta dùng trận pháp tu sửa vẫn là phải tìm đám thợ thủ công đến đi cái đi ngang qua sân khấu năm trước chuyển lúc tiến vào liền đối ngoại đầu nói chúng ta mời rất nhiều công tượng đến ngày đêm đẩy nhanh tốc độ mới đuổi tại năm trước vào ở đến tạ hành nhìn xem nàng nhảy cẩn thần sắc cứ như vậy nghĩ vào ở đến đương nhiên a à. tần sắc nói mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì bệ hạ đem tòa nhà này ban cho ta khi chính là ta tòa nhà ở tại nơi này liền tương đương với ở tại nhà mình ta đương nhiên nghĩ ở qua đến cứ việc người tần gia đối bọn hắn thật sự không tệ đối bọn hắn không có cái gì hạn chế mà dù sao ở tại trên địa bàn của người ta trong lòng bao nhiêu sẽ có chút ăn nhờ ở đậu cảm giác ở tại nhà mình tự nhiên là không giống tần sắc cũng nghĩ qua nàng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi kinh thành nguyên bản liền đang nghĩ có nên hay không đặt mua một chỗ tòa nhà cũng không thể tại tầng gia một mực chịu đựng, hiện tại không cần bỏ ra tiền, trống rỗng nhiều một chỗ tòa nhà, quả thực là. Ngũ gật có người đưa gối đầu, đắc ý sự tình, nói xong, tần sắc liền quay đầu đi nhìn tạ hành, lại phát hiện tạ hành vẫn đang ngó chừng mình, không biết đang suy nghĩ gì giống như tần sắc đánh giá mình, không có phát hiện có cái gì sai lầm, không khỏi hỏi, ngươi như thế nhìn ta chầm chầm làm cái gì. Tạ hành lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, bệ hạ tại sao lại phong ngươi làm quận chúa tần sắc nhíu mày chuyện này ta từ trong cung trở về không phải đã nói với ngươi rồi sao ta vẫn là không nghĩ ra tạ hành nhạc âm thanh hai ngày này ta một mực đang nghĩ chẳng lẽ thật bởi vì bắc ninh quận chúa một câu trò đùa bệ hạ liền phong ngươi làm quận chúa đây cũng quá con dâu tần sắc nghe vậy ngược lại là không nghi ngờ gì suy nghĩ nhiều lo ngại giống tạ hành tính cách huống chi điểm này chính nàng đều không nghĩ minh bạch người quận chúa này hư danh xác thực đến quá mức đột ngột tần sắc ai biết được có lẽ bệ hạ lúc không quen nhìn bắc ninh quận chúa cùng trưởng công chúa mượn phong ta làm quận chúa chi tên cảnh cáo một chút trưởng công chúa lại hoặc là gặp nàng tiếng nói đột nhiên bỏ dở tạ hành hỏi lại hoặc là cái gì lại hoặc là bệ hạ là biết ta cùng bắc ninh quận chúa xưa nay không hòa thuận dùng ta làm quân cờ chọc giận trưởng công chúa bốc lên phân tranh đương nhiên đây chỉ là tần sắc suy đoán tạ hành liếc nhìn nàng đưa tay dịch một chút bên tai nàng tóc rối dùng ngươi làm quân cờ đúng a à, bắc ninh quận chúa tại đại yến phía trên trước mắt bao người biểu hiện ra đối ta cũng không đẩy mỉa mai ta cái này hương quân vị trí lai lịch bất chính bệ hạ nghe được về sau hết lần này tới lần khác trắng trợn gia phong ta vì quận chúa cùng bắc ninh quận chúa ngang vai ngang vế nhiều người như vậy cũng đều nhìn ra ta phong quận chúa bắc ninh quận chúa là không vui vẻ mà Bắc Ninh quận chúa trong lòng lúc này không biết có bao nhiêu hận ta một cái không có chút nào gia thế giả. Nha đầu, cùng nàng ngang vai ngang vế, nếu như nàng về sau đối ta có cái gì bất lợi, ta tốt xấu bệ hạ phong vĩnh lạc quận chúa, nàng đối ta bất mãn, ra tay đã thương người, đó chính là tổn thương mặt mũi của bệ hạ, bệ hạ đương nhiên sư xuất nổi danh, chỉnh lý trưởng công chúa phủ. Tần sắc phỏng đoán, bệ hạ là cái lão hồ ly, quả quyết không thể nào là vì cùng tiểu hài tử đưa khí, tùy tiện phong nàng một cái quận chúa, có lẽ chỉ là tại kia ngăn miệng, nghe được Bắc Ninh quận chúa mỉa mai nàng, bệ hạ lên cái khác tâm tư, trưởng công chúa phủ bên này, bây giờ đã là bấp bên, nhưng trở ngại mặt mũi, không có đăng lúc danh mục dưới, bệ hạ không có. Khả năng vô duyên vô cớ đất diệt trưởng công chúa một mạch, nhưng không có danh mục, bọn hắn có thể tự hành tìm danh mục A, Bắc Ninh quận chúa cùng tần sắc cũng không hòa thuận, cái này tại đại yến phía trên liền nhìn ra được. Nếu là tương lai nàng lại cùng Bắc Ninh quận chúa có cái gì xung đột, hoặc là dựa vào Bắc Ninh quận chúa đi hoa kia tính cách, đối nàng làm cái gì? Bệ hạ kỳ vọng đang lúc danh mục, không liền đến sao? Nói cho cùng, nàng là bệ hạ thân phong vĩnh lạc quận chúa, bất kể như thế nào, đều đại biểu cho bệ hạ mặt mũi, nếu nàng xảy ra chuyện, bệ hạ muốn truy xét đến cùng, cũng là hợp tình lý, Tạ Hành nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nói như vậy bệ hạ là muốn lợi dụng ngươi. Không nhất định. Tần Sắc nhún vai nói, dù sao những cái này chỉ là phán đoán của ta. Ai biết điện hạ trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ đâu? Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, liền xem như bệ hạ dạng này tưởng tượng cũng phải bắt ninh quận chúa bên kia phối hợp mới là lui một vạn bước, coi như bắt ninh quận chúa ngốc tốt, thật phối hợp bệ hạ mưu đồ vậy cũng phải ta phối hợp a, chỉ là bắt ninh quận chúa tổn thương không đến ta yên tâm. Nghe được tần sắc nói như vậy, tạ hành trên mặt thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, cũng không biết có nghe được hay không kỳ thật, ngay từ đầu hắn nhìn xem tần sắc chỉ là đang nghĩ tầng sắc trong đầu một phần khác ký ức sự tình, thấy tầng sắc xoay đầu lại hỏi, hắn mới lung tung tìm cái cớ, bệ hạ chuyện bên kia, hắn hai ngày này xác thực có đang nghĩ, lại không nghĩ nhiều như vậy, cung nội tốt xấu có nhãn tuyến của hắn, nếu như cung nội thật có tin tức gì truyền tới, hắn tự nhiên sẽ nhận được. Tin tức, hắn ngược lại là không nghĩ tới, tầng sắc sẽ nghĩ xa như vậy, xem ra tầng sắc cũng không phải là hữu dũng vô mưu người, đối tất cả mọi người không đề phòng, tương phản tại bất luận một cái nào sự tình bên trên nàng khả năng đều so người bên ngoài nghĩ lâu dài, ý thức được điểm này, tạ hành chợt nhớ tới tần chi ngày đó hỏi hắn, thẳng thắn mà đối đãi Không tốt sao? Hắn lúc ấy không nói chuyện, trên thực tế, hắn không phải là không muốn thẳng thắn mà đối đãi chỉ là sợ tần sắc suy nghĩ nhiều, cùng nếu là tần sắc biết thân phận của mình, có thể sẽ đối nàng mình bất lợi, dù sao nàng hiện tại cùng hoàng gia đi được quá gần, nếu là nàng biết thân phận của mình, tại đối mặt hoàng thất thời điểm, có thể sẽ có tính kém đạp sai, mà nàng cảm xúc bên trên một khi có chút không ổn thỏa, cực dễ dàng bị phát hiện. Đồng thời còn phải đề phòng phải vu chút người bên kia. Phát giác chỉ có tần sắc không biết mình thân phận, hoàn toàn xem như mình là một người bình thường, tự nhiên cùng những người kia ở chung lúc, mới không dễ dàng bị phát hiện. Hắn mới có thời gian, có cơ hội, trước giải quyết phải vu chút bên kia lực lượng, cho nên, càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy không thể đem tần sắc thân phận trước nói cho nàng. Thời cơ chưa tới, nhưng hắn hiện tại bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, Tần Sắc mọi thứ đều thích lưu tâm nhiều tính cách, thật đối thân phận của mình không có. Chút nào hoài nghi, hoàn toàn không biết vì sao, phu tộc nữ quân sinh mà sớm thông minh, nếu như nàng nhân hồn thật sự là tại địa phương khác dưỡng thành, trở về sau sẽ không khôi phục trí nhớ lúc trước sao? Thế nhưng là, nhìn xem Tần Sắc những ngày này cùng hắn ở chung, cùng thường ngày cũng không dị dạng, như Tần Sắc biết, còn có thể này, kia Ngụy Trang cũng quá tốt, nếu nàng không biết Dường như càng nói thông được nghĩ đến đây, Tạ Hành đột nhiên hỏi, "Sắc Sắc, nghĩ về ngươi ra đời địa." Phương nhìn xem sao. "Ngươi nói là chúng ta Tần gia a." Tần Sắc ngược lại là không do dự cùng trốn tránh, nói thẳng, "Làm sao về trở lại? Cha mẹ ta cùng nhà của ta, sớm đã bị chết, hiện tại khắp kinh thành, chỉ có một cái Tần gia, đó chính là Tổng ty phủ, nghĩ về cũng không thể quay về." Chương 466, một cái nô tài chết liền chết 466 một cái nô tài chết liền chết hành nhìn qua tầng sắt phát giác nàng thần sắt không có nửa phần giả dối mà lại trả lời không chút do dự cũng không có suy nghĩ cái khác thật giống như nàng xác thực chỉ có kia một chỗ nhà giống như tạ hành trong lòng hơi buông lỏng một chút nhưng lại đã cảm thấy trống rỗng chợt hắn mới ấm giọng cười nói được rồi không thể quay về cũng không có gì đợi đến năm trước lúc chúng ta lại đi tầng đại nhân trước mộ phần nhìn xem tầng sắt nghe vậy gật gật đầu được a à, vậy hôm nay chúng ta liền đi về trước đi quay đầu ngươi tìm mấy cái công tượng đến tìm thêm một chút đi một chút đi ngang qua sân khấu là được tạ hành đáp ứng đến khép lại tầng sắt tay nắm nàng tay một đạo ra tòa nhà mà tại hắn quay người về sau tầng sắt trong con ngươi hiện lên một vòng màu đậm nàng không biết tạ hành tại hoài nghi gì nhưng nàng biết mới một câu kia tuyệt đối là thăm dò từ tầng chi trong miệng nàng có thể biết được tạ hành là biết thân phận của nàng tự nhiên cũng biết nàng xuất sinh chi địa là vô tộc cấm địa muốn hỏi nàng muốn hay không về trước kia tần gia nhìn xem cũng không sẽ hỏi nàng muốn hay không về nơi sinh có điều nàng hiện tại đã học tạm thời đem vô tộc kia một đoạn trong mộng ký ức buông xuống cố gắng ghi nhớ mình thân phận bây giờ mới ngược lại là không có lộ ra sơ hở nhưng tạ hành đột nhiên hỏi như vậy là nàng địa phương nào lộ ra chân tướng dẫn tới tạ hành hoài nghi sao tần sắc lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tạ hành hướng tần gia thời điểm ra đi trưởng công chúa trong phủ bắc ninh quận chúa giống như nàng suy đoán đồng dạng từ Đại Yến trở về về sau, ngay tại trong nhà quản đồ vật, phát thật là lớn lửa, đem bên người nha hoàng bà tử toàn bộ đánh một bỗng nhiên, hôm nay trước kia, lại tại trong nhà vỡ lỡ ra, trưởng công chúa đêm qua thật vất vả trấn an Bắc ninh quận chúa nằm ngủ, trở lại phòng bên trong, còn chưa ngủ quen, lại nghe được một trận huyên náo, mười. Phần đau đầu lại sinh khí, một cái kéo ra rèm che, hướng ra ngoài đầu mắng lên. Các ngươi đều là người chết sao? Nghe không được quận chúa bên kia thanh âm, vừa mới nói xong, nàng thiếp thân bà tử đi nhanh lên tiếng đến bà. Tử phúc thân nói, điện hạ, ngươi vẫn là đi xem một chút quận chúa đi, quận chúa. Giết người. Cái gì? Giết người. Trưởng công chúa sững sờ, chợt xoay người xuống giường, đi một bên cầm bên cạnh quần áo, một bên truy vấn, chuyện gì xảy ra, bà tử tiếp nhận quần áo, giúp trưởng công chúa mặc vào, nô tỳ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đêm qua ngày sau khi đi không bao lâu, quận chúa liền tỉnh lại, kêu la muốn ăn đồ vật, bếp sau liền đi chuẩn bị, nhưng đưa trôi qua về sau, quận chúa một hơi không có ăn, liền toàn bộ quẳng, náo loạn lên, quận chúa bên người tâm sen, đi thu thập tàn cuộc đâu, quận chúa. Liền đột nhiên cầm lên một cây chủy thủ, một đao giết tâm sen, lúc này còn tại náo đâu. Trưởng công chúa nghe được đau đầu, tức hỗn hển, nha đầu này. Ta thật sự là đem nàng làm hư. Vì một cái tầng sắc, cần thiết hay không? Náo mấy ngày nay, còn không phải yên tĩnh bà tử thay trưởng công chúa bó tốt bên ngoài váy, hiện nay, quận chúa kia trong phòng nha hoàng, cả đám đều không dám đi qua hầu hạ, từng cái đều chạy tới cùng lão nô khóc cầu, cầu điện hạ mở ân điển, mau cứu các nàng đâu. Cái này có cái gì? Không sẽ chết một cái nha hoàng. Trưởng công chúa nhíu mày, chết liền chết rồi, từng cái nha hoàng, còn muốn thượng thiên hay sao? Văn tự bán đức đều tại trong tay chúng ta, giết các nàng cũng không phạm pháp, giết liền giết, các nàng làm nô bộc, mỗi quyệt dẫn nguyệt ngân, không phải liền là hầu hạ chủ tử. Xảy ra chút sự tình, liền không đi hầu hạ rồi. Lật trời. Ngươi đi khuyên bảo các nàng, đều cho ta ngoan ngoãn trở về hầu hạ, nếu không bản cung trực tiếp để người đem các nàng toàn giết. Nói xong, trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi ra ngoài, chạy về Bắc Ninh quận chúa gian phòng, bà tử ở sau lưng nàng, toàn thân mồ hôi lạnh, tâm can cũng đang run rẩy, nghĩ đến trưởng công chúa mới kia một phen, nàng chỉ cảm thấy thất vọng đau khổ đã cực, cho dù bọn hắn là làm nô bộc chẳng lẽ mạng của bọn hắn không coi là mệnh rồi bắc ninh quận chúa cái này cùng tựa như phát điên gặp người liền đánh đánh chưa hết giận còn muốn giết người đổi ai dám đi chiếu cố trưởng công chúa đây rõ ràng là để bọn hắn đi chịu chết lấy lắng lại quận chúa nộ khí a bà tử mặc dù là từ xem thường lấy trưởng công chúa lớn lên rất có tình cảm nhưng nàng không thể không nói mấy năm này không biết chuyện gì xảy ra trưởng công chúa cùng quận chúa tính cách càng ngày càng bất thường gắt gỏng thủ đoạn độc ác những năm này trong phủ không biết chết bao nhiêu nô tài tại dạng này dưới nàng cũng không dám nghĩ tiếp xuống có thể hay không đến phiên nàng nghĩ được như vậy trong nội tâm nàng một cái giật mình vội vàng tập trung ý chí cất bước đi ra ngoài hành vi cử chỉ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một bên khác trưởng công chúa đã đuổi tới bắc ninh quận chúa gian phòng nhìn xem đầy đất bừa bộn còn có một cổ thi thể trưởng công chúa sắc mặt chìm xuống cổ thi thể kia là cái nữ thi chính là bà tử mới vừa nói qua tâm sen tâm sen nằm rạp trên mặt đất. Nghiêng mặt, hướng lên trên nhìn xem, đầy mắt hoảng sợ cùng không dám tin, bên miệng đều là máu, mà vết thương trí mạng là hậu tâm sen vào một cây chủy thủ, một đao trí mạng, trưởng công chúa nhìn xem tâm sen hai mắt mở to, chết không nhắm mắt, nhíu nhíu mày lại, hướng người bên ngoài mắng, các ngươi cả đám đều chết hay sao? Còn không đem thứ này xử lý. Nghe vậy, bên ngoài tụ lấy gã sai vặt cùng bà tử mới đi tiến đến, từng cái như lâm đại địch, rón rén nâng lên tâm sen thi thể, vội vàng hấp tấp liền hướng bên ngoài đi, trưởng công chúa thầm mắng một câu không may, cất bước tiếng nội thất, nội thất bên trong, bắc ninh quận chúa ngồi ở trên giường, cầm trong tay một cái cái kéo, càng không ngừng đâm vào một con rối. Đáng chết tần sắc, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Nếu không phải ngươi, Tào Ngọc Mai đã sớm chết, ta cũng không đến nỗi bị nhiều người như vậy trò cười, trước mặt mọi người xấu mặt. Đều là lỗi của ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Trưởng công chúa thấy cảnh này, lại nghe lấy bắc ninh quận chúa luôn mồm mắng trong lòng rung lên lại cũng sinh ra một chút sợ hãi nàng có chút lạ lẫm mà nhìn mình nữ nhi cố gắng ổn định thanh âm khẽ gọi nói tố tố ngươi đây là đang làm cái gì bắc ninh quận chúa nghe được mẫu thân thanh âm xoay đầu lại trong nháy mắt đó trưởng công chúa nhìn thấy bắc ninh quận chúa đáy mắt mãnh liệt hận ý cùng độc ác trưởng công chúa không khỏi khẽ giật mình nhưng rất nhanh bắc ninh quận chúa đứng dậy hướng nàng đi tới ông chặt lấy nàng mang theo tiếng khóc nức nở mẹ ngươi phải giúp ta ngươi nhất định phải giúp ta. nữ nhi gia ngô nông mềm giọng, nhất làm cho đau lòng người. trưởng công chúa trở tay khép lại bắc ninh quận chúa, vỗ nhẹ phần lưng của nàng, chợt nắm chặt nàng tay, lôi kéo nàng tại bên giường ngồi xuống, ôm nhu nói, tố tố, nương tốt tố tố.